Lưu Đào chỉ cần lập tức vượt qua châu đi một chuyến rửa oan người tổng đường, giao ra tiêu phát món đó pháp bào, mời cao nhân giúp đỡ cẩn thận thăm dò, cẩn thận khám nghiệm có hay không phục bút tồn tại lưu lại. Hắn tại rời khỏi sùng dương quan trước, cùng tiêu phát dặn dò một phen, làm cho nàng cẩn thận vì trình sư bá hộ đạo. Hắn lần này chạy đến Bảo Bình Châu, liền ba sự kiện, vì trình sư bá hộ đạo một đoạn thời gian, độ hộ châu Nguyên Triều Tiên về núi tu hành khuyên bảo Trần Bình An làm Tây Sơn kiếm ẩn nhất mạch cấp cao nhất khách khanh. Tiêu Phát hỏi, Nguyên Triều Tiên làm sao bây giờ, cứ như vậy phơi lấy nàng vài năm, trước mài một cái mũi nhọn, tổng đường bên kia có cao nhân, đã sớm tính ra Nguyên Triều Tiên là kim ngọc trong rừng trời sinh đại tài, nhất định đem nàng từ Bảo Bình Châu mang về trong núi. Lưu Đào Chi gật đầu nói, tuy nói trên núi kiếp số, 89 phần 10, chạy trời không khỏi nắng, thế nhưng là tu đạo chi sĩ, bên trong luyện tinh thần, tích góp từng tí một ngoại công, xác thực có thể trình độ nhất định suy yếu kiếp số. Nàng còn cần tại hồng trần trong nhiều hơn rèn luyện, tiêu phát nói ra, lời tuy như thế, Lưu Sư Huynh cũng không có thể làm trễ nải nàng tu đạo thời cơ tốt nhất. Lưu Đào Chi nói ra, ta đi gặp một lần nàng, trước truyền xuống một môn kiếm thuật, tiêu sư muội không cần từ bên cạnh chỉ điểm, chúng ta xuống núi tùy duyên độ người, bọn hắn lên núi tu đạo rồi lại muốn từ độ, tiêu phát lắc đầu, tự chính mình kinh này một kiếp hôm nay nào có phần này lòng dạ liền trốn ở chỗ này tốt rồi trung niên đạo sĩ vốn là dáng người khôi ngô đạo khí vừa nặng cho nên vô cùng có cảm giác áp bách nhất là vóc người trung đẳng nữ tử tới đối mặt có núi cao áp đỉnh xu thế vì vậy cái kia bảo thù liền khẩn trương muôn phần làm đối phương đưa ra cái kia bộ đạo thư cũng mặc kệ nàng là hay không lý giải trung niên đạo sĩ chỉ để ý chính mình từng câu từng chữ giảng giải đi tới đầu nàng não trống rỗng cao gầy như cây gậy trúc chung sơn, đi một chuyến trường ninh huyện nào đó đầu ngõ hẹp, một đường chạy về sùng dương quan, gặp được lão đạo sĩ, thiếu niên vẻ mặt tràn đầy tiếc núi thần sắc, mây trắng cùng da da của hắn dọn nhà, ta hỏi hàng xóm, hỏi gì cũng không biết, lại đi tìm được thuê phòng cho người của bọn hắn, hắn cũng nói chẳng biết đi đâu, chỉ nói hai ông cháu trong phòng, để lại chút ít bạc vụn. Lão đạo sĩ vuốt trâu cười nói, duyên phận không đến, cầu mà không được, ngươi cùng bằng hữu kia mây trắng, việc này giống nhau, không nhất thiết đau lòng, ngày mai có thể hay không gặp nhau, ngày mai liền biết. Chung Sơn ừ một tiếng, thấp bé đạo đồng tống lớn xuyên đột nhiên hỏi, tỉnh sư, lão nhân gia người nghe nói qua, hạt hơi thở, cái này cách nói sao? Lão chân nhân ồ lên một tiếng, nói, tiểu tử ngươi như thế nào biết được loại này đạo môn thuật ngữ hay sao? Tống lớn xuyên ngạc nhiên, thật sự có a? À? Trình Phùng Huyền cười nói, đương nhiên là có, cái này trên núi cách nói, cũng không tính xong tục, tương đối lạ, vi sư có thể biết được hạt hơi thở, lời này, bình thường đạo nhân liền chưa hẳn nghe nói qua, tống lớn xuyên oán thầm không thôi, cái thằng kia thiệt nhiều tâm nhãn, lão đạo sĩ suy nghĩ một phen, quyết định còn là đi một chuyến vĩnh gia huyện cây gậy trúc phố nhỏ cái kia chỗ nhà ma, chấm chấm phù thủy, thi triển sạch mắt thuật, quả thấy cửa ra vào treo lấy lá ngại cứu, hơn nữa là hai cành, chỉ là cũng không dựa sát cổng lớn. Không có cái kia da mặt không báo tự lấy, lão đạo sĩ nhẹ nhàng gõ vang phủ kín đầu rất nhanh thì có một vị nữ tử mở cửa nàng dò xét một phen hỏi cái kỳ quái vấn đề ngô đạo trưởng lão đạo sĩ nghi hoặc khó hiểu nói ra là tiếc cô nương đi bần đạo họ trình đạo hiệu hồi lộc ở đằng kia sùng dương quan tu hành tới cửa tới đây thật là được ngô đạo trưởng nhắc nhở mạo muội tới đây muốn cùng tiếc cô nương mua sắm cửa ra vào làm cho treo lá ngải cứu tiếc như ý mười phần buồn bực nhìn lại xem nhưng là nhìn không thấy cái gì ở đâu có lá ngải cứu trước quả thật có cái nói năng ngọt sức trẻ tuổi đạo sĩ tại nàng bên này vô sự mà ân cần nói cái gì tặng khanh một đôi ngải ngôn ngữ phàm tục môn hộ treo cây xương bồ lá ngải cứu dùng để trừ tà tránh quỷ cũng liền mà thôi nàng tiếc như ý làm quỷ vật tại đây nhà ma treo lá ngải cứu Thu thiệt cái kia lừa đảo đạo sĩ nghĩ ra chỉ là tiếc như ý cũng mặc kệ những thứ này chẳng muốn cùng lão đạo kia sĩ nói dốc xoay người rời đi, cửa chính tự hành đóng lại, nàng chỉ là quản xuống một câu, tự lấy chính là, chớ cùng ta nói tiền, chỉ đưa không bán. Nàng chiêu thức ấy, liền lập tức trấn trụ lão đạo sĩ, nghĩ thầm không hổ là có thể làm cho đông thần quân đặt chân nơi đây nữ quỷ, cảnh giới không cao, khí độ vô cùng tốt, tiếc như ý mới mặc kệ cái gì lá ngải cứu cái gì sùng dương quan, nàng mặc ủ mày châu, chân không chỉ xuống đất, một đường phiêu hồi cái kia thế bàn đu dây, nhẹ nhàng lắc lư đứng lên, một đôi giày thêu, cao thấp. Giống như chỉ cần nàng không quay đầu, sau lưng sẽ ngồi cạnh cái nâng bác đạo sĩ, nàng vừa quay đầu, chính là không có một bóng người, nhìn những cái kia hoa hoa thảo thảo, nàng dụi dụi con mắt, chăm chú nhìn lại, xác định không sai, cho là thật thiếu đi một chậu bị đạo sĩ kia vinh dự nên xuân chủ soái hoa. Nàng ánh mắt sáng ngời, nét mặt tươi cười như hoa, giống như bổ sung này chậu hoa ghế trống, bùi tiễn thông qua một trương tam sơn phù vượt qua châu đi tới vân nham nước, ngồi ở ở kinh thành ngoài một cái ngọn núi cành cây to trên đầu yên lặng uống rượu xa xa có thể thấy được ngư lân độ ngọn đèn dầu như ban ngày kéo dài thành mảnh bùi tiễn không có vội vã qua bên kia đồng ấm độ thuyền nghĩ đến có chút tâm sự sau lưng bên kia có người hai chân ông lấy nhánh cây đầu hướng mà đổi chiều ở bên kia làm lấy mặt quỷ nói qua hù dọa người ngôn nữ tiểu cô nương đoán xem ta là ai a à, có sợ không a à. bùi tiễn nhìn cũng không nhìn trực tiếp một quyền hướng sau đập tới, đánh trúng đối phương cái trán, đánh cho cái kia giả vờ quỷ thắt cổ ngỗng trắng lớn, thân hình trước sau lắc lư đứng lên, là hét đau. Mi tâm có nốt ruồi thiếu niên áo trắng vuốt vuốt cái trán, thân hình phiên chuyển, bay xuống ngồi ở bùi tiễn bên người, thôi đông sơn cười hỏi, nghĩ gì thế? Bùi tiễn lắc đầu, thôi đông sơn nhìn về phía phương xa, thì thào lẩm bẩm, một châu núi sông vỡ nát đến tận đây. Vốn nên đỡ linh cửu kéo hòm quan tài người, cùng nhau đều làm mới quỷ, ngàn dặm không khói bếp, người chết như đây rối, thi hài bạo chiếu thành giả, đầu lâu tin tưởng thuộc về nói. Phi Yến Xuân về, tổ tại cây rừng, chưa từng nghĩ đồng dịp châu nhanh như vậy liền khôi phục sinh khí rồi, chỉ cầu trên núi tiên sư cùng các quốc gia quyền quý các lão gia bệnh hay quên, đừng có lại lớn như vậy rồi. Bằng không thì đã chết nhiều người như vậy, liền thật sự là chết vô ích rồi. Buông Bùi tiễn từ chỉ xích vật giữa lấy ra một bầu rượu, hướng Thôi Đông Sơn bên kia đưa tới, Thôi Đông Sơn vẫy vẫy tay, uống rượu coi như xong, ta hôm nay kiên rượu, Thôi Đông Sơn lập tức chà sát tay nói, có vài món sự tình, làm tiểu sư huynh đấy, muốn cùng bùi sư tỷ bẩm báo bẩm báo, đầu tiên, gặp qua vu lộc cùng không khách khí, vu lộc là một cái rộng thoáng người, thẳng bạch ngộ sẽ nói hắn tại củ lô thị vương triều địa bàn bên kia, gặp qua hắn từ gia lão tổ tông bạch thường rồi. Cái sau còn đưa cho hắn một hộp đan dược, trân quý rất, là cái kia được xưng trăm ngày thành tiên thứ tư phương, xuất từ các tiên quân thủ bút, mà vị này các tiên quân, chính là bùi sư tỷ vừa rồi cái kia cái phù lục bên trên ghi chính là cái kia người nào người nào người nào, bạch thường duy nhất đệ tử, chính là kia cái lì lợm la liếm dây dưa hạ tiểu lương từ huyển, rất nhanh chính là vu lộc lập quốc trợ lực một trong, vu lộc tiểu tử này rất khôn khéo, hỏi ta có được hay không, ta một cái đại lão gia, đụng phải loại này khốn nạn vấn đề, có thể nói không được ngoài ra vị kia hoàng đình quốc tử dương phủ khai sơn tổ sư đạo hiệu động linh ngô ý lão giao trình long chu đích trưởng nữ đã bắt đầu bắt tay vào làm tại lân hà bờ trọng đầu lại đến lần nữa khai sơn lập phái làm tổ sư rồi không có gì bất ngờ xảy ra môn phái tên nên là thuần dương phủ nàng đại khái là chờ mong lấy về sau có thể sửa đổi một chữ biến thành thuần dương tông đi ý nghĩ là tốt cái kia ngô ý cũng là có chút điểm đồ vật đấy chính là không nhiều lắm trước đó không lâu tiểu sư huynh cùng tào tình lãng đem những cái kia nguyện ý rời khỏi liên ngẫu phúc địa trở về cố hương đồng diệp châu người thông qua một cái cùng đại tuyền vương triều thận cảnh thành tương thông giếng nước tới nơi này bên cạnh tào tình lãng tìm được vị kia hoàng đế bệ hạ cũng chính là người quen biết cái vị kia diêu tỷ tỷ trò chuyện rất khá bầu không khí hòa hợp non nửa luyện khí sĩ cùng với bọn họ tiên gia hậu duệ đều nguyện ý cùng đại tuyền diêu thị nhờ và chút quan hệ suốt đêm đứng xếp hàng cùng diêu trận chi ký kết các loại bí mật điều ước, đã có chỗ dựa, là tốt rồi vội vã chạy trở về từng người phục quốc, linh vị trở về vị trí cũ, đoạt địa bàn các loại, làm thù lao, đại tuyền vương triều sẽ không thường cho chúng ta thanh bình kiếm tông một chiếc tên là lôi xe vượt qua châu độ thuyền. Nghe đến đó, chỉ là yên lặng uống rượu bùi tiễn rốt cuộc mở miệng nói ra, như thế nào chính là các ngươi thanh bình kiếm tông được rồi, nhất định thông qua núi lạc phách tổ sư đường nghị sự, mới giữ lời. Thôi Đông Sơn ôi một tiếng, lời này nói được như phi kiếm sưu 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 đâm ra tiểu sư huynh ngực vô số lỗ thủng rồi bùi tiễn giơ lên trong tay bầu rượu ít kéo có không có đấy nói tiếp chính sự thôi đông sơn ai oán nói trước đau lòng lại thất vọng đau khổ chính là gấp bội làm thương tổn bùi tiễn liếc mắt thôi đông sơn hai tay ôm lấy cái ót quơ hai chân khoan thai nói chúng ta phúc địa bên kia tư chất coi như không tệ nữ tu tôn uyển diễm hồ quốc phái tương đệ tử thân truyền la thoa quyến rũ còn có vừa mới đưa thân kim thân cảnh kiếm khách tào nghịch, quyết tâm muốn cùng đi núi lạc phách tiền ta tiên sinh học mấy tay quyền pháp viên hoàng, không đáng tin cậy rất đáng tin cậy thiếu hiệp ô giang, còn có tùng lại quốc gián châu nữ tử vũ phu hạ kỳ châu bọn hắn mấy cái này, hoàn thành, hộ đạo, một chuyện, cảm thấy cơ hội ít thấy, đều nguyện ý đi ra ngoài nhiều đi một chút, tại đây đồng dịp châu được thêm kiến thức, lúc này đoán chừng đều tại kết bạn chạy đến vân nham nước trên đường, ngươi là không rõ ràng lắm. Tiên sinh ở đằng kia đại mộc quan, cái kia phần vô cùng kỳ diệu truyền đạo có tư thế, không biết khiến bao nhiêu nam tử bội phục, nữ tử ái mộ, tiên sinh a à tiên sinh, cũng không tự ngộ, tại nam nữ tình yêu một chuyện, càng là giữ mình trong sạch, tìm không ra nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt, nhưng chỉ có không biết làm hại nhiều thiếu nữ quân cờ tâm tư, không nhất tự ngộ người nhất lầm người, không có cách nào sự tình rồi. Bùi Tiễn nhất miệng cười cười, trong lời nói nghe, cái kia nàng đã từng gọi là Diêu tỷ tỷ nữ tử, hôm nay nữ đế Diêu Cận Chi nàng chẳng phải là một cái trong số đó sao? Thôi Đông Sơn cười nói, đến nỗi chúng ta vị kia bôn ba lao lực không ngại gian khổ chu thủ tịch, hôm nay trong nội tâm sợ a, à, lần đầu gặp được đại đạo chi tranh còn chưa hẳn tranh được qua tiểu mạch tiên sinh, kìm nén bực bội dồn hết sức để muốn chứng minh chính mình đâu. Hắn mang theo bốn vị tại liên ngẫu phúc địa nội ứng vận mà xin kiếm tu, nếu so với ta cùng tạo tịnh lãng sớm hơn đi tới đồng dịp châu, chu thủ tịch còn từ phúc địa mang đi một cái tên hiệu hứa kiều thiết tên thật tiêu hình nữ tử tử sĩ, đi rồi một chuyến thiên mục thư viện. Nàng cùng thiên mục thư viện ông dục ông sơn trưởng, phối hợp được không chê vào đâu được, đem nhiều trốn ở phía sau mạng ở ngoài đứng xem, cho hù được sững sờ sững sờ đấy. Thôi đông sơn cười nói, tạm thời cũng nhiều như vậy sự tình, báo cáo hoàn tất, khẩn thiết xin bùi sư tỷ truyền đạt chỉ thị. Bùi tiễn chỉ nói là nói, kỳ thật rất muốn đi theo sư phụ cùng nhau du lịch hạo nhiên, nhưng mà ta nói không nên lời. Thôi Đông Sơn cười ha ha nói, thì ra là buồn chuyện này a à. Bùi tiễn liếc mắt nói, cười đã chưa? Thôi Đông Sơn lập tức hai ngón khép lại tại bên miệng một vệt, dùng sức lắc đầu như trống lúc lắc. Bùi tiễn nói ra, sư phụ để cho ta gửi câu nói cho ngươi, mấy cái mang hoang dương nghiệt làm rối người, hắn đã có một cái manh mối rồi, trong lòng nhiều ra một bức họa giống như, là cái kia tên hiệu đầu khấu mang hoang kiếm tu. Sư phụ cho ngươi thoải mái, buông lỏng tinh thần chút ít, hắn tự có thủ đoạn, có cơ hội tìm hiểu nguồn gốc nói không chừng có thể đem cái kia kim đan cảnh bùa chú tu sĩ cùng nhau tìm ra thôi đông sơn học cái kia tóc trắng đồng tử tác phong bắt đầu vung tay hô to tiên sinh sáng suốt tiên sinh thần võ tiên sinh thật sự vô địch còn muốn vô địch bùi tiễn nói ra mã khổ huyền đã bị chết sư phụ bị thương không nhẹ thanh trường kiếm kia dạ du cắt thành hai khúc thừa nhận yêu tộc tên thật món đó bổn mạng pháp bào cũng phá kết quả sư phụ đi rồi một chuyến ngọc tuyên quốc kinh thành sùng dương quan chẳng biết tại sao vậy mà lại bị thương sư phụ để cho ta không cần lo lắng ta ngược lại là muốn không lo lắng chỉ là không có biện pháp không lo lắng thôi đông sơn gật gật đầu bùi tiễn nói ra sư phụ lần này bế quan ngoại trừ đưa thân tiên nhân cảnh còn trở về chỉ cành quy chân tầng một thôi đông sơn do dự một chút tò mò hỏi đây là chuyện tốt a à, ngươi như thế nào nhìn còn là mặt mày ủ rũ bộ dạng bùi tiễn giữ im lặng cũng không uống rượu thôi đông sơn nói ra tại thiên ngoại giúp đỡ lễ thánh phối hợp những cái kia cao đến không thể cao hơn các cao nhân cùng một chỗ ngăn trở hai tòa thiên hạ chạm vào nhau tiên sinh chịu trách nhiệm chủ trì đại trận rất có thể đánh nhau chịu đựng vũ phu thể phách đấy vì vậy tiên sinh từ khí thịnh đến quy chân nhưng thật ra là một kiện nước chảy thành sông sự tình bùi tiễn rầu rĩ nói ra sư phụ không có lấy mạnh nhất đưa thân quy chân thôi đông sơn nhếch miệng cười nói loại chuyện này, vốn là không cưỡng cầu được, nên là chính là, không phải là cũng không phải là. Huống chi hôm nay hạo nhiên mang hoang hai tòa thiên hạ nối tiếp, lúc trước lại là vừa gặp vạn năm khó gặp trời mưa, trong lúc, cái gì ly kỳ cổ quái người cùng sự việc đều xuất hiện đấy, tiên sinh không có được mạnh nhất hai chữ, tiếc núi tự nhiên là tiếc núi đấy, rồi lại cũng không đến nỗi khiến đại sư tỷ ngươi như vậy phiền muộn đi. Bùi tiễn ngơ ngẩn nhìn về phía phương xa, không biết là thấy được ngày hôm qua hôm trước, còn là muốn xem đến ngày mai ngày mốt thôi đông sơn lắc đầu sáng ngời vai lắc lư tay áo tranh công nói đại sư tỷ người yên tâm cái kia cướp đi sư phụ ngươi khốn kiếp sớm muộn sẽ bị ta tìm ra đấy đến lúc đó đột nhiên bừng tỉnh thôi đông sơn liền giống bị người nhéo ở cổ rồi hãy nói không xuất ra một chữ chậm rãi quay đầu thôi đông sơn thử dò hỏi đại sư tỷ hẳn là chẳng lẽ bùi tiễn gật đầu nói trách ta dù là thôi đông sơn đều muốn gãi gãi đầu không biết như thế nào mở miệng nói chuyện nếu đổi thành người khác ở trước mặt cùng thôi đông sơn nói loại lời này thôi đông sơn nhảy dựng lên chính là một cái tác lệch miệng ngươi người nào a à, cái nào rễ hành a à, dám nói loại này khoác lác nho nhỏ chỉ cành quy chân tầng một vũ phu liền dám chắc chắc chính mình đã đoạt nhà ta tiên sinh võ vận không biết trời cao đất rộng qua được mấy lần mạnh nhất mò tới tay mấy phần võ vận tặng a à kết quả đáp án dĩ nhiên là bùi tiễn. Vì vậy thôi Đông Sơn thì có điểm bối rối, bùi tiễn nói khẽ, đáng lẽ cảm thấy cho sư phụ một cái nhỏ sự kinh hỉ nhỏ, hiện tại tốt rồi, ta quả nhiên là cái bồi thường tiền hàng, đúng không? Thôi Đông Sơn dù là trong lòng có mấy trăm đạo lý, cũng không cảm giác mình có thể thuyết phục bùi tiễn không nhất thiết như thế. Căn bản không có dùng đấy, vì vậy Thôi Đông Sơn cũng chỉ phải dùng một cái không phải là biện pháp biện pháp, xuề bàn tay ra ngăn tại bên miệng kiên trì đối với tiên sinh nhà mình gọi thẳng kỳ danh, nhỏ giọng nói, Trần Bình An, Trần Bình An. Bùi tiễn nổi trận lôi đình, quay đầu trận mắt nói, ngỗng trắng lớn, ngươi tìm đường chết a à. Trong một chớp mắt, Trần Bình An giống như thông qua thôi đông sơn tố cáo, đã biết việc này, liền không chút do dự, lập tức dùng tới nào đó thần thông, tạm thời thả ra cái kia tôn áo trắng thần linh người, lấy tiếng lòng cùng đệ tử học sinh xa xa ngôn ngữ. Trong giọng nói khó nén hắn tràn đầy vui vẻ không nói sớm, không hợp lý, bữa này gõ đầu trước để dành. Lời nói không nói nhiều, trước thay sư phụ giáo huấn một vị đại nghịch bất đạo phía dưới phạm thượng đắc ý học sinh. Thôi Đông Sơn ủy khuất muôn phần, kêu trên nói, tiên sinh ngươi vui vẻ, đại sư tỷ khoan tâm, chẳng lẽ theo ta ngoài dầm không phải người A? A A A, sau đó cái kia liên tiếp A, à, nhưng thật ra là Thôi Đông Sơn sớm chuẩn bị cho tốt đấy, cố ý cùng tiên sinh kể khổ đâu nhưng mà ngỗng trắng lớn như thế nào thật không ngờ, đại sư tỷ vậy mà không có động thủ. Lần đầu tiên có chút lúng túng thôi Đông Sơn gãi gãi mặt, hỏa hậu đã qua, thất sách, bùi tiễn ngửa đầu đổ một ngụm rượu nước, giơ tay lên vác trà lau khóe miệng, toàn bộ người khí thế hồn nhiên biến đổi, thần sắc không hề buồn bực, mặt mũi hào hứng nói, tiểu sư huynh, cảm ơn, thôi Đông Sơn thừa dịp nàng tâm tình thật tốt, cười hì hì nói, ngoại trừ Úc Quyến Phu cùng liễu tuế dư, còn có Lưu U Châu cũng trong kinh thành bên cạnh. Bùi tiễn giật giật khóe miệng, tại chính mình sư phụ bên kia, ta có thể giả vờ nghe không xuất ra có chút ý ở ngoài lời. Muốn nói tại ngươi ngỗng trắng lớn bên này, ta đến nỗi ẩn ẩn nấp nấp, không phải là lưu u châu ưa thích chính mình, bao nhiêu sự tình. Hắn thích hắn, cùng ta bùi tiễn không quan hệ, đại cô nương, liền nhất định phải lập gia đình. Dù là biến thành gái lỡ thì rồi, thì như thế nào? Này thiên địa giang, đã có sư phụ, nạn có giang hồ phải đi. Thôi Đông Sơn chật chật nói, nếu là đã biết đại sư tỷ tâm ý, Lưu U Châu không biết là nên may mắn chính mình không cần võ chăn bao tải, còn là sẽ đau lòng được gan ruột trăm kết tóm thành một đoàn đâu. Bùi tiễn lộ ra nàng cái kia chiêu bài kiểu dáng tươi cười. Thôi Đông Sơn lập tức đổi giọng, nhảy cà tưng đứng dậy, vỗ vỗ bụng, cười ha hả nói, đoạn ruột rỗng như sắm trống, mời quân ăn ốc đồng, nồi lẩu cũng được, đi, bữa ăn khuya đi. Bùi tiễn đi theo đứng dậy, đi đồng ấm độ thuyền bên kia tốt rồi, thôi đông sơn gà con mổ thóc, đại sư tỷ ngươi là không biết, hôm nay mễ đại kiếm tiên có thể tao bao, danh tiếng nhất thời vô lượng. Cùng một chỗ cưỡi gió đi hướng ngư lân độ, ở vào đồng dịp châu trung bộ vân nham nước, tiểu quốc một cái, thung lũng tình thế, bàn tay nơi, tuy không phải cái nào vương triều phiên thuộc, có thể lấy được xuất thủ, kỳ thật cũng chỉ có cái kia giấm chua đều danh hào, cùng với ý rượu cùng chế tạo mực rồi nhưng mà hôm nay nhưng là toàn bộ đồng diệp châu nhất cổng nổi danh quốc gia vân nham tần thị tạm thời chế tạo ra một tòa ngư lân độ thuận tiện trên núi tiên sư qua lại trước cái kia chiếc phong diên độ thuyền đổ ở đây thời điểm chân không bước ra khỏi nhà mễ dụ chỉ là ngẫu nhiên đứng ở mạn thuyền bên cạnh bến đò bên kia liền có liên tiếp xì xào bàn tán si ngốc mê ly ánh mắt vui vẻ không thôi sắc mặt thậm chí có nàng kia tiếng thét chói tai bọn hắn không ngại cực khổ ông cây đợi thỏ chỉ vì xa xa gặp được mễ kiếm tiên một mặt, điều này làm cho mễ dụ không thắng kia phiền, những cái kia các quốc gia gia tộc quyền thế nữ tử cũng liền mà thôi, các ngươi đều là người tu đạo rồi, không nên như thế thấy sắc nảy lòng tham đi. Hôm nay vì mễ dụ bên vực kẻ yếu nữ tử, số lượng cũng không ít, hơn nữa các nàng có mấy số lượng càng ngày càng nhiều xu thế, đều nhanh có thể tại vân nhằm nước kinh thành kéo bè kết phái rồi. Thân là thanh bình kiếm tông cấp cao nhất cung phụng mễ dụ, mễ đại kiếm tiên, ở đằng kia tòa tạm thời xây dựng mà thành tổ sư đường chính giữa, vậy mà không có một chỗ cắm dùi, vị trí tặng cho cảnh tinh phong một thứ tên là tàu tình lãng người trẻ tuổi. Các nàng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ tìm được một loại lý do, đại khái cái này là một vị tán đạm kiếm tiên chỉ có tâm cảnh đi, ý niệm tới đây, các nàng càng ái mộ vị kia đạo đức tốt gạo lan. Các nàng thật sự là không cách nào tưởng tượng năm đó ở cái kia kiếm khí trường thành trên đầu thành, quanh năm một chỗ, say nằm tráng mây say rượu ngủ say mễ kiếm tiên, lại là hạng gì phong thần. Này tòa làm núi lạc phách hạ tông, thân là trồng sang sông thanh bình kiếm tông, đều có mễ kiếm tiên tọa trấn rồi, không ra mở kính hoa thủy nguyệt, chẳng phải là phung phí của trời. Khổ chúng ta gạo lan, khó trách lúc trước mỗi lần thấy chi, ngọc thụ lâm phong mễ kiếm tiên, cũng khó khăn giấu một thân dáng vẻ hào sản tiêu điều. Mà mễ dụ chân thật tâm tính, lại đơn giản chẳng qua, ta chính là cái giá áo túi cơm ta không được, ta không xứng. Mau nhìn mau nhìn, mễ kiếm tiên hôm nay tâm tình vô cùng tốt đâu rồi, đều nguyện ý cùng người đối ẩm, uống xoàn di tình rồi. Nhà ta gạo lan, đi đường lúc một tay sau lưng, một tay hai ngón vê bầu rượu bộ dáng, thật sự là tiêu sái chết người. Có thể cùng mễ kiếm tiên ngồi cùng bàn uống rượu đấy, rút cuộc là người nào, quản hắn cái gì thân phận, chỉ cần không phải nữ tử là tốt rồi. Trước ngay ngai châu lưu tài thần tham gia thanh bình kiếm tông điển lễ, đại thủ bút, trực tiếp đưa ra một cái đồng ấm độ thuyền. Đồng ấm tuy không phải vượt qua châu độ thuyền, nhưng mà chuyên chở số lượng, vẫn còn hơn hẳn tông núi lạc phách cái kia phiên mặt thuyền rồng. Hôm nay chiếc này đồng ấm liền thay thế phong viên độ thuyền, bỏ neo ngư lân độ, đều nhanh trở thành một tòa độc thuộc về mễ dụ kiếm tiên tư trạch rồi. Tối nay tại độ thuyền lầu 2 trên bông thuyền, mễ dụ xếp đặt một cái bàn, đặt hai bầu rượu, ngồi cùng bàn uống rượu phùng tuyết đào, tự mình xuống bếp, đuổi việc thêm vài bản món ngồi nhắm rượu đồ ăn giả tu xuất thân phùng tuyết đào có một chút tốt cũng có thể chú ý càng có thể đem liền tạp nhằm tay nghề đều một tay phùng tuyết đào trêu ghẹo nói nhìn ra được mễ kiếm tiên ở chỗ này rất được hoan nghênh mễ dù cười khổ không thôi tự dễu nói thanh bí đạo hữu nếu là lộ ra thân phận chỉ biết so với ta cái phế vật này càng được hoan nghênh phùng tuyết đào bất đắc dĩ nói coi như hết hôm nay thanh danh của ta coi như là tại đây đồng dịp châu nát đường cái rồi, sớm biết như thế, sẽ không đáp ứng Khương Đạo Hữu làm thập lao tử Ngọc Khuê Tông cung phụng. Vị này ngay ngay châu Phi thăng cảnh giả tu, đạo hiệu thanh bí, một thân mãn phục, bạch ngọc đai lưng, bên hồng đã từ biệt một chi vỗ sắt Lúc trước đi theo Khương Thượng chân đi qua một chuyến tiến tâm lừng lẫy núi lạc phách, cách phùng tuyết đào chỉ có vài bước đường xa địa phương, có một mũ vàng dày xanh thanh niên, còn có một hai má đỏ hồng mũ lông chồn thiếu nữ, bị Khương Thượng Chân nói toạc ra bọn hắn hai bên cảnh giới sau đó, bản thân chính là phi thăng cảnh phùng tuyết đào, bị dọa đến không nhẹ. Phản hồi đồng dịp châu, lại cùng lấy Khương Thượng Chân đi một chuyến ngọc khuê tông tổ sư đường, quá trình đơn giản đến cực điểm, liền biến thành ký danh cung phụng, chỉ là phùng tuyết đào phát hiện người người nhìn hắn, ánh mắt cổ quái. Phùng tuyết đào mãi cho tới này tòa vân cuộc phúc địa, một mình ra ngoài tản bộ, mới biết hiểu trong đó nguyên do, hôm nay một châu trên núi, đều tại xôn sao nói mình ngoại giới đều nói là chịu khương tạc thịnh tình mời phùng tuyết đào mới bằng lòng tự hạ giá trị con người làm ngọc khuê tông cung phụng dù sao tu vi của hắn so với tông chủ vi huỳnh cao hơn một cảnh về việc này truyền đi có cái mũi ánh mắt đều nói cái kia khương thượng chân mặt dày mày dạng cùng phùng tuyết đào quỳ xuống đất dập đầu dập được đầu đầy máu tươi đều nhanh đem đầu dập mất mà phùng tuyết đào lúc ấy đưa ra điều kiện một trong rất giả tu rất nam nhân ở đằng kia vân cuộc phúc địa mỗi ngày nhất định đều được có nữ tử hầu hạ, thay phùng tuyết đào chăn ấm, cũng hợp tình hợp lý, nếu như có thể cùng cái thôn kia thôn đều có mẹ vợ lang thang dâm tạc hương thượng chân, xen lẫn trong cùng một chỗ, phùng tuyết đào không thích cái này mới gọi là kỳ quái đi. Tại quê hương ngai ngai châu, trở thành lâu như vậy sơn trạch giả tu, phùng tuyết đào cũng không có lăn lộn được không chịu được như thế, coi như là hắn sẽ không đem thanh danh làm chuyện quan trọng, cũng không thể đều không có da mặt đi mễ dụ đương nhiên nghe nói những thứ này tin tức nho nhỏ mừng rỡ không được chẳng qua là khi sự tình người an vị tại đối diện uống rượu ngoài miệng hay là muốn khách khí khách khí liền cùng nghĩ mát hành cung đám đó người trẻ tuổi mượn tới một cái đạo lý nhìn xem trên giấy tự do hai chữ như thế nào ghi đấy đã biết rõ tự do không tự do phùng tuyết đào gật gật đầu bưng lên bát rượu những lời này nói hay lắm đáng giá đi một cái mễ dụ đề bác tới va chạm một cái từng người uống xong nói ra sự kiện kia, làm phiền thanh bí đạo hữu nhiều chạy vài chuyến rồi. Mở sông lớn đổ ra biển một chuyện, lúc trước thời kỳ kết minh đến ngày 2 tháng 2 long sĩ đầu ngày này, xây dựng khởi tổ sư đường, giai đoạn trước tiến triển có thể nói thuận buồm xuôi gió, mở ra tốt đầu, không ngờ nhảy ra cái đập loạn bùa chú gậy quấy phân heo, dẫn đến lòng người buông lỏng. Vô luận là cầu tài, còn là lăn lộn cửa cơm no, cũng không thể đưa tính mạng, vì thế mễ dụ, hai vị quê hương lão kiếm tu, hình vân cùng liễu thủy còn có thái bình sơn hoàng đình trung thổ thiết thụ sơn vị kia đạo hiệu long môn tiên nhân thậm chí đã liền trấn yêu lâu thanh đồng đều âm thầm xúc động kết quả là chỉ có hoàng đình một người tìm vận may bắt gặp cái thằng kia dù vậy hoàng đình vẫn là không cách nào đem tại chỗ chém giết đối phương số phận tốt mới là đáng hận nhất đáng sợ nhất hai đạo thân ảnh bay xuống tại bên cạnh bàn mễ dụ tranh thủ thời gian đứng dậy đón chào bùi tiễn ông quyền cười nói gạo cấp cao nhất, thành bí tiền bối. Phùng tuyết đào cười gật đầu, hoàng lễ nói, gặp qua bùi tông sư, thôi tông chủ, bùi tiễn từ chỉ xích vật giữa lấy ra một cái vải bông bao bọc, đưa cho mễ dụ, giải thích nói, là nhỏ mễ lạp để cho ta chuyển giao cho ngươi, bên trong cá khô, hạt dưa, mứt, đều có, mễ dụ tâm tình thật tốt, trong lòng hơi mù hễ quét là sạch. Nếu như không phải là thôi tông chủ đã ở trận, mễ đại kiếm tiên thật muốn tối nay liền từ nhiệm thanh bình kiếm tông cấp cao nhất cung phụng tiên trảm hậu tấu ngày mai sẽ có thể chạy tới núi lạc phách mắng ta bỏ gánh chỉ để ý mắng đi cam đoan không trả miệng dù sao ta mễ dụ khi nào có thể vai gánh gánh nặng rồi hả thôi đông sơn cười tủm tỉm duỗi ra một bàn tay tại mễ đại kiếm tiên đầu vai phất đến đập đi mễ đại kiếm tiên không biết trọng nhân tài đầu vai trọng trách còn là nhẹ mễ dụ cũng không biết như thế nào cãi lại Thôi Đông Sơn cười đùa tí tưởng nói, may mà mễ đại kiếm tiên là người một nhà, không bỏ được mắng ta, bằng không thì đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đổi thành ta đến mắng, khẳng định phải đến trên như vậy hai câu, thiếu niên lớn lên tuấn tú như vậy, đáng tiếc không phải là người câm. Bản kiếm tiên nếu một kiếm không có đem ngươi đánh ị ra ct đến, đều coi như ngươi chưa ăn no. Mễ dụ rút cuộc là mễ dụ, cầm lấy cái kia bao bọc, tâm tình như cũ rất tốt, ẩn quan đại nhân ngoại trừ, phàm là có người có thể đủ ngôn ngữ buồn nôn đến ta mễ dụ chính là ta tu tâm chưa đủ thôi đông sơn hướng mễ dụ lắc lư bàn tay cười nói gạo cấp cao nhất cho ngươi cái để cái giả một tháng tốt rồi cho phép ngươi hồi thượng tông tìm tiểu mễ lạp ngoan đi mễ dụ đại hỷ cho là thật thôi đông sơn hỏi ngược lại ngươi không làm thật, vậy làm giả mễ dụ cười nói cho là thật nhất định cho là thật thôi đông sơn cười nói ta còn khương thượng chân đâu rồi áp không áp vận, bùi tiễn nhắc nhở, không sai biệt lắm điểm được. Thôi Đông Sơn hai ngón khép lại, nói lẩm bẩm, sau một lát, liền có hai cái cái ghế lão đảo đi tới, tại bên cạnh bạn đứng lại, bùi tiễn thò tay nâng trán, thật sự là không có mắt thấy. Ly Châu Đồng Thiên trẻ tuổi, không biết là người nào dẫn đầu nói ra trước cách nói. Dần dần bị hạo nhiên thiên hạ công nhận là mở cửa một đời, làm trẻ tuổi ẩn quan khai sơn đại đệ tử, một vị cực kỳ trẻ tuổi, lại có thể sớm dương danh kiên giáp châu chỉ cảnh tông sư, bùi tiễn đương nhiên đã ở nhóm này, mà lại phía trước nhóm. Bùi tiễn vừa ngồi xuống, cũng một lần nữa đứng lên, ta muốn đi chuyến liên ngẫu phúc địa. Thôi đông sơn nháy mắt mấy cái. Gần phá cảnh. Bùi tiễn gật đầu. Phá cảnh. Núi lạc phách ở bên trong, áo xanh tiểu đồng cùng áo đen tiểu cô nương cũng không vây khốn, ngồi ở lầu trúc bên kia bàn đá, cắn hạt dưa, chính là hai bên lấy hạt dưa va chạm một cái như bát rượu va chạm lại cắn hạt dưa ở đằng kia chưa bao giờ khóa cửa tòa nhà lão đầu bếp nằm ở trên ghế mây bên cạnh làm một giấc mộng nhìn thấy một nhánh phượng trăm phía trên ngừng lại cũng có thể có thể là dính chặt một cái con bướm chân núi bên kia trịnh đại phong đêm dài dài đằng đẳng gối đầu một mình khó ngủ này vò đầu bức tay đấy lẩm bẩm không thể a à. chính mình cái kia một tay lạc mềm buộc chặt đồ nghịch được hạng gì dày công tôi luyện chẳng lẽ trên sách ghi chiêu số đều là gạt người hay sao? Bên cạnh đạo sĩ tiên úy đang tại trong thư trai thắp đèn đêm đọc, là một quyển lại đứng đắn chẳng qua đạo thư, cũng là số rất ít tiên úy có thể xem hiểu được một quyển sách, đạo sĩ ngón tay ngẫu nhiên chấm chấm nước miếng, nhẹ nhàng lật qua trang sách. Đạo sĩ cùng trong sách văn tự mới quen đã thân. Một chiếc lưu hà thuyền bên trên, Trần Bình An nằm ở trên giường, giấc ngủ rất sâu, tiếng ngáy như sấm, hắn đã liền tư thế ngủ đều là quy củ như vậy, hai tay xếp đặt tại phần bụng vô thức ngậm miệng hơi khẽ cau mày ninh diêu ngồi ở bên giường nàng hơi đỏ mặt lông mi khẽ nhúc nhích thì thào nói nhỏ một câu duỗi ra ngón tay nàng động tác nhu hòa thay hắn giãn ra lông mày trần bình an ít thấy như thế thể xác và tinh thần hai rảnh rỗi một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh rắn rắn chắc chắc ngủ cái đại bảo trời hắc thiên minh chỉ một đêm không biết nhân gian hoa nở hoa tàn có bao nhiêu chờ hắn trợn tỉnh lại phát giác được ngoài phòng hành lang bên kia, người nào đó mặc dáng cửa phòng, cố sáng dựa vào bích đứng thẳng, điều này làm cho Trần Bình An nhìn không được cười lên, hai người các ngươi đây là bảo vệ trận đâu rồi, ta cũng không phải bế quan. Trần Bình An mảnh nhưng gian mở cửa, lưu tiện dương ngã vào trong phòng, cố sáng thần sắc cổ quái, Trần Bình An cười nói, nào có nhiều như vậy ám sát, làm như ta chỉ cành quy chân tầng một là ngồi không, cố sáng thần sắc càng là cổ quái lưu tiện dương đứng lên vỗ vỗ tay áo cẩn thận chèo thuyền đi được vạn năm trần bình an ngươi hành tẩu giang hồ còn là chưa đủ lão đạo a à, đi rồi đi rồi cố sáng rốt cuộc nhịn không được nói câu lời công đạo tại ngươi ngủ sau đó ninh diêu đã đến một chuyến lưu hà thuyền đột nhiên hiện thân chúng ta đều không có phát giác được chút nào động tỉnh còn là nàng chủ động cùng chúng ta đánh một tiếng chào hỏi mới biết được nàng đến rồi chẳng qua nàng đi khi nào đấy chúng ta cũng không rõ ràng Lưu Tiện Dương bước nhanh hướng ngoài phòng đi đến, lại bị Trần Bình An thò tay đè lại bả vai, đằng vân giá vũ tự như đi tới hành lang, cố sáng cũng muốn lừa được Lưu Tiện Dương liền lựu chi đại cát, đồng dạng bị Trần Bình An bắt lấy đầu vai, từng cái một chạy cái gì, nếu như hùng hồn có lý lẽ, đều không có chột dạ, không sợ bị ta hiểu lầm, hai người đều bị Trần Bình An ông cổ, cùng đi tại hành lang ở bên trong, cười tủng tiễn nói, thật sự là nghĩa bạc vân thiên hảo huynh đệ, nhưng làm ta cảm động hư mất cố sáng nói ra, ta vừa mới đến không bao lâu, lưu kiếm tiên đoán chừng nghe chân tường nghe xong nghiêm chỉnh túc, lưu tiện dương mắng to, thả ngươi cái tiêu chảy cái rắm, lão tử chân trước mới đến ngươi chân sau đã đến, ta không đến, ngươi dám đến. Ta đã đến, ngươi cam lòng không đến, cố sáng cười ha hả nói, có đạo lý có đạo lý, ngươi nói đều đúng. Đi đến hành lang, đi tới đầu thuyền bên kia, cố linh nghiệm nhúc nhát e lệ đứng ở trên bông thuyền, thiên phong quét quần áo tung bay hướng một bên, dáng người thước tha, đường công lộ ra. Cố sáng nhíu mày hỏi, không cầm lái lưu hà thuyền, chạy tới nơi này uống gió Tây Bắc, cố linh nghiệm quan uổng cực kỳ, vội vàng lấy tiếng lòng cùng bọn họ nói ra, đêm qua ninh diêu tìm được ta, nàng hỏi chút ít về mang hoang thiên can tu sĩ bí mật sự tình, cuối cùng nàng để cho ta gửi hai câu nói cho Trần Ẩn Quang, câu đầu tiên, là dựa theo trước lộ tuyến, đi phù diêu châu nhìn xem. Câu nói thứ hai, ninh diêu liền bốn chữ, đã trảm quỷ vật, bởi vì Trần Bình An lúc trước tinh thần không tốt, cũng không có cùng hai người phân tích sùng dương quan bị tập kích một chuyện, vì vậy giờ phút này nghe được cố linh nghiệm thay truyền lại bốn chữ, đều có chút mờ mịt. Trần Bình An đành phải cho bọn hắn đại khái giải thích trong đó nguyên do, lúc trước tại sùng dương quan bên trong, có một đầu phi thăng cảnh viên mãn 14 cảnh dự khuyết quỷ vật. Nó bởi vì bị ngăn ở hợp đạo ngưỡng cửa bên ngoài quá lâu, đã nghĩ phải đi một cái tích góp từng tí một ngoại công, bằng vào âm đức viên mãn hợp đạo phá cảnh đường tắt mượn nhờ một vị sùng dương quan bên trong anh đạo áo xanh quỷ vật thân hình cùng pháp bào ngược lại một con đường riêng hành chi làm vượt qua u minh bến đò lập nhiều một loại chí nguyện to lớn chiêu cáo âm minh khu vực nên vì tất cả chết ở kiếm khí trường thành cùng hạo nhiên thiên hạ mang hoang quỷ vật giải oan nó sẽ chém giết trần bình an kết quả ta không có trốn rơi nhưng mà khiên xuống nó liền rơi vào khoảng không còn bị để lộ tung tích trung thổ tuần thành hoàng lập tức đi âm phủ khu vực đến nỗi ninh diêu như thế nào đi minh phủ lại là như thế nào chém giết quỷ vật đấy ta cũng không rõ ràng rồi lưu tiện dương thò tay vỗ trần bình an bụng kỳ quái tai nhớ kỹ tiểu tử ngươi từ nhỏ dạ dày là tốt rồi à rất ít ăn xấu bụng đấy như thế nào một trời khỏi quê hương liền khí hậu không phục ăn không được gạo lứt chỉ ăn được lương thực tinh rồi hả cố linh nghiệm lần nữa đối với vị này lưu tông chủ lau mắt mà nhìn cũng dám ở trước mặt quái gỡ Trần Bình An ăn cơm bao, trai bao, cố sáng trầm giọng hỏi, tại âm phủ khu vực, chém giết một đầu 14 cảnh dự khuyết quỷ vật. Ninh Diêu rút cuộc là làm sao làm được, Lưu Tiện Dương cười ha hả nói, lời này hỏi được rất không cố sáng rồi, ngoài trừ lấy thuần túy kiếm tu thân phận đưa thân 14 cảnh, còn có thể tìm ra lý do thứ hai, cố sáng chỉ là trực câu câu nhìn về phía Trần Bình An. Suy đoán về suy đoán, nhưng mà chân tướng như thế nào, còn phải Trần Bình An cho ra đáp án. Trần Bình An gật gật đầu, cố sáng thở dài, bất kể là ai, cùng Ninh Diêu so đấu tu đạo thiên phú, giống như nhân gian sẽ không có thiên tài. Cố Linh nghiệm biết được chân tướng sau đó, nghĩ mà sợ không thôi, không phải là giả bộ, đơn giản là nàng cái kia trương có thể thiên huyển vạn hóa khuôn mặt, giờ phút này khuôn mặt chính là trong nội tâm nàng Ninh Diêu. Nàng kiệt lực ổn định đạo tâm, thò tay dùng sức vừa lau mặt bàn, mới khôi phục tử ngọ mộng bộ mặt cố linh nghiệm lần này làm khách hạo nhiên không thế nào sợ cái kia ẩn quan trần bình an là vì có cố sáng tại huống chi nàng lại chưa từng tham dự đánh kiếm khí trường thành một trận thậm chí đều không có đặt chân hạo nhiên thiên hạ trần bình an cũng không thể đơn giản là nàng là mang hoang yêu tộc liền một kiếm chém nàng đi thế nhưng là cái kia ninh diêu mười bốn cảnh kiếm tu ngũ thải thiên hạ người thứ nhất chém giết một cái mang hoang nền móng ngọc phát cảnh tu sĩ còn không phải cùng chơi đồng dạng Lưu Tiện Dương sờ lên Trần Bình An đầu, phát ra liên tiếp chật chật chật, đều không có cái gì cách đên kẻ thù, em dâu cũng đã giúp ngươi báo thù nha. Cố sáng không muốn một người ngoài biết rõ càng nhiều nội tình, khiến cho nàng phản hồi độ thuyền trung tâm tiếp tục cầm lái, cố linh nghiệm ước gì như thế, tránh khỏi bị dọa đến vội vàng hấp tấp, ảnh hưởng đạo tâm. Trần Bình An cười nói, ta lần thứ hai trở về quy chân tầng một, không có được trong dự liệu cái kia phần võ vận tặng, Lưu Tiện Dương nghi ngờ nói, ném đi một phần vốn nên dễ như trở bàn tay chi vật trong lòng thất lạc muôn phần nhất định tại nhà mình huynh đệ bên này miễn cưỡng cười vui không cần thiết khóc một cái nhìn xem khiến các huynh đệ vui cười a à, vui cười a à. cố sáng hỏi không nên như thế mới đúng tại đây chỉ cành khí thịnh tầng một ngươi là cực kỳ có lực lượng tranh giành mạnh nhất duy chỉ có cái này một cảnh tào từ không có bất kỳ ưu thế tào từ tập võ tư chất đương nhiên nếu so với trần bình an rất tốt nhưng mà chỉ cành khí thịnh chú ý rất nhiều tao từ bởi vì tư chất quá tốt ngược lại dễ dàng nhẹ sao chép đạm ghi liền bỏ qua sự thật chứng minh đúng là như thế trần bình an cười đến không ngậm miệng được chậm rãi nói vì vậy ta lúc ấy bế quan ra lại quan thời điểm cũng rất kỳ quái tưởng lầm là thiên thời gây ra kỳ nhân việc lạ liên tiếp xuất hiện có người được cái gì không dạy nổi cơ duyên tỉ như bị cao nhân mang theo đi rồi một chuyến thời gian sông dài các loại nhìn khắp trăm ngàn thì giờ âm cùng vạn sơn cảnh tượng mới có thể tại đây tầng một chịu đựng nội tình trở nên so với ta rất tốt, vì vậy sẽ không có suy nghĩ nhiều. Ta là đêm qua từ Thôi Đông Sơn bên kia biết rõ đáp án, thì ra là Bùi Tiễn. Lưu Tiện Dương một cái tác chụp về phía Trần Bình An đầu, thối khoe khoan đâu. Trần Bình An quay đầu tránh thoát, cười ha ha. đơn giản là Bùi Tiễn mới đưa thân chỉ cành không bao lâu, hay bởi vì nàng là của mình khai sơn đại đệ tử, Trần Bình An lại lần nữa dưới đèn đen lấy kết quả ngược lại đẩy nguyên nhân. Kỳ thật không khó lý giải, bùi tiễn khí thịnh tầng một, nội tình đến cùng có bao nhiêu hùng hậu, khí tượng như thế nào tráng quan. Tại Trần Bình An làm ẩn quan nhiều như vậy năm, bùi tiễn vốn là cùng Lý Hòe cùng đi hướng Bắc Câu Lô Châu, sau đó một mình du lịch ngay ngay Châu, Trung Thổ Thần Châu, Kim Giáp Châu, Hạo Nhiên Chính Châu, bùi tiễn thậm chí nếu so với Trần Bình An đi qua càng nhiều, cơ hồ bị nàng đi rồi mấy lần, hơn nữa bùi tiễn trí nhớ tốt, vẫn còn muốn vượt xa trí nhớ không kém Trần Bình An trần bình an chính mình đã sớm chú ý tới về sau lục trầm tại hợp hoang sơn khu vực cũng chuyên môn nhắc nhở qua việc này đây cũng là trần bình an một mực do dự có muốn hay không mang bùi tiễn cùng nhau du lịch hạo nhiên trọng yếu nguyên nhân một mình đi ra ngoài cảnh giới đầy đủ cao nàng có thể đi được tương đối tùy ý đi theo trần bình an bên người nàng sẽ rất để tâm rất chân thành đừng quên nàng còn có thể nhìn thấy lòng người bùi tiễn chỉ cần muốn nhìn trừ phi đỉnh núi tu sĩ người khác tâm tướng thiên địa cảnh tượng cũng sẽ bị nhìn một cái không sót gì vì vậy vũ phu khí thịnh tần một quan ải chỗ huyền diệu khó giải thích quả thực chính là chuyên môn vì bùi tiễn số lượng thân chế tạo nàng tầm mắt rộng rãi hơn nửa trí nhớ khắc sâu làm sư phụ đấy trần bình an đương nhiên hy vọng nàng nhìn nhiều xem tốt núi sông cùng lòng người vạn vật vì khí thịnh tần một cũng cố trụ cột tranh thủ tương lai phá cảnh so với chính mình cao hơn một bậc trò giỏi hơn thầy rồi lại lo lắng bùi tiễn tập trung tinh thần, để tâm một lòng, đã thấy nhiều xem lâu rồi, hao tâm tổn sức quá nhiều, nàng hiểu ý lực lượng không tốt, võ học trèo lên đỉnh trên đường, sẽ lưu lại không muốn người biết di hoạn, vì vậy Trần Bình An liền lại nghĩ lại, đang suy nghĩ cái gì khí thịnh tầng một mạnh nhất hai chữ, kỳ thật không có như vậy đáng giá, tính cái thứ gì, cái này là một loại điển hình cha già tâm tính. Khó trách lão đầu bếp, Trịnh Đại Phong cùng ngụy Bách mấy người bọn hắn, bí mật nói chuyện phím đều nói nhà mình sơn chủ tại bùi tiễn loãng thụ tiểu mễ lạp bên này đều đối với các nàng sủng được không được như thế nào đau lòng cưng chiều làm sao tới hoàn toàn là coi như ái nữ bình thường đáng thương một vị áo xanh tiểu đồng tự như cái thiếu đánh thiếu mắng nghịch tử trần bình an nói ra bồ liễu mấy người bọn hắn đi theo bên cạnh ngươi về sau tại tông môn là vị trí nào cái gì thân phận ngươi xét phân công cố sáng gật đầu nói ta tâm lý nắm chắc trần bình an cười nói hoàng liệt tại ngọc tuyên quốc trở thành nhiều năm quốc sư khó tránh khỏi tiêm nhiễm có chút quan trường tật ngươi được khí lượng lớn hơn một chút kiên nhẫn tốt một chút ngoại trừ ném cho hắn một lượng bản quý hiếm đạo thư giúp hắn chỉ rõ con đường còn cần giúp hắn cốc cốc thế tục khí tức hồi phục ngọc thô chưa mài vũ một khối không muốn bởi vì chúng ta ba cái hôm nay cảnh giới cũng không thấp đều có tầm mắt cùng việc đời nói nhân sự đều tại đỉnh núi đã cảm thấy địa tiên hai chữ không đáng tiền ngọc phát cảnh không có gì Tiên nhân bất quá chỉ như vậy, phi thăng cũng tạm được. Lời nói nghĩ lại đau khổ đã qua mà vui đấy. Bây giờ trên thuyền nhìn như không đủ nhất sự tình trầm khắc. Hắn nếu như năm đó đi vừa mới nghiền nát rơi xuống đất ly châu động thiên, chúng ta ba đứng một loạt, đoán chừng đều gánh không được trầm lão tông sư nửa quyền. Cố sáng nói ra, nhớ kỹ. Lưu Tiện Dương ở bên đổ thêm dầu vào lửa nói, nói liên miên cằn nhằn, lề mề, có phiền hay không có phiền hay không là trường làng phu tử giáo huấn mặt tả mông đồng, còn là trở về nhà cha mắng con trai đâu. Kết quả đầu vai đã trúng Trần Bình An một tay khuỷu tay, mu bàn chân tức thì bị cố sáng đạp trúng, cố sáng lại dùng mũi chân trùng trùng điệp điệp nhéo một cái. Lưu Tiện Dương kêu lên một tiếng buồn bực, bày ra một cái dồn khí đang điền tư thế, có bản lĩnh lại đến. Lưu Kiếm Tiên Phạm là ra cái thanh âm, kêu khổ cái, chính là các ngươi ông nội. Trần Bình An hai tay lồng tay áo, xoay người nói, hai người các ngươi tiếp tục nhận thân ta về phòng thư thư phục phục ngủ cái hấp lại cảm giác đến rồi sử châu khu vực lại gọi ta là lưu tiện dương cười nói khá lắm thực đem mình làm đại gia rồi dám như thế sai khiến lưu kiếm tiên cùng chú ý tông chủ cố sáng lấy tiếng lòng nói ra ngươi cố ý đem tiệc cưới làm tại hắn sinh nhật tháng năm đầu năm hôm nay ta nói với hắn rồi quê hương trấn nhỏ bên kia đều muốn tháng năm đầu năm coi là ngủ độc ngày hôm nay sinh ra đứa nhỏ chính là trời sinh, tạo bả tinh điềm xấu, ôn thần. Như vậy Lưu Tiện Dương càng muốn tại đây một ngày cử hành hôn lễ, cảm thấy cái này là cái đỉnh tốt thời gian. Lưu Tiện Dương ghé vào trên lan can, lười biến nói, tiểu tử này có hay không khóc bù lu bù loa, cố sáng dẫn Dương nói ra, coi như không tồi. Lưu Tiện Dương hỏi, như thế nào không đem Lưu Hà Thuyền đưa cho Trần Bình An, nói thật ra, ta cùng Long Tuyền Kiếm Tông đều không quá cần cái này, hắn cái này tham tiền hôm nay mua bán làm được rất lớn, nhưng là nhu cầu cấp bách vật ấy dệt hoa trên gấm. Nhà mình tông môn tổng cộng liền như vậy một chút người, Nguyễn Thợ rèn lại không thích nói phô trương cái kia một bộ. Cố sáng nói ra, nóng mặt dáng lạnh bờ mông, hắn cũng sẽ không thu, ta trực tiếp như vậy đưa cái gì. Lưu Tiện Dương trầm mặt một lát, cảm thán nói, thực hâm mộ các ngươi có một thật lớn ca, cố sáng ít thấy không có phá đám, hy vọng về sau trăm năm nghìn năm, chúng ta mỗi lần gặp lại, không cần nghĩ lấy muốn nói gì, không muốn không lời nào để nói, chỉ còn lại có khách sáo hàng huyên. Lưu tiện dương rồi lại nói một câu phá hư phong cảnh ngôn ngữ, ta một mực thật tò mò, nước mũi ăn ngon không? Mặt thật đạm hay sao? Cố sáng nói ra, còn nhớ hay không được ngày nào đó sáng sớm, ta tặng cho ngươi một cái lông đại nương nhà cửa hàng bánh bao thịt. Ngươi kỳ thật ngay cả ta rỉ mũi đều nếm qua. Lưu tiện dương chợt nói, thì ra là thế, khẳng định không thiếu để đi, khó trách khó trách ta đã nói như thế nào ngày đó bánh bao thịt vị du ngoài tốt, cố sáng cười nói, chúng ta quê hương, dân phong thuần phát. Lưu Tiện Dương gật đầu nói, ta thiếu chút nữa ý tứ, ngươi cùng Trần Bình An đều là công thần, thanh hổ cung lục lão chân nhân đến rồi núi lạc phách, sẽ không quá ra ngoài rồi, trợ giúp đệ tử triệu trứ đòi hỏi khách khanh thân phận, tự như lão nhân vì con cháu làm giúp lương mưu, lục ung bao nhiêu có chút thẹn thùng. Trịnh Thanh Gia vừa vặn trái lại, vị này đạo hiệu uyên hồ nữ tiên, có cái cơ hội liền đi ra ngoài tản bộ, thật sự là không có biện pháp. Nàng mỗi lần trở lại tòa nhà sẽ từ trong tay áo tiết lộ ra cái đệ tử đắc ý, đạo hiệu mây khói địch rộng rãi vận, cuốn quyết lấy sư tôn hỏi lung tung này kia, chủ yếu nhất địch rộng rãi vận chính là kia câu lặp đi lặp lại. Sư phụ lần này đi ra ngoài, thấy trần ẩn quan sao, ẩn quan đại nhân còn không có trở về núi sao? Trình thanh gia cũng không dám khiến vị này đệ tử thân truyền xuất đầu lộ diện thậm chí không dám làm cho nàng rời khỏi tay áo chỉ có thể câu lấy nàng cái này hoa nhỏ si chỉ sợ nàng không che đậy miệng cùng núi lạc phách ác quan hệ tuy rằng đầu phục thành bạch đế trịnh thanh gia vẫn là cảm thấy mang hoang thiên hạ luyện khí sĩ nếu so với hạo nhiên thiên hạ càng thêm yêu ghét rõ ràng hôm nay mang hoang trên núi ngưỡng mộ đầu tường cái kia áo bào hồng ẩn quan nữ tử nhiều vô cùng trịnh thanh gia thường xuyên cùng cái kia quý vi hồ sơn cung phụng chu mễ lập cùng một chỗ tuần sơn số lần càng nhiều, dần già, trịnh thanh gia liền dần dần trở lại vị đến, trang phục kỳ quái áo đen tiểu cô nương, nhìn như nói chuyện phím nội dung không gì kiên kỵ, kỳ thực chính thức được xưng tụng núi lạc phách bí mật sự tình có ít tin tức, không nhiều lắm, có thể đến được trên đầu ngón tay. Trịnh Thanh Gia ngược lại bị áo đen tiểu cô nương hỏi đi rất nhiều kim thúy thành cùng mang hoang trên núi nội tình, hẳn là vị này nhìn như ngây thơ trong trắng đồng phủ cảnh ách ba hồ đại thủy quái, là ở điểm chính mình. Ban đầu Trịnh Thanh Gia đối với cái này bán tính bán nghi, thẳng đến một lần nào đó tuần sơn trên đường, Chu Mễ Lập nhìn như lời nói đuổi lời nói, hàng huyên tới cảnh Thanh Giao hữu rộng khắp, cùng cái kia Trần Trọc Lưu cùng đẹp Trần Tiên Sinh đều là uống rượu quảng tu tì hảo hữu đấy, nghe được lời này Trịnh Thanh Gia cũng đã đạo tâm chấn động, cái kia họ tân đấy, cầm trong tay một thanh trường kiếm, lại mang theo ba nghìn quyển sách phá trận quân cờ, lúc trước tại mang hoang thiên hạ, cùng một vị mang cao quan bội thiết kiếm người đọc sách khiêu khích bao nhiêu gợn sống người ngoài có lẽ không rõ ràng lắm trịnh thanh gia nhưng là có chỗ nghe thấy kết quả nàng sẽ lại nghe cái kia khờ khạo ngay ngô tiểu cô nương còn nói cảnh thanh hôm nay lúc nào cũng lẩm bẩm về sau gặp lại vị kia ưa thích mặc quần áo trắng nhìn như một kẻ có tiền trịnh thế chất được bổ sung một phần lễ gặp mặt kết thúc trưởng bối bản phận cùng tâm ý Nguyên hộ nữ tiên liền thiếu chút nữa tại chỗ đạo tâm nứt vỡ ở đằng kia sau đó Trịnh Thanh Gia sẽ lại không có đi ra ngoài tản bộ, vô cùng xác định. Cái kia chu cung phụng, xác thực nói gần nói xa, những câu là huyền cơ, lời nói lời nói có để mất, là ở điểm nàng Trịnh Thanh Gia. Hai lần lặng lẽ đi ngang qua Trịnh Thanh Gia tòa nhà, đều giam giữ cửa, nghiền khóa vải bông bao áo đen tiểu cô nương, gãi gãi mặt. Là rồi, ước chừng là Thanh Gia tỷ tỷ cảm thấy Tuần Sơn không có thú, không tốt nói rõ cái gì, liền dùng loại biện pháp này từ chối nhã nhặn chính mình. Đã hiểu đã hiểu ha ha, thanh gia tỷ tỷ là ở điểm nàng đâu? Ta đây cái đầu nhỏ nhắn, linh quan. Một chiếc đại ly quân đội độ thuyền đổ tại ngưu giác độ. Trên thuyền, xuất hiện mấy vị treo vô sự bài hình bộ cung phụng, cùng một đám mặt giáp đeo đao đại ly tùy quân tu sĩ, rõ ràng ngay ngắn, tuy nói chiếc này độ thuyền không lớn, chuyến này quy cách tương đối không thấp. Bến đò có chút người có ý chí liếc liền biết, khẳng định có đại ly nhân viên quan trọng trên thuyền, người chủ sự, là một cái lưng đeo màu đỏ thắm hồ lô rượu anh tuấn nam tử đại ly kinh thành lại bộ thị lan tàu canh tâm trở lại chốn cũ thổn thức không thôi còn có hai vị đại ly địa chi thành viên thượng trụ quốc viên thị đệ tử nguyên anh cảnh kiếm tu viên hóa cảnh bổ túc địa chi sơn điên cảnh nữ tử tông sư chu hải kính bọn hắn lần này xuôi nam sử châu chính là vì hộ tống mười sáu người tiến vào núi lạc phách tu hành những thứ này tu đạo phôi tử cùng luyện võ kỳ tài niên kỷ từ 9 tuổi đến 18 tuổi không đợi. Núi Lạc Phách bên này, chịu trách nhiệm ở chỗ này đón người đấy, cũng chỉ có một vị nghiêm mặc áo xanh tiểu đồng, còn có một ngồi sổng sườn dốc bờ lan can bên kia gãy rỉ mũi tiếp tục bắn ra rơi hán tử. Bởi vì không có kiếm phù, dựa theo quy củ, đám này người nơi khác, cần đi bộ đi hướng nhảy cá núi, lộ trình không ngắn, làm quá nhiều năm hầm lò quan đốc tạo tạo canh tâm, cùng cái kia lắm la lắm lét hán tử, hiển nhiên quan hệ cũng không xa lạ, hai bên sải bước trước mặt đi đến, trùng trùng điệp điệp vỗ tay, lại cầm thật chặt, kinh thành tốt khí hậu, tào đốc tạo càng có năm nhân vị rồi, đại phong ca phong thái như cũ, tuệ nhãn như đuốc, chu hải kính chỉ cảm thấy khí chất đó bẩn, dung mạo không hợp hán tử, ánh mắt rất đứng đắn, chỉ là nạn đối với cái này sớm thành thói quen, cũng không có cái gì không được tự nhiên. Trình đại phong mật ngữ nói, cái này mùi tử thật đẹp xinh đẹp, hay là em dâu đi, tào canh tâm thở dài, đều do chính mình miệng ti tiện rơi xuống người căm ngậm bồ hòn mà im kết cục, dẫn đến thúc tàu bình dẫn binh đi mang hoang thiên hạ trước, trực tiếp xuống một đạo quân lệnh, khiến hắn nhất định đem Chu Hải kính cưới vợ về nhà. Trịnh Đại Phong ngầm hiểu, đích thị là cái loại này cấu kết lại còn không có ăn một miệng quan hệ mập mờ, vợ của bạn không thể lừa gạt, Trịnh Đại Phong liền thu liễm ánh mắt, vỗ vỗ tàu canh tâm bả vai, cậu kỹ trà, túi mật trắng rượu, ca chỗ ấy đều có, quản đủ, bổ thần tráng dương. Hiệu quả gạch thẳng đánh dấu, vẫn cứ tốt, đừng da mặt mỏng, cùng ca khách khí, giường tre chém giết chi đạo, thế nhưng là chịu không được ngươi nửa điểm khách khí, nhất quyết không thể có ý giết giặc vô lực giết giặc, không cần cởi quần nhắc lại quần thời điểm, kết quả bị nữ tử vẽ mặt tràn đầy nghi hoặc hỏi thăm một câu, đã xong chưa? Tào canh tâm nghe được da đầu rung lên, vội vàng bắt lấy trịnh đại phong cánh tay, cắt ngang đối phương hổ sói chi từ, không trò chuyện cái này, chúng ta trước tiên là nói về chính sự. Lão đệ lần này làm khách núi lạc phách, chức trách bên người, liên quan không nhỏ, Trịnh Đại Phong cười hắc hắc nói, không nhỏ, hai quân đối chọi, mới xuất binh liền qua loa kết thúc, kêu trống thu binh, cũng thế mà thôi rồi, vẫn còn rượu thuốc những vật này có thể trợ giúp một tay. Nhưng mà nếu như bị nữ tử hỏi một câu, vào được sao, vậy cũng liền thật sự là thiên ý như thế, khó hơn nửa nhân lực vãn hồi rồi, tạo canh tâm chống đỡ không được. May mà Trịnh Đại Phong không quên tụ âm thành tuyến thủ đoạn, bằng không thì bị một bên Chu Hải Kính nghe xong đi, mình coi như rơi hầm cầu trong rồi. Tào canh tâm tranh thủ thời gian xuất ra một quyển sách vở, vụng trộm đưa cho Trịnh Đại Phong, ta đây chuyến đi ra ngoài cũng không nhàn rỗi, đều có hướng ra bên ngoài hiềm nghi rồi. Một lòng hướng về Đại Phong ca cùng núi Lạc Phách, trên sách vừa viết chút ít 16 người lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, có thể cho triều đình chính thức đương án làm bổ sung nói rõ. Trịnh Đại Phong không nổi thanh sắc thu nhập trong tay áo, mỉm cười nói, cố tình rồi. Nhà mình huynh đệ không lời nào cảm tạ hết được, trở lại hai ta tại trên bàn rượu thấy chân tình. Áo xanh tiểu đồng ho khan vài tiếng, rung rẩy tay áo, cao cao ông quyền, tự giới thiệu mình, ta là Trần Linh Quân, đạo hiệu Cảnh Thanh, là tể sắc phong tổ sư đường cung phụng, cảnh giới sẽ không nói chuyện, gặp qua tào đại nhân, gặp qua chư vị kinh thành khách quý. Tào canh tâm gật đầu cười nói, Cảnh Thanh lão tổ, uy danh lan xa. Trần Linh Quân lập tức hiện ra nguyên hình, vẻ mặt tràn đầy dương dương đắc ý, hai tay chống nạnh, hắc 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 tạo đốc tạo, có nhãn lực nhiệt tình, có thể lên bàn uống rượu, không nhất thiết cùng hẻm kỵ long tả hộ pháp ngồi cùng bàn. Đến nỗi đám đó tuổi không lớn lắm cả trai lẫn gái, Trần Linh Quân thật đúng là không có làm chuyện quan trọng, mấy cái này sinh dư viên cùng tiểu nha đầu, thật không là xem thường các ngươi, hôm nay ta Trần Đại gia học đạo hữu thành, pháp lực vô biên, tùy tùy tiện tiện một quyền đưa ra, chỉ là hù dọa các ngươi giật mình hù, các ngươi không được bị dọa đến kinh hải muôn phần, mặt không có chút máu không được khóc lóc sướt mướt khóc sướt mướt gánh vác được ta thứ hai quyền chu hải kính cười hỏi thỉnh giáo vị này cảnh thanh tiên sư cái kia bùi tiễn trần tiên sinh đứng đầu học trò nàng hôm nay có ở đấy không trên núi nàng cùng bùi tiễn đều tại bảo bình châu võ bình luận tứ đại tông sư liệt kê lúc trước tại đại ly kinh thành võ đài chu hải kính đã cùng ngư hồng luận bạn đã qua thu quyền nhưng mà nàng tin tưởng mình không dùng được vài năm có thể đánh chết cái kia lão già trần linh quân cười ha ha nói bùi tiễn a à, đại cô nương nàng rất bận rộn đã đến lại đi đồng dịp châu mở sông lớn đổ ra biển một chuyện nàng cho ra thêm chút sức người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha cũng chính là sơn chủ lão gia ngăn đón chính mình bằng không thì cái kia vân nhàm nước tòa nào đó rắn mất đầu tổ sư đường tào tình lãng cái đứa bé kia hoặc là chủng phu tử phải cho mình nhường chỗ ngồi vị chu hải kính trong lúc nhất thời có chút không chắc cái này áo xanh tiểu đồng tại núi lạc phách địa vị nghe thấy khẩu khí, rất không đem chỉ cành bùi tiễn làm chuyện quan trọng. Trở thành vãn bối tự như, tại đại ly phiên thuộc hoàng đình quốc này tòa ngự giang thủy phủ, cùng thủy thần xưng huynh gọi đệ, là lối ông sầm, sớm nhất đi theo trần bình an lên núi, thuộc về danh xứng với thực núi lạc phách nguyên lão nhân vật, về sau tại bắc câu lô châu tể độc đi lấy nước thành công, nguyên anh cảnh thủy giao. Những thứ này nàng đều là rõ ràng, bên cạnh bọn họ cách đó không xa, lặng ngắt như tờ một mảnh cái này 16 người, xuất thân bối cảnh, gia học sư truyền khác nhau, đều có tâm tư, từng người chở đầy lấy gia tộc bọn họ, môn phái hy vọng, hoặc là chính mình đối với chính mình mong đợi. Nhưng mà bọn hắn không hẹn mà cùng đều thật tò mò, hướng về, còn có khẩn trương, lo sợ bất an, tâm thần hướng tới, đơn giản là rất nhanh sẽ phải tận mắt nhìn đến này tòa núi lạc phách rồi, khoảng cách gần nhìn thấy vị kia tràn ngập truyền kỳ sắc thái Trần Bình An rồi đại ly sử châu núi lạc phách khai sơn tổ sư đồng diệp châu thanh bình kiếm tông thượng tông đứng đầu kiếm khí trường thành đời cuối ẩn quan văn thánh nhất mạch quan môn đệ tử đại ly quốc sư tú hổ thôi sàm tiểu sư đệ ninh diêu đạo lữ chém mang hoang đại tổ đứng đầu học trò nguyên hung kiếm đâm thác nguyệt sơn đầu tường khắc chữ người cùng cái kia tào từ làm xanh trắng chi tranh chỉ cảnh vũ phu cùng lưu tiện dương dắt tay nhau hỏi kiếm chính dương sơn người lại càng không đề còn có nào đó bản sơn thủy du ký bên trên nhân vật chính trần bằng án chờ một chút thân phận danh hiệu nhiều sự tích hành động vĩ đại nhiều một đôi tay đều đến không hết chu hải kính vũ mị cười giúp đỡ rất nhiều đứa nhỏ hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt trần sơn chủ chẳng lẽ là quý nhân hay quên sự tình như thế nào cũng không từ trong lúc cấp bách tranh thủ tới gặp thấy chúng ta Trình đại phong tùy ý nói ra đừng nói nhìn thấy chúng ta trần sơn chủ rồi cái này mười sáu người tương lai nhiều năm chỉ sợ liền núi lạc phách lên một lượt không đi một lần chu hải kính là trước sau như một ngôn ngữ không cố kỵ đấy ra vẻ kinh ngạc nói qua thấy được cái này là cái gọi là khách điếm lớn lừa gạt khách sao trình đại phong nhìn thoáng qua tào canh tâm em dâu nói chuyện luôn như vậy kéo dài xăm châm đấy ngươi cũng mặc kệ quản cũng là vợ quản nghiêm tào canh tâm mặt mỉm cười giả ngờ giả nghệch trình đại phong ánh mắt tự như hướng tào canh tâm ném đi cái bô ỉa quân cờ kiên quyết không thể đón. Viên hóa cảnh lấy tiếng lòng nhắc nhở, Chu Hải Kính, mời người chú ý thân phận, vừa đến đại ly địa chi tu sĩ 12 người, trên danh nghĩa về tạo canh tâm quản hạt, sự thật như thế nào, người người lòng dạ biết rõ. Nói được đơn giản điểm, tạo canh tâm nhiều nhất chính là quản sự, Trần Bình An nhưng là có thể quản người, hoặc là người cùng sự tình đều quản, chỉ nhìn Trần Bình An có nguyện ý hay không quản, còn nữa, ngươi chẳng lẽ không biết Trần Bình An hôm nay đã là đại ly quốc sư rồi hả? Nếu như không phải là Trần Bình An cùng hoàng đế bệ hạ cố ý vi chi, tin tức này đã sớm một châu đều biết, sau đó Trịnh Đại Phong dẫn đường, dẫn đám này kinh thành khách quý, trùng trùng điệp điệp, đi bộ đi đến núi Lạc Phách, vì kia thực đem mình làm cảnh thanh lão tổ Trần Linh Quân, cái đuôi vẫn lên trời, nhưng là bấm niệm pháp quyết thi triển một đạo hành vân bố vũ pháp, giá khởi một đóa mây trắng, chậm rãi phất phơ không trung mười sáu người thấy vậy tiên gia cảnh tượng tâm tình khác nhau bọn hắn đối với vị này cùng trẻ tuổi ẩn quan đồng dạng họ trần nguyên anh cảnh lão thần tiên hiểu rõ không nhiều lắm chỉ biết là dung mạo trở lại lão quy thật sự cảnh thanh tổ sư yêu thích thanh tĩnh không muốn ra ngoài hơn phân nữa là cái loại này không tranh quyền thế chỉ chịu u cư trong núi tu đạo một lòng chỉ muốn chứng đạo trường sanh bất diệt thuần người chính đạo rồi cho nên duy nhất một lần hiện thân tại ngoại giới trong tầm mắt còn là lần kia xem lễ chính dương sơn chẳng qua nghe nói vị này cảnh thanh tổ sư cùng núi phi vân thần dạ du quân quan hệ tâm đầu ý hợp người khác lên núi đều là lên núi tu đạo áo xanh tiểu đồng lên núi liền thật sự chỉ là lên núi đi tại ngưu giác độ trên sơn đạo chu hải kính đột nhiên hỏi cái về trịnh đại phong vấn đề rõ ràng là một vị khác với gan ruột thế ngoại cao nhân hà tất ra vẻ tiểu nhân tư thái khiến người chán ghét phiền có ý gì viễn du hư không trong mây mù trên núi thần tiên có chút ưa thích ra vẻ cao thâm luyện khí sĩ bình dị gần gũi võ học tông sư, giả vờ không câu nệ tiểu tiết kỳ thực bè lũ xu nịnh người trong giang hồ, nàng cũng thấy không chỉ một cái sọc tên, giống như trịnh đại phong tốt như vậy giống như sợ người khác đem hắn làm cao nhân, như cũ hiếm thấy. Tạo canh tâm suy nghĩ một chút, chăm chú hồi đáp, nhận ra tự mình quá rõ ràng người, càng là bèo, lục bình, không rễ, tùy nước mà chảy, vào biển trước, đã nghĩ cùng bên cạnh bờ nhiều lời vài câu, đã sợ bị nhớ kỹ quá nhiều, rồi lại sợ bị quên đi quá nhanh chu hải kính thuận miệng hỏi đại ly triều đình vì cái gì không đề cập tới cao luyện khí sĩ tại trong quan viên chiếm đoạt tỷ lệ ngoại trừ đại ly tống thị một châu các quốc gia muốn tại trong triều đình bên cạnh thật nhiều luyện khí sĩ vô luận là làm quan văn võ tướng cung phụng khách khanh đều là cầu còn không được không phải không muốn thực không thể tào canh tâm tùy ý nói ra một nát khí như lòng hấp dễ dàng khuyên lui bừng bừng có chí tiến thủ chu hải kính thật sâu mắt nhìn vị này công nhận vào nhà xí không đi ị lại có thể một đường một bước lên mây số làm quan tào bợm nhậu nhỏ còn rất có kiến giải Trình đại phong cố ý không đi nhìn bên kia tình trạng ý thiếp cố ý mắt đi mày lại buồn nôn lại có chút ít đau lòng đau khổ thời gian khi nào hết khổ hạn hạn chết úng lục úng lục chết một cái áo dài thanh sam ăn mặc dày vải câu lũ lão nhân sớm đợi chờ tại phiên thuộc nhảy cá núi cửa sơn môn còn có cái tóc trắng đồng tử đứng đấy, vẻ mặt tràn đầy vui mừng thần sắc. Một tay nhấc bút, một tay cầm quyển sổ, kích động. Phát tài phát tài. Lần này một hơi đã đến 16 cái A, toàn bộ đều là địa tiên phía dưới luyện khí sĩ, luyện thần tam cảnh phía dưới vũ phu, việc vui mỗi năm có, hôm nay đặc biệt nhiều. Lão đầu bếp bên người, còn đứng lấy rất không muốn đứng ở đây sầm uyên kỳ, sầm uyên kỳ thần sắc lúng túng nói, chu tiên sinh, ta thật sự có thể cho người khác dạy quyền. Chu Liễm cười ha hả nói, ngươi là sơn chủ khâm điểm chính phó hai vị dạy quyền người chọn lựa một trong, ngươi không cần hoài nghi sơn chủ xem người ánh mắt. Sầm Nguyên kỳ năm đó từ lần đầu tiên lên, nàng liền xác thực không có hoài nghi tới trần sơn chủ ánh mắt, hơn nữa tin tưởng vững chắc không thể nghi ngờ. Sầm Nguyên kia là đến rất về sau, mới dần dần đổi mới, Chu tiên sinh đây là một câu hai ý nghĩa. Đã nói Trần Sơn Chủ không có nhìn lầm chính mình, lại là là ám chỉ chính mình không có nhìn lầm Trần Sơn Chủ. Chu Liễm buồn cười, cũng không nói thêm gì, đạo lý chỉ sợ nhưng mà, sự tình sợ nhất vạn nhất, thế nhân đều sợ hiểu lầm, nhưng mà sầm nguyên kia hiểu lầm Trần Sơn Chủ, Chu Liễm không có cảm thấy có cái gì không tốt đấy, ngược lại mà là một loại nhà mình núi lạc phách chỉ có tốt đẹp, đường đường núi lạc phách Sơn Chủ, tản bộ đi tại nhà mình địa bàn đường núi thần đạo trên. Cùng cái kia tẩu thun không ngừng nữ tử vũ phu gặp thoáng qua, một cái cảm thấy đối phương cố ý không nhìn chính mình, đích thị là dấu đầu lòi đuôi, một cái cảm giác mình quan minh chính đại xem vài lần đồng đạo vũ phu mà thôi, liền biết có dê sồm hiềm nghi, có thể nếu không phải xem nửa mắt, chính là chột dạ, xem cùng không nhìn, đều là sai, có oan hay không? Sầm Nguyên Ki tò mò hỏi, coi như là sơn chủ sự vụ nặng nề, thoát thân không ra, đổi thành bùi tiễn đến dạy quyền, không phải là rất tốt, là vì đồng dịp châu bên kia mở sông lớn đổ ra biển, thiếu nàng không được. Chu Liễm lắc đầu nói, Bùi Tiễn chỉ thích hợp học quyền, không thích hợp làm cho người ta dạy quyền. Vì sao? Bùi Tiễn tự mình. Sầm Nguyên Kiên nghe được không hiểu ra sao. Chu Liễm kiên nhẫn giải thích nói, Bùi Tiễn quyền chính là nàng chính mình quyền, bởi vì Bùi Tiễn quyền chiêu quyền lý quyền ý quyền pháp đều là nàng chỉ có đấy, coi như là nàng nguyện ý dốc túi tương thụ, muốn mượn quyền cho ai xem, nhiều lần quan sát, đối phương cũng đón không được, học không được bùi tiễn quyền pháp thần ý, hết thảy đều là hướng bên trong thu đấy, chúng ta sơn chủ, sở dĩ là bùi tiễn sư phụ, ngay tại ở hắn đã có thể hướng bên trong thu thần, cũng có thể ra bên ngoài phân thần, như vậy chỉ cần sơn chủ chính mình nguyện ý, thì có thể làm cho ở ngoài đứng xem, học quyền người, trật tự rõ ràng, rõ mồn một trước mắt, vừa thấy hiểu rõ, sầm quyên kỳ có chút thương cảm, trăm cây nhìn đắng học võ luyện quyền. Giống như đều đánh không lại một cái thiên phú, Chu liễm cười nói, không muốn cùng bùi tiễn so với thiên phú cái này rất không có ý tứ nha tại đây một chút trên vài tòa thiên hạ ngoài trừ lâm giang tiên bùi bôi cùng tạo từ rải rác mấy cái cho dù là chúng ta sơn chủ ở bên trong cũng không dám tùy tùy tiện tiện cùng bùi tiễn làm cùng cảnh hỏi quyền ngươi cho rằng bùi tiễn khi còn bé chạy tới kiếm khí trường thành dùng mộng du loại này sức sẹo lý do hồ khiến cho sơn chủ nói thiệt cho ngươi biết năm đó sơn chủ tại lầu trúc lầu hai đã từng nghĩ lấy cùng cảnh dạy quyền bùi tiễn kết quả nha, với ngươi không sai biệt lắm, đều là đã trúng một chiêu gục. Sầm Nguyên kia nhịn cười, loài sự tình này còn là lần đầu tiên nghe nói, nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Trần Sơn chủ vì sao không cho Chu Tiên sinh dạy quyền. Chu Liễm cười nói, không vừa vặn, ta đã cùng Sơn chủ hẹn cuộc chiến này muốn đánh, hai bên ước định sẽ đến nay năm tuyết rơi nhiều bay tán loạn thời tiết, tại Nam Nguyễn Quốc Kinh Thành hỏi quyền. Trước đây, ta muốn hảo hảo suy nghĩ một chút, tại sao thua thật tốt xem vài phần một bộ trắng như tuyết trường bào, dáng người thon dài, thấy người nào cũng là cười tủng tiễn đấy, đúng là chưởng lực trường mệnh. Nàng nếu so với sầm uyên kia cao hơn nửa cái đầu, có người cảm thấy vị này núi lạc phách trưởng luật mười phần ôn nhu động lòng người, thực sự có cảm thấy rậm rạp khủng bố, mười phần khiến người rùng mình, không biết người nào bình chọn đi ra núi lạc phách bốn cự đầu. Đại quản gia Chu Liễm, trưởng luật trường mệnh, tuyền phủ Vi Văn Long, cấp cao nhất cung phụng Chu Phi, từ lên núi lên, đến nay mới thôi, trường mệnh giống như đều không có cùng người nào hồng qua mặt. Trường mệnh mỉm cười nói, sơn chủ lần này không có hiện thân, những hài tử này trong nội tâm, có thể hay không có chút ý kiến, ổn định vận hành nhiều năm tiểu thuyết áp, so sánh lão bản đuổi theo sách thần khí, lão thư trùng đều tại dùng đổi nguyên áp, hoang nguyên. Org Chu Liễm cười nói, không đến mức, hôm nay đại ly vương triều, vót nhọn đầu đều mơ tưởng hướng núi lạc phách người, vô số kể. Triều đình hình bộ bên kia đối với thí sinh một chuyện, Mười phần để tâm mà lại cẩn thận, sẽ không ngốc đến làm cho mấy cái lòng dạ nhỏ mọn đứa nhỏ đưa tới chúng ta bên này, tuy nói trong đó có nửa số đều là đơn vị liên quan, xuất thân đại ly hào việt thế gia vọng tộc trên núi tiên phủ, nhưng mà bọn hắn điểm ấy thân phận được coi là cái gì? Cho nên hình bộ bên kia thí sinh, ngoại trừ tu đạo tập võ tư chất căn cốt nhất định nổi tiếng, là nhất đẳng tốt, tâm tính cũng nhất định không thể kém, nếu không ngày nào đó bị một con chuột CT hư mất hỗn loạn khiến chuyện tốt biến thành chuyện xấu, liên lụy đại ly triều đình cách ứng núi lạc phách, ha ha, đến lúc đó đừng nói hình bộ thượng thư muốn trăng dậy trọng phạt lúc trước chịu trách nhiệm thí sinh phần quan trọng quan lại, khẳng định còn muốn đi truy trách người nào đó sau lưng gia tộc, tiên phủ, chỉ sợ liên hoàng đế bệ hạ đều muốn tự mình hỏi đến việc này. Vì vậy cái này 16 người, từng cái một, bản thân trong nội tâm đều cũng có đến được, đến rồi núi lạc phách, dám không hiểu chuyện về sau bọn hắn đoán chừng liền hiểu chuyện cơ hội cũng không có núi lạc phách nguyện ý đối với bọn họ ký thác kỳ vọng tỉ mỉ tài bồi không phải là những hài tử này cảm thấy muốn gặp trần sơn chủ có thể nhìn thấy lý do khuyên tai một quả màu vàng vòng tròn ngụy bách bỗng dưng hiện thân chân núi chu liễm mỉm cười nói thần dạ du quân như thế nào cũng tới tham gia náo nhiệt sẽ không sợ phô trương quá lớn hù đến những cái kia mới ra đời bọn nhỏ ngụy bách chẳng muốn nói tiếp cái này mới xưng hô, núi lạc phách ở bên trong, liền tính áo xanh tiểu đồng hô được nhất vui mừng, ai dám đại bất kính hô cái gì ngụy sơn quân, ngụy huynh, hắn hãy cùng người nổi giận, cứ phải uống nắng đối phương mới bằng lòng bỏ qua, đợi đến lúc Trần Bình An phản hồi núi lạc phách, có người chỗ dựa, Trần Linh quân tại ngụy bách bên này, liền không được, không được. Ngụy Bách muốn thu thập Trần Linh Quân không phải là một ngày hay hai ngày rồi, Ngụy Bách nghĩ tới một chuyện, kiếm khí trường thành lão già điếc, đạo hiệu Long Thanh, tên hiệu cam đường tại kiếm khí trường thành chiến trường ngã cảnh đi một chuyến mang hoang đạo tràng liền lại lên cao cảnh trở về đỉnh cao hôm nay lão già điếc còn là phi thăng cảnh rất nhanh sẽ đi tới núi lạc phách làm ký danh cung phụng cái kia tóc trắng đồng tử giọt cô một câu thực suối quẩy thế nào cái lại chạy tới cái phi thăng cảnh cung phụng không thể học cái kia lưu hà châu thanh cung thái bảo kinh hao lên núi uống qua rượu liền ngoan ngoãn xéo đi trường mệnh hỏi các ngươi cảm thấy quách trúc tửu như thế nào ngụy bách kỳ quái nói trường mệnh chưởng luật hỏi cái này làm cái gì chu liễm nhưng là rõ ràng thông suốt nói ra trường mệnh đạo hữu mới làm vài năm chưởng luật đã nghĩ bỏ gánh rồi không thích hợp đi ngụy bách lúc này mới trong lòng hiểu rõ trường mệnh cười nói đương nhiên không phải là lập tức từ nhiệm chưởng luật chức vụ chính là cảm thấy nếu như việc này cho là thật có thể thực hiện ta có thể sớm làm chuẩn bị núi lạc phách chưởng luật kế tiếp nhiệm người chọn lựa trường mệnh kỳ thật trong lòng quả thật có cái ý nghĩ, chính là sơn chủ đệ tử thân truyền, đến từ kiếm khí trường thành, xảy ra nghĩ mát hành cung quách trúc tử. Lúc trước các nàng cùng một chỗ phụng bồi sơn chủ, đi qua một chuyến liên ngẫu phúc địa đại một quan hành trình, trường mệnh liền đối với quách trúc tử lau mắt mà nhìn, hết sức coi trọng, thấy thế nào như thế nào thỏa mãn, quách trúc tử là đồng môn sư tỷ bùi tiễn khổ thủ. Tóc trắng đồng tử lôi kéo mũ lông trồn thiếu nữ, cùng một chỗ tôn kính quách trúc tử vì minh chủ. Những chuyện này, nhìn như là vui cười chơi đùa, kỳ thật miệt mài theo đuổi một chút, sẽ không có đơn giản như vậy. Một chiếc lưu hà thuyền tới gần Sử Châu khu vực, Trần Bình An gọi tới bồ liễu, tầm nhìn hạn hẹp trầm khắc ba người, trong phòng phân biệt ngồi xuống, nói ngay vào điểm chính. Các ngươi rất nhanh sẽ phải đi theo cố sáng đi phụ diêu châu khai tông lập phái, trở thành một tòa mới tinh tông môn ban đầu tổ sư, lâu dài dĩ vãng, trong núi ngoại được người kính ngưỡng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, không muốn thời gian một lúc lâu liền tập mãi thành thói quen. Ly biệt sắp tới, từ tục tiểu nói trước, ta có thể đem các ngươi đưa vào đi, ta là có thể đem các ngươi đẩy ra ngoài, đến lúc đó cố sáng muốn ngăn đều ngăn không được, huống hồ hắn cũng chưa chắc sẽ ngăn đón. Hai người một quỷ câm như hến, cái kia tên thật từ phước nguyên anh cảnh bà lão, nơm nớp lo sợ, bạo gan đánh vỡ trầm mặt, chúng ta cẩn tuân trần tiên sinh dạy bảo, bọn họ đều là cái đỉnh cái kẻ lõi đời, muốn nói cố sáng cùng trần bình an là quan hệ như thế nào cái gì giao tình ở đâu cần nhiều lời nửa câu bọn họ đều là thấy tận mắt chính tai văn trần bình an thật muốn thu thập mấy người bọn hắn đều không cần lên tiếng gặp mặt ném cho ánh mắt cho chú ý tông chủ cố sáng khẳng định không nói hai lời thì đem bọn hắn làm thịt mất nhất tông đứng đầu tại nhà mình địa bàn thanh lý môn hộ lại không cần cùng trung thổ văn miếu báo cáo chuẩn bị đấy trầm khắc vào trần kiếm tiên trên tay chịu đau khổ nhiều nhất ở đằng kia chút ít quỷ đánh bức tường bình thường thảm đạm thời đại trong đâu chỉ là khổ không thể tả một câu có thể đuổi rồi hay sao nếu như bị bà lão bồ liễu đã đoạt tiên cơ lão tông sư liền lập tức đứng lên ông quyền trầm giọng nói trần kiếm tiên trầm khắc hôm nay đã hoàn toàn tỉnh ngộ sửa chữa nếu không có nhận mong trần kiếm tiên ưu ái có thể may mắn đi theo chú ý tông chủ mò cái gia phả thân phận giờ này khắc này cũng dám lời nói lương tâm lời nói từ rời khỏi này tòa thiên địa bước đầu tiên lên Trầm khắc liền hạ quyết tâm, đời này, mặc kệ còn có vài năm vài chục năm có thể sống, sau này sẽ là chạy làm cái người tốt làm tốt sự tình đi đấy. Trần kiếm tiên đạo Pháp vô cùng, biết được trầm khắc những lời này, là chân thành vô cùng trong nội tâm lời nói. Không một chữ là cái kia làm bộ vớ vẫn quanh co, trầm khắc đều đứng dậy bày tỏ thái độ rồi, liên lụy bà lão từ phức cùng quỷ vật tầm nhìn hạn hẹp. Đều chỉ được đứng lên lấy bề ngoài thành ý. Trần Bình An hai tay lòng tay áo, gật đầu cười nói, lời nói là thật tâm không thể nghi ngờ đấy, rơi vào sự tình trên thiệt giả, còn phải chờ một chút, nhìn lại một chút. Trước đó đã nói, ngươi có bản lĩnh để cho ta hôm nay tin là thật, ngày sau tại chuyện gì trên lựa ta, chính là tội thêm một bậc. Trầm khắc càng nói càng hăng hái, chỉ để ý cầm giữ một cái ý niệm trong đầu trong suốt đến cùng, bất cứ giá nào rồi, cất cao giọng nói, tuyệt không cho Trần Kiếm Tiên nhìn lầm trầm khắc cơ hội là được. Trần Bình An thò tay lăng không ấn xuống hai cái, ý bảo bọn hắn đều ngồi xuống trò chuyện không cần thiết như vậy câu nệ ta sẽ khiến cho cố sáng giúp ngươi tại tổ sư đường nhen nhóm một chiếc kéo dài tánh mạng đèn cũng không cho trầm khắc rất sợ chết cũng không dám làm người tốt làm tốt sự tình cơ hội trầm khắc bờ mông vừa sờ soạn một cái ghế dựa trước mặt liền tranh thủ thời gian đứng dậy lần nữa tạ ơn trần kiếm tiên lão tông sư mừng rỡ thật sự có bực này chuyện tốt tư phước cùng tầm nhìn hạn hẹp hai mặt nhìn nhau nhèn nhóm một chiếc tổ sư đường kéo dài tánh mạng đèn, thật sự tương đương nhiều ra một cái mạng rồi. Trần Bình An cũng không muốn chỉ là đơn thuần lấy lực áp người, khiến mấy người bọn hắn nghĩ tới Trần Bình An cái tên này liền lâu dài ác mộng, chậm rãi nói, hoặc hỏi cái gì gọi là quân tử, chỉ là một cái thành tâm chính ý ý niệm trong đầu, dần già, cầm giữ đến cùng, tự nhiên gặp việc nhỏ như lâm đại địch, ngồi mật thất như ngồi đường lớn, ngày đêm không thôi, ba bớt thân ta kiểm điểm tự mình, năm này qua năm khác, kiên định này tâm hành đạo, tự nhiên lâm đại địch điềm nhiên như không có việc gì, đặt mình trong phố xá sầm uất thông thiên địa phương. Hỏi lại thế gian, ai có thể tại chữ lợi trên lừa gạt ta, ai có thể tại tên trên nhục ta, trăm năm nghìn đời muôn đời, ai có thể chính thức câu được một cái ta? Trong phòng như mật thất, ba người nho nhỏ nhai lần này ngôn ngữ, đúng là ai cũng không dám trước tiên đánh vỡ trầm mặt, mọi người trong lòng đều có tán thưởng dù sao trầm khắc đã cảm thấy trần sơn chủ không hổ là một vị quyền pháp thông thần chỉ cảnh vũ phu bằng phẳng ngôn ngữ như lần lượt trọng quyền dạy người bên cạnh có quỳ xuống đất dập đầu quỳ bái xúc động đồng dạng làm qua tiên sinh dạy học quỷ vật tầm nhìn hạn hẹp nhưng là cảm thấy trần bình an không thẹn là văn thánh quan môn đệ tử thân phận bà lão từ phức tức thì cảm thấy trần kiếm tiên cùng cái kia ninh diêu là ông trời tác hợp cho trần bình an kỳ thật rất lúng túng đấy đành phải trêu ghẹo một câu dùng để đánh trống lãng đừng phát mơ hồ phàm sững sờ a à. tranh thủ thời gian móc ra giấy bút ghi nhớ cái này vài câu lời vàng ngọc ngưng trọng bầu không khí bỗng nhiên chịu nhẹ nhõm vài phần trần bình an nói ra lập tức phải chia ly rồi chúng ta đây hai bên liền đều đều niệm đối phương tốt như thế nào trầm khắc đã tìm được nào đó huyền diệu khó giải thích cảm giác không đợi còn lại hai người lên tiếng cũng đã mở miệng nói trầm người nào đó thật lòng khâm phục nào dám không tòng mệnh không biết sao trước đối với núi lạc phách sợ đến phải chết Lúc này, trầm khắc cảm giác mình chính là lên núi cũng không có sợ rồi, lời hữu ích đều bị trầm khắc đoạt trước nói rồi, từ phức cùng tầm nhìn hạn hẹp cũng chỉ phải nhìn hình đoán ý. Trần Bình An đứng dậy đi đến cửa sổ, mỉm cười nói, chúng ta quê hương có câu châm ngôn, nói một người không thể ánh mắt nghèo, trong túi quần không có tiền, có lẽ là tạm thời, ánh mắt nghèo, nhưng là muốn nghèo cả đời đấy. Từ phước cùng tầm nhìn hạn hẹp không hẹn mà cùng nhìn về phía trầm khắc, lão tông sư vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc, ngược lại lấy ánh mắt hỏi thăm bọn họ các ngươi không đều là nịnh hót sao trầm nào đó cho các ngươi cơ hội các ngươi không còn dùng được a à? lưu tiện dương tất tắc kêu kỳ lạ nói ngươi nói núi lạc phách bầu không khí lạ hay không cố sáng cười gật đầu nói chi lan hung lòng một cái lâu mà từ hương hoa hoàng liệt đành phải công tác chuẩn bị tiền từ phụ họa một câu trần sơn chủ công sức rất lớn đến ngưu giác độ gần núi lạc phách rồi hôm nay vô sự dù là không kiếm tiền, cũng rất đáng tiền. Lại là một ngày bình an vô sự tiểu thần tiên, đám đó leo lên nhảy cá núi mà không phải là núi lạc phách 16 người, bởi vì tại chân núi nhìn thấy vị kia đạo hiệu trường mệnh trưởng luật tổ sư, bọn hắn trong lòng thất lạc, liền nhỏ hơn chút ít. Mặc dù chính chủ như cũ không có hiện thân, núi lạc phách cuối cùng không có đưa bọn chúng coi là có cũng được mà không có cũng không sao, trở thành một loại hoàn toàn có thể không đáng kể tồn tại, nhưng mà bọn hắn cũng không rõ ràng, kỳ thật lúc ấy trần bình an an vị đang nhảy cá đường núi bậc thang đỉnh không chỉ như thế còn có lưu kiếm tiên cùng cùng đồ cố sáng chỉ là thi triển một môn thủ thuật che mắt không để cho bọn hắn nhìn thấy mà thôi lưu tiện dương muốn ngồi ở chính giữa cố sáng không cho lưu tiện dương liền chính mình chuyển vị trí kết quả cố sáng hãy theo chuyển vị trí lưu tiện dương nổi giận khiến đại ca ra chút ít danh tiếng thế nào cái nha thủy chung không có biện pháp thực hiện được lưu tiện dương tức giận nói con sên nhỏ đều là lập tức muốn làm tông chủ người, ngươi ngây thơ không ngây thơ, cố sáng cười ha hả nói, ta ngây thơ ngươi không ngây thơ. Đợi đến lúc Lưu Tiện Dương biết được Trần Bình An hôm nay sẽ không hiền thân, vậy không sao, lập tức đứng dậy vỗ vỗ bờ mông rời đi, nơi này không để lại gia đều có lưu lại gia chỗ, Lưu Tông chủ đi trước cái kia tiệm rèn phụ cận sông Long Tu, quen thuộc, tại hai bên dưới nách gấp một cái con việc. Hồi nhà mình đỉnh núi hầm cách thủy măng làm việc nồi đi đáng tiếc không coi là lão việt nồi kém một chút mỗi năm trần bình an cùng cố sáng trở về tập linh phong trẻ tuổi ẩn quan ngôn ngữ khách khí trịnh thanh gia càng là khách khí được không thể khách khí nữa điều này làm cho trần bình an đều có chút sờ không được ý nghĩ cố sáng cùng vị này đạo hiệu uyên hồ kim thúy thành nữ tiên nhưng thật ra là lần đầu gặp mặt thu xếp đứng lên cũng đơn giản lưu u châu là phó tông chủ trịnh thanh gia coi như cái tên không hợp kỳ thật thần tài Bùi Tiễn đành phải lần nữa sử dụng Tam Sơn Phù, rời khỏi đồng dịp châu này tòa Ngư Lân Độ, đến rồi liên ngẫu phúc địa, Bùi Tiễn đi trước này tòa Nam Uyển Quốc trong kinh thành tâm tương tự, võ vận mãnh liệt tới, lại một lần bị Bùi Tiễn lấy xong quyền đánh tan, võ vận như mưa, vung vải phúc địa nhân gian. Một chỗ cổ quái đỉnh núi, Bùi Tiễn tùy theo thế thân mất trần bình an cao nhất vị trí, ngoại trừ tương đương vừa mới đi vào võ đạo cước thứ nhất vũ phu đệ nhất cảnh không tính, từ hai cảnh đến sơn điên cảnh, Tổng cộng 8 cái cảnh giới, ngay tại đỉnh núi có 8 cái vị trí, hơn nữa chỉ cành 3 tầng, khí thịnh, quy chân, thần đáo. Cho nên tổng cộng 11 vị trí, đã qua vạn năm, mỗi một vị thiên tài vũ phu cùng đồng thời thế hệ vũ phu giành thắng lợi, lấy từng bây giờ mạnh nhất nào đó cảnh, lên cao đi vào cảnh giới kế tiếp, liền cũng có thể đạt được từng người thiên hạ một phần trong trời đất võ vận tặng. Nhưng trọng vẹn một vạn năm, nhân gian vũ phu nhiều vô số kể bằng mạnh mẽ hai chữ đưa thân tiếp theo cảnh vũ phu số lượng cũng không tính ít nhưng mà có thể đến nơi đây đứng một lúc nhất là còn có thể không từ bỏ đấy đều không ngoại lệ đều là võ đạo thiên tài trong thiên tài chỉ là không đến hai trăm năm thời gian đỉnh núi cũ gương mặt đã bị rất nhanh đổi đi hơn phân nửa thanh minh thiên hạ lâm giang tiên vị này nha sơn lâm sư hôm nay là hoàn toàn xứng đáng nhân gian vũ phu người thứ nhất làm vị này tên thật yến quốc kiếm khí trường thành tế quan lấy quy chân đến thần đáo đã từng đã tới nơi đây một lần đại đoan vương triều nữ tử võ thần hạo nhiên thiên hạ võ học người thứ nhất bùi bôi nàng tại đỉnh núi có một chỗ cắm dùi làm bùi bôi đệ tử đích truyền một bộ áo trắng tào từ một người nhưng là ở đây độc chiếm bốn cái vị trí trần bình an đã từng đã tới nơi đây chỉ là không có đứng vài ngày đã bị chính mình khai sơn đệ tử ép rơi vị trí vì vậy lúc này nơi đây thì có hai cái bất đồng số tuổi bùi tiễn trước có một cái cổ quái linh tinh thang đen tiểu cô nương. Lại là một cái ghim viên thuốc búi tóc trẻ tuổi nữ tử, bùi tiễn không thể nhìn thấy ở chỗ này sư phụ, nàng không nói một lời, đứng ở đỉnh núi tại chỗ đợi cả buổi, phát hiện tâm thần như cũ không có phản hồi chỗ cũ, nàng liền yên lặng đi xuống núi, đều lười giống như cái kia tồn tại nói nhảm nửa câu. Lần nữa vì bùi tiễn phá lệ một lần cổ quái tồn tại, đi tại bên người nàng, mỉm cười nói, đúng vậy, so với ta mong muốn phải nhanh hơn hiện thân bùi tiễn vốn là tâm tình không tốt chỉ là muốn khởi sư phụ đã trúng nửa quyền nàng nhìn lại chịu đựng mới cũng không nói đến một câu liên quan gì đến ngươi vì kia vạn năm trước dựa vào xong quyền vì nhân gian sáng lập ra một cái võ đạo binh gia ban đầu tổ cười nói luôn không đến mức vì cái kia nhẹ nhàng nửa quyền mang thù đến bây giờ đi bùi tiễn thật sự là nhìn lại chịu đựng cuối cùng là còn là nhìn không được chỉ là không quên mất trước tiên là nói về tiền bối hai chữ lại đến một câu ngươi như thế nào như vậy miệng thối đâu cảm thấy ta lần trước lên núi xuống lần nửa núi ngôn hành cử chỉ không có lễ nghi ngươi có bản lĩnh liền trọng ta đến a à, đem sổ sách tính tại sư phụ ta trên đầu tính là cái gì anh hùng hảo hán binh gia ban đầu tổ há miệng cười to nói trần bình an tiểu tử kia học quyền bản lĩnh còn có thể như bình thường so với tàu từ kém một mảng lớn thu đồ để bản lĩnh nhưng là coi như không tệ bùi tiễn ngã một lần không hơn một chút lo lắng cái thằng này không nói nửa điểm giang hồ đạo nghĩa, nàng chỉ là rầu rĩ xuống núi, không hề ngôn ngữ, đặt dĩ vãng, liền tiểu hắc than cái kia tính khí, cho người biết rõ cái gì gọi là pháo, cái gì gọi là phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh. Binh gia ban đầu tổ đem bùi tiễn một đường hộ tống đến chân núi, cười nói, trở về cùng Trần Bình An nói một tiếng, có thể tới chân núi một tự, xét thấy lớn hoàn cảnh như thế, trạm, trang web, khả năng tùy thời đóng cửa, Mời mọi người mau chóng dợi bước đến Vĩnh Cửu đưa vào hoạt động đổi nguyên áp, hoang nguyên. org chỉ là chân núi, bùi tiễn tức giận nói, tiền bối bản lĩnh lớn như vậy, chính mình mời ta sư phụ đi à, vì kia thân hình khung đúc hồ Nam tử cao lớn vương Tây, tự hồ là muốn nặng một cái bùi tiễn đầu, cái này tính khí, tùy ai đó. Bùi tiễn quay đầu né tránh, tới trận mắt hướng nhau, sau một khắc, bùi tiễn vừa muốn quay đầu nhìn về phía đỉnh núi tâm thần đã bị ném ra chỗ này bao la mờ mịt thiên địa. Một vị mặt trắng như tuyết trường bào, hai con ngươi thuần túy màu vàng nam tử, hai tay lồng tay áo đứng ở đỉnh núi, trên cao nhìn xuống, cùng cái kia quay đầu cùng mình đối mặt khôi ngô nam tử, hít mắt mỉm cười, không mời mà tới, coi như là nửa cái cố nhân gặp lại đi, ngươi nếu như không phục, vậy. Đánh một châu, binh gia ban đầu tổ ngưng mắt nhìn cái kia thân hình, cười nhạo nói, nửa cái một mà. Đã, liền dám sung đại gia làm ta sợ chưa từng nghĩ người nọ bên người nhiều hơn một cái thân hình cao lớn nữ tử lấy kiếm chống đất hù dọa ngươi đỉnh núi đứng đúng là trần bình an một hạt tâm thần cùng người cầm kiếm lúc trước cùng một chỗ đi xa thiên ngoại đi một chỗ bí mật luyện kiếm nơi binh gia sơ tổ cười nhạo nói giả vờ giả việc rốt cuộc như một người đã là lớn nhất ca ngợi cũng là lớn nhất chăm chọc trần bình an mỉm cười nói cả đời bị tức giận thành hôm nay trên đường cố nhân tàn lụi đến tận đây, nằm đó nếu không phải ngươi cùng đám đó kiếm tu, muốn chiếm cứ củ thiên đình, cùng tam giáo tổ sư mỗi người đi một ngã, dẫn đến nhân gian trận đầu phân liệt, nếu không các ngươi binh gia đã sớm lập giáo, ngươi cũng sẽ không rơi cái trước bị cùng chém lại nhốt vạn năm tình trạng, hôm nay nghĩ đến, hối hận hay không? Binh gia sơ tổ sải bước lên núi, chăm chọc nói, thân phận thay đổi, khẩu khí cũng thay đổi, trước cái kia thân phận thuần túy chỉ cảnh vũ phu, cũng không dám như thế cùng ta đối thoại. Bầu trời trời mưa, ha ha, trời mưa trời cao, tam giáo tổ sư, thật không sợ thời gian một lúc lâu, tiểu tử ngươi đã bị đạo hóa, bầu trời này tòa đánh không phá, mấy người bọn hắn chỉ có thể vây mà vây khốn chi, hướng về phía chu mật cùng đám đó mới thần, ngồi yên vạn năm, hai bên ngươi xem ta ta xem ngươi, dương mắt nhìn, kết quả nhân gian lại nhiều ra một tòa, chẳng phải là sụp đổ. Chu mật lên trời, trần bình an trên mặt đất, mỗi bên chiếm một nửa. Đương nhiên không phải nói Chu Mật, hoặc là Trần Bình An, chính là năm đó cái vị kia thiên đình cộng chủ tại vạn năm sau đó quay người, hạo nhiên cổ sinh cũng tốt, hẻm nê bình Trần Bình An cũng được, đều là từng bước một đi đến hôm nay hoàn cảnh, tự như hai người bọn họ chia đều gia sản. Binh gia sơ tổ bị đỉnh núi một kiếm đánh rớt, lui về chân núi, khôi ngô nam tử chỉ là thò tay một trảo, đem trên người cái kia khó chơi như một cái thời gian sông dài dồi dào kiếm khí từ trên người kéo ra tiện tay ném hướng xa xa, không biết mấy vạn dặm ngoại, vang lên lông trời lỡ đất chấn động, khôi ngô nam tử nhìn cũng không nhìn, chỉ là một lần nữa lên núi, lần này lại không nói tiếng nào, chỉ là im lặng đi đến giữa sườn núi, kết quả lại bị một đạo như thiên hà thác nước trút xuống xuống núi bao la hùng vị kiếm quan, một lần nữa đánh về chân núi, kiếm khí ngưng tụ không tiêu tan, che kín trong núi, binh gia sơ tổ lấy xong quyền mở đường, cứng trắng đánh ra một cái cực lớn lỗ thủng. Ngược dòng mà lên, cười to nói, nhẹ nhàng đấy mềm mại vô lực so với vạn năm trước kiếm ý không tăng ngược lại giảm xem ra lúc trước cùng cái kia mặt giáp người một trận chiến thần tính hao tổn không nhẹ ha ha chó cắn chó đầy đất lông nói đáng thương đạo thật đáng buồn ta ở đâu so với qua được các ngươi cái này đôi cẩu nam nữ nửa cái thiên đình cộng chủ thần tính thừa nhận người nửa cái một chán nản nơi ở chủ nhân mới tăng thêm đã từng sát lực cao nhất người cầm kiếm kiếm thứ ba đem khôi ngô nam tử thân hình chém vì hai, chỉ là cái sau trong khoảnh khắc liền khôi phục hình dáng cũ, cũng không tiếp tục lên núi, cũng không hề lần ngôn ngữ, tại giữa sườn núi bên kia ở đấy. Trần Bình An cười nói, đưa ra ba kiếm, lễ nghi đã đủ rồi. Cao lớn nữ tử mỉm cười gật đầu, binh gia sơ tổ lúc này mới thoải mái trở về đỉnh núi, tâm tình buồn bực. Chỉ là hắn nhớ tới hai chuyện, liền nhìn, đại trưởng phu ân oán rõ ràng, lại nhìn cái này Trần Bình An, Liên thuận mắt vài phần. Trần Bình An đánh giá vị này binh gia sơ tổ, đột nhiên tâm tình cổ quái, nghe nói trước người người này, tại vạn năm trước, là nổi danh không coi ai ra gì, đã từng nói qua rất nhiều làm lòng người tình kích động mạnh miệng, cũng đã nói rất nhiều làm cho người tặc lưỡi điên cuồng lời nói. Tỷ như câu kia đợi ta sáng lập ra một cái nguyên vẹn võ đạo, nhân gian vạn tộc đều có thể theo ta cùng nhau thân thể thành thần, sẽ không dựa vào cái kia thiên địa linh khí ăn cơm, cũng không cần cùng người nào quỳ bái, cung phụng hương khói, như thế lập giáo, mới cân xứng tổ. Lại ví dụ như cho ta lại nâng cao võ đạo tầng một, một tay liền ra sức đánh đạo tổ. Hôm nay nghị sự, sẽ không nguyện thấp bất luận kẻ nào một đầu kiếm tu, nguyện đi thiên đình di chỉ luyện kiếm làm chủ người, đến đến đến, đứng ở bên cạnh ta, cùng đối diện tam giáo tổ sư so so chiêu. Vị này binh gia sơ tổ, tuy rằng thua là thua, nhưng mà thật không có kinh sợ qua. Cao lớn nữ tử cười nói, ta bệnh hay quên lớn, mới nhớ lại đến chỗ này giống như hư mất quy cũ tiểu phu tử có chút mất hứng nhắc nhở ta nhanh chóng rời khỏi binh gia sơ tổ liền đề nghị đi cái gì liền ở tại chỗ này cùng cái kia tiểu phu tử đánh một chầu dựa theo vạn năm trước lễ nghi người nào thắng nghe ai đấy trần bình an nói ra vậy ngươi về trước cao lớn nữ tử gật đầu nói chủ nhân đừng quên sáu mươi năm ước hẹn trần bình an cười nói ta trí nhớ tốt binh gia sơ tổ đợi đến lúc vị kia nằm chí cao một trong người cầm kiếm rời khỏi chỗ này đã là nhà giam lại là đạo tràng viễn cổ ngôi sao rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra dù sau một trận cùng chém làm bị thương đại đạo căn bản quá nhiều triệt để đã mất đi chân thân đã trúng cái kia mềm nhũng ba kiếm cũng đã khiến hắn có một loại lâu ngày không gặp không chịu nổi gánh nặng ngồi xếp bằng tại đỉnh núi bắt đầu tróc bông những cái kia đúng là âm hồn bất tán còn sót lại kiếm khí mỗi lần ra bên ngoài ném ném một cái kiếm khí khả năng sẽ hàm súc nước cờ loại viễn cổ kiến đạo tại đây ngôi sao đạo tràng trên xa xa ném ra một mảnh dài hẹp dài đến trăm vạn dặm khe rảnh cuối cùng bấm tay bắn rớt một hạt thuần túy kiến đạo ném ra cái xâm nhập mấy trăm dặm lỗ thủng nếu không có lễ thánh giúp đỡ che lấp thiên tượng nhân gian âm dương gia ngũ hành nhà cùng khâm thiên giám luyện khí sĩ đám đoán chừng liền phải gặp tai ương trần bình an nói ra núi chân vũ dư thì vụ hắn nguyện ý trả nợ tiền bối cái kia ba phần võ vận Tiền bối có thể hay không xem tại ít đi hai bước đường mức độ, tại cầm lại những cái kia võ vận thời điểm, có thể giữ lại dư thì vụ thần chí trí nhớ tận lực không bị thương đến hồn phách của hắn căn bản kỳ thật có chút nhắc chuyện gì không nhắc hiềm nghi nhân gian trận đầu binh giải dĩ nhiên cũng làm là một trận cùng chém phân thây vừa thấy mặt đã trò chuyện cái này đúng là hướng trên vết thương vung muối binh gia sơ tổ xong quyền vịnh trên đầu gối vậy mà không có chút tức giận dấu hiệu lạnh nhạt nói ra. Tiểu tử ngươi có thể nhắc lại cái yêu cầu. Ý ở ngoài lời là cùng ý việc này. Tốt như vậy trò chuyện. Vậy chúng ta đêm đó thế hệ đấy sẽ phải nhiều phiếm vài câu nữa a. À? Trần Bình An tuy rằng không hiểu ra sao, còn là chăm chú suy nghĩ một phen, nói ra, ta cái kia khai sơn đại đệ tử Bùi Tiễn, nàng cái chủng loại kia đã gặp qua là không quên được, cùng bình thường luyện khí sĩ còn không đồng dạng, tiền bối có không có một cái nào thích đáng phương án giải quyết đưa lưng về phía Trần Bình An cái vị kia binh gia sơ tổ, ngữ khí hòa hoãn vài phần, đổi một cái yêu cầu. Trần Bình An tuy rằng trong lòng tiếc hận, cũng không thể tránh được, đành phải đổi một điều thỉnh cầu, nói ra, tiền bối xuống núi, nhàn hạ lúc có thể đi vãn bối liên ngẫu phúc địa ngồi một chút. Binh gia sơ tổ cười khẩy nói, tiểu tử ngươi làm như ta là ai, học cái kia sơn thần tìm gốc cây ngồi xuống đâu. Nghe khẩu khí, hiển nhiên là không muốn đi liên ngẫu phúc địa giúp đỡ tòa trấn núi xong rồi. Trần Bình An nếu như cùng vị tiền bối này thỏa đàm dư thì vụ sự tình, kỳ thật cũng đã tương đối ngoài ý muốn, vốn đang cho rằng đã định trước làm việc tốt thường gian nan, thậm chí đã làm xong một lời không hợp liền vạch mặt xấu nhất ý định, nếu như đạt đến mục đích, Trần Bình An sẽ không lại được một tất lại muốn tiến một thước. Thấy tốt thì lấy, không ngờ vị kia binh gia sơ tổ nhưng không có lập tức để Trần Bình An đi ý tứ, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, làm nơi đây là địa phương nào chuẩn bị tốt bắp quần áo nhà vệ sinh. Trần Bình An cũng không sao cả, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, dứt khoát liền bắt đầu quan sát sừng sững tại đây ngọn núi đỉnh 11 vị vũ phu, bị chính mình đại đệ tử ép rơi 10 cảnh khí thịnh vị trí, không hề dưới đèn màu đen Trần Bình An, kỳ thật cũng không cảm thấy có nửa điểm ngoài ý muốn, nói là nội tâm đều không có tiếc núi, đó là lừa mình dối người, chẳng qua đến cùng còn là cao hứng càng nhiều. Nhưng mà cái kia mặc áo bào hồng chính cảnh Trần Bình An, như thế nào cũng bị ép mất, dù sao Trần Bình An chân chính có tin tưởng ở đây lâu dài không chuyện ổ đấy, còn là cái này chính mình, đã qua vạn năm xưa nay chưa từng có, là trước sự thật, liền cẩn thận như Trần Bình An đều cảm thấy cái này chính mình, có hy vọng ít nhất tại mấy trăm năm bên trong, làm được sau này cũng không có, bất kể như thế nào, ngắn ngủn không đến trong vòng một năm, liên tiếp mất đi hai cái đỉnh núi chỗ ngồi, Trần Bình An khó tránh khỏi có chút phiền muộn, lòng tay áo ngồi sổng người xuống nhìn về phía cái kia đã đoạt địa bàn kẻ đến sau. Đối phương ngược lại là rất tốt nhận thức, 11 cái chỗ ngồi chính giữa, chỉ là nhiều ra cái này mạch sinh vũ phu, đối phương ngồi xếp bằng mà, ưỡng thẳng eo lưng, hai tay xếp đặt tại phần bụng. Hai tay cơ bắp từng cục, thấy không rõ dung mạo, đơn giản là tóc rủ xuống đất, thậm chí bao trùm cả khuôn mặt, người này quyền cương chi to lớn, mỗi cọng tóc tự như một cái thác nước chậm rãi trút xuống, theo người này hô hấp chuẩn bị tóc tùy theo phất phơ đứng lên thể phách gân cốt chi cường tráng một thân quyền ý cường hãn chịu được kinh tâm động phách cách nói trần bình an tại tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ phía dưới càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nguyên lai mỗi một sợi tóc phía trên đều bò đầy tính bằng đơn vị hàng nghìn oan hồn ác quỷ binh gia sơ tổ cười nói từ đỉnh núi đến chỉ cành tầng một thu bởi nàng rất bình thường càng về sau các nàng chỉ biết càng ngày càng mạnh thiên hạ võ học con đường tuyệt sẽ không cho ngươi cùng tạo từ hai cái mau đầu tiểu tử cân sức ngang tài ra toàn bộ danh tiếng lúc trước nữ quyền tư vị như thế nào trần bình an tình hình thực tế nói ra có nồi lẩu liền rượu tốt tư vị khôi ngô nam tử há miệng cười to tốt cái này cách nói tốt thời hạn thi hành án một đầy trở về nhân gian nhất định phải đến một lần nồi lẩu liền rượu trần bình an thử do hỏi chỉ cần tiền bối không ngại không bằng vãn bối trở về núi chuẩn bị cho tốt nồi lẩu cùng rượu chân thân tới đây, hảo hảo trà sát một lần, binh gia sơ tổ chật chật nói, phàm là có một chút tiện nghi có thể chiếm, tiểu tử ngươi là thật nửa điểm không rơi xuống A, đi theo bên cạnh ngươi đấy, có thể học giỏi. Trần Bình An liền kỳ quái, vì sao lần này hai bên đỉnh núi gặp lại, binh gia sơ tổ nói gần nói xa, luôn lộ ra một cổ không hiểu ý vị, ta núi lạc phách bầu không khí như thế nào, ngươi có tư cách gì khoa tay múa chân, khôi ngô hán tử nói ra. Kế tiếp trăm năm ở trong, mười bốn cảnh tu sĩ sẽ có chút nhiều sẽ không biết đạo tương lai nghìn năm cuối cùng lại có thể đủ còn lại mấy cái trần bình an gật gật đầu đều dựa vào bản lĩnh cá nhân chạy tiền đồ cuối cùng là mở không ra hoa có kết hay không quả tiền đồ như thế nào đều dựa vào bản lĩnh cá nhân thừa nhận yêu tộc tên thật lại hợp đạo nửa tòa kiếm khí trường thành kỳ thật trần bình an cái này tiên thuế pháp bào có thể tên là phong chính kết quả cùng mã khổ huyền một trận chiến dẫn đến pháp bào nghiền nát màn hoàng thiên hạ bên kia, thì có mấy cái có dịp mà nhân cơ hội cá lọc lưới. Sau một khắc, Trần Bình An cái này một hạt tâm thần liền phản hồi chân thân, đưa thân vào gió lốc chân núi một chỗ dinh thự, có thể dựa vào lan can trong về phía xa nhảy cá núi bên kia, đỉnh núi, khôi ngô nam nhân đứng lên, đi tới một chỗ, hắn nhất định phải ngồi sống người xuống, lại cúi đầu xuống, mới có thể vừa vặn tới đối mặt, cái kia thang đen tựa như tiểu cô nương, nàng khoanh tay trước ngực nghiêng đầu, tự hồ rất là nghi hoặc khó hiểu cái này kẻ ngốc đâu chẳng lẽ là tại sư phụ ta bên kia chém gió không chuẩn bị bản thảo kỳ thật ăn không được cây uống không được rượu chỉ là vừa nghĩ tới ăn lẩu uống rượu lâu năm liền chịu không nổi a nha ha ha thật lớn vóc dáng phế vật một cái so với ta sư phụ kém cách xa vạn dặm ánh mắt ôn nhu khôi ngô nam tử muốn thò tay đi nặng một cái đầu nhỏ của nàng tiểu cô nương trừng mắt giận dữ mắng mỏ một câu chớ chịu lão tử đã từng thế thân nhân gian vị thứ nhất đạo sĩ vị trí tiếp tục lên trời mà đi nam nhân liền dùng khẽ rung bàn tay phủ ở khuôn mặt của mình chu liễm núi lạc phách chưởng luật tổ sư trường mệnh bắt nhạc ngụy thần quân bọn họ dắt tay nhau hiện thân đối với mười sáu người mà nói đã đầy đủ dọa người rồi nhất là bắt nhạc thần dạ du quân đến đã ngoài dự đoán mọi người lại hợp tình lý nhảy cá núi tám cái luyện võ đấy cùng tám cái tu đạo đấy tách ra ở đến rồi trên núi chu liễm dẫn bọn hắn tìm được từng người chỗ ở trạch viện sạch sẽ sạch sẽ, chỉ thế thôi, cũng không phú quý cũng không tiên khí, vì kia trưởng luật tổ sư cái gì quy củ, kiên kỵ cũng không có nói, chỉ là để cho bọn họ giữ bổn phận, có thể tùy ý chút ít. Đến nỗi như thế nào tính bản phận, cái gì là tùy ý, sẽ không giải thích, chịu trách nhiệm cho tám người dạy quyền chính phó hai vị sư phó, trình cư trung cùng sầm uyên kỳ, đều tại trong núi ở lại rồi. Trình sư phó ngay từ đầu muốn cùng sầm sư phó làm hàng xóm, không thành mà cái này nửa điểm không giống như là cao thủ hán tử vừa thấy mặt đã cùng bọn họ khẳng định nói mình là chúng ta bảo bình châu có mấy võ học tông sư luyện quyền thiên phú tốt dạy quyền càng là nhất tuyệt các ngươi nhất định phải hảo hảo quý trọng trái lại cái kia rõ ràng càng có tông sư phong phạm nữ tử rồi lại đi thẳng vào vấn đề cùng bọn họ nói nàng tư chất bình thường học võ không tin nếu như người nào cảm thấy bị dạy hư học sinh rồi có thể thay người dạy quyền nhưng mà mặt khác tám vị truyền đạo người như cũ không có lộ diện núi lạc phách bên này không nói bọn hắn cũng không dám hỏi a à, tiên gia độ người vô cùng nhất khó có thể lẽ thường đo lường được thiên tư căn cốt tầm tính cơ duyên ngày kia tập tính chờ một chút cái gì đều xem từng người dựa theo lúc trước sở học đạo pháp yên lặng tu hành luyện khí là được lúc trước ở đằng kia chiếc trên thuyền bên cạnh mấy cái thiếu niên thiếu nữ đều hẹn rồi rảnh rỗi liền đi núi lạc phách bên kia cửa sơn môn dạo chơi lúc này bọn hắn đều trong nội tâm bồn chồn, không dám có này niệm đâu. Chỉ sợ một cái nhảy cá núi, đã bị bắt tại trận, nói một câu các ngươi có thể thu thập bao bọc dẹp đường hồi phủ, nhảy cá núi cùng núi lạc phách giữa, còn cách một tòa nghe nói cũng là thuộc núi gió lốc chân núi, thời tiết nắng ráo sáng sủa thời điểm, có thể lờ mờ trông thấy gió lốc chân núi cảnh trí, vận khí tốt, còn có thể nhìn thấy mây mù lượng quanh này tòa tể sắc phong. Núi Lạc Phách tổ sư đường liền kiến tạo ở bên kia, càng là nhìn không rõ lắm, càng làm cho lòng người sinh tò mò, vô cùng chờ mong trận tiếp theo tổ sư đường nghị sự, xa xa xem vài lần những tiên nhân kia cưỡi gió, kiếm khí như cầu vòng hình ảnh. Mới thời gian vài ngày, khiến cho tám người đối với hai vị dạy quyền sư phó ấn tượng thay đổi rất nhiều, cái kia họ trình đấy, cà lơ phất phơ, không có chính đi, nhưng là thật sự có vài phần bản lĩnh đấy, ngược lại mà lại là cái kia họ sầm nữ tử tông sư. Nàng nếu không có tận lực giấu dốt, không muốn chân truyền, chính là gối theo hoa rồi, dạy cái kia thun giá quyền chiêu, đâu ra đấy, quy củ, chỉ thế thôi. Trịnh Đại Phong cười hì hì, cố ý không nói cái gì, ngược lại cố ý lửa cháy đổ thêm dầu, rất là dạy mấy tay tốt quyền cho cái kia tám cái mắt cao hơn đầu tập võ thiên tài. Không phải là một khối tốt nguyên liệu, Đại Ly Triều Đình cũng không dám đưa đến bên này lãng phí Trần Sơn chủ quý giá tu đạo thời gian nha, đều là quyền ý trên thân đấy, hơn nữa âm thầm đi qua khâm thiên dám từng cái khám nghiệm qua, thật có võ vận bên người không như thế đoán chừng tiếp theo đám tỉ mỹ chọn lựa ra đến kiếm tu phôi tử đại ly triều đình cũng không dám hướng núi lạc phách bên này đưa sầm nguyên kia mỗi lần dạy quyền gián đoạn nàng đang diễn võ trường một chỗ lúc lúc nào cũng vô thức nhếch bờ môi đến buổi tối hướng về phía trên bàn ngọn đèn dầu còn có cái kia mấy quyển chu tiên sinh trước kia tự mình biên soạn viết tay trân quý quyền phổ nàng mấy lần muốn đi núi lạc phách tìm được chu tiên sinh hoặc là trực tiếp tìm trần bình an nói cái này quyền nàng dạy không được không phải là hờn dỗi mà lại là sầm uyên ki thật sự cho là mình cảnh giới tư chất cũng không đủ muốn nói nội tâm có hay không ủy khuất sầm uyên ki tự nhiên là có một chút trời chiều nặng nề tay dưới chân trời ráng đỏ đỏ tươi sáng lạn như cổ xưa thần linh đập nát sang hô vô số trong núi dương liễu thanh thước tha hoàng hôn treo leo thương nhưng tích sắc bùi tiễn trời khỏi liên ngẫu phúc địa sau đó liền đi tới nhảy cá núi diễn võ trường, nàng âm thầm quan sát trong chốc lát, đợi đến lúc sầm uyên kia nói nghỉ ngơi một lát, bùi tiễn an vị tại nóc nhà bên kia, tại diễn võ trường, không có bất kỳ xì si xào bàn tán, dù sao nơi này là núi lạc phách phiên thuộc đỉnh núi, có trời mới biết có thể hay không có cái kia tiên nhân thi triển trưởng quản núi sông thần thông, ở đằng kia núi lạc phách xa xa nhìn bên này. Nhưng mà bọn hắn tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, không dám có chút lỗ mãn, ngoài miệng không nói cái gì, một đôi ánh mắt lại rất biết nói chuyện, điều này làm cho Sầm Nguyên kỳ trong nội tâm có chút khó chịu, lại chỉ có thể giả vờ không có cái gì phát sinh. Đồng thời cũng làm cho Sầm Nguyên kỳ, đột nhiên đã rõ ràng Chu Tiên Sinh chính miệng đã từng nói qua, đáng tiếc nàng năm đó cảm xúc không sâu một cái đạo lý, là nàng đang ở trong phút không biết phút rồi. Nguyên lai trước kia trên núi lạc phách cao thấp dưới ai cũng không đem cảnh giới làm chuyện quan trọng, thật sự, chẳng những là trong ánh mắt, trong nội tâm đều là không làm thật không so đo đấy. Sầm Nguyên kia nghe được có người gọi một tiếng sầm tỷ tỷ. Nàng nghe được tiếng nói quen thuộc, xưng hô rồi lại mạch sinh lời nói, lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy là bùi tiễn, sầm Nguyên kia ngẩn người, nàng chỉ là thói quen cười gật đầu, đều đã quên chấp tay ông quyền hoàng lễ. Dù sao lấy hướng hai bên đánh đối mặt, giữa các nàng thủy chung đều là như vậy tùy ý đấy, đợi đến lúc bùi tiễn hiện thân, diễn võ trường lập tức xôn xao một mảnh không giống với vị kia trẻ tuổi ẩn quan, bùi tiễn hình dung tướng mạo, ở trên núi đã sớm làm người biết rõ. Nếu không hôm nay Bảo Bình Châu, cũng sẽ không có nhiều như vậy mặt hắc y, ghim tóc búi thành cục búi tóc giang hồ nữ tử, cả đám đều tên hiệu trịnh tiễn. Bùi tiễn, bùi tông sư, ở đằng kia đại ly thủ đô thứ hai chiến trường, bằng bản lĩnh thắng được trịnh thanh minh trịnh ném tiền tên hiệu Bảo Bình Châu võ bình luận tứ đại tông sư một trong. Bùi tiễn cũng không cùng bọn hắn nói nhảm nửa câu, nói nàng sẽ ép cảnh tại bốn cảnh, các ngươi cùng tiến lên, nhớ kỹ, là cùng tiến lên. Một quyền một cái, đánh cho tám người kia trực tiếp nằm trên mặt đất thân thể run rẩy, coi như tẩu thung liên tục. Bùi tiễn thần sắc lạnh lùng nói, tất cả đều là phế vật sao. Cũng xứng tới đây học quyền, các ngươi cũng xứng sầm nguyên kia cho các ngươi dạy quyền. Đứng lên, đếm tới ba, đứng không dậy nổi đấy, liền chính mình rời khỏi nhảy cá núi, thay trường cao đẳng sư phạm học quyền, không phải là từng cái một ánh mắt sinh trưởng ở lông mi bên trên sao, còn sợ tìm không thấy dậy quyền ngươi. Sầm tỷ tỷ cũng là các ngươi đám này nửa thùng nước nhóc con, có tư cách có thể xem thường hay sao, không đợi bùi tiễn đến tới ba, liền có bảy người hỏa thiêu bờ mông tự như, tranh thủ thời gian lão đảo đứng lên, còn có một thể cốt yếu nhất thiếu nữ, là bị bên người bộ dáng giống quá thiếu niên nâng đứng dậy, kết quả nàng chỉ là bị bùi tiễn nhìn lướt qua, liền trong nháy mắt hốc mắt đỏ bừng, ý nghĩ trống rỗng thiếu nữ gắt gao cắn môi, không dám khóc thành tiếng. Bùi tiễn trầm giọng nói, lục bộ tẩu thung hai canh giờ, thể lực chống đỡ hết nổi, trên mặt đất bò cũng muốn bò đủ hai canh giờ, làm không được đấy, liền thu thập hành lý, đi chân núi ngã ra đất nghỉ. Trịnh Đại Phong ngồi sổng xa xa, vụng trộm nhìn có chút hả hê, bùi tiễn nhìn xem những người này, càng xem càng nổi giận, đều là còn trẻ đi học võ luyện quyền đấy, các ngươi nếu đến rồi lầu trúc lầu hai, cùng ngày có thể cuốn gói cút đi khi còn bé không cảm thấy có cái gì bùi tiễn thậm chí sẽ cùng tiểu mễ lạp ở trong đáy lòng cho sầm uyên ki vụn trộm lấy cái sầm ngu ngơ tên hiệu đợi đến lúc bùi tiễn dần dần lớn lên cảnh giới một cao đã biết rõ sầm uyên ki không dễ dàng không phải là sầm uyên ki nạn luyện quyền không dễ dàng mà lại là sầm uyên ki luyện quyền lớn không dễ dàng bùi tiễn hôm nay đối đãi sầm uyên ki căn bản không phải cái gì thương hại mà lại là một vị thuần túy vũ phu đối với mặt khác một vị thuần túy vũ phu kính trọng. Trịnh Đại Phong cười đùa tí tẩn nói, Bùi Tiễn A, à, như thế nào dạy quyền, chủ yếu vẫn là ta cùng Sầm Uyên kỳ định đoạt. Ngươi nguyện ý tới đây đưa tay chỉ điểm một chút, đương nhiên cũng là không có vấn đề đấy, nhưng mà bọn hắn tám cái đi lưu lại một chuyện, ngươi nói cũng không tính. Bùi Tiễn rầu rĩ nói, hiểu rồi, là nàng vượt qua quy củ. Trịnh Đại Phong cười ha hả nói cũng đừng ở nhỏ sổ sách bên trên mang thù a càng đừng vụng trộm cùng sơn chủ báo cáo láo a bùi tiễn xoay người liếc mắt trịnh đại phong đứng lên vỗ vỗ bờ mông nhìn thấy chưa còn nói ta chém gió sao trước kia bùi tông sư quyền ta thường xuyên chỉ điểm đấy bằng không thì nàng hôm nay có thể nghe các ngươi trịnh sư phó khuyên hơn nữa bùi tông sư với các ngươi sầm sư phó luận bàn lúc ấy các ngươi còn mặt tả đâu từng cái một đấy quyền pháp không cao lòng dạ ngược lại là cao đến không được, không phải là nghĩ đến tương lai cùng Bùi Tông Sư chính thức lĩnh giáo một chút, chính là nghĩ đến có cơ hội cùng Trần Sơn chủ mặt đối mặt phím vài câu, ăn cái rắm đâu. Các đại gia ôi, thiên kim tiểu thư đám, đều đừng lo lắng nữa a à, đi nhanh lên cái cọc đi đứng lên a à, Bùi tiễn đi đến sầm uyên kia bên người, do dự một chút, ước chừng cảm thấy còn là không nhanh không chậm, sầm tỉ tỉ, hà tất xem nhẹ chính mình, chẳng lẽ trăm cây nhìn đắng luyện quyền liên tục tẩu thung mấy lấy trăm vạn mà tính, truy cầu một cái, ta quyền đưa ra, trước mặt không người, cảnh giới, chỉ là đang nói cùng người hỏi quyền sao, học được quyền, sẽ dạy người học quyền, đương nhiên chỉ biết càng thêm trọng yếu, không càng nên là đạo lý này. Sầm quyên kia nhìn xem bùi tiễn cặp kia trong suốt đôi mắt, như cũ mím môi, nàng rồi lại dần dần khóe miệng nhếch lên, gật đầu nói, tiểu hắc thang cũng sẽ nói đạo lý lớn rồi, bùi tiễn thoáng cái phá công tự như, thần sắc lúng túng, gãi gãi đầu quả nhiên là anh hùng hảo hán sợ nhất gặp phải láng giềng, còn kẻ tai nạn xấu hổ, bất hảo tập tính, nhà hàng xóm biết được thật sự quá nhiều, mặc cho ai phú quý lên cao, áo gấm về nhà, mặc kệ trên mặt như thế nào, khó tránh khỏi trong lòng thầm nhũ, liền hắn, liền nan Nhưng vào lúc này, một bộ áo dài thanh sam dày vải trung niên nam tử, bỗng dưng hiện thân, đứng ở bên diễn võ trường duyên khu vực, chỉ là xuất hiện ở chỗ đó, vốn là như phạm tử tội tám cái đứa nhỏ, Càng thở không nổi, vô cùng đơn giản lục bộ tẩu thung, liền đều có chút hoặc nhiều hoặc ít biến dạng, áo xanh nam tử mỉm cười nói, hảo hảo học quyền, về sau cùng trịnh đại phong học quyền muốn quý trọng, cùng sầm uyên kia học quyền phải chăm chỉ, làm không được đấy, đã đi xuống núi đi, từ nơi nào tới thì về nơi đó. Chỉ là nói xong câu đó, Trần Bình An liền mang theo Bùi Tiễn đi xuống núi, Bùi Tiễn có chút thẹn thùng, Trần Bình An cười nói, dạy được không tệ, lần sau sẽ dạy tâm bình khí hòa một ít thì tốt hơn bùi tiễn gật đầu nói là ta kiên nhẫn không tốt kỳ thật chính mình năm đó so với bọn hắn kém xa hôm nay phát giận thật là không có đạo lý sư phụ nghĩ tới nghĩ lui ta có thể là sinh chính mình năm đó không hiểu chuyện khí đi trần bình an mỉm cười nói ngươi đều như vậy phê bình chính mình rồi sư phụ còn thế nào gõ ngươi gõ đầu bùi tiễn nhếch miệng cười cười lời nói là thật tâm lời nói lừa gạt chẳng qua sư phụ đấy Trần Bình An có chút tự đắc, cái kia sầm uyên kia, nàng rốt cuộc không cần cái loại này xem tay ăn chơi, dù là nhìn không giống cũng chỉ là ngươi giả bộ thật tốt ánh mắt xem chính mình rồi, thiệt tình không dễ dàng. Bùi tiễn nói ra, ta đây hội đồng Diệp Châu nữa a. À? Trần Bình An cười nói, có thể chờ lâu vài ngày. Ngày mùa hái trà, hương giả trường làng liền thả một đoạn ngày nghỉ, lúc ấy mông đồng đám vui mừng hớn hở, phu tử cảm thấy dạy học thật khó, cũng đừng một khai giảng, liền lại có mông đồng đuổi học. Lúc trước tại kiếm khí trường thành, Trần Bình An truyền một đạo tam sơn phù cho lão già điếc, thuận tiện vị này tân nhiệm cung phụng đi hướng núi lạc phách. Lão già điếc không biết nặng nhẹ lợi hại, chỉ cho là bình thường đỉnh núi đại phù, dịu dụng về dịu dụng, cũng không thấy được như thế nào phỏng tay. Chỉ là thật là đáng tiếc này phù có cái kia thi triển ba lượt, nếu không sẽ phải tiêu hao bản thân công đức hạn chế, nếu không nhân gian phạm là có núi xanh chỗ, chẳng phải đều là cầm phù người chỗ đặt chân tốt đồn phát. Tạ cẩu nhưng là rõ ràng vị kia tam sơn cửu hầu tiên sinh nền móng, nàng cố ý không cùng lão già điếc vị này bình thường cung phụng nói toạt ra. Trịnh thanh gia tại trên núi lạc phách, cuối cùng không có đợi đến lúc nữa cái tổ sư gia cái vị kia tiểu mạch tiên sinh, đi theo cố sáng đi hướng đồng dịp châu một chỗ tên là Vân Nham nước địa phương, cố sáng nói nàng ở bên kia bạn cũ không ít, làm cho nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cũ Duệ Lạc Hà chủ nhân, vương tọa đại yêu ngưỡng chỉ bây giờ đại tuyền vương triều nữ tử cung phụng cảnh đi còn có ở đằng kia thập vạn đại sơn mỗi ngày ốm yếu nằm sắp lấy mang hoang đào đình hôm nay đứng ngạo nghễ quần hùng hạo nhiên non đạo nhân cả tòa kim thúy thành sớm được trịnh tiên sinh luyện hóa là giả trịnh tiên sinh lại dạy một đạo chuyển hư là thật thuật pháp cho nàng chỉ chờ cố sáng tuyển định tông môn địa chỉ trịnh thanh gia có thể đem lấy ra lạc địa sinh căn tương lai nếu muốn dời đến biệt địa cũng là tiện tay mà thôi mà kim thúy thành bên trong đám kia đến nay còn bị mơ mơ màng màng gia phả tu sĩ, sẽ không có địch rộng rãi vận đãi ngộ rồi, thủy chung không có bị trịnh thanh gia thả ra, lâm vào nhật thực hoàn cảnh bình thường, kinh sợ, chẳng biết tại sao thời tiết thay đổi. Đợi đến lúc chiếc này vượt qua châu độ thuyền đã đi ra sử châu khu vực, trịnh thanh gia liền đem vị kia đệ tử thân truyền từ trong tay áo tiết lộ đi ra, biết được ẩn quan đại nhân đã trở lại trong núi, còn cùng sư phụ gặp mặt nói chuyện phiếm vài câu, địch rộng rãi vận ánh mắt u oán, lẩm bà lẩm bẩm, oán trách sư phụ không đau lòng chính mình, không có giúp người hoàn thành ước vọng. Cố sáng dáng tươi cười nghiền ngẫm, trịnh thanh gia đành phải nói với cái này đệ tử thân truyền, người nào đó hôm nay ngay tại hạo nhiên thiên hạ, người như vậy dây dưa trẻ tuổi ẩn quan, cẩn thận bị nàng một kiếm chém đứt đầu lâu. Sư phụ đến lúc đó cũng chỉ có thể giúp ngươi nhặt về đầu, chỉ cầu nàng sẽ không đem ngươi chân thân hồn phách cùng nhau quấy cái nát như. Địch trọng rãi vận tuy rằng không sợ trời không sợ đất, rồi lại vẫn là hết sức kiên kỵ cái kia nghe tên nhưng không biết mặt ninh diêu lý do rất đơn giản ninh diêu cảnh giới càng cao nàng xem mang hoang thiên hạ lại càng không vừa mắt ai ôi phi thăng cảnh kiếm tu rất giỏi chiếu sao một cái chính mình nam nhân chỉ là tại bên ngoài cùng bằng hữu uống nhiều chút rượu sẽ phải đóng cửa bà nương có cái gì tốt nha trẻ tuổi ẩn quan cái gì cũng tốt chính là chung tình chung thủy điểm ấy không tốt lắm hắn nếu là học cái kia tiền nhiệm ẩn quan tiêu tấn cùng nhau mưu phản kiếm khí trường thành, đó mới khoái ý đấy, đến rồi mang hoang thiên hạ, đảm bảo một năm 365 trời, mỗi ngày đổi đạo lữ. Người nào không biết hôm nay mang hoang cộng chủ kiếm tu phỉ nhiên, cùng cái kia văn hải chu mật quan môn đệ tử chu thanh cao, hai người bọn họ, là đã ra tên phòng chữ thiên cùng phòng chữ địa hai vị ẩn quan cầm giữ độn, chiếc này lưu hà thuyền hữu ý vô ý thả chậm tốc độ, đi ngang qua thư giãn hồ khu vực, hoàng ly đảo trọng túc, thấy được đầu thuyền vị kia nho sam thanh niên, vị này được xưng thư giảng hồ giống nhất gia phả tu sĩ lão nguyên anh tu sĩ chủ động lên thuyền nói hắn cải biến chủ ý nguyện ý thoát ly chân cảnh tông gia phả đầu nhập vào cố sáng chưa từng nghĩ cố sáng cũng nói chính mình cải biến chủ ý coi như là ngươi trọng túc hôm nay nguyện ý gia nhập của ta tông môn cũng không đảm đương nổi người nhậm chức đầu tiên chưởng luật rồi được từ nhất bình thường ký danh cung phụng làm lên trọng túc sắc mặt âm trầm vài phần nhưng cuối cùng vẫn là không có rời thuyền ngược lại cùng hoàng ly đảo bên kia tìm đến hạ một đạo phù điệp khiến bị hắn chọn trúng đám đó thân truyền lại truyền các đệ tử lên thuyền trần bình an lúc trước cùng cái kia trịnh thanh gia công bằng nói bởi vì không biết uyên hồ đạo hữu sẽ đến hạo nhiên thiên hạ hãy cùng vị kia hôm nay rung thân biến thành non đạo nhân đào đình làm một môn mua bán cái sau cấp ra kim thúy thành luyện chế pháp bào vài loại bí pháp tất cả tiền lời non đạo nhân chiếm một thành hai bên mỗi sáu mươi năm tính tiền một lần Trịnh Thanh Gia đối với cái này ngược lại là một bộ hoàn toàn không để ý thái độ, chỉ nói ẩn quan đại nhân hoàn toàn không nhất thiết để ý Kim Thúy Thành cách nhìn, đào đình tiền bối nắm giữ những cái kia Kim Thúy Thành bệnh bí thuật, đã là hơi có vẻ quá hạn lão hoàng lịch, hôm nay Kim Thúy Thành luyện chế pháp bào độc môn thủ đoạn, chia ra mấy dệt, có khác con đường mới, huống chi hạo nhiên có chính châu, Kim Thúy Thành pháp bào nguồn tiêu thụ cho dù tốt, có thể ăn vào hai ba châu sinh ý số định mức, cũng đã là Kim Thúy Thành sản lượng cực hạn người thông minh cùng người thông minh giao tiếp lúc nào cũng nhẹ nhõm đấy thiên địa đông nam tây bắc ở bên trong lúc nào cũng có tụ tập đầy đủ tản ra cần đều có tương lai riêng bạch ngọc kinh nam hoa thành nhất mạch thiên quân tào dông đem triệu phụ dương mang về linh phi cung tạm không ký danh khiến kia tại một chỗ đỉnh núi quàng cu ẻ trong đạo quan bế quan suy nghĩ qua cho phép kia mang tội tu hành lấy công chuộc tội tào dông cho triệu phụ dương đánh xuống một đạo pháp chỉ có thể trở thành hay không chính mình đích truyền phải xem triệu phù dương có thể hay không không đi bàn sơn chi đạo đưa thân nguyên anh cảnh đã thành có thể trở thành hắn tào dông đệ tử thân truyền không được sẽ lần nữa bị trục xuất núi đi làm cái sơn trạch giả tu làm đến chết được rồi ngoài ra cái kia gọi là nghe thanh đen gầy thiếu nữ quả thật đang ở đó tòa tiên khí mờ mịt linh phi cung trong tổ sư đường được một cái thanh nê đạo hiệu nàng còn trở thành tào thiên quân đệ tử thân truyền cùng vị kia đạo hiệu động định đích đương đại cung chủ tương quân đã trở thành một cái bối phận sư tỷ muội, mộng đẹp thành sự thật lúc nào cũng dậy người nhìn không được muốn hướng chính mình trên mặt vậy cái cái tác xác định thiệt giả thiếu nữ còn nhớ rõ ngày đó màn đêm nặng nề ở bên trong có một đầu đội mũ hoa sen trẻ tuổi đạo sĩ cùng nàng nói một câu thanh nê đạo hữu ngươi cùng hai người chúng ta liên thủ có thể giết mười bốn cảnh may mà cái kia giả thần giả quỷ tỏ ra nguy hiểm đạo sĩ không quên cùng nàng lại bồi thêm một câu giải thích chính là 14 một cảnh luyện khí sĩ, thế gian bao nhiêu người cùng sự tình, lúc ấy chỉ nói là bình thường. May mắn coi như là có nửa cái đồng hương tình nghĩa nữ tử, hôm nay đã ở Linh Phi Cung giữa tu đạo, ngẫu nhiên sẽ đến này đã quấy rầy nàng tu hành, kỳ thật nghe thanh cũng biết đối phương đánh cái gì bàn tính, chỉ là không để ý, trong núi thanh tịnh được không hợp lý, giống như liền cái kia lá rơi tiếng đều nghe được rõ ràng, có người phụng bồi trò chuyện, nói chuyện phím một lát quê hương sự tình, lúc nào cũng tốt nàng kia tên là ngu di vẫn còn, nàng cùng cái kia tình cùng chị em ngu cho cùng, đều từng là phấn hoàng phủ chủ ngu thuần chi thiếp thân tỳ nữ, các nàng đều có cơ duyên tạo hóa. ngu di vẫn còn đã bái linh phi cung một vị kim đan địa tiên vi sư, vừa mới đã thành linh phi cung tổ sư đường lục tên gia phả tu sĩ. ngu cho cùng cũng được kim khuyết phái tổ sơn trên này tòa kim tiên âm hình tử đệ tử thân truyền. ngu di vẫn còn đã thay hảo tỷ muội cao hứng, cũng hiểu được còn là chính mình càng may mắn chút ít. Kim Tiên Âm dù sao cũng là Linh Phi Cung Tông môn xuống núi một trong, chỉ là Tha Hương gặp lại hai vị nữ tử, các nàng hôm nay bối phận còn kém phải có điểm hơn nhiều. Thường vị thụ phụ lục tạm thời chưa có đạo hiệu ngu di vẫn còn, phải gọi nghe thanh một tiếng thanh nê tổ sư rơi xuống viên núi vị kia sơn thần nương nương cũng đi mây xanh vương triều, có thể bổ khuyết nhậm chức đã thành một vị triều đình phong chính sơn thần nương nương. Nữ tử vũ phu lữ lặng yên đi này tòa bách hoa hồ bởi vì tào thiên quân chuyên vì nàng đánh xuống một đạo mơ hồ không rõ pháp chỉ chỉ nói bên kia có cơ duyên đợi nàng đi lĩnh quá hạn không đợi lữ lặng yên tại tòa nào đó bị tận diệt thủy phủ di chỉ gặp được một vị không tình nguyện miễn cưỡng đem này làm đạo tràng đà bia lão giải là một cái nói chuyện chậm rì thanh niên tu sĩ lệch có một câu câu cửa miệng ta đây bạo tính khí như thế nào như thế nào nghe thanh lúc nào cũng không cách nào đem cái kia đeo kiếm thiếu niên cùng trẻ tuổi đạo sĩ cùng trẻ tuổi ẩn quan cùng Bạch Ngọc Kinh Lục trưởng giáo liên hệ cùng một chỗ, luôn cảm thấy hai cái đó mặt hàng, tự như cái kia đầu thôn ngồi cạnh hai độc thân, ăn mặc phá áo bông, lộ ra sợi bông, mắt buồn buồn, hai tay chọc vào tay áo, ánh mắt bất chính, ngắm lấy qua lại nữ tử, giống như như thế như vậy, mới là bọn hắn. Phần đệm lĩnh trong sạch phủ không có dọn nhà, càng không gặp nửa điểm binh tai họa, phủ chủ bạch mau được này phúc duyên, sợ không được ý nghĩ, luôn cảm thấy lão chân nhân trình kiền cùng thanh hạnh quốc triều đình nói chuyện phiếm vài câu thời điểm đối với hắn lau mắt mà nhìn coi trọng gia tăng phải có điểm không hợp lý rồi bạch phủ chủ trăm mối vẫn không có cách giải chẳng lẽ ta tổ tiên xuất hiện cao nhân làm qua núi trên thần tiên thế nhưng là bạch mau trẻ tuổi lúc ấy liền cẩn thận lật qua gia phả căn bản không có chuyện này a à. bạch mau rất là hoài niệm cái kia hai cái mới quen không bao lâu bằng hữu một cái ưa thích chém gió so với trời vang một thứ đại khái là vì sinh kế bức bách, không làm không được chút ít ép mua ép bán hoạt động. Hôm nay bạch mau vẫn luôn nhớ tới, mình ở cái kia hợp hoang sơn chân núi trấn nhỏ bên giếng nước, còn giống như đánh cái kia đeo kiếm thiếu niên đầu một cái tác. Nếu có gặp lại, thử lại lần nữa xem. Núi lạc phách không có đợi đến lúc không biết đi nơi nào lắc lư tạ cẩu, ngược lại trước chờ đến lão già điếc, u út đôi này thầy trò, tại cửa sơn môn bên kia lão già điếc lại thấy gặp vị kia không hiểu rõ tóc trắng đồng tử kiếm khí trường thành lao ngục người quen cũ u út bởi vì là lần đầu tiên sử dụng tam sơn phù cảnh giới chưa đủ cao thể phách chưa đủ cứng cỏi mới đứng lại liền choáng váng không thôi ngoan ngoãn nôn mửa đi tóc trắng đồng tử vốn tưởng rằng lão già điếc chính là cái nhà mình đỉnh núi khách qua đường vừa nghe nói lão già điếc muốn làm nhà mình cung phụng liền lập tức không vui lão già điếc cũng nhìn ra đối phương chỉ kém không có đem ghét bỏ hai chữ ghi tại trên mặt trong lòng có chút bất đắc dĩ, càng bất đắc dĩ sự tình, còn là cái kia tóc trắng đồng tử dơ lên cái cầm, đạt được nhắc nhở lão già điếc đành phải gọi một tiếng ông nội. Lão già điếc không quên để tâm nói rõ lời nói, thừa dịp lão già điếc còn chưa trở thành chính thức cung phụng, tóc trắng đồng tử liền bắt đầu cho đối phương làm khó dễ rồi, qua ha ha, một triều quyền nơi tay, sẽ đem làm đi tới, u út không nhất thiết giới thiệu, ta rất rõ ràng. Lão già điếc ngươi tranh thủ thời gian báo danh ra chữ, đạo hiệu, quê quán, tu vi cảnh giới, lão già điếc đành phải báo danh ra chữ cam đường, đạo hiệu Long Thanh, năm đó đạo tràng chỗ chờ một chút, lúc ấy Trần Bình An rời khỏi thập vạn đại sơn, không còn người ngoài, lão mù loà liền bắt đầu tưởng niệm học trò cưng của mình. Trước lão mù loà ngoài vòng pháp luật khai ân, nhìn đầu phi thăng cảnh chó săn, cho âu yếm đệ tử lý hòe hộ đạo, không có chọc ra lớn cái sọc mức độ. Lão mù loà sẽ theo liền dùng cái không có công lao cũng có khổ lao cớ, tiện tay ném cho non đạo nhân một quyển cổ phổ đạo thư, là luyện sơn quyết nửa phần trên. Hôm nay non đạo nhân ở đằng kia đồng dịp châu mở sông lớn đổ ra biển, trên danh nghĩa là xem tại Lý Hòe cùng Trần Bình An quan hệ tốt trên mặt mũi, giúp khuân núi, kỳ thực là lại danh xứng với thực chẳng qua luyện sơn chứng đạo. liền tỏ ra nguy hiểm như mang hoang đào đình, ngẫu nhiên đều có chút lương tâm bất an, chính mình có thể hay không vô cùng mưu trí hơn người rồi, tính toán ẩn quan quá nhiều kết quả áo vàng lão giả ở đằng kia sông lớn đổ ra biển tuần hành muốn bắt được cái nào đó đập loạn bùa chú chậm trễ chính mình luyện sơn gia hỏa một cái trong thoáng chốc đã bị bắt được thập vạn đại sơn non đạo nhân không biết mình ở đâu lại làm sai đạo tâm như thế nào đã sớm không trọng yếu chính là một viên mật đắng tùy thời cũng có thể vỡ tan thói quen là tốt rồi lão mù loà giống như cười mà không phải cười nghe nói ngươi đều cùng trần bình an làm trên mua bán non đạo nhân vẻ mặt đau khổ trong lòng đau khổ muôn phần tốt ngươi cái này trần bình an nhưng mà lợi nhuận ngươi điểm thần tiên tiền liền tố cáo bẩm báo nơi này muốn cướp tiền nói thẳng hà tất nói mua bán lão mù lòa nói ra cho ngươi mặt mũi rồi hả non đạo nhân hiện ra chân thân hướng trên mặt đất một chuyến mời đặt chân đợi cả buổi cũng không đợi đến già mù lòa một cước kia này non đạo nhân ngẩng đầu có chút nghi hoặc lão mù loà từ trong tay áo lấy ra một quyển đạo thư, nhét vào non đạo nhân bên miệng, ngậm trong mồm đi. Non đạo nhân vội vàng há miệng cái kia bản đạo thư, luyện sơn quyết xuống nửa bộ, lão mù loà nói ra, nếu như trăm năm ở trong, còn là không cách nào hợp đạo, không hơn được cái kia chu yếm, ngươi đời này có thể ngoan ngoãn nằm ở phi thăng cảnh hưởng phúc. Non đạo nhân biến ảo hình người, hai tay nâng sách, vui đến phát khóc, chấp tay thi lễ gửi tới lời cảm ơn nói, mang hoang đạo đình ở đây tạ ơn tiền bối truyền đạo chi ân, lão mù loà nhưng là đối với đào đình mang ơn, căn bản không xem ra gì, chỉ là khiến hắn xéo đi, ít chứng mắt. Trở về đồng dịp châu sông lớn đổ ra biển bờ non đạo nhân hoàng hồn được nữa, bên tai lờ mờ có hai câu nói quanh quẩn không đi, hôm nay ngươi mới là phi thăng cảnh, tầm mắt còn chật vật, thấy ta như ếch ngồi đáy giếng ngẩng đầu thấy trăng, đợi ngươi ngày nào đó may mắn đưa thân mười bốn cảnh, sẽ thấy ta như một hạt phù du thấy trời xanh tạ cẩu cũng trở về núi lạc phách nói bên ngoài lắc lư vài ngày thật là tưởng niệm trần sơn chủ cùng quách minh chủ trần bình an nói là chuẩn bị về sau khiến tiểu mạch đi nhảy cá núi truyền thụ đạo pháp nào đó câu không cần nói ra khỏi miền ngụ ý lại chất phát nhất tạ thứ tịch nếu như nhà ngươi tiểu mạch tạm thời không ở trong núi tạ cẩu lập tức hiểu ý nhào nặng cái kia đỉnh mũ lông chồn bày ra một bộ ta mặc kệ hắn là ai tư thế sơn chủ sơn chủ ta đến ta đến đến rồi nhảy cá núi, mũ lông chồn thiếu nữ nhìn thấy cái kia tám cái luyện khí sĩ, nói ngay vào điểm chính, ta là tà cẩu, là nhỏ mạch đạo lữ, gần nhất đoạn này thời gian, ta sẽ hảo hảo dậy, các ngươi hảo hảo học, tranh thủ lưu lại, uống ta cùng tiểu mạch rượu mừng. Tám người nghe được hai mặt nhìn nhau, bọn hắn nghĩ tới rất nhiều loại cùng truyền đạo người gặp mặt phương thức, như thế nào đều muốn không đến sẽ là người như vậy, như vậy cái cảnh tượng. Tà cậu nhớ lại sơn chủ dặn dò, nàng liền bổ sung vài câu đạo hiệu của ta một trong bạch cảnh đến từ mang hoang thiên hạ chém qua vài đầu vương tọa đại yêu giới thiệu song song chuẩn bị truyền đạo đều giữ vững tinh thần đến các ngươi muốn bắt đầu nghe thấy nói không để ý tới những cái kia trận mắt há hốc mồm lũ tiểu gia hỏa tạ cẩu phối hợp xoa tay nghe nói sơn chủ ý định gần đây đi một chuyến bắt câu lô châu quỳnh lâm tông tạ cẩu nghe xong cái này liền tinh thần vô cùng phấn chấn sẽ không mệt trả rời đến nỗi tạm thời thay thế tiểu mạch, cho tám cái phế vật. Ôi, cũng không thể nói như vậy, không thể nói trước về sau một vị, nào đó mấy cái, chính là nhà mình tể sắc phong tổ sư đường gia phả tu sĩ đâu rồi, giúp bọn hắn truyền thụ đạo pháp loại chuyện nhỏ nhặt này, từ nàng móng tay trong khe gãy ra một chút. Liền đủ tên gia hỏa này hảo hảo học thượng trăm năm nghìn năm nha, đến nỗi đi chỗ đó Quỳnh Lâm Tông làm cái gì, tạ cậu cũng không hiếm có hỏi, còn có thể làm cái gì? Không phải hỏi kiếm, chính là hủy đi tổ sư đường tạ cậu đối với cái này vui cười a à được không được chính hắn một tên lấy được hay a à? cái khác chỗ chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng sơn chủ khen ngược người trận chiến con chó xu thế nhân sinh dễ dàng say đỡ đầu rượu thế gian chưa gặp được địch thủ chơi cờ một mảnh cô thành án mây giang cả tòa thành bạch đế ngoại trừ trịnh cư trung cũng đã không có một bóng người đã liền này tòa lưu ly các đều trịnh cư trung bị ném ra khỏi thành ngoài dù sao cũng là làm sư đệ được nghe sư huynh đấy, liễu xích thành đối với cái này cũng là không biết làm thế nào, không dám nói một chữ không, không bằng hắn cứ phải cùng thành chủ sư huynh ở trước mặt tạm biệt mới bằng lòng rời khỏi, trịnh cư trung nhìn nước mắt ba ba liễu xích thành, thở dài, nghĩ tới năm đó một kiện không lớn không nhỏ chuyện xưa, trịnh cư trung trúc cuộc là ít thấy mềm lòng một lần, liền hiện thân sơn môn, dặn dò một thân hồng nhạc đạo bào sư đệ vài câu, tỉ như đến rồi bên ngoài, gây họa, cũng đừng có đơn giản báo ra sư phụ danh hào, miễn cho đối phương không dám giết ngươi. Liễu Xích Thành lập tức đã hiểu, không thể báo ra sư phụ danh hào, chỉ có thể báo sư huynh đấy. Trình cư trung phất phất tay, ý bảo Liễu Xích Thành đừng đứng ở tại chỗ ngại nhãn, Liễu Xích Thành có lẽ là không nỡ bỏ đi, sẽ không lời nói tìm lời nói, muốn lấy tiếng lòng xác định một chuyện, sư huynh đến cùng có mấy cái 14 cảnh, hắn cái này làm sư đệ đấy, đương nhiên nguyện ý tin tưởng, thật sự là không thể tin được. Trịnh cư trung cười hỏi lại một câu, ngươi muốn mấy cái? Liễu xích thành cẩn thận từng ly từng tí nói đương nhiên là càng nhiều càng tốt, hai cái không chê ít, ba cái không chê nhiều. Liễu xích thành hỏi lại sư huynh có thể hay không càng tiến một bước, trịnh cư trung từ đối phương trong mắt thấy được một loại. Lo lắng, liền vỗ vỗ bờ vai của hắn, mỉm cười nói một câu, người thông minh hiếu học, kẻ đần không tốt làm, không nên ngươi động đầu óc sự tình, liền không nên suy nghĩ nhiều, hảo hảo làm ngươi kẻ đần nếu như nói hạo nhiên thiên hạ luyện khí sĩ thực sự có người cam lòng mình không phải là mười bốn cảnh đổi thành người khác rất tốt liễu xích thành khẳng định tính một cái hơn nữa không có chút gì do dự không có một ti giả bộ tự như năm đó trịnh cư trung bởi vì do dự muốn tuyển chọn đầu nào con đường đưa thân mười bốn cảnh trong lúc rảnh rỗi liền cài đặt một cái con rối chia rẽ cấu kết trong ngoài hồn nhiên không biết là cái kia trịnh cư trung giết trịnh cư trung chính mình giết chính mình mà thôi tóm lại ở đằng kia trận cuốn theo cả tòa thành bạch đế âm mưu chính giữa, đã liền hàng tiếu sắc chi lưu cũng không thể ngoại lệ, duy chỉ có một người mặc hồng nhạc đạo bào liễu xích thành, ngăn tại một người cùng vạn người giữa, đã không lời nói hùng hồn, cũng không đặt xuống đe dọa, liễu xích thành trong nháy mắt đã bị mấy trăm đạo kiếm quan, thuộc pháp cùng thần thông nghiền làm thịt nát. Hắn đến chết vẫn là tại thống hận hàng tiếu sắc lưng của bọn hắn phản bội, lo lắng phía sau mình vị kia sư huynh an nguy, thân tử đạo tiêu trước một khắc, hồng bào liễu xích thành, chỉ là trở lại liếc, sư huynh bảo trọng. Án mây chỗ cao nhất đứng sừng sững có một cây đại kỳ, dân thư tiếp nhận làm cho thiên hạ trước. Phía dưới có trương khắc có bàn cờ bàn đá khắc, trên bàn đặt để đó hai bình quân cờ. Trịnh cư trung an vị tại bên cạnh bàn, bên người bác đựng quân cờ bên trong là cờ trắng. Đợi không biết bao lâu, trịnh cư trung liền đem hai cái bác đựng quân cờ thay đổi vị trí, một tay nhẹ nhàng nâng tay áo, một tay duỗi ra hai ngón từ bát đựng quân cờ giữa vê lên một quả cờ đen xem tư thế trịnh cư trung sẽ phải trước tiên hạ cờ tại bàn cờ như thế phá lệ cái này có thể đã cùng cái kia căn đại kỳ làm cho trong sách cho ngược lại một cái dáng người khôi ngô khuôn mặt thô kệch nữ tử vượt qua hai tòa thiên hạ không còn xem thành bạch đế cấm chế như vào chỗ không người đến chỗ này cởi mở nói đã lâu không gặp hoài tiên trịnh cư trung đối với nàng làm như không thấy có tai như điếc tại đầu ngón tay cái kia miếng cờ đen sẽ phải chạm đến bàn cờ được nữa cái kia nữ tử ai tháng một tiếng thật sự là sợ ngươi trịnh cư trung nói đi đem ta hô qua đến sợ cầu chuyện gì ta cùng với đạo tổ có một quân tử ước hẹn ngôn hành cử chỉ không tốt qua giới thông cảm cái ba cái mười bốn cảnh trịnh cư trung bằng vào kiếm thuật đạo pháp thần thông cao chẳng qua một cái chân vô địch không có gì hay mất mặt đấy ngươi cùng dư đấu chỉ là luận bàn cũng không phải phân sinh tử người đến đúng là thiên ngoại thiên vô số thiên ngoại ma tập hợp ngôn ngữ được nữa đã biến ảo bộ dáng đã thành bạch ngọc kinh treo ở chỗ cao nhất cái vị kia lão đạo sĩ thanh minh thiên hạ trong suy nghĩ đạo tổ bộ dáng trịnh cư trung đem viên kia cờ đen ném vào bình hỏi có nghĩ là muốn tự do trên đời còn có so với thiên ngoại ma càng tự do tồn tại nếu như thuần túy như thế sao có tự do cách nói thiên ngoại ma cười nhạo nói chỉ bằng ngươi Trịnh Cư Trung gật đầu nói, chỉ bằng ta. Nó hỏi, chẳng lẽ là ý nghĩ hảo huyền, muốn lập giáo xưng tổ, cái kia ta cũng phải hỏi ngươi một câu, Trịnh Cư Trung, ngươi muốn nghĩ đứng cái gì vậy, xưng cái gì tổ, không đợi Trịnh Cư Trung cho ra cái nào đó bất kể thế nào trả lời đều nhất định sẽ kinh thế hải tục đáp án. Nó liền phối hợp ông bụng cười cười to nói, ta là tâm ma, là ảnh ngược, là người người nên giết chi thiên ngoại ma, trịnh cư trung là người gian đệ nhất tôn ma đạo cử phách, như thế nói đến xác thực tuyệt phối luyện hóa mất ta đây cái ngụy mười lăm ngươi là tốt rồi công đức viên mãn đưa thân chính thức mười lăm cảnh từ nay về sau độc nhất vô nhị giết mười bốn cảnh tu sĩ như chém dưa thái rau Trịnh cư trung chậm rãi nói ra ba câu nói ta trước giúp ngươi đánh vỡ này tòa bất diệt lòng gian lại khiến thiên địa không linh khí không luyện khí sĩ không sơn thần thủy thần không tin quỷ quái khác vô địch thần không chuyển thế không âm dương không nhân quả cuối cùng khiến này nhân gian không dậy không tổ. Thiên ngoại ma lắc đầu, không quá mức ý tứ, chưa từng nghĩ để cho nhất ta chờ mong vừa thấy trịnh cư trung, còn là như vậy không thú vị, khó thoát cách cũ, người mới đi đường xưa, nhiều nhất chính là so với có chút tiền nhân đi được cao hơn xa một chút, thần linh không sai, không nhất tự do. Nào đó trình độ trên, có được thuần túy nhất tự do đấy, là chúng nó thiên ngoại ma, vô câu vô thúc. Chúng nó mỗi một cái ý niệm trong đầu cũng có thể ý vị tuyệt vời, nhiều loại hoa giống như tươi đẹp, lẫn lộn thiệt giả. Trịnh cư trung cái gọi là đánh vỡ lòng giam, chẳng qua chính là khiến nó trở nên không tự do. Bình thường 14 cảnh nào dám phát ngôn bừa bãi, dám trang đảm tự tin tại đạo lực trên còn hơn nó cái này ngụy 15 cảnh một bậc. Đã qua vạn năm, cái nào 14 cảnh dám luyện hóa nó, thật không sợ bị phỏng xuyên bụng. Bị chim cắt chiếm tổ chim khách, tiếng động lớn tân đoạt chủ mặc dù có người dám nghĩ đến tận đây, như cũ không dám làm đến một bước này. Mà trịnh cư trung muốn bắt tay vào làm làm đấy, đạo tổ đương nhiên đã sớm hiểu rõ rồi, chỉ là đạo tổ 15 cảnh, hợp đạo cả tòa thanh minh thiên hạ, không thích hợp như chuyến này sự tình, đành phải thông qua đem nó nuôi thả, hoặc là nói cho đúng là nuôi nhốt tại một tòa ngọc kinh núi, cũng chính là thế nhân cái gọi là thiên ngoại thiên. Người nào đó nói đúng, đạo nhân thanh trừ tâm ma như trường học sách, trường học sách như quét tâm địa lá rụng, xoáy quét xoáy sinh lá rụng phất phơ lại khởi bụi xoáy phất xoáy có mạnh mẽ như đạo tổ cũng còn là một vị đạo nhân không thể siêu thoát phạm vi này đối mặt ngọn nguồn đến từ vài tòa thiên hạ tất cả đạo nhân tâm ma thanh trừ không được luyện hóa vô cùng chi sở dĩ như vậy hay là bởi vì viễn cổ thiên đình di chỉ thủy chung tồn tại không cách nào bị triệt để phá hủy lại có lên trời rời đi văn hải chu mật trụ trì mới thiên đình mời thần trở về vị trí cũ nếu không tam giáo tổ sư thật có thể đạt thành nhất trí, tùy ý đạo tổ dọn ra tay đến, lấy luyện ức triệu tâm ma nghìn năm vạn năm, làm mười lăm cảnh luyện khí sĩ đại đạo chỗ, lần nữa chứng đạo đắc đạo, không thể nói trước nhân gian vị thứ nhất mười sáu cảnh, chính là đạo tổ vật trong túi. Trịnh cư trung mỉm cười nói, lại bị một đầu thiên ngoại ma cho coi nhẹ rồi, cũng thú vị, đứng lên. Trịnh cư trung nhìn về phía thành bạch đế một chỗ rất bình thường khu vực. Thuận theo trịnh cư trung ánh mắt, thiên ngoại ma thấy được một mảnh rừng trúc, bầu trời trời mưa, mới mười bốn cảnh, như măng mọc sau mưa nhau nhau ngoi đầu lên, măng nhọn sắp xuất hiện chưa ra, đúng như bùn đất chắp tay, thủy nộn mỹ vị. Măng mùa xuân hội trưởng rất nhanh, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không bị rút ra ăn tươi, có cơ hội chui từ dưới đất lên mà ra, trưởng thành một cành trúc xanh, cuối cùng trở thành trúc già, cho đến khai ra trúc hoa. Dù là trịnh cư trung mình chính là mới tin 14 cảnh, có thể trịnh cư trung ba cái mười bốn cảnh ba loại hợp đạo đều cùng tam giáo tổ sư tán đạo tặng không quan hệ tồn tại một đạo đường ranh giới trịnh cư trung như cũ thuộc về cũ mười bốn cảnh mà ngũ thải thiên hạ người thứ nhất ninh diêu nàng bởi vì nghe theo trần thanh đô nhắc nhở lựa chọn bế quan tránh mưa vì vậy chỉ là tại thời gian tuyến thượng ninh diêu là mới mười bốn cảnh vì vậy trịnh cư trung đối đãi ninh diêu trong chuyện này cùng thập vạn đại sơn cái kia tên là chi từ lão mù lòa cũng không bất đồng đều cảm thấy ninh diêu 14 cảnh, sát lực cao, từng đã là hạo nhiên cổ sinh, về sau mang hoang chu mật, ngoại trừ thông thiên lão hồ cái này thuộc về người khác cho hắn tên hiệu, văn hải cái này càng giống là nói người hóa ra nói mình xưng hô, hay là muốn càng thêm bị người biết rõ. Văn hải làm khó nói, cách nói chu mật học thức trọng lớn, thâm thúy đều như không bờ không đáy chi hải, hay nói chu mật tự nghĩ ra mấy vạn cái mang hoang văn tự thủy vân thư, cả tòa minh phủ âm phủ, còn có có chút tại dương gian ẩn nấp vô cùng tốt một nắm quỷ vật tu sĩ, cái trước giống như cái kia tiên trăm thành hai vị quỷ tiên, đạo hiệu ngọc đẹp Âu bà lão, ẩn nấp tại trên đường hoàng tuyền, bà lão đã mất đi cái thanh kia tên là Phất Trần Chí Bảo, chân thân là một con mũi quỷ tiên bà lão hối hận, còn có cái kia ô đề, phi thăng cảnh đại yêu huyền phố đích sư tôn, đã ở một chỗ ẩn nấp đạo tràng, lúc trước nghe nói trong trời đất câu kia muốn chém dương gian Trần Bình An chí nguyện to lớn ô đề cảm khái lúc không ta ở, không ngờ vị kia chạy tới ngưỡng cửa tiền bối, tự hồ không thể vượt qua một bước kia, chỉ là không đợi ô đề cảm thấy vẫn còn một đường cơ hội, tối tâm bên trong đều có thiên ý, chúng nó liền đều phát giác được nào đó huyền diệu khó giải thích dấu hiệu, đều là đạo tâm chấn động, đám này đều có đạo hành quỷ tiên, không hẹn mà cùng, hoặc là bùi ngùi thở dài, hoặc là âm u thở dài, trong lòng vắng vẻ đấy. Một cái cầu độc mộc, đến trước được trước, chúng nó đều là quỷ vật, đã định trước đại đạo đoạn tuyệt vậy. Chính là không biết cái nào lão già, có thể được này tạo hóa nữa, có thể trên thực tế, quỷ vật từ tuyển hôm nay đạo tuổi vẫn chưa tới 50 tuổi. Vẫn cứ dựa vào đạo lữ, ăn cơm bao, trai bao, ăn ra cái 14 cảnh, thanh minh thiên hạ U Châu, địa phế sơn hoa dương cung tân nhiệm cung chủ, dĩ nhiên là một người ngoại, tên hiệu Mao Trùy, đạo hiệu Bạch Cốt. Mao Trùy tại thôi diễn ra kết quả sau đó, ngược lại là không có quá nhiều oán hận, chỉ là thần sắc đột nhiên, cười mắng một câu vị kia lục trưởng giáo, chó chết, xem như ngươi lợi hại, ngay cả mình đều hố, nhượng nguyệt phong. Giống như lục thai lên núi trước theo như lời, khoảng cách 14 cảnh chỉ kém nửa bước trương phong biển, chỉ chờ mưa to mưa như trút nước rơi vào nhân gian, có thể vượt qua cái kia nửa bước rồi. Sự thật chính là như thế. Đã sớm là phi thăng cảnh viên mãn trương phong biển, hắn luôn cố gắng cho giỏi hơn, không hề lo lắng, 30 tuổi liền nhìn khắp Ngọc Xu thành toàn bộ tàn thư Trương Phong Biển, bị nhốt tại trấn Nhạc cung Yên Hà động nhiều năm, cuối cùng vẫn còn lựa chọn mưu phản Bạch Ngọc Kinh, cùng Vũ Phu vất vả liên thủ, tự lập môn hộ, tại Lục Thai tác hợp phía dưới, tổng cộng 6 người đã thành lập nên một cái tông môn, đã chiêu cáo cả tòa Thanh Minh Thiên Hạ. Trương Phong Biển đương nhiên là tông chủ, mà vị kia càng vất vả công lao càng lớn Lục Thai, ngoại trừ ước định tốt cấp cao nhất cung phụng, còn kim phó tông chủ lục thai cúi đầu hóp lưng lại như mèo hai tay dắt lấy một con chó cái đuôi lùng la lùng lay hướng sườn dốc bờ uống rượu trương phong biển bên kia đi đến nói không có điểm nhãn lực tranh thủ thời gian cho tông chủ chúc mừng đi đáng thương con chó kia cảm giác đến trương phong biển đầy người tràn đầy đạo khí không dám đi rồi lại không phải do nó không đi đành phải ô ô kêu lục thai dắt lấy con chó cái đuôi cười ha ha nói tông chủ đại nhân thật đáng mừng lúc trước hai chúng ta cái ước định kia còn giữ lời sao? Trước lục thay đổ thêm dầu vào lửa, nói mang hoang thiên hạ ra mấy cái có ý tứ người trẻ tuổi, dựa theo trương phong biển thôi diễn, tại hắn cùng vất vả nhiều đi một bước trước, phải có năm vị phi thăng cảnh, mới có thể cam đoan mang hoang hành trình, cũng không phải là không có ngoài ý muốn, mà lại là không có lớn ngoài ý muốn. Lục thai liền được đà làm tới một câu, khiến trương phong biển cùng vất vả đều vất vả điểm, cố gắng chút, lục thai đem cái kia lên không được mặt bàn con chó ném ra bên ngoài, vỗ vỗ tay, ngồi ở Trương Phong Biển bên người, nhỏ giọng hỏi, vất vả nói như thế nào? Trương Phong Biển nói ra, một bước biến nửa bước, hôm nay võ học tạo nghệ, đại khái tương đương trăm năm trước lâm giang tiên đi, lục thai trà sát tay nói, chúng ta cái này cửa nhỏ nhà nghèo đấy, ít thấy đi ra ngoài giải sầu một chuyến, không dám hy vọng xa vời kiến công lập nghiệp, muốn nói không cần lo lắng bị người tùy tiện chụp chết, ước chừng cũng đủ rồi nha. Trương Phong Biển gật đầu nói, chỉ cần ngươi đừng khắp nơi gây chuyện thị phi, vấn đề không lớn, vất vả chỉ là ngoài miệng không nói, hắn kỳ thật vẫn muốn đi thiên hạ khác đi một chút nhìn xem, lục thai xì một tiếng khinh miệt, con người của ta hành tẩu giang hồ, khắp nơi giúp mọi người làm điều tốt, mọi chuyện thành chữ đứng đầu, hắn cũng không phải cái kia lục trưởng giáo, ven đường đi qua một con chó đều có thể cùng nó lao hai câu. Lục trưởng giáo ị, con chó cũng không ngậm trong mồm, trương phong biển đem bầu rượu đừng tại bên hông, đứng lên, trở lại nhìn về phía những cái kia hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chờ mong thần sắc tông môn thành viên, chỉ là không đợi hắn vị tông chủ này lên tiếng, vị kia phó tông chủ liền hai tay chống nạnh, cười ha ha nói, chúng ta sáu cái cao thủ, tăng thêm một cái lục trầm, thiên địa nhân gian nơi nào đi không được, lục thai liếc mắt nằm sắp lấy lục trầm, cái sau lập tức ngầm hiểu, hé miệng, uông uông. Lữ Bích Hà tò mò hỏi, lúc trước ân châu bên kia khí tượng không nhỏ, chẳng lẽ là quỷ kia vật từ tuyển? vị nữ tử này tán tu, là phi thăng cảnh đỉnh cao, nàng cũng là thanh minh thiên hạ dự khuyết một trong. Lục thai gật đầu nói, dạng ăn cơm chùa bản lĩnh, đệ nhất thiên hạ. Không phục không được, viên huỳnh cười nói, ẩn quan đại nhân rút cuộc là thua từ tuyển một bậc. 14 cảnh trương phong biển, thanh minh thiên hạ võ đạo người thứ hai vất vả, lữ bích hà, lục thai, vài tòa thiên hạ trẻ tuổi dự khuyết một trong 10 người viên huỳnh, sư hành dinh, bọn hắn sáu cái, định đi ra ngoài giải sâu, đi một chuyến mang hoang thiên hạ, đương nhiên cũng chỉ là du lịch ngắm cảnh mà thôi, nhưng nếu như ai dám ngăn cản của bọn hắn du lịch ngắm cảnh, khiến cho người nào trở thành sơn thủy, khả năng còn phải lại tăng thêm một cái tên là lục trầm con chó. Bọn hắn vượt qua thiên hạ đi xa cái thứ nhất nơi đặt chân, đoán chừng chính là kia tòa chém làm hai đoạn, đã di chỉ kiếm khí trường thành, mang hoang thiên hạ, núi cao núi xanh đỉnh một cái ghim bím tóc sừng dê áo đen nữ hài, gắt gao nhìn thẳng cái kia gầy đến xương bọc da thiếu nữ, hỏi rất không lễ phép vấn đề, ngươi chính là chỗ này thiên hạ chính là cái kia tạp chủng. Cái kia thiếu nữ ánh mắt ngốc trệ, bím tóc sừng dê nữ hài liền vòng quanh thiếu nữ đi rồi một vòng, lần nữa đi đến thiếu nữ sau lưng. Một cước đạp giữa đầu gối ổ, thiếu nữ hai đầu gối quỳ xuống đất, như cũ mặt không biểu tình. Bím tóc sừng dê nữ hài gật gật đầu, cái này tương đối hài lòng hai bên thân cao rồi nàng đi tới thiếu nữ bên cạnh thân đáng thương đấy nguyên lai thiếu nữ cái này một bên hai má giống như chịu kinh hình phạt bị chùi y khắc ra một cái viễn cổ kim văn đốt chữ có thể tại thiếu nữ trên mặt khắc xuống cái chữ này đấy ngoại trừ chu mật còn có thể là ai mà có thể như vậy tùy ý vũ nhục thiếu nữ nhân vật đương nhiên cũng chỉ có mưu phản kiếm khí trường thành cũ ẩn quan, tiêu tấn tiêu tấn thò tay kéo lấy mặt của cô gái gò má nhẹ nhàng vặn chuyển đứng lên hỏi trong đèn thâu đêm ý tứ chất phát thiếu nữ gật gật đầu lúc ấy bạch trạch tìm được nàng nói cho đúng tới là nàng chủ động bị bạch trạch tìm được nàng nói cho chính mình lấy cái tên quỷ khắc nàng ra đời tại mang hoang thiên địa mới sinh được nữa cùng thanh minh thiên hạ nhuận nguyệt phong vũ phu vất vả hạo nhiên thiên hạ vị kia từng cùng chí thánh tiên sư địa vị ngang nhau đã từng họ lưu tên hưởng chữ quân cờ tuấn mã lại chữ lớn quân hoàng đình tại ngũ thải thiên hạ thuần túy tiền vận may tìm được cái kia đồ đệ phùng nguyên tiêu mang hoang quỷ khắc, thanh minh vất vả, hạo nhiên lưu hưởng, năm màu phùng nguyên tiêu, bọn họ đều là đồng loại. Mang hoang thiên hạ mỗi một tòa tiên phủ đạo tràng, nhân gian thành trị, đối với nàng mà nói, đều như một đau đau khắc vào trên mặt mực hình phạt, chỗ này thiên hạ càng là linh khí ngưng tụ nồng hậu dày đặc nơi, càng là trên người nàng từng cái một tràng ngập nước mũ vĩnh viễn không vẫy nát đau nhất, đương nhiên cái này cùng nàng ở sâu trong nội tâm, vô cùng bài xích thác Nguyệt Sơn Đại Tổ cùng với về sau Văn Hải Chu Mật có quan hệ. Nếu là hai bên đại đạo tương khế, trong lòng còn có thông minh sắc sảo, những thứ này làm cho nàng khổ không thể tả tồn tại, chính là một kiện xinh đẹp sim xin y bên trên tươi đẹp đồ án rồi. Nàng không nhận thức thác Nguyệt Sơn Đại Tổ đạo rất lớn trình độ trên, là oán hận đối phương công không phá được kiếm khí Trường Thành, lấy không trở về thập vạn Đại Sơn, chỉ đơn giản như vậy. Mà nàng đối với Văn Hải Chu Mật không nhận thức càng nhiều đến từ chính chu mật chính là cái kia từ bên ngoài đến thân phận còn là một cái lại đơn giản chẳng qua lý do tiêu tấn nới lỏng ngón tay quay đầu nhìn về phía đi theo nàng cùng một chỗ đến chỗ này ba vị kiếm tu tiêu tấn hiển nhiên là đang dùng ánh mắt hỏi thăm một câu như thế nào ta đây học vấn sâu không sâu có cao hay không đáng sợ không đáng sợ phối hợp gật gật đầu đoán đối với cái này câu đố tiêu tấn tâm tình không tệ quả nhiên ta lợi hại đứng lên ngay cả mình đều cảm thấy đáng sợ đi theo tiêu tấn tới đây du lịch đấy, là ba vị kiếm khí trường thành bản thổ kiếm tu, cũng nghĩ mát hành cung ẩn quan nhất mạch lạc sam, trúc an, còn có một tại đảo huyền sơn xem cửa chính nhiều năm, cà lơ phất phơ đại kiếm tiên trương lộc, giờ phút này uống rượu, như cũ say khước đấy. Rượu thứ này, càng uống càng buồn, không uống nhất buồn, đỉnh núi lại đi tới hai vị quanh năm như hình với bóng mang hoang nhân vật lớn, phỉ nhiên, chu thanh cao. Tiêu tấn hỏi, súc sinh kia đâu? Chu Thanh Cao mỉm cười cải chính, mới lên, tiêu tấn quay đầu, làm vẫn tai lắng nghe hình dáng, ra vẻ cả kinh nói, cái gì ngươi nói cái kia mới lên là súc sinh. Nàng lập tức vẻ mặt tràn đầy giật mình, hướng cái kia văn hải chu mật quan môn đệ tử, dựng thẳng lên hai cây ngón tay cái, thở dài nói, một cái hạt vừng đậu xanh lớn nhỏ tiên nhân cảnh, dám như thế vũ nhục một cái lão tư lịch 14 cảnh, chu mật nhận thức ngươi làm quan môn đệ tử, không phải là không có lý do đấy. Chu Thanh Cao cười nói, ầm ý chẳng qua tiền bối, không nên đáp lời đấy, ta ngậm bồ hòn. Tiêu Tấn chỉ chỉ mặt đất, ngậm bồ hòn liền dập mấy cái đầu, xuất ra điểm thành ý đến, Chu Thanh Cao thò tay vỗ vỗ cái trán, vãn bối cảnh giới tuy rằng thấp, nhưng mà đời này chỉ cấp sư phụ dập đầu. Tiêu Tấn nheo lại mắt, thò tay nắm lấy một cây biếm tóc sừng dê, Chu Thanh Cao hai tay co lại trong tay áo, tối bóp hai phát đạo quyết, thuận tiện tùy thời chạy trốn. Mang hoang thiên hạ chính là như vậy, tu đạo chi sĩ không phải là cảnh giới cao sẽ không có phiền toái ngược lại mà lại là cảnh giới càng cao chỉ biết phiền toái càng lớn dù là hắn là chu mật đóng cửa đệ quan môn đệ tử tại đây mang hoang thiên hạ như cũ không coi là có được một trương bảo mệnh phù thậm chí có chút thời điểm sẽ trở thành một trương bùa đòi mạng đây cũng là chu thanh cao những năm này không thể không đi theo phỉ nhiên bên người nguyên nhân phỉ nhiên hòa giải nói nể mặt ta tiêu tấn vương tay ra phỉ nhiên không chút do dự liền ném ra một thanh rỉ sét loan lỗ đồng xanh đoạn kiếm, tiêu tấn tiếp nhận tay, suy nghĩ vài cái, cũng không tệ lắm, gật đầu nói, ngươi mặt mũi này, mua. Tiêu tấn lại đem vừa đắc thủ cái này tiên binh cổ kiếm, tiện tay ném cho lạc sam, phân phó một câu, có thể qua tay đưa ngươi vừa thu tên đệ tử kia, nhớ kỹ cùng cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu nói rõ ràng, là ta tặng cho ngươi đấy. Trương Lộc cười nói, như thế nào không tiễn ta, đã nói đi theo ngươi ăn ngon uống sướng, thật sao, ba ngày đói chín bữa ăn, nghèo rất mồng tơi rồi. Bán kiếm mua rượu, nghe cũng rất phóng khoáng, tiêu tấn hắc hắc nói, gấp cái cái đếch gì, chỉ cần chờ một chốc một lát, tặng đồ đấy, lập tức tới ngay. Trước kia tại kiếm khí trường thành, tiêu tấn cùng lục chi, hợp xưng hung hãn. Phỉ nhiên nhìn về phía cái này chu mật lên trời trước chuyên môn dặn dò chính mình không nên đi trêu chọc, nhất định mặc kệ nó cái gì đều bất kể tiền nhiệm ẩn quan một cái luyện hóa cả tòa mang hoang anh linh điện 14 cảnh kiếm tu, giống như chẳng phải thuần túy. Còn có một mưa to sau đó, mới 14 cảnh kiếm tu, phỉ nhiên. Kỳ thật cũng không thuần túy, tiêu tấn mắt nhìn phỉ nhiên, lắc đầu, không cho là đúng. Người cái này 14 cảnh, chỉ cần ra mang hoang thiên hạ, chỉ sợ muốn tùy tùy tiện tiện tặng người đầu, quá nghẹn khuất rồi a à. đừng nói chống lại cái kia lão mù loà rồi, đánh thắng được ninh diêu cô nàng kia, phỉ nhiên cười giải thích nói ta với ngươi không giống nhau không cần thuần túy hai chữ cho ta cũng không muốn phỉ nhiên đã cùng quỷ khắc trở thành đạo tâm tương khế minh hữu rồi nàng cũng hoàn thành cùng chu mật cái ước định kia tại mang hoang thiên hạ chế tạo ra hai cái thời gian sông dài chi nhánh như vậy phỉ nhiên làm lại danh chính ngôn thuận chẳng qua mang hoang thiên hạ cộng chủ tại bạch trạch tiên sinh đã định trước sẽ không theo hắn làm vợ cả đạo chi tranh điều kiện tiên quyết Phỉ nhiên tương lai thì có rất lớn hy vọng có thể đưa thân 15 cảnh, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Đã như vậy, chẳng lẽ phỉ nhiên còn muốn đi tranh giành một cái 15 cảnh thuần túy kiến tu hay sao? Châu Tử có thể nguyện ý. Trịnh Cư Trung sẽ đáp ứng. Tiêu Tấn biết mà còn hỏi, phỉ nhiên, đem ta hô qua tới làm cái gì à? Phỉ nhiên bất đắc dĩ nói là tiền bối luyện hóa này tòa anh Linh Điện, đúng không? Tiêu Tấn hỏi ngược lại, nằm đó thác Nguyệt Sơn Đại Tổ văn hải chu mật còn có bị chu thanh cao mắng thành là súc sinh cái vị kia đều không có nói ta không thể mang theo cái này cửa sân vườn chạy loạn a à. phỉ nhiên nói ra vì vậy cũng chỉ phải mời tiền bối đến núi xanh bên này một tự rồi chúng ta nặng nề tân an bài vị đưa về sau từng người làm việc cũng tốt danh chính ngôn thuận không đến mức ai cũng không phục người nào ai cũng cảm thấy đối phương là cái phế vật lần này chúng ta tiến vào anh linh điện có thể đem lời nói đều nói rõ ràng lại từng người ngồi xuống có thể ít đi rất nhiều phiền toái. Đáng tiếc cái kia ngủ say ở ngoài sáng giữa tháng vạn năm lâu tiểu mạch, đầu phục trần ẩn quan, dẫn đến bạch cảnh cũng đi theo mưu phản mang hoang thiên hạ. Nếu không bọn hắn hai vị phi thăng cảnh kiếm tu, một đỉnh cao một viên mãn, khẳng định có thể tại anh linh điện bên trong chiếm cứ một chỗ cắm dùi. Tại trận đại chiến kia trước, năm đó thác nguyệt sơn đại tổ thứ nhất, chu mật thứ hai, lưu xoa thứ ba đám đó 14 củ vương tọa, được vinh dự lớn nhất thực lực, có thể nhất đánh chính là một lần hôm nay đám đó tân vương tòa bị kéo tráng đinh cho đủ số thật sự quá nhiều quả thực chính là cái chê cười liền phỉ nhiên như vậy không đem cảnh giới coi quá nặng đấy đều cảm thấy có chút không hợp lý rồi tiêu tấn mắt nhìn chu thanh cao phỉ nhiên cười nói hắn mới là tiên nhân cảnh bình cảnh hôm nay đương nhiên không có tư cách tiến vào ngồi xuống đạo hiệu một kịch chu thanh cao tên trước kia đã thành đạo hiệu Chu Thanh Cao thế thân tử ngọ mộng mang hoang thiên can vị trí, trở thành lĩnh tụ. Hắn đã từng từ tam cảnh trực tiếp đưa thân ngọc phát cảnh, không có qua vài năm, liền lại trở thành tiên nhân, hôm nay chính là bình cảnh rồi. Tiêu Tấn cười nói, xem ra chỉ cần nhận thức tốt sư phụ, có thể tu hành trôi chảy đến làm cho người hâm mộ. Chu Thanh Cao lần này học thông minh, không có đáp lời, đem câu kia đáng tiếc vãn bối là sư phụ quan môn đệ tử nuốt vào bụng, lại tới nửa hai cái, một cái mắt hai đồng tử thiếu niên, Ly cấu, đạo hiệu phi tiễn. Bị bạch trạch đánh thức sau đó, ly cấu một hơi tự mang hoang các nơi thu hồi tám kiện tiên binh trọng bảo, còn có một cả ngày chưa tỉnh ngủ tựa như hán tử, ngát. Hắn liền kêu người vô danh. Ly cấu bên hông buộc lên một cái màu vàng túi càng không cùng một quả màu tím bắt yêu hồ lô, bởi vì sau khi tỉnh lại, ly cấu lúc trước luyện vật hợp đạo đường, đã bị thanh minh thiên hạ nữ quan thái âm chiếm cứ nhưng mà ly cấu lúc trước đã sớm cho mình dự bị một cái hậu tuyển con đường. Một tòa sách thành, ngược lại một con đường riêng hành chi, mặt phía bắc xưng vương, cái kia vương vưu vật, rõ ràng đã hợp đạo thành công, khá lắm, chẳng những không có rêu rào khắp nơi, ngược lại tìm một chỗ không thể tìm ra tung tích ẩn nấp đạo tràng, trốn đi. Trái lại vị này mắc hai đồng tử thiếu niên bộ dáng ly cấu, liền cùng cái kia bạn thân người vô danh, nghênh ngang, cùng một chỗ tới nơi này ngọn núi núi cao, quan minh chính đại tới gặp phỉ nhiên cùng tiêu tấn. Ly cấu là đợi đến lúc vài tòa thiên hạ đều mưa đã tạnh sau đó, mới hợp đạo thành công, là chu mật nhường ra một con đường, không chỉ là nhường ra, thậm chí có thể nói là phủ kín ra nghiêm chỉnh con đường, khiến ly cấu có thể trực tiếp đi đến 14 cảnh đi, bởi vì chu mật tại lên trời trước, liền giao cho chu thanh cao một kiện đồ vật, là một đống văn tự bản khác, đúng là chu mật tự nghĩ ra mang hoang thiên hạ mây nước sách, kể từ đó, ly cấu liền thay thế chu mật đã trở thành mang hoang thiên hạ văn tự đứng đầu có thể hưởng thụ một tòa thiên hạ văn vận lưu chuyển mang đến đại đạo tặng người vô danh mắt nhìn cái kia bím tóc sừng dê tiểu cô nương thở dài nếu như chu mật để lại điều khiển mang hoang văn vận vật cùng người chỗ này thiên hạ võ vận tự nhiên sẽ không ngoại lệ tiêu tấn hướng thiếu niên kia chỉ chỉ bên hông bắc yêu hồ lô ngoắt ngón tay ly cấu không nói hai lời liền tháo xuống này cái màu vàng hồ lô ném cho tiêu tấn Tiêu Tấn một cái tác đập cho Trương Lộc, trực câu câu nhìn chầm chầm vào cái kia ly cấu, hỏi, không đánh một chầu một lần nữa cho. Cái này có thể đã không phải là giật đồ đơn giản như vậy, chẳng khác gì là đối với cái kia bị đoạt tiền hỏi trên một câu, ngươi không trước cho ta chém một đao lại giao ra đồ vật. Ly cấu nói ra, hôm nay những thứ này ngoại vật, với ta mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Tiêu Tấn cả giận nói, cái này có chút quá mức a. À. Một quyền đánh nát cái kia ly cấu thân hình ly cấu trong nháy mắt khôi phục hình dáng cũ. Tiêu tấn cũng không thấy được tốn công vô ích, chính là một quyền đuổi kịp một quyền, đánh cho ly cấu ầm ầm nổ tung lại hợp lại, thật là tốt chơi. Thừa dịp tiêu tấn không rảnh phản ứng cạnh mình, phỉ nhiên ông nhu hỏi, sẽ sẽ không hối hận năm đó chưa cùng chu mật hợp tác. Quỷ khắc gật gật đầu, khang khang mở miệng nói, hối hận chết rồi. Nếu như nàng nguyện ý phụng bội chu mật cùng một chỗ thẳng hướng hạo nhiên thiên hạ, màn hoàng yêu tộc nói không chừng có thể bắt lại này tòa bảo bình châu dùng thi thể đắp bình cái kia sông lớn đổ ra biển là được nàng nói không chừng hôm nay đã ăn tươi vị kia đồng đạo nàng có thể thuận thế trở thành mang hoàng, hạo nhiên hai tòa thiên hạ một cái nữa chủ nhân phỉ nhiên lấy tiếng lòng hỏi cùng ta kết làm đạo lữ sẽ không lần nữa hối hận trước mặt có quắp bình thường hai mắt vô thần thiếu nữ bỗng nhiên cười cười do dự một chút nàng duỗi ra trắng như tuyết tay khô héo chỉ nhẹ nhàng bắt lấy phỉ nhiên cổ tay, hơi hơi đỏ mặt, tầm mắt thấp liễm, ngượng ngùng nói, người rất ấm áp. Phỉ nhiên nhìn không được cười lên, trở tay cầm chặt nàng có chút lạnh buốt tay, quay đầu nhìn về phía Tiêu Tấn bên kia, mỉm cười nói, nhắc nhở một câu, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tiêu Tấn lé mắt liếc nhìn về phía bên kia, biểu môi, lần đầu tiên không có cãi lại nửa câu, gật gật đầu, vợ chồng xong về sau hảo hảo sống, ta cái kia tiền mừng, ly cấu giúp ta ra phỉ nhiên cười ông quyền gửi tới lời cảm ơn. Tiêu tấn nói thầm một câu, đồ chó hoang người đọc sách, trong một cái mô hình khác đi ra đấy, liên tiếp, lại có một đám danh xứng với thực mang hoang đại yêu, đều bị phỉ nhiên hô qua đến nghị sự, khiến tiêu tấn tiền bối đừng đợi lâu. 14 củ vương tòa đại yêu chính giữa, có chuyển núi lão tổ chu yếm, Duệ lạc hà tân chủ, phi phi. Tân vương tòa đại yêu, tức thì có kiếm tiên thụ thần, làm văn hải chu mật đứng đầu học trò, là phi thăng cảnh kiếm tu đeo kiếm hộp ẩn núp sáu kiếm một thân xanh biết pháp bào thúc tiêu luyện chu thanh cao gặp được thụ thần chắp tay thi lễ hành lễ gọi một tiếng đại sư huynh thụ thần cười gật đầu còn có cái kia lông mày phát pháp bào bạc trắng đại yêu quan hạn tập trung tinh thần muốn thuyết phục trẻ tuổi ẩn quan cùng cháu gái của mình giữa đường lữ thác nguyệt sơn đại tổ đệ tử thân truyền đạo hiệu tân trang nữ tử phi thăng cảnh trận sư đồng thời còn là một vị chỉ cảnh vũ phu một cái người mặc huy hoàng kim giáp mang mặt nạ cao lớn tu sĩ đã liền phỉ nhiên cũng không biết người này đại đạo nền móng cùng chân thật thân phận một vị nữ quan đạo hiệu nhu đề đầu nàng đỉnh đạo quan có thể nói thế gian chỉ có phù dung phía trên mở hoa sen hoa sen phía trên lại đuôi cá nàng là cũ vương tọa đại yêu hoàng loan trảm tam thi mà ra nằm đó chu mật tại ăn tươi hoàng loan sau đó đem một đám bí bảo đều trả cho nàng cuối cùng là bạch trạch mang theo hai vị cùng một chỗ chậm rãi lên núi, hai vị viễn cổ đại yêu cùng ly cấu, người vô danh bọn hắn đồng dạng, đúng là bạch trạch tự mình đánh thức đấy. Một cái xinh đẹp nữ tử, quan ất, đạo hiệu tuyết tan. Một cái dáng người thấp bé còng xuống bà lão, đầy người đạo khí phân ra ngũ sắc, bà lão mỗi một lần nhấc chân bước lên bậc thang, chỗ này núi xanh sơn quân đều rất cảm thấy áp lực, nhất định thi triển thần thông, mới có thể triệt tiêu cái kia phần đại đạo sức nặng đứng ở trên lan can chu yếm nhìn thấy cái này bà lão lau miệng một cái nếu như cũng không mười bốn cảnh vậy đều có cơ hội bà lão ngẩng đầu cười chỉ chỉ trước người bạch trạch tiên sinh ý bảo cái kia chu yếm rút cuộc là hợp đạo trọng yếu còn là tính mạng trọng yếu phỉ nhiên cười hỏi bạch trạch tiên sinh vương vương vật hôm nay là khẳng định vắng mặt đến nỗi cái kia hồ đồ đồng dạng là sống vạn năm viễn cổ đại yêu nhưng là không cần đã đến bạch trạch nói ra đến rồi ngôn ngữ được nữa, tự nhận ẩn núp vô cùng tốt mới 14 cảnh tu sĩ vương vưu vật, đã bị bạch trạch tùy ý sách ra này tòa ẩn nắp đạo tràng, bị ép xuất hiện ở quan ức bên người. Một tòa anh linh điện. Mang hoàng tân vương tòa. Chỗ cao nhất, thiên hạ cộng chủ phỉ nhiên. Thứ hai địa vị cao, từ hạo nhiên thiên hạ trở về mang hoang bạch trạch. Đương nhiên nếu như Bạch Trạch muốn ngồi cao nhất vị trí kia, tính cả phỉ nhiên ở bên trong, không có người nào có dị nghị. Ngoài miệng không dám nói gì, trong lòng cũng đồng dạng không dám, thứ ba, màn hoàng thiên hạ đại đạo hóa thân, thiếu nữ quỷ khắc. Tiêu Tấn thứ tư, nàng liền không vui, gắt gao nhìn thẳng cái kia vừa mới thu chính mình tiền mừng quỷ khắc, thiếu nữ liền chủ động yêu cầu cùng Tiêu Tấn đổi lại chỗ ngồi. Bạch Trạch đối với cái này không nói gì, phỉ nhiên cũng không nói gì, vì vậy các nàng cứ như vậy đổi vị trí. Tiêu Tấn hai tay chống nạnh, cười ha ha nói, nếu không chê sẽ đem nơi đây trở thành các ngươi động phòng, sớm sinh quý tử. Hai tay chống quải trượng lão tổ mới lên, bên hông đã không còn túi càng không cùng bắt yêu hồ lô ly cấu. Trúc quan cưỡi lộc vương vưu vật. Ba vị này, đều là mười bốn cảnh, sau đó là mang hoang thiên hạ võ đạo người thứ nhất người vô danh, phi thăng cảnh viên mãn. Chu yếm, quan ất, vị kia đạo hiệu, tên hiệu đều không thể cho ai biết thấp bé bà lão, phi phi, thụ thần, quan hạng, tân trang, nhu đề, cái kia tôn cùng bà lão bình thường bí ẩn kim giáp thần khác. Mang hoang thiên hạ, 17 vị tân vương tòa đại yêu, nhưng mà bạch trạch rồi lại nói một câu, chờ một chốc. Trong một chớp mắt, có một vị dáng người to lớn nữ tử vũ phu, mở ra, hoặc là nói là lấy hai tay cứng trắng đẩy ra một đạo cửa chính, từ cái kia vô số oan hồn ác quỷ âm lãnh khu vực, bước đi ra, khi nàng vừa sải bước quá lớn cửa, trong trời đất liền có võ vận như sắm cuồng cuồng chấn động, tuôn hướng nơi đây, nàng nâng lên hai tay, đêm đầy đầu tóc đen tiện tay tách ra kéo lên, lộ ra một trương khuynh quốc khuynh thành không lông mày khuôn mặt, đợi nàng lại đi về phía trước một bước, hai chân đều vượt qua cửa chính, lại có một đạo võ vận tặng từ hạo nhiên, mang hoang, còn có phương Tây Phật quốc cùng nhau hướng nàng vọt tới. Nàng chỉ đi rồi hai bước, liền từ vũ đạo chỉ cảnh khí thịnh tầng một, đến rồi quy chân, lại thần đáo. Hạo nhiên thiên hạ, Long hổ sơn thiên sư phủ, mười đuôi thiên hồ luyện chân, quỳ gối trên mặt đất, nghênh đón vị kia thành công xuất quan thiên sư triệu thiên lại. Một chỗ sơn giả trạch viện, sau cơn mưa ban đầu tể, sông nhỏ lật qua lật lại, châm lửa anh đào, lưu hoa nở muốn đốt. Bụi hoa nhẹ nhàng phong cùng điệp, tự như chia của nhân gian xuân, liễu thất ngồi ở dưới mái hiên, khe khẽ thở dài, không còn vị kia nhân gian đắc ý nhất ngăn tại trên đường, chính mình rút cuộc là đã thành, tô tử phóng khoáng, đoán chừng sẽ không để ý việc này đi, bắt câu lô châu, Lưu tụ bảo đi ra gia tộc nhà thờ tổ, quay đầu mắt nhìn cùng châu 37 ngọn núi kéo dài chỗ, như có điều suy nghĩ. Phương Tây Phật Quốc Một tòa đồng lưu kim hữu thành, dựng đứng khởi vô số cột đá khắc hình Phật, có người ở này chứng đạo, một đạo ánh mặt trời phá vỡ tầng tầng sương mù như thể hồ, chậm rãi đáp xuống nhân gian đỉnh đầu. Một vị đã chuyển thế 80 lần tăng nhân, rốt cuộc tại đây cả đời nhớ lại toàn bộ đời trước. Tăng nhân bên người có một cái sông, bờ sông có một cái thuyền, bên cạnh bờ có giá xe ngựa. Thanh minh thiên hạ, Nam Hoa thành phó thành chủ, ngụy Phu Nhân công đức viên mãn. Một chỗ cổ chiến trường di chỉ, ít ai lui tới rừng núi hoang vắng, chỉ có một tòa lẻ loi trơ trọi lành miếu, đồng thời cung phụng chí thánh tiên sư, Phật đà cùng đạo tổ, tên là Hương Tích Tự. Trong miếu có một đầu đội đạo quan rồi lại mặc áo cà sa, treo ngọc bội thiếu niên lang, ngồi ở trên bồ đoàn, cái kia trương hơi hơi rung rung dưới bồ đoàn, không biết trấn áp vật gì. Người này mỗi một lần hô hấp thổ nạp, đều tài tản đi bản thân đạo hành, trợ giúp những cái kia anh linh vong hồn sáng lập con đường, đi hướng phong đô khu vực, không biết thế gian đi tới mấy nghìn mùa thu. Thiếu niên giơ tay lên, chà lau nước mắt, lẩm bẩm nói, tích lũy ngoại công, ta tâm không tì vết, chân đạo sĩ vậy, vang lên một hồi lốc đốc tiếng đập cửa, nhưng là có nhân thủ cầm kiếm vỏ kiếm, dùng cái này đánh cánh cửa, ngoài cửa khách đến thăm. Đúng là đồng dạng vừa mới đưa thân 14 cảnh không bao lâu tăng nhân Khương Hưu, tại một chỗ tên là cô xã núi địa phương, có một từ còn trẻ khởi sẽ không có đi ra núi này khu vực thanh niên, bằng vào một quyển đạo thư, yên lặng luyện khí đến nay, đang xác định chính mình quả thật đưa thân 14 cảnh sau đó, vị này lần lượt tự nói với mình cao hơn một cái cảnh giới liền đi đi ra ngoài nhìn xem thanh niên, mỗi lần đều đổi ý, tự nói với mình lần sau sẽ bàn, hôm nay hắn như cũ không có ý định rời núi, tiếp tục trốn tránh làm cái đốn củi đốt than, chính mình cất rượu người đốn củi, ta không muốn biết các ngươi, các ngươi cũng không cần biết rõ ta. Sau cơn mưa thời tiết, mới 14 cảnh. Trăm năm ở trong, còn có càng nhiều. Một tòa tầm thường tiểu đạo quan bên trong, tên là Thường Canh Lão Nhân, thắp đèn đêm độc, về lên một viên dậu phộng ngâm nước muối ném vào trong miệng, nho nhỏ nhai lấy. Bàn đối diện có một cục súng bàn nói liên miên oán giận nói cửa học hành nặng nề bại hoại thiếu niên, lão nhân cười nói, Trần Tùng, ngươi đặt tên bản lĩnh, kỳ thật không kém. Tương lai một ngày kia, hai người hợp lại làm một, ở đây thiên hạ hành tẩu, chính là một cái chính thức Trần. Áo bông thiếu niên cũng không có đem loại này đần độn, u mê nói nhảm cho là thật, hôm nay đạo quán thay đổi quan chủ, quy củ thì càng nặng, vừa nghĩ tới ngày mai còn muốn dậy sớm làm cánh cửa kia học hành. Trần Tùng liền than thở đứng lên, thò tay sờ soạn chén đĩa, cầm một thanh dậu phộng ngâm nước muối ném vào trong miệng chỉ là không quên từ ngón tay trong khe cho lão nhân thừa lại mấy viên thiếu niên lúc này mới đứng lên dáng tươi cười ranh mảnh mơ hồ không rõ nói thường bá từ từ ăn ta trước ngủ sáng mai sáng sớm khẳng định giúp ngươi quét dọn đình viện sạch sẽ đấy lão nhân cười nói thời tiết còn sớm nói cho ngươi biết chuyện xưa trần tùng do dự nói cũng đừng là một cái ma quỷ chuyện tình a à, ngươi cũng biết ta là người nhát gan từ nếu là hương diễm đấy cũng không phải là không thể được lão nhân duỗi ra ngón tay nắng vuốt bất đèn, mỉm cười nói, cái này chuyện xưa, cái gì cũng có, ngẫu nhiên cũng sẽ phiền muộn vài phần, tiểu tử này, nguyên lai bản tính, còn rất hoạt bát, rất cần ăn đòn đấy. Trần Tùng đặt mông ngồi trở lại ghế, hai tay chống cầm, thần sắc chân thành nói, thường bá, có thể hay không hiện chém gió một cái để ta làm nhân vật chính chuyện xưa a à? có thể hơn nửa ngươi, làm cao nhân kia. Lão nhân gật đầu nói, có thể, cái này chính là một cái về đại sư huynh thôi sàm cùng tiểu sư đệ trần bình an cùng một chỗ học đạo mới là chuyện xưa thúy thúy rừng trúc thấp thoáng ở bên trong có tòa trước mặt rộng rãi ba gian phòng hướng một ngụm nước sóng liễm diễm hồ nước xuân hòa thuận vui vẻ cây cỏ mượt mà mặt trời lặn mặt trăng lên tinh tế cuốn ngọc lưu ly mặt nước gió trần bình an ngay tại tọa lạc ở tể sắc phong cùng nhảy cá núi ở giữa gió lốc chân núi ở lại thu hồi chính bùa chú phân thân tâm thần cũng đã toàn bộ trở về vị trí cũ. Trần Bình An liền bắt đầu một bên bế quan dưỡng thương, từng bước một ân cần săn sóc thể phách, một lần nữa luyện kiếm dạ du, may vá pháp bào. Một bên tự mình bắt tay vào làm biên soạn chỉnh sửa cái kia mấy bộ quyền phổ, linh sách bí kíp, thượng tông phải có thượng tông bộ dạng, nhất định có mấy cái pháp chế đạo mạch có thể truyền xuống. Tiệm bán thuốc dương lão đầu truyền thụ cho cái kia cửa thổ nạp lên núi Pháp, cố hữu hám sơn quyền, trịnh đại phong xóa định kiếm thuật đứng đắn, trần bình an kéo tới đệ tử bùi tiễn cùng một chỗ đem thôi thành quyền chiêu làm cái tập hợp đồng thời chải vuốt ninh phủ bạch ma ma quyền pháp tóc trắng đồng tử chỗ này kho vũ khí bí tàng những cái kia thanh minh vũ phu có thể nói đòn sát thủ ẩn dấu chiêu số còn có nghĩ mát hành cung ghi chép đại lượng mang hoang quyền đường lý nhị dùng võ phu tầm mắt đối với người thân thiên địa độc đáo lý giải cùng phân tích ngoài ra a lương truyền thụ cho kiếm khí thập bát đình lý hy thánh đưa tặng đan thư bút tích thực tăng thêm trần bình an miễn cưỡng có thể tính đăng đường nhập thất lôi cục cửu chân tiên quán tiên nhân vân diễu bí mật bất truyền vân thủy thân phi thăng cảnh giả tu phùng tuyết đào tại trung thổ văn miếu bị nửa đường cướp đường lôi pháp chân ý chờ một chút chỉ là các loại bị trần bình an phân loại sách vở trên bàn thì có bốn mươi năm mươi bản lại càng không nói còn có một đống lớn rải rác giấy viết bản thảo chồng chất tại trên bàn hai thước rất cao tất cả trần bình an đã từng đã giao thủ trọng qua sư đấy đều bị kỹ càng ghi chép sao chép ở đây, huống chi nào đó trình độ trên, Trần Bình An bản thân chính là mặt chữ ý tứ trên một quyển tạp thư, ghi có binh gia sơ tổ đưa ra 11 cảnh vũ phu nữ quyền, ở đằng kia đại tuyền thận cảnh thành ngoài, thiên cung tự trong mưa cùng kiếm thuật bùi mân một trận chiến, bị Trần Bình An cẩn thận thăm dò hóa giải đi ra kiếm khí chờ, dựa theo Trần Bình An sơ bộ tưởng tượng, núi lạc phách nhà mình pháp chế, cơ bản chia làm bốn đầu chủ yếu mạch lạc, kiếm thuật, quyền pháp, bùa chú, luyện vật đồng thời chiếu cố lôi pháp vọng khí trận pháp chờ lúc trước tại liên ngẫu phúc địa đại mộc quan trần bình an kỳ thật cũng đã từng có một trận sáng tạo cái mới truyền đạo truyền thụ một phen thô sơ giảng lược tu hành thứ tự đạo lý lại đơn giản chẳng qua muốn làm cho người ta truyền đạo giải thích nghi hoặc chỉ điểm sai lầm phải là chính mình có đạo trước đây có lý phí trước mới sẽ không dạy hư học sinh bùi tiễn là một người duy nhất thấy tận mắt chứng nhận việc này người xem thế là đủ rồi nàng thiếu chút nữa bị chấn kinh cái cầm. Nhưng mà Trần Bình An không để cho Bùi Tiễn xem quá nhiều quyền pháp bên ngoài nội dung. Trần Bình An cười nói ý định đem bách gia chiều dài đút nóng một lò, cuối cùng chém gió ra một quyển nhất thuần chính quyền phổ, vũ phu học quyền ngưỡng cửa rất thấp, đỉnh núi rất cao, tầng tầng tiến dần lên, không mấy lối rẻ. Chẳng qua loại này khoác lác, hắn khiến Bùi Tiễn nghe qua coi như là, tránh khỏi đem lời sớm thả ra rồi, đến lúc đó chém gió không đi ra, làm trò cười trần bình an chuyên môn cho ưa thích tuần sơn tiểu mễ lạp tại tể sắc phong cùng gió lốc chân núi giữa cài đặt hai nơi mây ổ trận pháp công hiệu như là xúc địa phù thuận tiện tiểu mễ lạp đến bên này gõ cửa trần linh quân đương nhiên cũng muốn tham gia náo nhiệt kết quả phát hiện mình căn bản đi không vào cái kia đoàn mây ổ sơn chủ lão gia thiên vị chút ít chẳng qua bất công tiểu mễ lạp trần linh quân cũng không phải cảm thấy ủy khuất chịu trách nhiệm hộ tống 16 người đến này lại bộ thị lan tào canh tâm còn có kiếm tu viên hóa cảnh cùng võ bình luận tứ đại tông sư một trong chu hải kính, đều có tư nhân tố cầu tàu bợm nhậu nói có một trên núi bằng hữu muốn cùng trần sơn chủ đòi hỏi hai quyển trăm kiếm tiên sách sưu tập ấn triện bức kiếm tiên sách sưu tập ấn triện trần bình an nói mình đều không có đi đâu trong tìm đi không ngờ tàu thị lan có chuẩn bị mà đến lập tức tự trong tay áo lấy ra hai quyển không biết nhà ai hiệu sách trọng đạo khắc bản đẹp để sách sưu tập ấn triện tốt được liếc giả trần bình an ngược lại là không có so đo sách sưu tập ấn triện bút tích thực đồ dõm hay không chỉ là hỏi một câu ngươi cái này bằng hữu nam hay nữ vậy tào canh tâm lời thề son sắc cam đoan là một cái thể phách cường tráng đại lão gia trần bình an lập tức tâm lý nắm chắc không chút do dự thưởng hai chữ không bàn nữa tào canh tâm đành phải lời nói thật lời nói thật nói là cái trì nhi phố xuất thân gia tộc quyền thế nữ tử chẳng qua nàng cùng cái kia quan ế nhiên đồng dạng làm quá nhiều năm đại ly thiết kỵ tùy quân tu sĩ, nàng còn là của mình phát nhỏ, khi còn bé bọn hắn cùng một chỗ bán sách kiếm tiền làm giàu đấy. Trần Bình An liếc mắt tạo thị lan mặt khác cái kia trong tay áo, tạo canh tâm dáng tươi cười lúng túng, nói cái này bản sơn thủy du ký, đánh chết cũng không dám lấy ra đấy, cùng nàng quan hệ cho dù tốt, lại thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư, đúng là vẫn còn chưa nói tới qua mệnh giao tình, thật sự là không lây chuyển được nàng, làm bộ dạng mà thôi cầm lại hai quyển kiềm ấn có trần sơn chủ tàn thư ấn sách sưu tập ấn triện, đầy đủ làm cho nàng tâm tình chuyển tốt, có một khuôn mặt tươi cười mấy năm. Trần Bình An đem cái kia hai quyển sách sưu tập ấn triện đặt lên bàn, nói chúng ta trước nói chuyện chánh sự, sau đó sẽ đem sách sưu tập ấn triện đưa đến trên tay ngươi. Chu Hải kính oán thầm không thôi, nhìn xem, còn nói cái giá không lớn, lần trước tại Đại Ly Kinh Thành, cũng không có thấy vị này Trần Tiên Sinh như thế sĩ diện, xem ra có làm hay không quốc sư xác thực khác nhau tào canh tâm ngược lại là lo lắng hơn bị trần sơn chủ đem cái kia hai bộ sách sưu tập ấn triện đen đi viên hóa cảnh nói mình muốn cùng núi lạc phách mượn một chỗ phiên thuộc đỉnh núi tốt nhất là bái kiếm đài bởi vì hắn gần đây có thể sẽ bế quan nếm thử phá cảnh hết thảy tiêu hao phí tổn dễ nói gấp bội trần bình an cười nói dễ nói viên kiếm tiên tại trước khi bế quan vừa vặn có thể cùng chúng ta mới tới cung phụng cam đường thỉnh giáo thỉnh giáo Viên hóa cảnh tuy rằng không biết người này là ai, nhưng mà nếu như Trần Bình An dám nói như vậy, chắc là vì so với cái gọi là viên kiếm tiên càng hàng thật giá thật tiền bối kiếm tiên rồi. Chu Hải kính mắt nhìn một mực yên lặng mặt tọa tại nơi hẻo lánh bùi tiễn, nàng mấy lần tò mò dò xét cái này không hề khí thế đáng nói trẻ tuổi nữ tử, đối phương vừa đúng cũng mấy lần lé mắt liếc nhìn tới đây, thấy kia bùi tiễn cùng trong truyền thuyết trịnh thanh minh gì gì đó, nửa điểm không hợp, phải biết rằng năm đó ở đại ly thủ đô thứ hai lạc kinh bên kia một mực truyền lưu cái kia cùng trịnh tiễn hỏi quyền ba mặt liền xong việc lời nói như thế nào bùi tiễn đến rồi nhà mình địa bàn ngược lại như một tiểu thư khuê các rồi hả chu hải kính tuy rằng trong lòng nghi hoặc cũng lười che đậy cái gì nói muốn muốn cùng bùi tông sư lĩnh giáo mấy tay tốt quyền trần bình an cười khuyên nói một câu không bằng chờ chu tông sư đưa thân chỉ cành rồi hãy nói Chu Hải Kính lại nói lấy sơn điên cảnh hỏi quyền chỉ cành khí thịnh tầng một, vừa vặn, thua không mất mặt. Bùi tiễn kỳ thật chưa cùng người luận bàn ý nghĩ, đánh nặng, tổn thương ôn hòa, đối phương dù sao cũng là núi lạc phách khách nhân. Đánh nhẹ, nói không chừng đối phương không lĩnh tình, cảm thấy danh sư không có ra cao độ đổ, đổ không có gì, chỉ sợ hiểu lầm là mình sư phụ dạy quyền bản lĩnh không cao. Trần Bình An mỉm cười nói, thuần túy vũ phu đồng đạo ở giữa luận bàn mà thôi, không thể thắng bại tâm quá nặng, cũng đừng quá không xem ra gì. Bùi tiễn gật gật đầu, đứng lên, nói câu đa tạ, liền trước tiên rời khỏi phòng. Chu Hải kính ánh mắt sáng lên, học quyền một chuyện, liền ngươi Trần Bình An sẽ a. À. Ta cũng không kém, chẳng những tàu canh tâm muốn đi ra ngoài coi quyền, viên hóa cảnh cũng đi theo cáo từ rời đi, Trần Bình An vừa vặn liền dọn ra tay đến, mở ra trên bàn cái kia hai quyển sách sưu tập ấn triện, suy nghĩ một phen, để bút chơi chữ. Xuống núi thời điểm, chu hải kính nhe răng nhếch miệng nhào nặng ngực lòng còn sợ hãi kỳ thật cái kia bùi tiễn coi như phúc hậu động thủ trước dùng tới tụ âm thành tuyến mật ngữ thủ đoạn nói mình sẽ ép cảnh tại sơn điên cảnh hai bên đại khái chính là mười cái hiệp đều là chu hải kính chiếm cứ thượng phong nhìn như đánh cho bùi tiễn không hề đánh trả chỉ có chống đỡ lực lượng kết quả chỉ là bị bùi tiễn lấy đôi khuỷu tay thẳng tắp một đường nhanh như sắm đánh liền thủ mang công như cưỡng ép mở cửa bình thường đôi khuỷu tay đâm vào chu hải kính trên người ầm ầm một tiếng chu hải kính cũng đã bay rớt ra ngoài hơn mười trượng trùng trùng điệp điệp ngã xuống đất bàn tay vỗ thân hình vặn chuyển trong nháy mắt lướt ngang hơn mười bước chu hải kính mạnh mẽ đề một hơi vừa mới ổn định bước chân thấy hoa mắt đã bị bùi tiễn một cái gánh khuỷu tay đánh vào trên mặt bùi tiễn đi một chuyến phòng theo sư phụ bên kia lấy ra sách sưu tập ấn triện giao cho tào canh tâm bùi tiễn do dự một chút còn là cùng cái kia chu hải kính nói câu có nhiều đắc tội chu hải kính lúc này cũng nói không xuất ra cái gì lời nói khách sáo yên lặng gật đầu tào canh tâm vào tay mới biết nhiều ra một quyển sách sưu tập ấn triện trần sơn chủ thật là một cái diệu nhân a à, đồng dạng là mua bản giả sách tào canh tâm cười to nói ha ha còn có thêm đầu buôn bán lời buôn bán lời trần bình an quả thật tự tay viết đã viết tặng lời nói đặt bút không lâu vẫn cứ hiện ra mùi mực công danh hai chữ trong rượu con rắn vào bụng không quan tâm. Tạo huynh xin vui lòng nhận cho, viên hóa cảnh không có lông tuyền kiếm tông chế tạo cái chủng loại kia phù kiếm, không cách nào cưỡi gió, chỉ có thể đi bộ hướng đi này tòa bái kiếm đài, cùng Tào canh tâm vị này trên danh nghĩa tân nhiệm đại ly địa chi lĩnh tụ cáo biệt, viên hóa cảnh chưa dùng tới súc địa thần thông, hướng cái kia bái kiếm đài một đường chậm rãi dạo chơi đi tới, chu hải kính dơ lên cái cầm, ý bảo mở ra cái kia còn lại hai quyển, nhìn xem Trần Bình An có hay không viết cái gì, còn là qua loa cho xong, chỉ kiềm ấn tàn thư chương. Tào canh tâm nhưng là đem sách sưu tập ấn triện thu nhập trong tay áo, nói đi ngưu giác độ lên thuyền trở về địa điểm xuất phát rồi hãy nói. Đến đó chiếc đại ly quân đội độ thuyền, lên đường về phía bắc, tạo canh tâm tháo xuống cái kia bao tương hồng sáng hồ lô rượu, rút ra rượu nhét, ngửa đầu đổ một ngụm rượu, rồi mới từ trong tay áo lấy ra sách sưu tập ấn triện. Hai quyển sách sưu tập ấn triện trang tên sách, từng người ghi có tặng lời nói, đều có bất đồng kiềm ấn, thiết giáp ra cửa son, liên tục chiến đấu ở các chiến trường trăm vạn dặm, lập tức dương liễu bên cạnh. Ao ước quân chén rượu trong, ngày ngày thấy hoa nở, uống thả cửa thái bình giữa, trăm kiếm tiên sách sưu tập ấn triện kiềm ấn năm chữ, núi khách không chịu nổi kiếm tiên. Tổng cộng kéo trời nghiêng, không cho đấng mày râu, bức kiếm tiên sách sưu tập ấn triện kiềm ấn bảy chữ, đại ly quốc sư Trần Bình An. Chu Hải Kính nhẫn nhịn cả buổi, nàng mới nói câu, đáng tiếc lão nương đánh không lại ninh diêu tào canh tâm cười ha ha uống qua rượu nói ra tình ý không thể địch lưu luyến ý khó bình chúng ta nam nữ si tình tới đối chọi địch doanh như có thiên quân vạn mã ùn ùn kéo đến giơ lên cao đại kỳ trên ghi một cái tình chữ liền phá giữa lông mày trong lòng hai quan không kế tương lãng tránh giết được chúng ta đánh tơi bời quân lính tan rã chu hải kính lé mắt liếc người này nghe không hiểu tiếng người kẻ đần sao cái kia kẻ đần nhưng là trong nháy mắt trong lòng hiểu rõ, có hy vọng. Tào canh tâm cái kia chiếc quân đội độ thuyền mới rời khỏi ngưu giác độ không bao lâu, hôm nay liền lại tới nửa một chiếc tên là Long Xà Tung vượt qua châu độ thuyền, hơn nữa là từ trung thổ thần châu đến đấy, hình thể cực lớn, cũng không hoa tiếu. Nếu như không phải là độ thuyền tại vượt biển lên bờ, gần tới gần Tây Nhạc khu vực trước, chủ động cùng đông thần quân truyền tin báo cáo chuẩn bị, đại ly triều đình khả năng cũng không biết độ thuyền tồn tại tiến vào tây nhạc khu vực, lại đi vào bắc nhạc hạt cảnh, trong lúc này long xà tung độ thuyền thật giống như hư không tiêu thất bình thường, độ thuyền hành khách, nhân số không nhiều lắm, đến từ năm tòa tông môn, nhưng là người một nhà. Khai sơn tổ sư đều là vị kia bùa chú vu huyền, đi xuống độ thuyền đấy, nam nữ già trẻ đều có, bọn hắn tự nhiên đều là đạo sĩ trang phục. Người dẫn đầu là đạo hiệu trực đêm đạo gia thiên quân tiết thẳng tuổi, ngoài ra còn có vương đình chi, đinh đạo sĩ, ruộng cung hương đồng bạch phượng ở bên trong hơn mười người bọn hắn gặp được vu huyền hô sư tôn sư phụ của thầy thái thượng tổ sư đều có lần này từ trung thổ thần châu vượt qua châu chạy đến bảo bình châu hai chuyện vừa hiển vừa ẩn bên ngoài là giúp đỡ đưa tới một nghìn khối kim tinh đồng tiền sau lưng vu huyền thân ở qua đệ tử thân truyền tiết thẳng tuổi từ đều tòa tông môn bên trong chọn lựa ra mấy cái nhất tâm ngạo khí cao cùng nhau mang đến núi lạc phách bên kia làm cho bọn hắn mở mang kiến thức cái gì gọi là chính thức người thông minh. Lần này đi bến đò tiếp khách đấy, như cũ không phải là bế quan trong trạng thái Trần Bình An, là núi lạc phát trưởng luật trường mệnh cùng tuyền phủ Vi Văn Long, đương nhiên còn có bùi tiễn. Đem đám này trung thổ khách nhân thu xếp tại núi Lạc Phách giữa tư trạch, hạo nhiên đỉnh núi chuyện lý thú nhiều, tương truyền vu huyền trẻ tuổi lúc ấy, có thể là trước nến qua kiếm tu đau khổ, mỗi lần xuống núi du lịch trước, trước hết dự bị vài trăm trương tỏa kiếm phù về sau chứng đạo phi thăng, nếu có đệ tử thân truyền đi ra ngoài rèn luyện, Vu Huyền như cũ không quên kéo đến trước mặt hỏi thăm một câu, có hay không cần một tệch khóa kiếm phụ bên người, sư phụ bên này còn thừa lại rất nhiều. Nghe nói Trần Sơn chủ đang bế quan, những đạo sĩ này cũng không nửa điểm khúc mắt, tu đạo chi sĩ, bế quan mấy ngày thậm chí là mấy tháng thậm chí mấy năm lâu, đều là lại bình thường chẳng qua đấy. Tiết Thiên Quân chính mình lần gần đây nhất bế quan, liền dài đến 40 năm thời gian lâu, cái kia còn không phải là vì cái gì phá cảnh, chỉ là cần khám nghiệm ba đạo bù chú mà thôi. Hơn nửa lần này xuất hành, sư tôn đã cùng hắn nói rõ, không câu nệ thời đại dài ngắn, chỉ để ý ở đằng kia vị trần đạo hữu núi lạc phách, các ngươi có thể chờ lâu là hơn đợi mấy ngày, nếu có nguyện ý ở lại bên kia lâu dài tu đạo đấy, rất tốt, đến rồi sơn môn cổng đá bên kia, tóc trắng đồng tử theo như quy củ lục tên, người giữ cửa tiên úy nhìn thấy đám này tiên khí mờ mịt nghiêm trang nói sĩ liền có chút ít tự ti mặc cảm tại đây xử châu khu vực núi xanh giống như sách thường loạn chồng núi cao tức thì xứng trời núi sâu có thể tìm linh khách nhân kết bạn sáng sớm khởi tản bộ trong núi sương mù bay quanh quẩn đầy mặt dưới nách khởi gió mát hoảng hốt sử dụng ta thăng tiên tịch trên đường chợt gặp hai đồng tử một áo xanh một áo đen nhàn sắc mới tốt phụng bôi tiểu mễ lạp cùng một chỗ tuần sơn trần linh quân hai tay ôm lấy cái ót lung la lung lay tiểu mễ lạp a à, ngươi thế nào cái mỗi ngày đều như vậy thật vui vẻ đâu tiểu mễ lạp nhẹ nhàng vỗ vải bông tay nải dù là bốn bề vắng lặng như cũ đè thấp tiếng nói nói ra ta có tiền a à. phát giác được nơi xa động tỉnh trần linh quân lấy tiếng lòng nhắc nhở trước không trò chuyện có khách người người đi ta phía sau nói như vậy có thể lên núi khách nhân đạo hành phẩm tính đều có cam đoan, nhưng mà chưa chừng người nào sẽ hù đến gan không lớn tiểu mễ lạp A. À. Huống chi cái kia dưới núi phố phường bằng hữu thân thích, còn có thể nói vài câu anh chị em cùng cha khác mẹ lời nói đâu. Muốn nói Trần Linh Quân lanh lợi còn là không lanh lợi, rất khó nói, nhưng muốn nói Trần Linh Quân không có kinh nghiệm giang hồ, cái kia bản người qua đường tập à là trắng ghi hay sao? Tiểu Mễ Lạp dùng sức gật đầu, rón ra rón rén đi theo cảnh thanh sau lưng. Vị kia Trần Kiếm Tiên, thật sự là quá trẻ tuổi, có phải hay không là một cái bị thần hóa người? Đinh Sư Thúc, chúng ta đạo nhân cường công dồn sức đánh, cho là thật có thể thắng tâm ma. Tổ sư gia để cho chúng ta đi cái này một lần, dùng ý ở đâu? Tiết Thiên Quân cũng không nói nửa chữ, mỗi ngày cứ như vậy hao tổn sao? Trong núi cảnh trí cho dù tốt, lại đi một lượng lượt, liền không ý mới rồi, đối diện đám đó tản bộ khách nhân, một đường đã ở nói chuyện phím, chỉ là dùng tới vài loại bí truyền bùa chú thủ đoạn, không sợ tai vách mạch rừng, cũng không phải hoài nghi núi lạc phách, mà lại là có này thủ đoạn, cuối cùng có thể tùy ý vài phần. Hai bên đến gần, bọn hắn nhau nhau dừng bước lại, cùng cái kia hai vị đồng tử, đánh cái đạo môn chấp tay, vừa hỏi mới biết đối phương thân phận, áo xanh tiểu đồng, đạo hiệu cảnh thanh, là núi lạc phách gia phả tu sĩ. Đối phương vừa nghe nói bọn hắn đến từ bùa đào dưới núi Tông, liền thần sắc cổ quái, cái kia cổ cổ quái quái áo đen tiểu cô nương, vai gánh đòn gánh vàng, cầm trong tay gậy trúc xanh, tự xưng là chu mễ lạp, nàng lại không nói gì thêm thân phận, chỉ là nắm nắm nghiêng khóa bông vải bao dây thừng, khó nén khẩn trương. Trần Linh Quân cùng bọn họ khách sáo hàng huyên vài câu, mười phần vừa vặn. Đám này đạo sĩ, có lai lịch lớn, tổ đình chính tông bùa đào núi, khai sơn tổ sư vu huyền, đạo tràng ở vào tổ sơn lấp kim phong. Một tòa thượng tông, vũ hóa núi quá thuần túy là lấy mấy lấy trăm vạn kế bùa chú chồng núi mà thành, nghe nói trăm năm trước cũng đã thêm vào đến hơn 900 vạn cái phù lục, gần ngàn vạn, ba tòa hạ tông, phi tiên cung, có cái kia thái thanh cảnh giới đẹp số, được vinh dự thần tiên đều chi phủ, cung quan trải rộng, cao chân xuất hiện lớp lớp, ở đây tu luyện thành tiên nhà khác đạo sĩ, các thời kỳ không dứt. Còn có đấu nhưng một trên đỉnh, ném phù mở vạn sơn đấu nhưng phái, kinh vĩ quan tiền nhiệm quan chủ. Tùng Tuyết Đạo Nhân Triệu Văn Mẫn, đã đi hướng mang hoang thiên hạ, mà Triệu Văn Mẫn Đích Sư Tôn Bẩn Đạo Nhân, chính là vu huyền sáu vị đệ tử đích truyền một trong, ở đằng kia trung thổ thần châu trên núi dưới núi rất có nổi danh, là nổi danh yêu ghét rõ ràng, có ân nhất định trả, có cựu oán tất báo. Năm đó đại chiến cùng một chỗ, Bẩn Đạo Nhân lưu lại một câu vai lứa con cháu yêu quý tinh thần, lưu lại thân này gánh vác vũ trụ, liền bồng bền đi xa, không biết tung tích cuối cùng thân tử đạo tiêu tại Nam Bà Sa Châu Chiến Trường. Tổ đình Bùa Đào Núi có một tòa 72 tiểu đồng thiên một trong vân mộng động thiên, thượng tông vũ hóa núi tức thì tay cầm một tòa thượng đẳng quá canh phúc địa, phi tiên cung cùng đấu nhưng phái phân biệt có được một tòa trung đẳng phẩm chất phúc địa, lão hố cùng bách luyện, cũng khó trách mỗi lần lấp kim phong tổ sư đường nghị sự, kinh vĩ quan sẽ không có không khóc nghèo thời điểm, hai bên gặp thoáng qua, từng người đi xa, một mực khó chịu khẩu khí tiểu mễ lạp rốt cuộc có thể nhả ra tức giận rung đùi đắc ý đứng lên ha ha đều mang ôn hòa đấy trần linh quân cười ha hả nói tiền tài cao lời nói cường tráng thế lớn khí thô có chút tính nết ngoài miệng ngôn ngữ không hiện giữa lông mày là dấu không được đấy tiểu mễ lạp nhăn lại hai cái sơ nhạc ố vàng lông mày trần linh quân hát một tiếng tiểu mễ lạp a à, chúng ta cũng không dùng quản những thứ này có sơn chủ lão gia ở nhà đâu Tiểu Mễ lặp gãi gãi mặt, lẩm bẩm nói, cảnh thanh, có thể ta vẫn cảm thấy bọn hắn rất tốt ôi. Trần Linh quân nhiên đi thân, làm cái mặt quỷ, nếu liền chu hộ Pháp đều cảm thấy không tốt, cũng không đến được chúng ta núi Lạc Phách nha. Đại ly kinh thành hỏa thần miếu bên kia, phong di ít thấy cho núi Lạc Phách gửi đến một phong phi kiếm truyền thư, hỏi thăm Trần Bình An đến cùng còn có muốn đi hay không bách hoa phúc địa đấy. Tiểu Mễ lạp tuần sơn đến tận đây, hai tay dân cái kia phong mật tính. Trần Bình An xem qua nội dung, đành phải hồi âm một phong, nói tranh thủ cuối năm nay du lịch trung thổ thần châu, nhưng mà không làm bất luận cái gì cam đoan, nếu là thư thả đến sang năm giữa năm, khẳng định không có vấn đề. Phong Di ở đằng kia phong mật tính trên, còn nói một kiện không theo có thể điều tra cung đình tươi đẹp nói, nguyên lai tòa nào đó phúc địa xuất thân hào tố, tại trở thành hình quan trước, từng tại trốn đi bách hoa phúc địa tị nạn, cùng một vị gọi là hướng thanh tú hoa thần, rất có ý tứ, người đến đó bên cạnh có cơ hội giúp đỡ xác định thiệt giả trần bình an đối với mấy cái này không có hứng thú chỉ là nhớ lại một câu vô cùng có hàm súc thú vị thơ cổ hướng thanh tú cam mỏng thâm tâm nắm hào tố ngụy bách đã đến một chuyến gió lốc chân núi nói vừa tham gia xong ngự thư phòng nghị sự kiên nhẫn rất tốt hoàng đế bệ hạ cũng nhìn không được ám chỉ chính mình rồi đại ly vương triều lúc nào đem chuyện gì chiêu cáo một châu trần bình an nói lại chậm rãi chờ hắn nghĩ kỹ xử trí như thế nào những cái kia bảo bình châu vùng phía nam kim thân còn bị trấn áp thần núi thần sông rồi hãy nói ngụy bách gật gật đầu nói việc này xác thực cần thận trọng đối đãi trước lão chân nhân lục ung gặp được trần bình an dăm ba câu liền thỏa đàm triệu trứ làm núi lạc phách khách khanh một chuyện ước chừng là đã nhận ra trần sơn chủ uể oải trạng thái lục ung cũng không có nói cái gì uống xoàng mấy chén rất nhanh liền cáo từ rời đi chỉ nói lần sau tể sắc phong tổ sư đường nghị sự trước cùng thanh hổ cung lên tiếng kêu gọi hắn sẽ mang theo triệu trứ cùng một chỗ chạy đến núi lạc phách ôn chuyện như uống rượu nha càng muộn càng tinh khiết và thơm lão chân nhân thậm chí đều không cho trần bình an đưa đến cửa sơn môn nói mình đã sớm cùng cảnh thanh đạo hữu đã hẹn ở muốn đi sông thiết phù thủy phủ bên kia du lãm gặp một lần vị kia tân nhiệm phủ quân bạch đăng trần bình an đều là cười gật đầu chỉ nói tốt núi lạc phách mới nhiều ra đại đạo tương khế tam huynh đệ long chủng kiếm tu bạch đăng đạo hiệu nóng nảy quân, hôm nay đã thăng nhiệm song thiết phù địa vị cao thủy thần, ngọc phát cảnh cao canh, là lưu hà châu lão phi thăng kinh hao cao đồ, còn có cái kia từng tại tiên trăm thành đạo hiệu ngân lộc, hôm nay đổi tên từng sai quỷ vật, tại trên núi lạc phách, bọn hắn ba phụng bồi áo xanh tiểu đồng, bữa bữa uống rượu như uống nước, uống đến chung hoạn nạn tam huynh đệ, hôm nay cùng phú quý rồi, ai cũng không dám đề một cái rượu chữ. Cao canh thủy chung không có phản hồi lưu hà châu thanh cung sơn, sư tôn có lệnh, khiến hắn tại này nhiều nấn ná một đoạn thời gian cùng vị kia cảnh thanh đạo hữu chỗ tốt quan hệ đến nỗi nguyên bản thuộc về cao canh cái kia một bầy thanh cung sơn sự vụ không cần để ý thiếu hắn cao canh thanh cung sơn còn là thanh cung sơn cần phải là cao canh ngươi có thể ở đây đâm xuống cây đến coi như là một cái công lớn hôm nay từng sai càng là mỗi ngày đều sẽ ghi nhật ký tỉ như hôm nay đi ra ngoài một chuyến không thể thủ tâm lại vọng phát mấy lời đáng hận có thể xấu hổ nho gia đạo thống tân hỏa tương truyền từ xưa đến nay có ba tung chỉ thánh tiên sư khai thiên tích địa xuất lĩnh lễ thánh cùng văn miếu bồi tự bảy mươi hai hiền như mặt trời bắt đầu sáng chiếu phá mông muội một tung văn thánh học cứu thiên nhân như mặt trời ban trưa hai tung đến ẩn quan lúc như mặt trời nặng minh ba tung đạo thống phàm trận này ba tung đều mặt trời thiên thời vậy chúng ta học đạo người không thể không biết vốn chính là ghi tại tư nhân nhật ký bên trên một điểm nhỏ tâm đắc, kết quả không biết như thế nào bị ẩn quan đại nhân nhìn đi, ngồi ở bên cạnh bàn dương dương tự đắc từng sai, cái óc liền đã trúng trắng trắng chắc chắc một cục gạch. Cảnh thanh tiền bối lầm ta quá nhiều, không phải nói tốt rồi nhà của ngươi sơn chủ lão gia, không nhất thích người bên cạnh nịnh nọt, duy chỉ có khen cái kia tiên sinh lão tú tài học vấn như thế nào như thế nào cao, tán thưởng hắn là cái điển hình người đọc sách, tất nhiên có công không qua sao kết quả đợi đến lúc lục lão chân nhân cùng áo xanh tiểu đồng đè xuống đụng mây, đi tới sông Thiết Phù, lại từng người bấm niệm pháp quyết xuôi nước, đi tới thủy phủ cửa ra vào, thủy thần Bạch Đăng cùng làm thủy phủ nửa cái chủ mưu từng sai, cũng đã ở bên kia đang chờ rồi, tiến vào phủ đệ, một đường hành lang lối đi nhỏ, đi tới một chỗ chuyên môn khoản đãi khách quý địa phương. Lục ung liền trông thấy ý cười đầy mặt Trần Sơn chủ đứng ở bên cạnh bàn, bày xong rượu và thức ăn, chỉ chờ bọn hắn ngồi xuống, xuống đũa nâng chén lão chân nhân trong lòng cảm động, thực sự không nói gì, lên bàn đều tại trong rượu. Trần Linh Quân đem bữa này rượu cho lão chân nhân an bài được rõ ràng, chủ cùng phó cùng ba bốn cùng, nhất định phải chiêu đãi tốt lục lão ca, không say không về. Lão già điếc cùng đệ tử u út, thấy trẻ tuổi ẩn quan, ở tạm bái kiếm đài, đến nơi này bên cạnh, lão già điếc quả thật có điểm đã hối hận, đừng nói là cái này long tuyền quận khu vực, chính là toàn bộ đại ly sử châu núi sông, tại lão già điếc trong mắt, nhưng mà lòng bàn tay lớn nhỏ, đừng nhìn lão già điếc tại kiếm khí trường thành chỉ để ý lấy một tòa lao ngục, nhưng mà bên kia địa bàn, thanh tịnh mà lại lớn, há lại hôm nay cái này nơi chật hẹp nhỏ bé có thể so sánh hay sao? Húng chi lúc trước mang theo đệ tử rời khỏi kiếm khí trường thành, thật vất vả không còn nhị thanh xà xuyên pháp bào treo đoạn kiếm tóc trắng đồng tử, ở bên que eo kêu, lúc này mới vài ngày công phu, hai bên liền lại gặp mặt, buồn thật sự buồn. Chỉ là ngóng trong ẩn quan đại nhân hơi chút nói một chút lương tâm, giúp đỡ mình cùng vị kia tiểu mạch tiên sinh còn có bạch cảnh tiền bối dắt cái tuyến đáp cái cầu học được mấy trên tay ngồi kiếm thuật cũng không uổng công mình ở này làm cái bình thường cung phụng về sau đi ngủ thải thiên hạ phi thăng thành cũng tốt thay ẩn quan đại nhân nói tốt vài câu nói vài lời tự nhận không thẹn với lương tâm lời công đạo đến đó tòa tốt hơn lộ ra xa xôi nhỏ hẹp bái kiếm đài nhà tranh đơn sơ lão già điếc ngược lại là không cảm thấy có cái gì bần hàng u út lúc trước nghe thấy ẩn quan đại nhân cùng sư phụ hàn huyên nội dung nhìn không được hỏi thăm một phen sư phụ trước kia còn tưởng là qua một cái mang hoang đại vương triều thái tử điện hạ còn có qua một tòa hành lang eo mang hồi chính vạn phòng phía đông mặt trời mọc phía tây mưa đông cung đạo tràng mang qua binh đánh giặc đánh đâu thắng đó không gì cản nổi ngắn ngủn trăm năm gian liền tóm thâu hai cái thế hệ cừu vương hướng lão già điếc cười cười chỉ nói đó là mấy ngàn năm trước lão hoàng lịch không đáng giá nhắc tới nếu nói là chính thức được xưng tụng có chút khí phái địa phương, cũng không tại năm đó cũ chỗ ở phòng ốc số lượng, mà lại là mỗi khi Kiêu Dương lơ lửng trên không trung, có thể khiến mấy vạn nữ quan ngay ngắn hướng chuyển ra trang điểm kính, đúng như một vòng lấp lánh mặt trời trên mặt đất chiếu sáng, phản chiếu bầu trời. Đáng tiếc lúc ấy trẻ tuổi khí thịnh, từ cao tu đạo thiên tư không kém, luyện kiếm không chậm, không biết một mặt can thiệp vào, bộc lộ tài năng tai họa ngầm, năm đó kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước kỳ thật còn là trở thành mấy thiên hoàng để lão gia đấy, ngắm nhìn bốn phía, đều đã là nhà mình quốc thổ, liền có lúc không anh hùng chi khái, đã nghĩ muốn đi kiếm khí trường thành đi một lần, gặp một lần mấy cái có thể đầu tường khắc chữ lão kiếm tiên. U Úc liền hỏi ra một cái kiếm khí trường thành bản thổ kiếm tu đều rất muốn biết rõ đấy vấn đề, sư phụ ngươi năm đó là thua cho vị nào lão kiếm tiên. Đồ để cái này vừa hỏi, liền hỏi đến rồi lão già điếc bình sinh nhất gãi ngứa chỗ thì ra là đạo hiệu long thanh cam đường nằm đó chủ động độc thân leo lên đầu tường một tay chống kiếm vên mặt bỏ qua một đám kiếm tu tuyên bố muốn cùng lão đại kiếm tiên một mình đấu một trận giống như cái kia dưới núi thiếu niên cầu tên sẽ không tiếc bái kiếm đài bên này ngoại trừ quách trúc tửu thường xuyên một mình ra ngoài còn có nạp lan ngọc điệp cùng diêu tiểu nghiên hai tiểu cô nương một cái nhận biết chưởng luật trường mệnh làm sư phụ một cái cùng cái kia tự xưng không hầu tóc trắng đồng tử bái sư sư phụ của các nàng kỳ thật cũng không phải kiếm tu, nhưng mà thầy trò hai bên, cũng không có cảm thấy có vấn đề gì. Đã đến cái khiêm tốn hỏi đạo viên hóa cảnh, lão già điếc hỏi gì đáp nấy, chỉ là trong lòng ai oán thở dài không thôi, lúc này mới đến vài ngày, nhất định phải bắt đầu qua lại sướng họa rồi hả? Phiên lòng, chính mình quả nhiên cùng núi lạc phách đại đạo không khế, tạ cậu đến quách minh chủ bên này điểm danh, đã bị tạm thời xóa tên tóc trắng đồng tử, vừa vặn cũng ở bên cạnh, cùng cái kia đồ đệ diêu tiểu nhiên cười ha hả, dồi dào sức sống so với vóc dáng cao thấp. một cái hỏi sư phụ có muốn hay không thanh kiếm bắt đầu luyện. một cái trả lời đồ đệ gấp cái gì, ngươi thế nhưng là có ba cái bổn mạng phi kiếm thiên tài, ta dạy cho ngươi cái kia ba loại luyện kiếm pháp môn, chậm rãi học chậm rãi luyện là được, đảm bảo ẩn quan lão tổ thúc ai cũng thúc cũng không đến phiên ngươi bên này. ta cẩu ném đi cái ánh mắt cho tóc trắng đồng tử, cái sau tâm ý tương thông chúng ta tìm tiểu mễ lạp đồ nghịch đây. Nàng chính tuần sơn đâu rồi, ngoan đi, ở đằng kia tể sắc phong trên đường núi, một cái cao hứng bừng bừng áo đen tiểu cô nương, cùng một cái cười ha ha tóc trắng đồng tử, hai tay giao thoa, trên đường đi ngang, vừa vặn như là cho một vị mũ lông trồn thiếu nữ tân bốc. Tới gần tổ sư đường bên kia, vừa vặn có một đám đạo sĩ đâm đầu đi tới, cầm đầu cái vị kia phi tiên cung tiết thiên quân, lão đạo sĩ thấy vậy vui vẻ hòa thuận tình cảnh, hiểu ý cười cười, cùng các nàng gật đầu thăm hỏi, lại chủ động nghiêng người dựa sát vách đá, cho các nàng nhường ra nói tới, sau lưng mấy vị đạo sĩ liền học theo. Tiểu mễ lạp bạo gan cùng các nói một tiếng cảm ơn, tiết thiên quân thần sắc ôn hòa, vừa cười vừa nói bạn bè khách khí, tân bốc tóc trắng đồng tử giả bộ không thấy, ngồi kiệu mũ lông trồn thiếu nữ làm người câm, chỉ có tiểu mễ lạp, trong lòng muốn cùng cảnh thanh nói một câu, xem đi, người tốt ôi, vốn trên tay thì có rảnh rỗi để lại, có được tại lão chân nhân đưa tới cái kia một nghìn khối kim tinh đồng tiền, hơn nữa dư thì vụ cứ phải đưa, không thu còn không được cái kia hơn hai trăm khối. Trần Bình An liền bắt đầu bắt tay vào làm luyện kiếm trăng trong nước, tăng lên phẩm chất, chờ mong lấy có thể đạt tới mong muốn một kiếm phân hóa tám mươi vạn, nếu có trăm vạn số lượng, thuộc về niềm vui ngoài ý muốn. Cẩn thận có chừng mực, Trần Bình An nghĩ tới nghĩ lui, hãy để cho tà cẩu tới đây giúp đỡ hộ quan, đồng thời khiến lão già điếc thay thế tà cẩu đi nhảy cá núi bên kia truyền thụ đạo pháp tạ cẩu cảm thấy trần bình an đây cũng quá chuyện bé xé ra to rồi tại đây bích tiêu động chủ đưa tặng qua một tòa đại trận núi lạc phách cần như thế tạ cẩu vỗ mũ lông trồn, nhớ ra rồi đều do chính mình nói lỡ miệng nói cái gì một tay kiếm thuật có thể chém nhân quả tuyến không thể so với cái kia thuần dương lưỡng nham thua kém quá nhiều hai tay xếp đặt làm gối đầu nằm ở ngoài phòng hành lang trên sàn nhà tạ cẩu vẫn lên chân bắt chéo nhoáng một cái nhoáng một cái, tiểu mạch không ở nhà, nhàm chán thực nhàm chán. Tạ cẩu thuận tiện nhớ một cái ngưỡng chỉ cái kia bà nương, không có thèm đối phương đạo hiệu, nhưng mà ngưỡng chỉ có một môn bổn mạng thần thông, không thể khinh thường, ngưỡng chỉ học được, phi thăng cảnh trước, đương nhiên là một môn rất lớn phúc duyên tạo hóa, đợi đến lúc đưa thân phi thăng, ngưỡng chỉ đạo hạnh càng cao càng gân gà, thậm chí có thể sẽ trở ngại ngưỡng chỉ căn cứ chính xác nói. Tạ cẩu nhưng là mười phần trong mà thèm, nàng đối với hợp đạo một chuyện, sợ dĩ không tính quá sốt ruột, chính là nghĩ đến lúc nào đi một chuyến đồng dịp châu, đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng trồng, ta tặng lễ đến ngươi hoàng lễ, dám không trả lễ liền chém ngươi. ôi a, à, còn rất áp vận, đến rồi núi lạc phách, học vấn tăng vọt a, à, cùng tiểu mạch thật sự là càng xứng đôi. chẳng biết lúc nào, thình lình đấy, trong phòng trần sơn chủ ít thấy thất thố, mắng một câu mẹ, tạ cẩu cơ hồ là trong nháy mắt tựu đi tới trong phòng đồng thời thi triển ra sáu thất chủng kiếm thuật, đạo pháp, nàng vẫn là không thể tìm ra bất kỳ dấu vết. Trần Bình An sắc mặt âm trầm, thò tay ngăn tại cổ bên kia, vẫn còn ở hùng hùng hổ hổ. Ngay từ đầu tạ cẩu còn tưởng rằng là sơn chủ diễn nàng đâu, kết quả nàng rất nhanh liền phát hiện Trần Bình An giữa ngón tay chảy ra tơ máu. Tạ cẩu trầm giọng hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Trần Bình An dịch chuyển khỏi bàn tay, chỉ thấy chỗ cổ xuất hiện một cái máu tươi đầm địa vết thương, tự như phố phường tục tử bị một cây dây kẽm cưỡng ép siết ra miệng vết thương tạ cẩu hiếp mắt hỏi ngươi có phải hay không bị người nào bắt lấy nhược điểm rồi ngày sinh tháng đẻ còn có bổn mạng gốm sứ mảnh vỡ ngoài ra ta có thể xác định có thể tiết lộ chiêu thức ấy đấy tất nhiên là một vị mười bốn cảnh tu sĩ rất không có khả năng là cái kia một nắm lão đấy dù sao liền như vậy mấy cái phải tính đến đấy bọn hắn muốn ra tay đã sớm xuất thủ không đến mức kéo dài tới hôm nay lại đối phó ngươi Vu Huyền đám kia đồ tử đồ tôn, hôm nay ngay tại trong núi, gần ngược lại là tới gần, vấn đề là không thể nào a, à, ta đã sớm trọng đạo đem bọn họ lật ra cái lật nhào, bọn hắn điểm này không quan trọng đạo hạnh, tuyệt đối không có phần này bản lĩnh, vẫn có một vị mười bốn cảnh trốn ở tại chỗ rất xa, vùng trộm cho ngươi đã đến như vậy một cái hung ác tay. Trần Bình An, xin lỗi, ta xác thực có thể chém nhân quả, nhưng mà dọc theo nào đó đầu nhân quả tuyến ngược dòng chảy mà lên ta trước mắt còn là làm không được. Trần Bình An lắc đầu nói, cái này có cái gì xin lỗi đấy, vốn là một loại khó lòng phòng bị đỉnh núi ám chiêu, chỉ có thể nói thêm phòng. Tạ cậu do dự một chút, còn là nhìn xuống câu chuyện, cái này tai họa bất ngờ, tai bay và gió, kỳ thực là hữu duyên từ đấy. Trần Bình An lòng dạ biết rõ, đồng dạng không nói gì, việc này dính đến huyền diệu khó giải thích mệnh lý vận xu thế, cùng Trần Bình An mới thu một vị học sinh có quan hệ. Trần Bình An ngược lại cười nói, chuyện tốt, cái này vừa đúng nói rõ ta thu nhận đệ tử, số phận mạnh như thế nào. Tạ cậu cảm thấy rất kỳ quái, Trần Bình An không phải là cái loại này đau khổ giữa mua vui, không phải là tự dễu cởi bỏ lo lắng, xác thực còn thật cao hứng. Tạ cậu nhỏ giọng nói, tiểu tử kia, khắc còn ngươi. Trần Bình An đứng lên, thần thái sáng láng, nói ra, vì vậy ta còn muốn bảo vệ tốt hắn. Tạ cậu vẽ mặt mộng, đây là cái gì đạo lý? Cùng lúc đó, Trần Bình An nhìn về phía tạ cẩu, tạ cẩu lập tức gật đầu nói, chuyện này, ta cam đoan với ai cũng không nói, thấy Trần Bình An vẫn là không hài lòng lắm, tạ cẩu đành phải hữu khí vô lực bồi thêm một câu, được được được, tiểu mạch cũng không ngoại lệ, cho đến giờ phút này. Tạ cậu mới chính thức rõ ràng vì sao Tiểu Mạch nguyện ý ở lại người này bên người. Trần Bình An cùng Tiểu Mạch đều là cường giả, bọn hắn đối đại cái này thế đạo ánh mắt, đều là giống nhau, đều rất kiên định, hơn nữa ôn nhu. Trần Bình An có chút chịu không nổi tạ cậu ánh mắt, đành phải suy nghĩ cái không phải là biện pháp biện pháp, tạ cậu A, à, truy cầu tiểu mạch đều một vạn năm, cũng không thể đứng núi này trong núi nọ A. À. Tạ cậu hai tay dùng sức đè lại mũ lông trồn, tức giận đến nàng thẳng dậm chân, cả giận nói, sơn chủ, ngươi như thường ngày phạm là thấy cái nữ nhân xinh đẹp, liền nhìn không chớp mắt, sợ để lộ tiếng gió, bị ninh diêu xong việc mới tính sổ, bằng cái gì duy chỉ có đến bên cạnh ta, cũng dám tùy tiện trêu chọc trêu ghẹo rồi, Trần Bình An buồn cười, ông quyền lay động vài cái, coi như là cùng mũ lông trồn thiếu nữ chịu nhận lỗi rồi. Đóng cửa, Trần Bình An tiếp tục luyện kiếm. Mễ dụ bỏ không được sử dụng tam sơn phù, dù sao thôi tông chủ cho ngày nghỉ không ngắn, vừa vặn muốn đi một chuyến lão Long Thành, mễ dụ liền trực tiếp ngự kiếm vượt biển đi hướng Bảo Bình Châu. Một vị đại kiếm tiên bề bộn nhiều việc chạy đi ngự kiếm tốc độ, thiệt tình không chậm, kết quả mới ra đồng dịp châu lục địa, đã bị nửa đường chặn đường, đúng là chu thủ tịch trong tay còn mang theo cái bạch huyền bạch huyền nhìn thấy mễ đại kiếm tiên cũng chỉ là gật gật đầu hạ tông cấp cao nhất cung phụng mà thôi mễ dụ đã sớm tập mãi thành thói quen bạch huyền nếu như không như vậy ngược lại cảm thấy không được tự nhiên thừa dịp bùi tiễn tại sông lớn đổ ra biển bên kia mù bận bịu bạch huyền đã nghĩ ngợi lấy đi núi lạc phách bên kia nhìn một cái tàu sư phó cùng trùng hợp làm khách thanh bình kiếm tông mật tuyết phong chu thủ tịch ăn nhịp với nhau nói đi là đi hôm nay núi lạc phách lại tới nửa cái khách tới thăm tóc trắng đồng tử không đợi đạo sĩ tiên úy mở miệng hỏi thăm cũng đã bỗng xuất hiện cười ha hả hỏi thần thánh phương nào hãy xưng tên ra nhưng làm tóc trắng đồng tử vui chết mất hôm nay chúng ta núi lạc phách thật sự là sinh ý thịnh vượng may mắn tài nguyên cuồn cuộn a à, đây không phải là lại đây cái nhỏ kim đan cái kia nhìn có vài phần thần yếu anh tuấn nam tử cung kính ông quyền nói linh phi cung ôn tử tế lần này mạo muội bái phỏng là muốn cùng bụi tông sư chăm chú hỏi quyền một trận. Ông tử tế đã thật lâu không thể tập trung tư tưởng suy nghĩ luyện khí rồi, lại như vậy dông dài, hắn đoán chừng sẽ phải triệt để đại đạo đoạn tuyệt, thật sự là không đến không được, mỗi lần hô hấp thổ nạp, nhắm mắt lại, đầy trong đầu đều là cái kia trường dáng tươi cười cổ quái, càng xem càng khiến người rùng mình khuôn mặt, là đạo nhân tâm ma dấu hiệu không thể nghi ngờ, chí hướng cao xa ông tử tế, nào dám đem loại sự tình này không xem ra gì, chỉ có thể là kiên trì tới đây chính thức mời nàng dạy quyền một trận tóc trắng đồng tử mắt nhìn đạo sĩ tiên úy nàng chỉ là biên phổ quan cũng không chịu trách nhiệm tiếp khách huống chi khách đến thăm hãy tìm cái kia bùi tiễn đấy nếu là nhiều lời vài câu cẩn thận bị tạ cẩu đi quách minh chủ bên kia tố cáo tiên úy lại không biết bùi tiễn hôm nay người ở chỗ nào hãy cùng cái kia tóc trắng đồng tử mắt to trừng đôi mắt nhỏ cũng không có triệt ông tử tế càng là bất đắc dĩ đành phải khiến đạo sĩ kia thông báo một tiếng, nói mình gần đây ngay tại huyện Hòe hoàn thành tiền địa phương ở lại, sẽ thường xuyên đến này quấy rầy, thẳng đến bùi tông sư nguyện ý hiện thân đáp ứng luận bàn mới thôi. Tóc trắng đồng tử có chút tiếc núi, nếu như cái này kim đang không lên núi, sẽ không biện pháp lục tên. Ngọc tuyên quốc kinh thành trường ninh trong huyện, màu xanh váy phụ ở đằng kia tòa làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật sùng dương quan, đợi đến thật sự nhàm chán nàng đã nghĩ muốn đi ra ngoài giải sầu một chuyến, không bằng đi núi lạc phách ngó ngó. Trước cửa gió đến rồi trấn hồng chút bên kia, nàng đi qua kỳ đôn sơn, lắc lư đi tới cửa sơn môn, phối hợp ngồi ở đó trương không bên cạnh bàn, đầu đeo một trăm trẻ tuổi đạo sĩ, liền bưng tới nước trà. Đáng lẽ tâm tình không tệ màu xanh với phụ nhân, nhìn thấy một đạo thân ảnh sau đó, liền chỉ một thoáng khuôn mặt sương lạnh, cái sau càng là chột dạ, vừa định tránh đi mũi nhọn, 36 kế tẩu vi thượng sách đã bị cái kia màu xanh váy phụ cười lạnh nói, Khương lão tông chủ, đi cái gì, nếu như nhớ không lầm, ngươi thế nhưng là nơi đây cấp cao nhất cung phụng, không đợi khách. Khương thượng chân rất cảm thấy bất đắc dĩ, đành phải ngoan ngoãn bay xuống trên mặt đất, nặng ra cái khuôn mặt tươi cười, xa cách từ lâu gặp lại, liếc thấy lật nghi mộng, dung nhang đừng sau còn như cũ, năm tháng thêm vào ưu đãi tiêu nương. Một bên Bạch Huyền cùng Mễ Dụ đều rất cảm thấy tò mò vị này thi triển thủ thuật che mắt màu xanh vấy phụ chính là anh đào thanh y hậu bổ sung thủ lĩnh một trong tiêu phát khương thượng chân cũng không trêu chọc qua nàng chỉ là trước kia tại bắc câu lô châu lúc ấy thanh xuân ngây thơ còn trẻ ngu ngốc cùng nàng một vị à không đúng là hai vị bạn thân khuê phòng có chút hiểu lầm đến nỗi vị này tiêu nương nguyên quán ở đằng kia trung thổ thần châu cái nào đó cổ lão vương hướng dương châu hắc tiêu nương mặt mỏng khó thắng nước mắt lá đào lông mày dài dễ dàng cảm giác buồn như thế nào đều có 90 văn dung màu khí độ, thích khách, tiêu nương là nữ thích khách gì vậy, người trẻ tuổi biết cái gì, tiêu nương có này thân phận, không được đặc biệt làm rạng rỡ màu A, nhất định 95, tiêu phát cười lạnh liên tục, giống như cũng không cam tâm tình nguyện cùng Khương Thượng chân chờ lâu một lát, đúng là trực tiếp đứng dậy rời đi. Khương Thượng chân sinh ra nghi hoặc, nàng tới nơi này làm gì, sẽ không phải là đã cùng Sơn chủ chạm mặt qua rồi hả? Trước không muốn những thứ này có không có đấy, Khương Thượng Chân cười hỏi, tiên quý đạo trưởng, đại phong huynh để đâu? Tiên quý cười nói, hắn hôm nay đang nhảy cá núi mỗi ngày làm cho người ta dạy quyền, liền dọn đi bên kia ở lại rồi. Khương Thượng Chân cùng tiên quý liếc nhau, từng người gật đầu, kề vai sát cánh gom góp một đống đi. Canh cổng không nhìn cửa, sơn môn đều tại đấy. Mễ dụ đi bộ lên núi, hắn đối với quan sát kính hoa thủy nguyệt không quá cảm thấy hứng thú, Bạch Huyền trực tiếp đi bái kiếm đại bên kia, phong trần mệt mỏi bôn ba lao lực đấy, nhất định khao khao chính mình, tới trước một bình cẩu kỹ trà, lại đi tìm Trần Linh Quân ôn chuyện, chắp tay sau lưng, giống như tại tuần tra địa bàn, Bạch Huyền Trừng to mắt, hỏi, lão già điếc, ngươi tranh thủ thời gian đánh chính mình mấy cái tác, ta chớ không phải là đang nằm mơ đi. Khương Thượng Chân có thể quan sát kính hoa thủy nguyệt, chỉ nói Trịnh Đại Phong cùng Trần Linh Quân dính qua ánh sáng đấy, thì có hơn 50 trận. Chu thủ tịch vốn liếng, sâu không thấy đấy này ví dụ như bây giờ trận này, thì có cái trang điểm đậm béo nữ tử, Khương Thượng chân xưng là Kim Ngẫu Tỷ Tỷ, nàng vô cùng nhất ái mộ miếu phong tuyết Ngụy Tấn, Ngụy Đại Kiếm Tiên, sắp xếp vị thứ hai đấy, chính là cái kia vị không biết tên chữ chỉ biết dòng họ Khương Đại Ca rồi. Ngụy Kiếm Tiên dựa vào mặt, Khương Đại Ca dựa vào hầu bao. Khương Thượng Chân vốn định nhiều phím vài câu lời nói thô tục, chỉ là mặt khác một trận kính hoa thủy nguyệt đã mở ra, tranh thủ thời gian nền xuống một viên tiểu thử tiền cùng vị kia kim ngẫu tỷ tỷ xin lỗi một tiếng nói nhà mình thông phòng nha hoàng đem đệm chăn che nóng lên khương ca đi có một tên là đảo khương tông rời rạc môn phái quê hương đồng diệp châu thứ hai quê hương bắc câu lô châu cùng nhà mình tông môn chỗ bảo bình châu ba châu tu sĩ đều có có vị tự xưng cùng khương thượng chân có huyết hải thâm cừu băng liễu chân quân trăm cây nhìn đắng dựa vào cần cù chăm chỉ điểm danh điên cuồng nện tiền cùng bịt bợm chồng chất chó điên cắn người Rốt cuộc lăn lộn đến rồi tam bả thủ địa vị cao, lại hướng lên bò hai cái bậc thang, chúng ta khương thứ tịch, sẽ phải lên làm tông chủ, ngồi ghế số một rồi, đợi đến lúc khương thượng chân vô cùng lo lắng mở ra trận này kính hoa thủy nguyệt, liền nghe có người đang tại mỉa mai cái kia khương tặc là một cái gối theo hoa, cấp sâu cảnh ngắn, ngoài tầm tay với, có người đang tại nguyền rũ khương tặc lại kiếm không đến nửa khối đồng tiền, lớn dậy sớm qua lại nhặt phân, đói bụng đến phải ba ngày không có đi ị. Khương Thượng Chân lập tức nện xuống vài khối tiểu thử tiền, không ngớt lời trầm trồ khen ngợi, vừa nghe đến băng liễu chân quân quen thuộc tiếng nói, thật sự có một loại người tâm phúc cùng trụ cột đã đến cảm giác, trong lúc nhất thời nhau nhau nện tiền chỉ vì hô một cuốn họng, lấy lòng khởi băng liễu chân quân Khương Thứ Tịch sáng suốt thần võ, có cái kia làm đảo Khương Tông cấp cao nhất cung phụng nữ tử, một hơi đập phá vài khối tiểu thử tiền, tiếng nói ngoan lệ nói, lão nương một ngày nào đó muốn đem cái thằng kia trong đũng quần hơn để lại đồ chơi chặt xuống ngâm rượu uống, đổi thành địa phương khác, một cái nữ tử nói loại lời này, hình như là cái kia đã thương địch thủ một nghìn tự tổn tám trăm thiệt thòi bản con đường. Nhưng mà đảo Khương Tông không giống nhau, lập tức đã có người đi theo nệnh tiền, reo hò khen hay trầm trồ khen ngợi, nàng kia lại đập phá khối tiểu thử tiền, cười hỏi một câu, băng liễu chân quân, ngươi cùng lão nương chơi không thành kế đâu. Khương Thượng chân tranh thủ thời gian triệt tiêu kính hoa thủy nguyệt, yên lặng nhắc tới ta không hoảng hốt bị Bùi Tông Sư tự mình dạy quyền, ngày đó đi rồi trọn vẹn hai canh giờ lục bộ tẩu thung, hôm nay tám người luyện quyền càng thêm cần cù, sẽ cùng vị kia sầm sư phó học quyền, liền dẫn theo vài phần kính sợ. Núi lạc phách phía sau núi bên kia, trú ngụ một đôi thượng trụ quốc tào thị đệ tử, thiếu niên tào ấm cùng thiếu nữ tào ương, một chữ phượng sinh, một cái nhũ danh ngô đồng. Tào ấm là một vị quan hải cảnh bình cảnh kiếm tu, tào ương vừa mới đưa thân năm cảnh bọn hắn hôm nay là đến nhảy cá núi bên này xem mấy cái bằng hữu đấy, tạo ấm cùng một đôi chị em ruột cùng một đôi huynh muội, đều là quan hệ họ hàng mang nguyên do quan hệ, một đôi chị em ruột, đinh yếu tu hành, đinh điệu học võ. Mà võ thiện giặc, võ lòng đều huynh muội, đều học võ. Mà đinh, võ hai nhà, cùng tàu thị đều là quan hệ thông gia, đương nhiên là một loại trèo cao rồi, hào phú thế gia vọng tộc thông hôn quan hệ thông gia, đúng là bình thường đại ly kinh thành ý trì hẻm cùng trì nhi phố thủy chung bảo trì một cái ăn ý chính là hai cái thượng trụ quốc dòng họ giữa hầu như không có kết hôn ngẫu nhiên có ngoại lệ cũng đều không dám giống trống khu chiên hận không thể nhảy qua tất cả rườm rà lễ tiết trực tiếp ném vào động phòng được rồi tạo ấm cũng không lo lắng núi lạc phách sẽ có ý kiến gì không loại này lễ nghi người trên tình qua lại nếu như cố ý xem nhẹ không thấy ngược lại mới là bất cận nhân tình huống chi hắn biết rõ núi lạc phách bầu không khí như thế nào nhất là trần sơn chủ lòng ngực khí độ đã sớm khiến tào thị thiếu niên bội phục được tột đỉnh tào thị tổ huấn có một câu tâm thành sắc ôn khí cung từ uyển không phải là nói trần sơn chủ hay sao trịnh sư phó đại khái là cái quanh năm không rửa chân đấy dậy quyền ngoài an vị tại trên ghế đậu thoát khỏi giày vải ở bên kia gãy chân bởi vì xác định trịnh sư phó là một cái trong bụng có hàng chính thức cao nhân cho nên vẫn là có mấy cái thiếu niên nguyện ý ngồi xổm một bên hỏi chút ít quyền pháp vấn đề, từng cái một chỉ cảm thấy học quyền không dễ. Trịnh Đại Phong thuận miệng giải đáp mấy vấn đề, đột nhiên hướng một cái tên là võ thiện thương thiếu niên đưa qua tay đi, nghe một cái, là mỏi vị cây hay sao, còn là tương hương hay sao? Cái kia võ thiện thương vừa lăn vừa bò chạy xa, kết quả sau lưng trịnh sư phó đã đến một câu, tiểu tặc chạy trốn nơi đâu, xem tiêu, tào ấm ở chỗ này, cùng mười phần quen biết trịnh tiên sinh trò chuyện trong chốc lát sẽ cùng võ thiện thương mấy người bọn hắn ôn chuyện vài câu liền mang theo tạo ương đi nơi khác trịnh đại phong đối với bên người một cái trầm mặt thiếu niên cười nói quyền là nhà mình quyền đừng tranh giành ba tất khí trận nhìn thiếu niên đầu trần linh quân biết được bạch huyền về tới núi lạc phách đi một bên bái kiếm đài tiền bạch huyền một bên âm thầm truyền tin bùi tiễn núi lạc phách phân biệt đối xử không có thu qua người nào nếu bàn về thiết cốt tranh tranh nghĩa bạc vân thiên, áo xanh tiểu đồng càng là ta mặc kệ hắn là ai. Muốn nói lòng song giả dạ sắc, cái kia ưa thích mở miệng một tiếng ẩn quan lão tổ tóc trắng đồng tử, cũng có vài thanh bàn chải. Đến nỗi bạch huyền, đến cùng tuổi còn nhỏ, còn là kém một chút hỏa hầu, liên ngẫu phúc địa võ học đệ nhất thiên hạ người, chung thiến chung đại tông sư, cùng vị kia mễ dụ mễ đại kiếm tiên, có thể nói mới quen đã thân. Đại khái coi như là anh hùng tiếc anh hùng đi nằm ở trên ghế mặt trời. Giờ ăn cơm đến rồi, bọn hắn liền đi lão đầu bếp bên kia, chung thiến gánh ba lấy bốn vài câu, lại hẹn rồi bữa sau cơm xào cái nào vài món thức ăn, hôm nay ăn khuya uống gì rượu. Hôm nay lúc hoàng hôn, tập linh phong chủ đạo trên bậc thang, mễ dụ cùng khương thượng chân phân biệt bắt lấy tiểu mễ lạp một cái nhỏ tay, bọn hắn sẽ giúp nàng cầm lấy đòn gánh vàng cùng gậy trúc xanh, tiểu mễ lạp nhếch miệng cái gầu xúc lớn, ha ha cười, bay rồi bay rồi cùng một chỗ hướng đỉnh núi sáng ngời đi đỉnh núi bên kia có ở đây ngắm cảnh vũ hóa đường núi sĩ nhìn không được hỏi thăm thế nhưng là mễ kiếm tiên lại có đấu nhưng phái đạo sĩ mở miệng hỏi thăm xin hỏi là ngọc khuê tông khương lão tông chủ mễ dụ chẳng muốn đáp lời bị người trong nhà mắng một câu mễ kiếm tiên mễ dụ có thể không để ý khương thượng chân cười gật đầu mễ kiếm tiên là thanh bình kiếm tông đấy ta thế nhưng là núi lạc phách cấp cao nhất cung phụng người ở bên ngoài bên này cũng không thể kém lễ nghi tiểu mễ lạp mau để cho chu thủ tịch cùng dư mễ đem mình buông đâu ra đấy cùng những cái kia tiên trưởng đám đánh cái ra gián đạo môn chấp tay mấy vị kia đạo sĩ nhìn không được nhiều nhìn mấy lần áo đen tiểu cô nương đợi đến lúc nàng như chuyến này lễ các hầu như cũng còn lễ rồi chỉ có một khuôn mặt lạnh lùng thiếu niên không có động tĩnh mễ dụ liếc mắt thiếu niên kia khương thượng chân cười cười bọn hắn đều không nói gì Tiểu Mễ lập ở đâu lo lắng mấy cái này chi tiết, nàng vội vàng vui vẻ rồi, ngoại trừ tạm làm đạo tràng gió lốc chân núi, tại tập linh phong cái kia tòa nhà lầu trúc bên ngoài, kỳ thật Trần Bình An là có một tòa tư nhân tòa nhà đấy, chỉ bất quá hắn chưa bao giờ ở, bình thường bất kể là đọc sách còn là ngủ, vẫn đang chọn tại lầu trúc lầu một, hôm nay nhà này tòa nhà đã có điểm náo nhiệt, bởi vì Sơn chủ lão gia nói muốn ở chỗ này tiếp khách, vì vậy noãn thù xuống bếp bận rộn, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, Bếp lò trên bày đầy các loại đồ ăn cái đĩa, gia vị, tiểu mỹ Lạp bưng lấy một cái trúc chế tạo ống thổi lửa, ngồi ở trên ghế đẩu, lắc lắc đầu nhếch nhếch miệng, trước quen thuộc quen thuộc, diễn luyện diễn luyện, nàng đã vào chỗ, tùy thời có thể khởi công. Làm nửa cái chủ nhà áo xanh tiểu đồng, thỉnh thoảng liền đi thần đạo đường núi bên kia ngắm vài lần, đã lo lắng vị kia ngự giang thủy thần huynh đệ trên đường chậm trễ, sợ hơn vẫn còn ở lầu trúc lầu một đọc sách sơn chủ lão gia, công việc vặt nặng nề tạm thời đổi ý không hợp ý nhau sẽ không đã đến ngự giang thủy thần ngu hám được sủng ái mà lo sợ không thể không sốc lại hoàn toàn tinh thần dù sao cũng là muốn thủy thần lên núi hơn nửa ngọn núi kia đầu còn gọi núi lạc phách đơn giản là ngày hôm qua trận linh quân gửi một phong thơ đến màu xanh giảng thủy phủ bảo là muốn mời hắn lên núi uống rượu ước định canh giờ lại không nói cụ thể nguyên do hôm nay ngu hám sáng sớm thay đổi vài thân quần áo tiên gia pháp bào thủy thần quan phục văn sĩ trang phục, chỉ là như thế nào đều bất mãn ý, cho dù là phụng chỉ vào cung, ý kiến hoàng đình quốc hoàng đế bệ hạ, ngu hám đều xa xa không có khẩn trương như vậy. Ngự Giang là hoàng đình quốc gần với sông Hàng thực chủ yếu thủy mạch một trong, thân là màu xanh giảng phủ chủ ngu hám, tại đại ly vương triều lễ bộ biên soạn và hiệu đính kim ngọc trên gia phả, thân vị là từ ngũ phẩm. Bạch học Giang bởi vì gần đây sát nhập, thông tính thượng du thiết khoáng hà, vì kia được vinh dự hoa la đơn thủy thần nương nương tiêu loan hôm nay cũng là tổng ngũ phẩm, chẳng qua so với ngự giang, còn là kém một chút nội tình. Bọn hắn cái này mấy tôn có tư cách khai phủ thủy thần, là cùng hoàng đình quốc ngũ nhạc sơn quân phẩm chất tương đối. Trước kia đi hoàng đình quốc hoàng cung, nói là ý kiến, kỳ thật cũng liền cùng gõ cửa không sai biệt lắm, dù sao đừng nói là tọa long ghế giữa hoàng đế, chính là đã nằm đi hoàng lăng những cái kia hoàng đế lão tử, ông nội bọn hắn những thứ này sơn thần thủy thần, đã thấy không biết mấy cái, cái gì máu tươi đầm đi triều đình chuyện cũ, không thể lộ ra ngoài ánh sáng cung đình bí văn, ngu hám, tiêu loan bọn hắn chưa thấy qua chưa từng nghe qua, ngu hám rời khỏi thủy phủ, vận chuyển bổn mạng thủy pháp thần thông, chỉ thấy nước sông đầu sóng khí thế to lớn chuyển động, danh xứng với thực như có thần trợ, nước đẩy sóng nước chồng sóng, có sấm sét thanh thế, đầu sóng oanh oanh nhưng như tuyết hoa văn khắp nơi. Đến rồi ngự gian biên giới, bay lên một đoàn xanh biếc hơi nước, ngu hám ẩn nấp thân hình trong đó, giá sương mù đi xa, tới gần phía tây núi lớn, liền chiếu quy củ đè xuống đụng mây, hiện ra thân hình, bởi vì lưng đeo một khối đại ly hình bộ ban phát thái bình vô sự bại, ngu hám có thể miễn đi rất nhiều qua cửa ải thủ tục. Nơm nớp lo sợ đến rồi long tuyền quần khu vực, thành thành thật thật tại núi lạc phách cửa ra vào bên kia cùng một vị canh cổng đạo sĩ báo cáo chuẩn bị. Không biết từ chỗ nào cái góc bỗng nhiên nhảy ra cái tóc trắng đồng tử, tự xưng là thân phận thanh quý chém gió phổ quan ở bên ghi chép mỗi năm tháng nào ngày nào người nào đó đến thăm núi lạc phách ngu hám vội vàng tự báo thủy phủ danh hào cái kia tóc trắng đồng tử từng cái ghi chép trong danh sách nhưng là giảng minh nói tóm tắt không có quá lâu đề ra nghi vấn làm ra vẻ nói câu trần linh quân đã cùng ta còn có tiên úy đạo trưởng đều chào hỏi cho phép ngươi lên núi ngu hám kiên trì sẽ cùng vị này chém gió phổ quan cùng đầu kia đừng một trăm Đạo bào trang phục người giữ cửa xin lỗi một tiếng, rung lên tay áo, từ bên trong té ra một khối tinh điêu tế trát bỏ túi điểm tướng đài mô hình, bọng bền rơi xuống đất được nửa, từ cái kia phỉ thúy điểm tướng đài lướt đi hai đạo hết sức nhỏ hồng quang, trong khoảnh khắc hiện ra hai cái khôi ngô hùng tráng mặt giáp võ tướng, cùng bình thường nam tử vóc người không giống, bọn hắn đi tới phủ chủ ngu hám đứng phía sau đình, hoặc theo như chui đao, hoặc nâng trường kiếm, từng người nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ chiêu thức ấy thủy thần sa trường điểm binh trò hay thấy được tóc trắng đồng tử sững sờ sững sờ lập tức cười lên ha hả tốt lại nhiều ra hai cao thủ tóc trắng đồng tử sẽ phải một lần nữa móc ra giấy bút sách vở ngu hám vội vàng giải thích nói vị tiên trưởng này bọn hắn không cùng tiểu thần cùng một chỗ lên núi chỉ ở chân núi đang chờ không dám làm phiền tiên trưởng hao phí bút mực lính tôn tướng của con rùa thừa tướng nữ quỷ thủy tiên xinh đẹp cung nga cơ hồ là bảo bình châu thủy phủ quan lại phù hợp màu xanh giảng phủ chủ ngu hám bên tay trái vị kia thống binh đại tướng vàng giáp lĩnh tám trăm mặt trời trong vắt gạch của bào binh bên tay phải vị kia lớn trụ chỉ huy hai nghìn bốc lên xưng hưu dị binh tinh nhuệ sĩ tốt cái gọi là tinh nhuệ chính là mời rượu cực tinh ranh uống rượu cũng nhuệ khí thế không thể đỡ tóm lại trên bàn rượu đều là một tay hảo thủ vàng giáp cùng lớn trụ một cái ngưỡng mộ trần kiếm tiên xem lễ chính dương sơn hào kiệt hành động vĩ đại rất cảm thấy hả giận. Một cái kính nể trần sơn chủ hoa nở trong nhà nhưng hương thơm lại bay ra ngoài đường, làm tới kiếm khí trường thành ẩn quan. Bọn họ đều là nằm mộng cũng muốn gặp một lần cái kia trần bình an đấy, vì vậy vừa nghe nói ngu phủ chủ muốn làm khách núi lạc phách, hai vị sa trường, bàn rượu cũng không kinh sợ ngự giang võ tướng, cùng một chỗ tìm được ngu hám, không nói hai lời, hám làm giàu núi đổ ngọc trụ, quỳ trên mặt đất, xin phủ chủ khai ân, dẫn bọn hắn cùng đi chuyến núi lạc phách ngu hám nào dám thuận miệng đáp ứng việc này, hai vị ái tướng liền bắt đầu liệt kê từng cái chính mình vì ngự gian lập được nào công, chảy qua máu nhiêu, nói đến tình thâm chỗ, lớn trụ càng là vẻ mặt càng đầy bi tráng thần sắc, thoát khỏi một thân áo giáp, xé quần áo, lộ ra một thân run rẩy run rẩy thịt mỡ, thật vất vả tìm được cái kia vài đạo vết sẹo. Lúc ấy nằm sát đất không dậy nổi vàng giáp ngẩng đầu liếc mắt đồng liêu, vội vàng cúi đầu, chịu đựng không cười lên tiếng ước chừng lớn trụ cũng hiểu được không quá giống lời nói, hầm hực, giật giật trên người vài miếng vải rách, thoáng che lấp một phen. Ngu hám rút cuộc là giả nghĩa khí đấy, cắn răng một cái, sẽ dùng cái làm khéo cách thức, dùng tới này tòa trấn phủ chi bảo điểm tướng đài, mang theo bọn hắn nhập cư trái phép tới đây, dù sao chỉ là đem hai vị này tâm phúc ái tướng đặt ở chân núi, nhìn xem sơn môn cổng đá, nhìn xem cái kia núi lạc phách nguy nga thông thiên, như thế như vậy, qua xem qua nghiện là được. Húng chi chính bọn hắn cũng tâm lý nắm chắc, phùng bồi ngu phủ quân cùng nhau lên núi uống rượu. Đó là tuyệt đối không dám hy vọng xa vời đấy, áo xanh tiểu đồng một đường chạy vội xuống núi, vui mừng hớn hở, hôm nay coi như là trên mặt có hết, lại đi ngự giang thủy phủ lấy mấy bát rượu uống, sẽ không chột dạ, thả người nhảy lên, nhảy qua sơn môn cổng đá, thoáng cái liền bắt gặp vị kia ngự giang thủy thần huynh đệ, còn có thường xuyên cùng chính mình cùng một chỗ ngồi dưới đáy bàn uống rượu hai cái đó s Trần Linh Quân đùng đùng không giúp chính là một lớn thông, cùng đốt pháo tự như, lão ngu, như thế nào sớm như vậy đã tới rồi, còn có gần nửa canh giờ đâu, vàng lớn, vẫn như cũ, có thể có thể, uy vũ hùng tráng A, à, nắm đắm đứng người, cánh tay phi ngựa, cái này thân khối cơ thịt, hâm mộ oa lớn hai, vẻ mặt tràn đầy ánh sáng màu đỏ đấy, mấy vị kia nhỏ chị dâu cam lòng buông tha ngươi, cuối cùng đem thận cấp dưỡng được rồi, các ngươi không trượng nghĩa không đem đốt giấy vàng chém đầu gà thành anh em kết bái huynh để đích thân huynh đệ oa thủy phủ cách nhà ta núi lạc phách tổng cộng mới vài bước đường ta đây chút ít năm tu đạo cần cù đúng là bận rộn chút ít có thể ta không có công phu đi xem các ngươi là các ngươi hai anh em không đến xem lý do của ta hả a à, dù sao cũng là tại núi lạc phách chân núi ngu hám còn phải thu một chút nói khẽ linh quân vàng giáp cùng lớn trụ hôm nay không lên núi ở nơi này cửa sơn môn bên này chờ quyết không cho ngươi khó xử là được cái kia hai vị thủy phủ tướng quân thật là hào sản người cũng không sĩ diện cải láo từng người duỗi ra một cái bát bàn tay to cùng cái kia áo xanh tiểu đồng giống như đánh ám hiệu cổ tay vặn chuyển đánh tới đánh tới một phen lại không nói hai lời một người nắm lên áo xanh tiểu đồng một bên bả vai liền hướng cái bàn bên kia túng nếu như cách phủ chủ lên núi uống rượu còn có một một lát công phu vậy nhiều tự ôn chuyện Trần Linh Quân cao cao dơ lên cánh tay vẫy tay một cái, lập tức thì có tiên úy đạo trưởng thần sắc ân cần, bưng tới nước trà. Cái này kêu là ăn ý, phô trương. Đạo sĩ tiên úy nhìn cười, tại đây một ít chuyện, cảnh thanh ngươi hôm qua còn cần lôi kéo mình luyện luyện tập nhiều lần. Bần đạo nhìn mặt mà nói chuyện công phu, kỳ thật rất có thủ đoạn, áo đen tiểu cô nương một đường vùi đầu nhanh chân chạy vội, hai chân bánh xe tự như, gấp trúc xuống núi, đến đây cùng cảnh thanh bẩm báo một phần khẩn yếu tin tức trần linh quân mở trừng hai mắt tiểu mễ lạp dùng sức gật đầu hàng thật giá thật hảo nhân sơn chủ chính miệng nói nếu như mình báo cáo láo sai quân tình đền nay canh chu cá trần linh quân lúc này mới cùng ngu hám mấy người bọn hắn cười nói ca mấy cái cùng nhau lên núi uống rượu ngu hám vẻ mặt tràn đầy không thể tin được lớn trụ cùng vàng giáp hai ẩu hán hai mặt nhìn nhau ba người bọn hắn đi theo trần linh quân đi tới một tòa tòa nhà liền nhìn thấy một bộ áo dài thanh sam trung niên nam tử thần sắc ôn hòa hai tay lồng tay áo đứng ở một tòa tòa nhà cửa ra vào ngu hám mấy cái cũng không biết như thế nào tiếng tòa nhà trần linh quân muốn nói lại thôi sơn chủ lão gia chỉ là vuốt vuốt đầu của hắn đều sau khi ngồi xuống trần bình an tự mình pha trà tiếp khách cười nói rượu và thức ăn còn phải đợi lát nữa một lát chúng ta trước uống trà ngu hám bộ mặt cứng nhắc đờ đẫn gật đầu nói tốt tốt hai vị thủy phủ đại tướng càng là thân thể căng thẳng tiếng như ruồi mũi trần bình an cười nói rất sớm trước liền nghe trần linh quân đã từng nói qua ngu phủ quân mộng tưởng là tay trái một cái hồ lô dưỡng kiếm tay phải một cái hồ lô dưỡng kiếm núi lạc phách kỳ thật có hai cái ngoài núi đại danh người ngoại trừ chính dương sơn vị kia kỳ tài huynh hà hầu toản lại có là hoàng đình quốc ngự giang thủy thần ngu hám lần trước bắt nhạc khu vực thần núi thần sông kiểm tra đánh giá làm quan chủ khảo sơn quân ngụy bách đem điều khiển giảng thủy phủ bính trên đổi thành ất dưới tuy nói chỉ là thăng lên một cái bậc thang khiến cho cả tòa như cha mẹ chết thủy phủ vui mừng hớn hở dưới trướng ái tướng đám nịnh nọc liên tục đều nói cái này kêu là trong triều có người tốt làm quan chúng ta ngu phủ chủ bên trên có người còn không chỉ có vậy một vị ngu hám nhưng là có đau khổ tự biết ngụy sơn quân hôm nay nên hôn ngụy thần quân rồi, đã từng tự mình gõ qua chính mình rồi, không có gì lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, đúng là căn bản không cần thiết đấy, chỉ có điều ngu hám lăn lộn bao nhiêu năm sơn thủy quan trường rồi, há có thể nghe không xuất ra có chút ý ở ngoài lời, vì vậy lần này lên núi, ngu phủ chủ có thể nói là cẩn thận. Hắn thậm chí đã làm xong bị Trần Kiếm Tiên ở trước mặt trăng dậy xấu nhất ý định. Trần Bình An cho bọn hắn đưa tới một ly trà, tiểu mễ lập liền lập tức đuổi theo kịp hạt dưa trần bình an cười hỏi ngu phủ chủ các ngươi đối với đại ly triều đình thần núi thần sông xem xét kế một chuyện có nhớ hay không pháp, hôm nay chính là kéo thường ngày ta quê hương bên này có câu tục ngữ có một tốt hàng xóm tương đương bạch kiểm một khối kiên ngu phủ chủ cùng hồng tướng quân hoàng tướng quân đều không cần khẩn trương ngu hám hai tay tiếp nhận chén trà cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn trần sơn chủ khóe mắt liếc qua phát hiện áo xanh tiểu đồng hướng chính mình dùng sức gật đầu ước chừng là cổ vũ chính mình lớn mật mở miệng, không biết không nói biết gì nói nấy. Ngu hám rung giọng nói, 10 năm một bình luận, thật sự là áp lực quá lớn. Nếu như đổi thành 60 năm một bình luận, có thể hơi chút thở một ngụm. Hơn nửa ngắn ngủn 10 năm năm tháng, đối với thần núi thần sông mà nói, thật sự là quá mức ngắn ngủi rồi, dù là lấy cái trung gian cách thức, 30 năm một bình luận cũng tốt. Trần Bình An gật đầu nói, có đạo lý đấy hai vị thủy phủ tướng quân thần sắc kịch biến, hầu như đồng thời duỗi ra chân, tại dưới đáy bàn đạp đạp nhà mình phủ chủ. Đây chính là mẫu quốc đại ly vương triều, vì kia thôi quốc sư tự mình lập thành quy củ, mặc dù thôi quốc sư coi như là trần kiếm tiên sư huynh. Cái kia phủ chủ ngươi thì càng không nên nói như thế rồi. Trần Bình An mỉm cười nói, vậy đổi thành 30 năm một bình luận tốt rồi. Một quốc gia thần núi thần sông, khả năng đều được tạ tạ ngu phủ chủ. Ngu hám mấy cái, đã triệt để trợn tròn mắt. Chúng ta đương nhiên biết rõ Trần Kiếm Tiên lão nhân gia người, kiếm thuật thông thần, nội tình thâm hậu, bối cảnh thông thiên. Thế nhưng là loại này liên quan đến Đại Ly Vương triều căn bản Quốc sách việc lớn tày trời, đừng nói là bắt nhạc ngụy thần quân nói không tính, chỉ sợ cũng liền Đại Ly Tống thì cái vị kia hoàng đế bệ hạ đều muốn nhiều lần cân nhắc lại cân nhắc, lại trải qua nhiều lần ngự thư phòng nghị sự, mới có thể kết luận a. À. Trần Bình An cười nói, không trò chuyện những thứ này uống qua trà, nếm qua một bữa cơm, kỳ thật cũng không có như thế nào uống rượu là được, ngu hám bọn hắn đừng nói mời rượu, nói thật, chủ động mời rượu cái hai lần, đều là không thích hợp đấy. Chẳng qua rút cuộc là vài chén rượu hạ đổ, bọn hắn rốt cuộc chẳng phải câu thúc thật tốt giống như như ngồi trên đống lửa rồi, hơn nữa trần kiếm tiên đúng là không có kiêu ngạo, hơn nữa không phải là cái loại này ra vẻ bình dị gần gũi tư thái. Ngu hám bọn hắn chỉ là sợ vị này tràn ngập truyền kỳ sắc thái Trần Kiếm Tiên bọn hắn lại không phải người ngu, chẳng lẽ đúng như Trần Linh Quân theo như lời, bọn hắn núi lạc phách, chỉ cần ngồi ở trên bàn, sẽ không có cảnh giới. Trần Bình An đứng lên, cười đưa bọn chúng đưa đến cửa ra vào, nói có cơ hội liền đi màu xanh giảng thủy phụ uống bữa lớn rượu, lần sau nhất định uống được tận hứng. Noãn thù cùng tiểu mễ lạp thu dọn bát đũa, áo xanh tiểu đồng một đường đưa đến sơn môn, lại cửa gió phản hồi, sơn chủ lão gia vẫn còn ở phòng bếp bên kia giúp đỡ thu dọn bát đũa đâu. Trần Bình An cười nói, nọc mấy cái thật tốt bằng hữu. Bận rộn noãn thụ cười nhếch miệng. Tiểu Mễ Lạp nói hảo nhân sơn chủ ngươi bận rộn đi, có ta cho noãn thù tỷ tỷ đưa tay, à, hạt bụi nhỏ không nhiễm, đi theo sơn chủ lão gia đi ra tòa nhà, áo xanh tiểu đồng xin lỗi nói, lão gia, cảm thấy phiền, đúng không? Trần Bình An nhẹ giọng cười nói, nếu như điểm ấy sự tình đều cảm thấy phiền, còn thế nào làm sơn chủ, làm vung tay trưởng quầy tốt rồi sao? Hơn nữa, ta coi như là lại bận biệu, không được cho ngươi chống chống trang tử. Trần Linh Quân cười hắc hắc, Trần Bình An đứng ở cửa ra vào, mỉm cười nói, mọi chuyện tới gần, thiên đầu vạn tự, như binh lâm thành hạ, hãm thành nguy cấp, lão tử nhất định lấy một địch vạn. A, à, không thể tất cả này công phu, cũng không có thể không này công phu. Cư trú núi luyện khí hỏi đạo, sự thế sự tình trên giày vò tâm, đều là thiếu một thứ cũng không được tu hành. A. À, gõ đầu gõ được áo xanh tiểu đồng trực tiếp hai tay ông đầu. Trần Bình An tức cười nói, đem tiểu mễ lạp hô qua đến, ngươi đi phòng bếp giúp đỡ. Trần Linh quân té hai cái tay áo, nên ngang phản hồi nhà bếp bên kia. Tiểu mễ lạp chạy đến, vẻ mặt mơ hồ. Trần Bình An cười nói, đi, chúng ta cùng một chỗ tiếp khách, sẽ không gặp mặt đụng cái đầu, liền thực nói không được. Tiểu mễ lạp suy nghĩ một chút, sẽ phải tháo xuống cái kia âu yếm vải bông tay nải, miễn cho làm cho người ta cảm thấy ngây thơ, liên lụy hảo nhân sơn chủ cùng một chỗ mất mặt xấu hổ, chưa từng nghĩ Trần Bình An ngồi sống người xuống, vỗ vỗ cổ. Tiểu mễ lập gãi gãi mặt, ông lấy hảo nhân sơn chủ cổ. Trần Bình An đứng lên, hướng đi cái kia mấy chỗ liền nhau nhã yên tĩnh tòa nhà, cưỡi Trần Bình An trên cổ, tiểu mễ lập nhỏ giọng nói ra, đến rồi cửa ra vào, liền cho ta xuống đến, hảo nhân sơn chủ lại gõ cửa. Trần Bình An mỉm cười nói, tại đạo hữu đều không cảm thấy có này cần phải qua wow, lời này nói được khí phách a cái kia nhất định người từng trải rồi nhà tại núi lạc phách ách ba hồ đại thủy quái hai tay xếp đặt tại trần hảo nhân trên đầu trần bình an khiến tiểu mễ lạp gõ mở cửa trong phòng bước nhanh chạy đến mở cửa là một cái mặt màu tím đạo bào trẻ tuổi nữ quan nàng hình như là tiết thiên quân mổ vị lại truyền đệ tử đồ đệ như thế nói đến nàng là lần này đến thăm núi lạc phách năm tông đạo sĩ ở bên trong, bối phận thấp nhất chính là cái kia rồi. Xem ra phi tiên cung đạo môn quy cũ, không nhẹ. Nhìn thấy ngoài cửa một lớn một nhỏ, chu tử thù sững sờ lại sững sờ. Sững sờ là rốt cuộc nhìn thấy đã sớm như sắm bên tai trần sơn chủ, hai ngay cả trần sơn chủ trong cổ cửi cái kia áo đen tiểu cô nương, chỗ này phủ đề phòng bên kia, nhìn thấy ngoài cửa quang cảnh, liền có mấy cái đạo sĩ khẽ nhíu mày chỉ là rất nhanh liền không nổi thanh sắc. Nếu là đến núi Lạc Phách tới cửa làm khách, chủ nhân tùy tiện chút ít, không câu nệ tiểu tiết, bọn hắn làm khách nhân, luôn không tốt nói này nói kia. Chu tử thụ vội vàng đánh cái đạo môn chấp tay lễ, cũng bất chấp nhìn Trần Sơn chủ hay không còn lễ, nàng liền nhiên người cúi đầu, nhường ra con đường. Trần Bình An vượt qua ngưỡng cửa, tiểu mễ lạp đã sớm mặt đỏ lên, vỗ nhẹ nhẹ hảo nhân sơn chủ đầu, Trần Bình An rồi lại cười nói không nóng nảy. Trần Bình An hữu ý vô ý, hơi chút thả chậm bước chân, thấy kia chu tử thụ chưa cùng trên dấu hiệu, Trần Bình An cũng liền tiếp tục đi về phía trước, đi ra ngoài hơn 10 bước, sau lưng trẻ tuổi nữ quan mới dịch bước. Đến rồi nhà chính ngoài cửa, Trần Bình An lúc này mới đem tiểu mễ lạp buông, chu tử thụ do dự một chút, sẽ chờ tại bên ngoài, chưa từng nghĩ vị kia áo xanh nam tử quay đầu, xuê bàn tay ra, ý bảo đạo hữu đi trước. Chu tử thụ lúc này mới thẹn đỏ mặt mà lại hoảng hốt mà bước nhanh bước qua ngưỡng cửa, trở lại chính mình nhất dựa vào cửa chỗ ngồi bên kia đứng đấy, Trần Bình An ông quyền cười nói núi lạc phách Trần Bình An, gặp qua chư vị đạo môn cao chân. Lúc trước chu tử thụ mở cửa thời điểm, cũng đã từ trên ghế đứng lên ước chừng non nửa mấy đạo sĩ, đợi đến lúc Trần Bình An vượt qua ngưỡng cửa, cùng chu tử thụ gặp thoáng qua, lại có đạo sĩ nhao nhao đứng dậy, thẳng đến Trần Bình An đi tới nhà chính cửa ra vào cũng chỉ còn lại có một vị thiếu niên đạo sĩ như cũ ngồi không nổi, là Trần Bình An tự báo tên tuổi thời điểm, người này mới chậm rãi đứng dậy, như cũ so với tất cả mọi người chậm một nhịp, trở về cái qua loa chấp tay lễ, nhà chính đầy đủ rộng lớn, bày đặt mười vài cái ghế dựa vẫn là dư sức có thừa, hai cái ghế còn trống không, tự nhiên là vì thế núi chính thức chủ nhân chuẩn bị. Trần Bình An cười nói đều không cần khách khí, chúng ta ngồi xuống trò chuyện, đề một cái áo dài thanh sam, thoáng lộ ra trên chân cặp kia dày vải trần bình an chậm rãi ngồi xuống ngồi ở tiết trực tuế đối diện tiểu mễ lạp cùng cái kia thiếu niên đạo sĩ ngồi đối diện nhau trần bình an thò tay vỗ nhẹ nhẹ bên người tiểu mễ lạp bả vai cười giới thiệu nói nàng là chúng ta núi lạc phách hồ sơn cung phụng chu mễ lạp tạm thời chưa có đạo hiệu vì vậy ta lần sau đi trung thổ văn miếu sẽ mời kim sinh hy bình giúp nàng chọn cái tốt một chút đạo hiệu tiểu mễ lạp một tay dắt lấy vải bông tay nải một tay nhẹ nhàng gãi mặt thẹn thùng, thật sự là thẹn thùng, nàng lúng túng được cái bàn lớn rồi. Tiết trực tuế liền cùng vị kia hồ sơn cung phụng gật đầu thăm hỏi, nói câu lời nói khách sáo, bần đạo ở đây cầu chúc chu cung phụng được cái tốt đẹp đạo hiệu, tiết thiên quân lại giới thiệu khởi cạnh mình đạo sĩ. Rất nhiều đạo sĩ lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ thầm trách không được mễ dụ cùng cái kia khương thượng chân, như vậy ưu ái cô gái nhỏ, nguyên lai nàng là vị thâm tàng bất lộ một núi cung phụng. Càng là đại tông môn đại tiên phủ, hồ sơn cung phụng càng là địa vị cao cả thân phận hiển hách giống như cái kia long hổ sơn thiên sư trong phủ chẳng phải có một vị đạo hiệu luyện chân mười đuôi thiên hồ làm tổ đình chính tông đào phù sơn lần này tới tổng cộng bốn vị đạo sĩ một vị lưng hạt ngọn núi tu đạo thiên tài thiếu niên nói cho hương đồng kia sư tôn dương huyền bảo nàng thân phận cực kỳ đặc thù đời trước từng là vu huyền khai sơn đệ tử binh giải chuyển thế bị vu huyền tự mình tìm về trong núi lần nữa thu làm đệ tử thân truyền, cho nên Dương Huyền Bảo trước sau hai đời đều là lưng hạt phong chủ người. Mà tính cách quái gỡ Dương Huyền Bảo dốc lòng tu đạo hai nghìn chở, lại chỉ lấy hương đồng như vậy một vị thân truyền, vì vậy thiếu niên đã từng nhiều lần đi theo sư tôn, đặc biệt đi hướng vân mộng động thiên tu đạo, Dương Huyền Bảo thậm chí nhiều lần mời sư tôn Pháp giá quan lâm lưng hạt ngọn núi, tự mình làm hương đồng truyền thụ phu. Đạo Pháp, vì vậy tại đào Phù Sơn, hương đồng là nổi danh bối phận cao, thiên tư cao tầm mắt cao ngoài ra đào phù sơn nhất cổng nổi danh ba tòa liền nhau đỉnh núi nhất hậu phong nhì hậu phong tam hậu phong tên nhìn như lấy được qua loa ý tứ nhưng là không nhỏ lần này đều đến một người lương triêu quang văn hà giải sang một đạo sĩ hai nữ quan đạo tuổi cũng không lớn tuổi còn trẻ chính là phong chủ hậu tuyển thượng tông vũ hóa sơn biệt xưng núi này chủ yếu đạo mạch chỉ cái tên liền kêu đinh đạo sĩ thanh niên đạo sĩ xuất thân quá canh phúc địa, học vấn pha tạp, hỗn tạp, được công nhận trên núi toàn tại, vừa học liền biết, một hồi liền tin. Hạ Tông Phi Tiên Cung, cung chủ tiết trực tuế, đạo hiệu trực đêm, vị này đạo môn thiên quân là vu huyền sáu vị đích truyền một trong. Vì vậy lần này du lịch, hắn bối phận, cảnh giới, thân phận đều là cao nhất, ti chức hộ đạo. Tiết trực tuế dẫn theo hai vị, lại truyền đệ tử lỗ bích cá, lỗ bích ngư mổ vị sư muội đệ tử chu tử thụ, đống nhiên phái, Chưởng luật đạo sĩ Vương Đình Chi, mang theo chưởng môn sư huynh Mai Chân hai vị đệ tử đích truyền, điền cung cùng Bạch Phượng, kinh vĩ quan chỉ một vị đạo sĩ, Lý Mục Châu, hắn là cấu đạo nhân cao độ, đuổi kịp bất luận cái gì quan chủ Triệu Văn Mẫn là sư huynh đệ. Tiết Trực Tuế từng cái giới thiệu bọn hắn đạo mạch pháp chế, thân phận cảnh giới thời điểm, có đứng dậy đấy, có chút đầu đấy, có mỉm cười đấy, cũng có dứt khoát chính là nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ thật còn có hai cái trẻ tuổi đạo sĩ, chỉ là giờ phút này không ở trên núi, lỗ, vương qua, sáng sớm liền kết bạn đi trấn nhỏ rồi. Tiết trực tuế dùng tới nhất trương phù bảo hắn biết đám trần sơn chủ đã tự mình tới cửa, kết quả hai cái đó đạo sĩ căn bản không để ý sẽ tiết trực tuế cũng không có cưỡng cầu bọn hắn chạy về tập linh phong, khổng hòa vương qua đến từ vũ hóa sơn cùng đấu nhiên phái phiên thuộc môn phái. Mà như vậy phiên thuộc cung quan, tiên phủ môn phái, có chừng 20 cái, tàn long ngọa hổ, lục địa thần tiên một bó to bởi vậy có thể thấy được phù vu huyền nhất mạch là bực nào quái vật khổng lồ như thế nào cành lá rậm rạp trần bình an kỳ thật đã sớm lật qua một vị biên phổ quan cái kia quyển sổ rồi chẳng qua vẫn là kiên nhẫn đã nghe qua tiết thiên quân giới thiệu đợi đến lúc tiết trực tuế giới thiệu song song cười nhìn về phía đối diện trần sơn chủ đây mới là hạo nhiên trên núi tông môn gia phả tu sĩ giữa bình thường trên ý nghĩa giao tiếp phương thức trần bình an lập tức đuổi theo kịp ngôn ngữ mỉm cười mở miệng nói quý phái là vài tòa thiên hạ đều có chỗ nghe thấy đạo gia đại tông chúng ta núi lạc phách chẳng qua là vừa có chút khởi sắc tiểu môn tiểu phái tại tiền bối lần này khiến chư quân tới đây du lịch vẽ vang cho kẻ hèn này ta đây cái đêm đó thế hệ đấy kinh sợ đã sợ chậm chờ đợi chư vị đạo môn cao chân lại sợ lễ nghi trên dùng sức quá mạnh ngược lại không đẹp nếu như không phải là bế quan mới xuất quan như thế nào đều nên tự mình đi ngưu giác độ đem bọn ngươi đón núi đấy lại bày xuống một bàn yến hội cho các ngươi mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần tiết trực tuế cười nói ở đâu chịu được trần sơn chủ như thế hưng sư động chúng chúng ta đạo nhân u cư trong núi dốc lòng tu luyện trời đất bao la không bằng bế quan chuyện lớn trần sơn chủ hôm nay có thể thu xếp công việc bớt chút thì giờ vừa thấy đã để cho chúng ta rất niềm vui ngoài ý muốn rồi kế tiếp chính là ngươi nói một câu có từng đi qua nào đó nào đó núi ta nói một câu đi qua rồi phong cảnh coi như không tệ đặc sắc ở nơi nào, nơi khác khó gặp. Người nói một câu phi tiên cung nào đó nào đó đạo quán cửa ra vào tấm bia đá như thế nào di tích cổ, ta nói một câu đâu có đâu có, hoan nghênh Trần Sơn Chủ có rảnh qua bên kia tạc bia đá, quanh năm phong cấm người ngoài mô mở một chuyện, có thể bỏ qua. Tóm lại chính là có qua có lại mới toại lòng nhau, có qua có lại, hai bên đều tốt, đặt Trần Sơn Chủ cùng tiết cung chủ như vậy cái bầu không khí hòa hợp trò chuyện pháp, uống rượu được thêm vài chén, thưởng thức trà được thêm vài ấm nước sôi mới có thể không khát nước cái kia buồn ngủ mạnh mẽ đánh tinh thần bình thường đinh đạo sĩ tại trần bình an ngồi xuống sau đó mở miệng nói chuyện lúc ấy hơi chút đáp một cái mí mắt nghe nghe thật giống như càng mệt rã rời rồi ruột cổ một cái hơi chút điều chỉnh tìm cái thoải mái hơn tư thế ngồi hoặc là nói là tư thế ngủ kỳ thật vị này quá canh phúc địa xuất thân trẻ tuổi đạo sĩ luận số tuổi thật không tính trẻ tuổi dù sao đã có hai trăm năm đạo tuổi có thể nếu như tính luôn hắn vừa mới đưa thân tiên nhân cảnh, liền lại lộ ra tuổi còn rất trẻ chẳng qua, người này tại Trần Bình An vào cửa trước, có thể nói là cực kỳ có lễ nghi đạo sĩ một trong, đợi đến lúc Trần Bình An mở miệng, hắn ngược lại đã cảm thấy nhàm chán, tâm tâm niệm niệm núi lạc phách, nguyên lai bất quá chỉ như vậy, tâm thần hướng tới trẻ tuổi ẩn quan, cũng là tục nhân một cái. Uổng công một chuyến, cái kia hương đồng nhiên ngồi ghế trên, một tay chống cầm, ngáp một cái, tốt xấu không có lên tiếng. Bạch Phượng vô cùng buồn chán, nâng lên hai chân, nhẹ nhàng va chạm, không hiểu được vương qua lần này xuống núi, có thể hay không mang một ít ăn ngon trở về núi, sớm biết như vậy hãy theo nàng cùng đi cái kia huyện hòe hoàn thành. Vương Đình Chi, Lương Triêu Quang, Giải Sang, mấy người bọn hắn đều tốt, cùng loại tình cảnh, dù sao thấy hơn nhiều, khả năng đổi một cái cảnh tượng, nói không chừng đấu nhiên phái trưởng luật tổ sư Vương Đình Chi, đào phù sơn nhất hậu phong lương triêu quan chính là trước tiên mở miệng hàng huyên người xuất từ nhị hậu phong nhất mạch văn hà thần thái sáng láng từ lúc trần sơn chủ hiện thân một khắc này lên tầm mắt của nàng sẽ không có rời đi vị này áo xanh nam tử đào phù sơn tính cả còn lại bốn tông hơn nữa những cái kia phiên thuộc môn phái thụ đạo sĩ cùng các nhà tiên duệ bọn tạp dịch còn có một nhiều người phụ thuộc cung quan miếu thường trú đạo sĩ như thế nào đều có năm sáu vạn người nhiều thì có cái kia ăn no rỗi việc lấy không có việc gì làm người hiểu chuyện chọn lựa mấy cái lớn nhất phong thần phong nghi nữ quan nàng thì có hai cái quan hệ vô cùng tốt vũ hóa sơn sư tỷ kinh vĩ quan sư muội các nàng đang ở đó trên bản danh sách bên cạnh đều là nổi danh đại mỹ nhân các nàng vừa nghe nói chính mình muốn tới bảo bình châu núi lạc phách có thể thấy cái kia trần bình an hai vị bình thường cùng ai cũng không có khuôn mặt tươi cười nữ quan đều nhanh điên rồi không hẹn mà cùng tìm được văn hà các nàng hai mắt tỏa ánh sáng phía sau tiếp trước, ngôn ngữ nói dông dài không ngừng, có vị sư tỷ còn vùng trộm giao cho văn hà một thanh quạt lụa, nói là làm cho nàng đến rồi núi lạc phách, liền vùng trộm mở ra kính hoa thủy nguyệt. Nếu là trùng hợp trên đường gặp được cái kia trần bình an, tốt nhất có thể không có lời nói tìm lời nói nói chuyện phím vài câu. Nàng khẳng định cảm động đến rơi nước mắt, tất có thâm tạ, phạm mê gái, trai, sao, vấn đề là các ngươi tại sao ư? Trước khi đến nàng còn không tốt xác định việc này, hôm nay khoảng cách gần nhìn thấy cái kia Trần Bình An phương pháp, sắc mặt, Văn Hà cũng rất nghĩ nói với hai cái đó mê gái, trai, thiệt tình không đến mức. Chỉ nói Trần Bình An đổ ập xuống câu kia lời dạo đầu, đại khái là muốn cho bọn hắn đến ra oai phủ đầu, cái gì cấp cho nhà mình hồ sơn cung phụng đi văn miếu, tìm kinh sinh hy bình chọn cái đạo hiệu, nghe được Văn Hà thiếu chút nữa không có tại chỗ cười ra tiếng, nàng được vất vả nhìn xuống, mới có thể không lộ hãm. Nàng cảm thấy buồn cười ngoài, khó tránh khỏi vô cùng thất vọng cái này cùng cái loại này làm khách một chuyến đào phù sơn nào đó nào đó ngọn núi liền đi bên ngoài khoe khoang mình cùng người nào người nào trò chuyện với nhau thật vui tu sĩ có cái gì khác nhau nhớ kỹ còn trẻ lúc đi theo sư phụ sư thúc cùng một chỗ ra ngoài du lịch đi ngang qua một tòa lịch sử đã lâu cửa hiệu lâu đời tông môn vì kia có thuật trú nhang tông chủ trò chuyện một chút đã nói câu ta lần trước cùng tại đạo hữu uống rượu như thế nào như thế nào sư phụ khá tốt cười nghe là được huống chi đối phương cũng không tính gạt người thật có việc này diệp sư thúc tại chỗ liền đứng dậy rời tiệc rồi một chút mặt mũi cũng không có cho cái kia tiên nhân vấn đề là đã liền văn hà cái này luôn luôn không nói cười tùy tiện truyền đạo cực kỳ nghiêm khắc diệp sư thúc lá đạm trên bản sắp xếp thứ hai gần với lưng hạt ngọn núi dương huyền bảo liền nàng đều cùng nhau cổ quái trác quá thay lá ẩn sĩ sáng trong sạch như luyện nói chính là nàng vị này đến nay còn không có đạo lữ, thậm chí cự tuyệt quá vị thường ngũ cảnh nam tử diệp sư thúc, lá đàm luyện hóa có một trương tổ sư gia tự mình ban thưởng chí bảo phù, nói là viễn cổ di vật, đạo pháp cao như tổ sư vu huyền, cũng chỉ là đem luyện hóa đến cao hơn tầng một, truyền thuyết một khi tế ra, phù ra như rồng, có cái kia thanh lăng ba vạn thước lời nói, diệp sư thúc đã phân phó nàng, làm cho nàng đến đó tòa núi lạc phách, xem hắn là như thế nào một nhân vật trở lại nhị hậu phong, nhớ kỹ báo cho biết một tiếng, tại nhị hậu phong, chỉ cần lá đạm nguyện ý nói chuyện, có thể so sánh phong chủ còn có tác dụng. Văn Hà đương nhiên không dám không xem ra gì, vì vậy lần này lên núi, nàng so với ai khác đều càng chờ mong cùng Trần Bình An gặp mặt, ở đằng kia nhị hậu phong phía sau núi rậm rạp trong rừng trúc, đối với núi xanh như diện bích, mỹ nhân độc ý u hoàng, nữ quan u cư, hoàng quyển màu xanh đèn, cửa sổ hình ảnh lay động, gió qua rừng trúc như núi quỷ âm âm rõ ràng là một chỗ địa thế thuận lợi đạo tràng, đơn giản là chủ nhân tính tình quá mức lành lạnh, quanh năm đóng cửa từ chối tiếp khách, rồi lại giống như u ám nhà ma bình thường. Diệp sư thúc tại nguyên anh cảnh bình cảnh lúc, đã từng đi qua kiếm khí trường thành, Văn Hà là biết rõ đấy, đi qua chiến trường, bị mang hoang yêu tộc đánh lén, Diệp sư thúc vì thế bản thân bị trọng thương, nạn cũng rõ ràng. Chỉ có điều đó là lớn mấy trăm năm trước chuyện xưa rồi, theo lý thuyết, cùng may mắn làm kiếm khí trường thành đời cuối ẩn quan trần bình an không có bất kỳ cùng xuất hiện mới đúng nếu như nghe tên nhưng không biết mặt hà tất như thế coi trọng văn hà trong lòng thở dài một tiếng đại khái là chính là bởi vì chưa từng gặp qua thanh cao như diệp sư thúc mới có thể đối với trần bình an cảm thấy tò mò đi văn hà suy đoán diệp sư thúc chính thức để ý đấy có lẽ căn bản không phải trần bình an người này là cái kia địa danh kiếm khí trường thành là đầu kia ngậm ẩn quan quả thật như thế, có thể hơi chút lý giải diệt sư thúc khác thường cử động, điền cung hai tay chọc vào tay áo, nhìn như mắt nhìn phía trước, im lặng nghe Trần Sơn chủ cùng Tiết Thiên Quân nói nhảm, kỳ thực đạo sĩ sớm đã thần du vạn dặm, hai tay giấu ở trong tay áo bấm niệm pháp quyết liên tục, không nổi thanh sắc làm đạo môn bài học rồi. Nếu như nói Thượng Tông Vũ Hóa Sơn, này đây tập hợp thiên hạ phù, cố gắng lấy số lượng thủ thắng, không có bất kỳ chỗ thiếu hụt làm tu đạo tôn chỉ. Như vậy hạ tông một trong đấu nhiên phái, chính là lẽ lấy một cái công chữ. Tất cả tổ sư đường bí truyền phu, đều không ngoại lệ, đều đi công phạt một đạo. Làm đấu nhiên phái trưởng môn mai chân đích truyền, điền cung cùng sư muội Bạch Phượng là hoàn toàn bất đồng tu hành con đường, cái sau thuộc về thiên phú dị bẩm, có thể dựa vào ăn phù tăng đạo hạnh, ai cũng hâm mộ không đến, vì vậy Bạch Phượng cũng là toàn bộ đấu nhiên phái nhất chơi bời lêu lỏng một cái, không có một trong điền cung nhưng là một cái si mê vẻ bùa đem bế quan coi như ăn cơm uống nước thế cho nên sư tôn mai chân cần chuyên môn cho đệ tử an bài một vị hộ đạo nhân quanh năm chỉ làm một chuyện chính là thỉnh thoảng nhắc nhở điền cung có thể xuất quan cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian rồi tu đạo không nhất thiết như thế tập trung tinh thần có thể thích hợp lười nhát chút ít nếu như trung thổ thần châu những cái kia sơn thủy địa thế thuận lợi đi dạo được không sai biệt lắm cái kia cũng có thể đi châu khác du lịch ngắm cảnh nha ví dụ như Nam Bà Sa Châu chính là cái kia Linh Bảo Phái, nhà Hán Phu. Cũng là không kém, tại tổ sư thường xuyên nói Linh Bảo Phái nhất mạch đạo thống phù pháp, nhưng thật ra là bị tất cả mọi người coi nhẹ rồi, kia pháp, sư thừa viễn cổ, một con đường riêng, rất có nguồn gốc, chỉ cần là vẽ bùa đạo sĩ, đi qua đi ngang qua không thể bỏ qua, điền cung rồi lại đối với cái này không cho là đúng, nhà mình đại phù thượng vị học xong, đi cái gì Nam Bà Sa Châu, tìm hiểu cái gì Linh Bảo Phái loại này bỏ gần tìm xa, sẽ chỉ làm chính mình khoảng cách đại đạo xa hơn. Lượng quanh đạo mà đi, lãng phí thời gian, đã định trước được không bù mất, cái kia vị trưởng môn sư tôn đối với cái này không biết làm thế nào, bất quá đối với cái này đệ tử đắc ý lời nói, đại khái trong lòng là sâu chấp nhận đấy, xác định hảo nhân sơn chủ bây giờ không vội vàng rồi. Tiểu mễ lập tranh thủ thời gian lấy tiếng lòng thử do hỏi hảo nhân sơn chủ, cái kia trung thổ văn miếu, cái kia đạo hiểu. Không phải là thật sao? nàng không nghĩ muốn cái gì đạo hiệu a à, nàng thầm nghĩ người ngoài mỗi lần nhất lên chính mình chính là ách ba hồ đại thủy quái chỉ thế thôi nếu mà có được đạo hiệu dễ dàng đạo hiệu cùng tên hiệu đánh nhau trần bình an cười trả lời một câu hù dọa bọn họ ta đây là khoe khoang chính mình cùng kinh sinh hy bình quan hệ tốt tại trung thổ văn miếu có chỗ dựa đâu tiểu mễ lập lập tức như trút được gánh nặng trong nội tâm vụng trộm vui cười hoa ha ha vui thích hãy nói đi lớn như vậy công việc Thảo Nhân Sơn chủ làm sao có thể không trước đó cùng chính mình thương lượng một chút. Lý Mục Châu là đến rồi núi Lạc Phách tập Linh Phong, một người duy nhất ưa thích một mình đi dạo đạo sĩ, hắn thậm chí đi đến qua núi chân bên kia, cùng cái kia người giữ cửa tiên úy nói chuyện phím thời gian uống cạn chung trà. Hắn còn là hôm nay quan tòa nghe được nhất rất nghiêm túc một người, vị này kinh vĩ quan đạo sĩ tư thế ngồi đoan chính, tập trung tinh thần, từ đầu tới đuôi, một chữ không kém nghe xong cái toàn bộ phải biết rằng sư tôn của hắn cấu đạo nhân, cùng lưng hạt ngọn núi dương huyền bảo độc nhất vô nhị, đều là vu huyền đích truyền, vì vậy Lý Mục Châu bối phận, rất không thấp, huống chi đang ngồi đạo sĩ, ngoài trừ tiết thiên quân, còn lại cũng không rõ ràng, tại Lý Mục Châu sư huynh triệu văn mẫn từ nhiệm quan chủ chức sau đó, tiếp nhận quan chủ đấy, chính là cái này Lý Mục Châu, nhưng mà Lý Mục Châu chỉ là nguyên anh cảnh. Vì vậy hắn nghe được triệu sư huynh ý định làm cho mình tiếp nhận quan chủ, có thể nói trở tay không kịp, lắc đầu liên tục như thế nào cũng không dám đáp ứng việc này nào có một cái nguyên anh cảnh trụ trì kinh vĩ quan sự vụ đạo lý còn lại bốn tông như thế nào nhìn hắn lý mục châu không quan trọng như thế nào đối đãi kinh vĩ quan lý mục châu vô cùng để ý nhưng mà triệu sư huynh lúc ấy thậm chí trực tiếp chuyển ra tổ sư gia nói lên lần tại trung thổ văn miếu tổ sư gia đã gật đầu đã đồng ý việc này ngươi muốn phải không chịu trực tiếp đi đào phù sơn ở trước mặt bác bỏ tổ sư gia quyết định Lý Mục Châu thật là có này ý nghĩ, kết quả lập tức hoàn hồn, tổ sư gia hôm nay lại không ở lấp kim phong, đã đang ở thiên ngoại tinh hà rồi, như thế nào ở trước mặt như thế nào bác bỏ. Triệu sư huynh cười to không thôi, dùng sức vỗ sư đệ bả vai, trọng trách không nhẹ, ngày nào đó sư đệ cảm thấy thực ăn không tiêu, không cần da mặt mỏng, gửi thư một phong cho sư huynh, đến lúc đó chúng ta bàn lại sau tân nhiệm quan chủ người chọn lựa. Lý Mục Châu thật sự là từ chối không được, đành phải miễn cưỡng chịu. Trần Bình An mắt nhìn cái kia ngồi nghiêm chỉnh kinh vĩ quan đạo sĩ, lấy tiếng lòng nói ra tiểu mễ lạp, ngươi tùy tiện tìm cớ, ví dụ như đã nói muốn tuần sơn đi, rời đi trước bên này, ta muốn theo chân bọn họ trò chuyện chút ít buồn tẻ không thú vị sự tình rồi. Không có biện pháp, bắt người nương tay, ăn thịt người miệng ngắn, trọn vẹn một nghìn khối kim tinh đồng tiền, ta phải chăm chú đối đãi vài phần rồi, cũng không thể nhường cho đạo hữu cảm thấy trần đạo hữu tiếp khách không chu toàn, duỗi dài mu bàn chân, mũi chân vừa mới chạm đến mặt đất tiểu mễ lạp nghe xong cái này như nhặt được đại xá nàng rốt cuộc không cần liền hai tay cũng không hiểu được bày ở ở đâu rồi nàng lấy tiếng lòng sốt ruột nói ra hảo nhân sơn chủ chờ một chốc chờ một chốc cho ta công tác chuẩn bị trong chốc lát tìm từ nói khách sáo không quá quen thuộc cam đoan lần sau nhất định so với lần này tốt chẳng qua loại này cam đoan không làm cam đoan hắt trần bình an cười vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng nói ra vậy lần này ta trước giúp ngươi biên cái lý do, lần sau có thể lần sau sẽ bàn, không cần cam đoan cái gì. Tiểu mễ lập ánh mắt sáng lên, gà con mổ thóc, nếu như không phải là nơi đây người ngoài quá nhiều, nàng được cho hảo nhân sơn chủ dựng thẳng lên cái ngón tay cái. Trần Bình An cười hỏi hôm nay loại chuyện này, cảm thấy có phiền hay không, có sợ không, tiểu mễ lập chăm chú suy nghĩ một chút, không có phiền hay không, nửa điểm không phiền. Nếu như hai bên đều ngồi người trong nhà, vậy nửa điểm không sợ, hôm nay có một chút chút sợ, mễ lập lớn nhỏ sợ, ha. Trần Bình An ư ừ một tiếng, ông Nhu nói lần sau kêu lên trưởng luật trường mệnh, hoặc là chu thủ tịch, ngươi chỉ để ý ngồi ở trong chúng ta gian không nói dùng lời nói, nhận thức chăm chú thực phát cái ngốc là được rồi. Tiểu mễ lập vụng trộm nhếch miệng, thật vui vẻ nói. Lần này còn không có chấm dứt, ta đã nghĩ ngợi lấy lần sau sớm chút đến rồi. Trần Bình An cười mở miệng ngôn ngữ nói. Chu Cung Phụng còn có việc muốn bận biệu, cần nên rời đi trước. Tiểu Mễ lập trật xuống cái ghế, hai chân đứng lại, quy củ đánh cái đạo môn chắp tay, xin lỗi một tiếng, chậm rãi đi ra khỏi phòng, vượt qua ngưỡng cửa, đến rồi cửa phủ bên kia. Áo đen tiểu cô nương không quên quay người đánh cái chắp tay, nàng lúc này mới quay người rời khỏi, ra tòa nhà, tiểu cô nương thọ tay gãy gãy mồ hôi ướt nhẹp vài tóc, thở phào một hơi. Nàng đang muốn chuẩn bị nhanh chân chạy vội hướng lầu trúc bên kia, lại phát hiện chu thủ tịch cùng dư mễ liền đứng ở cách đó không xa còn giúp nàng từ hảo nhân sơn chủ tư trạch nhà bếp bên kia cầm lại kim đòn gánh cùng gậy trúc xanh cái trước cùng nàng cười vẫy tay cái sau hướng nàng giơ ngón tay cái lên tiểu mễ lạp lau mặt một cái ứng ngực nghênh ngang hướng đi bọn hắn thò tay tiếp nhận gậy trúc xanh cùng đòn gánh vàng mễ dụ lấy tiếng lòng cười nói tiểu mễ lạp có thể a à, đều có thể phụng bội ẩn quan đại nhân cùng một chỗ tiếp khách rồi loại này lớn tình cảnh cũng không khẩn trương tiểu mễ lập nói khe khẩn trương thế nào cái không khẩn trương khẩn trương được ta đều nhanh muốn hàm răng đánh nhau ra vẻ trấn định cũng không có nhớ rõ ràng nhiều sự tình mễ dù hiểu ý cười cười đừng nhìn tiểu mễ lập lúc này đầu đầy mồ hôi kỳ thật mỗi lần tuần sơn lúc gặp được nào đó nào đó đạo sĩ tình hình một thân đạo bào bên ngoài tất cả trang trí chi tiết như thế nào cái chỗ đứng bọn hắn đi tại trên đường thứ tự trước sau giữa lẫn nhau kéo ra khoảng cách dài ngắn chờ một chút nàng đều nhớ kỹ biết rõ ràng bằng không thì ngươi cho rằng núi lạc phách số một thần mách lẻo tên hiệu như thế nào đến hay sao lão đầu bếp đã từng hỏi tiểu mễ lạp tại sao có thể có loại này cẩn thận quan sát thói quen tốt tiểu mễ lạp không chút do dự liền cho ra đáp án kia trước kia tại ách ba hồ bọn hắn đều không biết mình chính mình cũng chỉ phải nhớ kỹ bọn họ a à. khương thượng chân mỉm cười nói nhớ kỹ ta lần thứ nhất có tư cách tham gia ngọc khuê tông tổ sư đường nghị sự khẩn trương được ngồi xuống đã nghĩ tranh thủ thời gian đứng dậy đi nhà vệ sinh, đến mức khó chịu. Mễ dụ cười nói ta lần thứ nhất ra khỏi thành đầu, tay run đến lợi hại, xuất kiếm sẽ không ổn. Kết quả chính là trực tiếp cho một đầu yêu tộc xuất sinh mở ngực bể bụng rồi, kỳ thật mễ dụ vốn là như muốn đứng đầu chém thành hai nửa đấy. Mễ dụ cảm thấy quá mức mất mặt, thoáng suy nghĩ một phen, liền quyết định biến chém thẳng vì cắt ngang, mấy lần xuất kiếm quét ngang, rất nhanh liền quen thuộc khương thượng chân đột nhiên hỏi cái không hiểu thấu vấn đề tiểu mễ lạp còn nhớ hay không được trần sơn chủ ở bên trong là xưng hô như thế nào tại lão chân nhân tiểu mễ lạp cau mày nhanh chóng tính nhẩm một phen nói ra năm lần tại tiền bối sáu lần tại lão tiền bối hai lần phu. vu huyền còn gì nữa không khương thượng chân cười nói chúng ta sơn chủ còn là quá khách khí a à? hắn cũng là làm qua phong chủ tông chủ người còn lấy gia chủ thân phận trông coi một tòa vân quật phúc địa rất nhiều năm. Vu Huyền vì sao như vậy hưng sư động chúng, làm ra động tĩnh lớn như vậy, kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàn quan thì tỉnh, Khương Thượng chân lòng dạ biết rõ. Mễ dù hỏi đạo có nói pháp. Tiểu Mễ lạp vẫn tai, Khương Thượng chân cười nói câu kỳ quái ngôn ngữ, đồ tôn hiểu chuyện tại tiền bối, đồ tôn vô lễ tại đạo hữu. Mễ kiếm tiên giật mình, tiểu Mễ lạp ra vẻ giật mình. Chu thủ tịch đối với tiểu mễ lạp ra vẻ giật mình đi theo giật mình. Này tòa phủ đệ bên kia, xuất hiện đóng cửa thanh âm rất nhỏ, khương thượng chân cùng mễ dụ cảnh giới đều đầy đủ cao, vì vậy đều nghe thấy điểm này động tĩnh. Mễ dụ không để ý, khương thượng chân nhưng là nhìn lại chịu đựng, rốt cuộc vẫn không có thể nhìn xuống, cười nói lấy người tiền tài thay người. Trừ họa không tính là, đám kia tiên duyên thăm hậu tu đạo thiên tài, cái đỉnh cái mệnh tốt, chỉ là sơn chủ hôm nay cửa ải này cửa, truyền đạo đạo sĩ, đạo sĩ quan đạo, đại khái sẽ không quá lâu sau đó tương lai, hôm nay phẫn quốc nghẹn khuất người, ngày sau âm thầm may mắn không thôi, không rõ ràng nói chi, có thể coi như là một môn trên núi câu chuyện mọi người ca tụng đi. Chúng ta sơn chủ còn là trượng nghĩa A, luôn luôn mua bán công bằng, già trẻ không gạt, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Tại lão chân nhân sẽ cảm thấy cho ra một nghìn khối kim tinh đồng tiền, không lỗ, còn có lợi nhuận bằng không lấy nhà mình sơn chủ cẩn thận tính cách cùng tác phong làm việc, thu tiền, cẩn thận chặt chẽ tiếp khách một chuyện có gì khó, xem ra là chẳng muốn đông một búa tay một gậy, dứt khoát làm bút làm một cú rồi hả? Bởi vậy có thể thấy được, sơn chủ hôm nay xác thực bề bộn nhiều việc, bế quan một chuyện, hàng thật giá thật, điều này làm cho chu thủ tịch ấy nấy muôn phần, chính mình không thể giúp sơn chủ cái gì à? Tiểu mễ lạp bừng tỉnh đại ngộ nói, khó trách hảo nhân sơn chủ chuyên môn dặn dò ta một câu, đợi đến lúc đi đến cửa chính thời điểm, có thể không cần đóng cửa. Mễ dụ nghi ngờ nói chu thủ tịch, ý gì? Khương Thượng chân cười giải thích nói cụ thể quá trình, trở lại chính ngươi đến hỏi ẩn quan đại nhân, dù sao chính là đáng lẽ có thể ngươi khách khí, ta cùng khí, hai bên gặp mặt lên đường đừng bèo nước quan hệ, đơn giản là sơn chủ thu khoản tiền kia, lương tâm trên băng khoăn, đành phải lao tâm lao lực chút ít, nhất định kiên trì, ảo lấy tính tình, cùng đám kia người ngoài nói vài lời điên cùng lời nói. Mễ dụ trong lòng tò mò muôn phần, còn muốn hỏi nhiều chút ít, Chu thủ tịch đã vung tay lên, đi, đi uống rượu, phủ đệ phòng bên kia, Trần Bình An bước lên áo dài thanh sam, nhếch lên chân, thư thư phục phục dựa vào thành ghế, cổ tay nhéo một cái, nhiều ra tẩu thuốc dài, bắt đầu phối hợp hút mây nhã khói đứng lên, cái này liên tiếp cổ quái động tác, khiến tiết thiên quân đều không hiểu ra sao, lại càng không đề còn lại hai mặt nhìn nhau đạo sĩ rồi, thế cho nên cái kia đinh đạo sĩ đều mở mắt ra, nhìn về phía cái kia áo xanh nam tử. Trần Bình An nheo lại mắt, mỉm cười nói đóng cửa chính là người một nhà, ta cũng phải giúp đỡ tại đạo hữu, cùng chư vị học đạo người. Nói vài lời xuất phát từ nội tâm oa tử lời nói riêng rồi, cửa sơn môn bên kia, thừa dịp đến phiên sầm sư phó dạy quyền quan cảnh, trịnh đại phong sốt trục bận biểu sợ lại đi tập linh phong chân núi chạy, thật sự là lo lắng mấy cái tiểu nha đầu, sẽ cùng phía sau núi tạo ương bình thường, sai thanh toán cùng dại tại đại phong ca trên người. Nếu không hắn vì cớ gì ý thoát khỏi giày vải gãy chân hung người, không như thế lãng phí chính mình, có trời mới biết muốn thiếu bao nhiêu nợ tình. Hắn ưa thích, đúng là vẫn còn kim thúy thành trịnh thanh gia, màu xanh váy phụ tiêu nương như vậy nữ tử A, à. đến rồi chân núi, Trần Linh Quân đang ngồi ở bên cạnh bàn, khiêu chân bắt chéo gặm lấy hạt dưa. Nhất định cùng cái kia tiên quý đạo trưởng gửi tới lời cảm ơn vài câu, chỉ là lời nói không nói nhiều, nói hơn nhiều liền khách khí trịnh đại phong cầm lấy trên bàn ấm nước cho mình rót một chén nước lại trêu chọc một câu màu xanh giảng thủy phủ rất có thể a à, làm khách kèm theo nhắm rượu đồ ăn đấy trần linh quân hậu tri hậu giác thật vất vả suy nghĩ cẩn thận cái này cách nói ý tứ liền trừng mắt liếc loạn ví von lớn phong huynh nào có ngươi như vậy trêu chọc bằng hữu của ta đấy chỉ là áo xanh tiểu đồng rất nhanh liền phối hợp ôm bụng cười cười ha hả ai u uy đau bụng bạch cảnh tiền bối rốt cuộc cam lòng một lần nữa phản hồi nhảy cá núi giúp đỡ truyền đạo điều này làm cho cuối cùng có thể trở về đến bái kiến đài lão già điếc được một cái một lát thanh tịnh lão già điếc tại đây núi lạc phách đã muốn tại bái kiến đài cho đệ tử u Úc truyền thụ kiếm thuật mỗi ngày lại bị cái kia bạch huyền âm sòng một cái sọc nói nhảm còn muốn thỉnh thoảng giải đáp viên hóa cảnh mấy cái nghi nan vấn đề lúc trước còn muốn đi nhảy cá núi cho một đám oát con làm thập lao tử truyền đạo người từng cái một thần sắc cung kính đại khí cũng không dám thở gấp nhìn lão già điếc hãy cùng cho trong miếu tượng nặng dân hương không sai biệt lắm điều này làm cho lão già điếc chẳng những không cảm thấy thoải mái ngược lại không được tự nhiên đến cực điểm toàn thân không được tự nhiên đến cùng không bằng kiếm khí trường thành nhiều vậy nhớ năm đó mỗi lần đi ra ngoài đi chỗ đó đầu tường tham gia nghị sự còn là rất được bọn nhỏ hoan nghênh đấy bầu không khí lửa nóng nước bọt văng khắp nơi đấy lúc này mới đến núi lạc phách vài ngày cứ như vậy bị sai sử ẩn quan đại nhân là thật không đem mình làm người ngoại a à. bái bạch huyền ban tặng viên hóa cảnh đã biết rõ vị này cam đường cung phụng thân phận có tư cách tham gia đầu tường nghị sự lão già điếc một vị duy nhất yêu tộc xuất thân lại có thể đưa thân đỉnh cao 10 kiếm tiên liệt kê lão kiếm tiên vì vậy viên kiếm tiên hỏi vấn đề đến thì càng nghiêm túc rồi sớm định ra bế quan một chuyện liền khẽ kéo lại kéo nửa điểm không nóng nảy rồi dưới mái hiên một loạt nhỏ ghế trúc ghế đẩu Diêu Tiểu Nghiên tò mò hỏi thăm lão già điếc, năm đó lấy mang hoang tu sĩ thân phận, một mình chống kiếm gặt hái đầu, tuyên bố muốn cùng lão đại kiếm tiên một mình đấu, kết quả như thế nào, cùng lão đại kiếm tiên đưa trước tay sao? Không cần cái kia lão già điếc kéo đông kéo tay, Bạch Huyền cũng đã giúp đỡ trả lời, ngu xuẩn nha đầu toàn bộ hỏi chút ít ngu xuẩn vấn đề, lão già điếc tu đạo tư chất không được, phế vật một cái, cái kia điểm kiếm thuật, nhảy dựng lên đều với không tới lão đại kiếm tiên đầu gối, đánh nhau cái gì? lẽ cái gì gánh, hỏi cái gì kiếm, giao cái trắm tay, lão đại kiếm tiên chỉ cần đứng đấy không nổi, nhếch lên mũi giày lại đè xuống, sẽ đem lão già điếc nghiền chết rồi, chỉ chờ lão đại kiếm tiên đế giày chạm đất, đùng chít chít một tiếng, đầu tường khai ra đóa huyết hoa, lão già điếc coi như là dặn dò. Có thể nếu như hôm nay lão già điếc vui vẻ nhảy nhót đến rồi tạo sư phó núi lạc phách, nói rõ năm đó lão đại kiếm tiên giày xuống lưu tình chứ sao? Lão già điếc cười ha hả không nói gì nạp lan ngọc điệp cũng có vấn đề nghĩ mãi mà không rõ dựa theo cái này cách nói lão già điếc cũng không thể làm mình một trận không có đánh liền chủ động yêu cầu ở lại kiếm khí trường thành đi lão già điếc cười nheo lại mắt không muốn cho ra cái kia chân tướng nói hắn là của mình mình quý cũng tốt tự đắc kia vui cười cũng được cho dù là tại đồ đệ bên kia cũng không có nói việc này cái này bình rượu ngon không nỡ bỏ uống một tòa nhà tranh cửa ra vào đứng đấy cái bị bạch huyền mở miệng một tiếng viên kiếm tiên viên lớn vật liệu viên hóa cảnh viên hóa cảnh sẽ không chỏ mõm vào tính cách lại quái gở kiêu ngạo mỗi lần đụng phải loại này một hàng nho nhỏ nói chuyện phím đều nhịn không được dự thính vài câu chỉ là viên hóa cảnh càng nghĩ mãi mà không rõ một vị phi thăng cảnh lão kiếm tu bị mấy đưa nhóc như vậy bẩn thỉu vì sao nửa điểm không tức giận là lão tiền bối cảnh giới cao lòng ngực liền rộng rãi cái kia gọi là bạch huyền đấy tư chất xác thực tốt hôm nay cũng đã là một vị quan hải cảnh kiếm tu rồi nhưng mà miệng thực độc đạo hiệu long thanh cam đường tiền bối một vị phi thăng cảnh còn là kiếm tu đặt tại bất luận cái gì một tòa thiên hạ không phải là đi tới chỗ nào liền lấy lòng ở đâu lão già điếc tâm hồ vang lên một thanh âm bình thường cung phụng tranh thủ thời gian đi nhảy cá núi thế thân ta cho đám con nít kia truyền đạo một chút thứ tịch cung phụng muốn tại tập linh phong xem cái náo nhiệt lão già điếc sắc mặt đau khổ vội vàng từ một trương ghế trúc đứng lên tiếng lòng ngôn ngữ nhưng là vui sướng đấy được rồi bạch cảnh tiền bối ta đây liền đi yên tâm không kém xong việc đợi đến lúc lão già điếc một bước xúc địa đến nhảy cá núi viên hóa cảnh do dự một chút liền đi bên kia dưới mái hiên ngồi xuống bạch huyền thói quen mang theo một cái tử sa ấm trà cái quai ấm hình dạng và cấu tạo bên trong ngâm lấy cẩu kỹ trà bạch huyền ngửa đầu uống một hớp nước trà đánh cái nấc, làm ra vẻ nói, viên kiếm tiên, có việc muốn hỏi. Không sao, ta và ngươi quan hệ không kém, bạch mổ hỏi gì đáp nấy. Trước bùi tiễn đã đến chuyến bái kiếm đài, bạch huyền trong nháy mắt ngay ra như phỏng, không hổ là chính đồng hương đứa nhỏ bên trong máu mặt, rất có nhanh trí, đã nói chính mình không luyện quyền rồi. Bùi tiễn vẽ mặt ngoài ý muốn cùng tiếc hận, vỗ vỗ đầu của hắn, cười hỏi hắn một câu, tốt như vậy luyện quyền tư chất, bỏ dở nửa chừng, không cảm thấy đáng tiếc sao. Bạch huyền rụt cổ một cái, nói mình gần nhất nhất định chuyên tâm luyện kiếm, nếu không cũng sẽ bị xài vu kéo ra quá nhiều cảnh giới, qua đoạn thời gian sẽ đem công phu quyền cướp một lần nữa nhặt lên, nghĩ tới cái này tai nạn xấu hổ, bạch huyền liền anh hùng khí đoạn. Chẳng qua nghe Trần Linh Quân nói hôm nay đã đến cái hỏi quyền thu quá bùi tiễn đấy, họ ông gì gì đó, võ học cảnh giới còn có thể, đến bên này, thuộc về tốt hơn áp chế tốt hơn dũng, đây không phải là trực tiếp tìm tới cửa hỏi quyền đã đến. Bạch Huyền nghe xong sẽ tới sức lực rồi, một cái nổi tiếng hảo hán A, à, quyền pháp không cao gan phách cường tráng A. À. Bạch Huyền đã nghĩ muốn trọng đạo đi tới, đụng cái đầu, làm cho đối phương lục cái tên, tổng cộng hoạt động lớn, chẳng qua kỳ quái tai, bùi tiễn cái này nửa điểm không nói võ đức, nói áp mấy cảnh tất cả đều là gạt người gia hỏa, đến rồi rõ ràng chỉ là sư phụ nàng mùi quách trúc tử bên kia, cũng rất tốt nói chuyện A. À. Viên hóa cảnh cười hỏi Bạch Huyền, ta có một vấn đề, vẫn muốn không thông cam đường tiền bối nếu là phi thăng cảnh, vì sao tại kiếm khí trường thành, tương đối thanh danh không hiện, bài danh không cao, kiếm khí trường thành đỉnh cao 10 kiếm tiên bài danh, lão già điếc xác thực phía sau, thứ tự giống như cùng nạp lang thiêu vi, lục chi làm hàng xóm, bạch huyền lắc đầu, viên kiếm tiên A, bình thường cảm thấy đầu óc ngươi lấu lĩnh ánh sáng đấy, thì ra là giả bộ giống như, cái này vấn đề hỏi rất hay không có đạo lý, lão già điếc chính là cái người ngoại A. Yêu cầu hắn quá nhiều, chẳng phải là lộ ra chúng ta kiếm khí trường thành không có bản lĩnh, chúng ta kiếm khí trường thành cũng không kém lão già điếc cái này một cảnh hai cảnh xả nước, nạp lan ngọc điệp gật gật đầu, cái này sổ sách được coi là không bệnh. diêu tiểu nhiên nhỏ giọng hỏi đạo bạch huyền, ngươi hôm nay đều là quan hải cảnh bình cảnh nữa a? À? bạch huyền tức giận nói xinh đẹp a, à, cái này là ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện nữa a, à? ta chỉ là một cái quan hải cảnh, cũng không phải ngọc phát cảnh, đáng giá ngạc nhiên mắng chữ người không mang theo thô tục đúng không với ai học hay sao ngủ lấy lại sức quách trúc tửu đứng ở một tòa nhà tranh cửa ra vào nàng xem mắt ở bên kia giả bộ đại gia bạch huyền bạch huyền lập tức sửa lời nói tiểu nhiên hôm nay nhận biết tốt sư phụ thì càng muốn hảo hảo luyện kiếm cũng không muốn lười biếng cũng không nên nóng lòng làm gì chắc đó là được rồi tạo sư phó đối với ngươi kỳ vọng không thấp đấy ngươi về sau khẳng định so với ta mạnh hơn cũng không phải là sợ nàng quách trúc tửu là kính nàng viên hóa cảnh cười nói diêu tiểu nhiên khẳng định tư chất tốt nếu không cũng sẽ không đồng thời có được ba cái phi kiếm chỉ là ngươi tại sao lại cảm thấy nàng khẳng định so với ngươi thành tựu cao hơn hắn ngược lại là cảm thấy bạch huyền về sau kiếm đạo cảnh giới đáng giá nhất núi lạc phách chờ mong bạch huyền dùng một loại rất hời hợt ngữ khí nói với viên hóa cảnh ta phi kiếm phẩm chất quá thấp tại kiếm khí trường thành khẳng định sống không quá hai mươi tuổi đã đến bên này có thể suy nghĩ một chút ngày mai đến nỗi ngày kia coi như xong không cần thiết nghĩ quá xa sự tình. Nếu như không có đi theo ẩn quan đại nhân đến bên này, là đi phi thăng thành, lúc nào cũng muốn thường xuyên đi ra ngoài rèn luyện cùng mạo hiểm đấy, ta đây đã liền, ngày mai sự tình cũng không muốn, hôm nay sự tình hôm nay rồi. Quách trúc tử do dự một chút, lấy tiếng lòng nói ra sư phụ ta, kỳ thật rất muốn đem ngươi mang theo trên người, tự mình dạy ngươi kiếm thuật, nhưng mà ngươi lúc ấy không muốn với ai bái sư, sư phụ còn tiếc núi ấy nhỉ, nhưng mà càng cao hơn nhìn ngươi liếc rồi, sư phụ chính miệng nói ngươi về sau nếu không đến được ngọc phát phải cách hắn không quan tâm với ngươi không quan hệ vì vậy tương lai ngươi tại nào đó nào đó cảnh giới thời điểm núi lạc phách bên này sẽ an bài người nào cho ngươi bí mật hộ đạo sư phụ đã sớm trong lòng hiểu rõ rồi vì vậy ngươi không nhất thiết nhục chí ngày mai ngày mốt hai ngày sau năm nay sang năm hàng trăm năm núi lạc phách kiếm tu bạch huyền cũng có thể suy nghĩ một chút nhất định hảo hảo suy nghĩ một chút rồi những chuyện này sư phụ không có để cho ta nói, ta chỉ là nhìn thấy ngươi tâm cảnh không đúng, căn bản không giống cái thuần túy kiếm tu, nhắc nhở ngươi vài câu, Bạch Huyền nhảy về phía trước đứng dậy, hỏi đạo thật không có gạt ta. Quách Trúc Tử hỏi ngược lại lừa gạt cái đứa nhóc đần thú vị sao? Bạch Huyền nhất thời lời nói nghẹn, nhìn, dù sao Quách Trúc Tử xảy ra nghỉ mát hành cung, chính thức ẩn quan nhất mạch kiếm tu, nàng xác thực không ngu ngốc đấy. Quách Trúc Tử nói ra trở về phòng luyện kiếm, Sớm chút phá cảnh, ngươi số tuổi này quan hải cảnh, tại chúng ta bên kia không tính nhiều vô cùng, thực sự không tính quá ít, dù sao chính là cái không ly kỳ sự tình. Sau đó ngày nào đó, trước khi bế quan, ngươi cái này quan hải cảnh bình cảnh, hảo hảo suy nghĩ một chút, Chu thủ tịch vì sao đem ngươi lừa gạt ra Mật Tuyết Phong, cùng một chỗ vượt biển đi xa, nhớ kỹ lại cẩn thận hồi tưởng một cái, tại biển rộng phía trên, thấy được nào bao la hùng vĩ cảnh tượng, thực tế không muốn để lộ tại lão Long Thành có hay không lên cao nhìn xa, làm ngươi hồi xem biển rộng một khắc này, ra sao tâm cảnh, làm cảm tưởng gì. Bạch Huyền trợn tròn ánh mắt nói, những sự tình này, đều là Khương Lão ca cùng ngươi bí mật nói. Quách Trúc Tử tức giận nói ngươi là đầu óc heo sao, cần muốn nói gì, ta đoán đấy. Bạch Huyền một tay mang theo cái quai ấm, một tay nằm ngón tay mở ra lại nắm tay, ánh mắt trạng rỡ sáng rọi, trầm giọng nói long môn cảnh, dễ như trở bàn tay. Quách trúc tử cười ha hả nói, như thế nào không trước nói ra nước bọt tại lòng bàn tay. Bạch huyền hậm hực nói. Thật khờ nút nít hướng trên tay mình nhổ nước miếng, giống như sẽ không có một loại vô địch thiên hạ khí thế, vừa rồi nhìn thấy viên hóa cảnh ánh mắt, quách trúc tử ngược lại là không nói gì. Nghĩ thầm cũng là mặc dù đến rồi kiếm khí trường thành, đồng dạng vào không được nghĩ mát hành cung kiếm tu, làm vị kia trần sơn chủ nói khoát mà không biết ngượng, tại chỗ nói ra tại đạo hữu xưng hô thế này trong phòng một đám đạo sĩ thần sắc khác nhau trần bình an nhưng thật giống như hoàn toàn không rõ ràng lắm bọn họ khác thường thoáng chết đi ánh mắt nhìn về phía cái kia lý mục châu ta nhớ được kinh vĩ quan có một cấu đạo nhân là tại đạo hữu có thể đến được trên đầu ngón tay đích truyền một trong đã bị chết ở tại nam bà sa châu chiến trường ta lật qua văn miếu hồ sơ vị này ngọc phát cảnh quan chủ giống như liều mạng thân tử đạo tiêu cũng không có tích lũy xuống bao nhiêu chiến công có đạo sĩ dùng sức vỗ ghế giữa nắm tay cùng cái kia Trần Bình An trận mắt hướng nhau, Tiết Thiên Quân nhưng là nhìn về phía Trần Bình An đồng thời, cùng vị kia nổi giận đạo sĩ thò tay lăng không ấn xuống vài cái, ý bảo tạm thời yên tĩnh, chúng ta không nhất thiết đi theo chủ nhân cùng một chỗ ác ngữ hướng nhau, đối phương là dụng ý gì, nhiều hơn nữa nghe vài câu, khả năng liền sẽ được phơi bày. Trần Bình An lại chỉ là nhìn về phía cái kia Lý Mục Châu, ngươi là cái kia chân thọt đạo sĩ đệ tử thân truyền, ở sâu trong nội tâm như thế nào cái ý nghĩ lý mục châu ngược lại mà lại là hơn mười vị đạo sĩ giữa nhất thần sắc bình tĩnh đấy ít nhất biểu hiện ra là như thế hắn nghe vậy đáp sự thật trần bình an cười hỏi vậy mà nửa điểm không tức giận sao kinh vĩ quan làm bằng đất sét tượng thần có ngươi một cái tại cạnh trên ăn hương hỏa lý mục châu hai tay nắm tay đặt ở trên gối chậm rãi nói ra nếu như trần sơn chủ là ở trình bày sự thật ta nghe xong lại căm tức cũng phản bác không được cái gì lui một bước nói coi như là ta nghĩ muốn phản bác cảnh giới chưa đủ nhưng mà không ngại từ hôm nay trở đi ta kinh vĩ quan nhất mạch đối với núi lạc phách đối với trần sơn chủ đứng xa mà trông trần bình an chợt nói cái kia chính là trên mặt giả vờ không có việc gì kỳ thật rất tức giận rồi nhưng mà tu tâm dưỡng tính công phu không kém vì vậy nhịn được hoặc là lý mục châu còn nhớ rõ vài câu truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc bên ngoài đích sư tôn dạy bảo cùng cách đối nhân xử thế cùng dựng thân gốc rễ có quan hệ vì vậy không muốn giống như phố phường thiếu niên như vậy, cùng cái pháo tự như một chút liền, tính khí vừa lên đến, sẽ phải cùng người xoáy lên tay áo làm một trận. Lý Mục Châu đứng lên, chậm rãi cúi đầu, đánh cái chắp tay, tái khởi thân, quay người hướng cửa chính bên kia bước đi đi. Không có ngăn trở, Trần Bình An không có ngăn đón, Tiết Thiên Quân cũng không có mở miệng giữ lại, sau lưng đại sảnh chỉ là yên tĩnh không tiếng động, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Kinh vĩ quan đạo sĩ Lý Mục Châu, mu bàn tay nổi gân xanh một tay, nhẹ nhàng mở cửa, lại đóng cửa lại. Rồi lại chứng kiến áo xanh nam tử, mặt mỉm cười, hai tay lồng tay áo, đứng ở ngoài cửa. Trần Bình An chắp tay ông quyền, cười nói có nhiều đắc tội, có chút bất đắc dĩ. Đương nhiên chỉ là đối với ngươi mà nói, trong phòng còn lại đạo sĩ, khả năng không đảm đương nổi nói vậy. Lý Mục Châu vẻ mặt mờ mịt, Trần Bình An từ trong tay áo lấy ra một tờ ố vàng trang giấy, giống như từ đầu kéo xuống đến đấy, đưa cho Lý Mục Châu. Lý Mục Châu do dự một chút, tiếp nhận tay, tập trung nhìn vào, sau một lát, đem cẩn thận từng ly từng tí thu nhập trong tay áo, ngẩng đầu, hỏi đạo thỉnh giáo Trần Ẩn Quang, ngươi vì sao không phải là đem vật ấy đưa cho lúc trước tới đây làm khách sư phụ của thầy? Một trang giấy trên, viết trung thổ thần châu cấu đạo nhân, tại kiếm khí trường thành kỹ càng hồ sơ, một khoảng một khoảng ghi chép mỗi lần chiến công lớn nhỏ. Trên giấy nội dung không nhiều lắm, chữ viết, cũng là mong đồng bình thường, nhưng mà đối với lý mục châu mà nói cái này một trang giấy đâu chỉ là nặng như núi sư phụ cũng không nói mình tại kiếm khí trường thành sự tình thậm chí đã liền sư phụ đi qua bên kia kinh vĩ quan đạo sĩ đều là lời truyền miệng mà đến lý mục châu cùng sư huynh triệu văn mẫn chỉ biết là sư phụ là ở bên kia ngạ cảnh đấy tuy rằng phản hồi hạo nhiên thiên hạ tu dưỡng nhiều năm rốt cuộc trở về ngọc phát cảnh nhưng mà sư phụ đời này đại đạo thành tựu dừng bước tại ngọc phát rồi vì thế sư phụ của thầy Vu Huyền mấy lần muốn khiến sư phụ đi một chuyến vân mộng động thiên, sư phụ chỉ là không chịu, nói danh ngạch có hạn, cơ hội ít thấy, muốn cho cho những cái kia chính thức tiên mầm, tặng cho người trẻ tuổi. Trần Bình An lạnh nhạt nói làm đồ đệ đấy, đã qua đảo Huyền Sơn, đi kiếm khí trường thành, làm sư phụ tại đạo hữu lại không có đi qua, vì vậy cho ngươi cái này cho cấu đạo nhân làm đồ đệ đạo sĩ, ta cảm thấy được thích hợp hơn một ít lời nói đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng nhẹ nhàng linh hoạt lời nói tốt rồi, ta nếu như là tại đạo hữu, chính là đánh hôn mê, bộ bao tải, cũng muốn đem đệ tử cấu đạo nhân, trước ném đến vân mộng động thiên rồi hãy nói mặt khác. Không chịu tu luyện, không muốn lãng phí động thiên đạo vận linh khí. Vậy đời tốt rồi, Lý Mục Châu tâm tình phức tạp, thần sắc cổ quái, giờ khắc này, rốt cuộc đem nói chuyện xác thực xuất phát từ nội tâm qua tử sơn chủ, cùng cái kia kiếm khí trường thành đời cuối ẩn quan, cả hai ấn tượng trùng điệp vài phần. Trần Bình An mỉm cười nói chuyện bên này không cần phải xen vào, ngươi có thể đi chân núi bên kia, cùng đạo sĩ tiên úy nhiều phím vài câu đạo pháp, Lý Mục Châu gật gật đầu, đi ra hơn 10 bước ngoài, mới nhớ lại cùng vị kia trẻ tuổi ẩn quan nói lời cảm ơn, đột nhiên quay đầu, lại phát hiện Trần Bình An như cũ đứng ở ngoài cửa. Trần Bình An quay đầu cười nói các ngươi mấy cái này gia phả tu sĩ a. À? vừa rồi điền cung một cái tác vỗ xuống, cũng không có đập vỡ cái kia trương chất liệu bình thường cái ghế, liền không cảm thấy kỳ quái sao. Lý đạo trưởng, cho vãn bối lời nói khó nghe đấy, ngươi sư tôn cấu đạo nhân phẩm hành, ta từ đấy lòng bội phục, chỉ là cái này chiến trường chém giết thủ đoạn, cùng mang hoang tu sĩ đấu trí đấu lực lượng tâm nhãn, thực là. Một lời khó nói hết, tại kiếm khí trường thành, tích góp từng tí một chiến công không nhiều lắm, không phải là không có lý do đấy chẳng qua nói trở lại, nếu như năm đó là ta tọa trấn nghỉ mát hành cung, mà không phải cái kia cũ ẩn quan tiêu. Người sư tôn chiến công, khẳng định ít nhất phải lật một phen, Lý Mục Châu cố ý bỏ bớt đi cái kia lần lại rất xuất phát từ nội tâm oa tử ngôn ngữ, nhìn không được hỏi đạo đã liền tiết thiên quân đều không có phát hiện. Trần Bình An mỉm cười nói dù sao cũng là vị tiên nhân, tại đạo hữu cao độ, cũng không phải giấy cảnh giới, tiết thiên quân xác thực là người thứ nhất phát giác được không đúng người nhưng mà hắn hiện tại không nhúc nhích được, không mở miệng được nói không được lời nói, thấy kia áo xanh nam tử phất phất tay, Lý Mục Châu đành phải ổn định đạo tâm, xuống núi tìm đầu kia đừng một trăm trẻ tuổi đạo sĩ. Thiên ngoại, hai người đầu gom góp một đống, lão tú tài sợ a, à, nhất định cho tại lão ca nhìn một cái bả vai rồi, có thể hay không đem lời nói nặng điểm. Có cần hay không ta nhắc nhở vài câu, Vu huyền thần sắc chăm chú, lắc đầu nói không nặng không nặng, nửa điểm không nặng, chữ giỏi lắm rất tốt a à. ta còn cảm thấy trần đạo hữu nói nhẹ lão tú tài oán giận nói ta đây cái quan môn đệ tử cái gì đều tốt chỉ có một chút tạm thời không tốt chính là làm người quá thành thật thiếu điểm tâm mắt làm việc vô cùng chính phái rồi vu huyền bất đắc dĩ nói lão tú tài trần đạo hữu đem ta những cái kia bọn đồ tử đồ tôn làm kẻ đần ngươi cũng đem kẻ đần đối đãi a à. lão tú tài trước chiêu bài kiểu ôi một tiếng cũng không thể nói như vậy tổn thương ôn hòa thương cảm tình rồi, tại lão ca, rõ ràng là nhà mình huynh đệ lại nói hai nhà lời nói, không quá bỏ qua a. À. Sở Trường khuỷu tay cho Vu Huyền xoa bả vai, lão Tú Tài hỏi đạo tại lão ca, lực đạo còn có thể đi. Vu Huyền ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là chuyên tâm chú ý nhân gian cái kia chỗ phòng động tĩnh, lời nói không khoa trương đấy, chờ đợi lo lắng này. Cái kia một phòng người trẻ tuổi, đều là tốt hạt giống a. À. Ngồi sổm ở một bên lão Tú Tài do dự một chút, chính là một cái tác vỗ vào vu huyền trên đầu vu huyền quay đầu lão tú tài nói ra nhẹ ta đây lực đạo tăng thêm vài phần tại lão ca khách khí với ta cái cái gì sĩ diện cải láo vu huyền giữ im lặng tiếp tục xem cái kia trong phòng chỉ là trong một chớp mắt liền hoàn toàn không có chứng kiến rồi vu huyền biết là lão tú tài thủ đoạn thở dài cũng tốt tránh khỏi lo lắng lão tú tài vỗ vỗ vu huyền bả vai chà sát tay cười nói lo lắng. Ít ở chỗ này được tiện nghi còn khoe mã, liền tính ngài lão tiểu tử buôn bán nhất khôn khéo, Vu huyền cũng học lão tú tài ôi một tiếng, cười hỏi bả vai chỗ nào mỏi, lão ca giúp ngươi lỏng loẹt gân cốt, đảm bảo sản khoái tinh thần, trẻ tuổi cái hơn 10 tuổi, nguyên lai ngoài phòng một cái chân thân trần bình an, mà cái kia trong phòng, cái kia trần bình an một tay nhất tẩu thuốc. Một tay vỗ nhẹ nhẹ đầu gối, tiếp tục tại bên kia phát ngôn bừa bãi, loạn nhân đạo tâm học đạo người nhiều như hao như cỏ, nghe thấy đạo người trân như cây lúa như lúa, đắc đạo người hiếm như chi như lan, đạo ngoài chứng đạo người phượng mau lân giác, vu huyền đều có vu huyền chứng đạo đạo lý, đáng tiếc các ngươi không phải là vu huyền, đào phù sơn cộng thêm bốn tòa tông môn, dù sao không có thứ hai vu huyền rồi, cho nên không được là không được, ta là tục nhân. Không trùng hợp, đang ngồi các vị. Các ngươi những thứ này nằm ở tổ sư gia công lao sổ ghi chép trên hưởng phúc nhiều năm tu đạo chi sĩ thật đúng là không nhất định có tư cách đến nói chuyện gì trong và đục có khác, nhã tục phân chia. Muốn trách thì trách các ngươi từng người cái vị kia sư tôn, tổ sư, thái thượng tổ sư gia, vu huyền đời này tu đạo, vô cùng trôi chảy rồi, cả đời hoàn toàn không biết, tiền, chữ cửa ải khó chỗ tại, chính hắn cũng không rõ ràng, các ngươi những thứ này đồ tử đồ tôn, dĩ nhiên là càng hai vành mắt đều đen rồi. Sĩ diện Ta Trần Bình An chính thức sĩ diện thời điểm, là các ngươi mắt nghèo, không có cơ hội trông thấy mà thôi. Ở đằng kia ngoài thành, là ai cũng thác Nguyệt Sơn Đại Tổ đệ tử đích truyền, đã đến một trận đều dựa vào bản lĩnh cá nhân định sinh tử từng đôi chém giết, trước làm thịt ly chân, lại một người tại trận, kiếm chỉ 14 vương tọa. Là ai dẫn đầu nghĩ mát hành cung, ở đằng kia đảo huyền Sơn Xuân Phiên Trai, các ngươi biết rõ cái gì gọi là lặng ngắt như tờ, lão tử khiến người nào đứng đấy người nào cũng không dám ngồi xuống, khiến người nào ngồi cũng không dám đứng dậy đánh rắm tại trung thổ văn miếu cùng mang hoang thiên hạ thác nguyệt sơn giằng co tại thời gian sông dài bờ tham gia tất cả đều là mười bốn cảnh tu sĩ nghị sự tại thiên ngoại tọa trấn trong đại trận trụ cột hợp tác người là tam sơn cửu hầu tiên sinh thành bạch đế trịnh cư trung bên ngoài như thế đến rồi chính mình địa bàn với các ngươi đám này đạo sĩ lại không dính thân mang nguyên do còn không cho ta lúc lắc rộng rãi nói vài lời chói tai lời nói thật rồi hả vu huyền cố ý an bài như thế Trần Bình An sớm đã có mấy, lòng tự như gương sáng đấy. Quả nhiên là trên đời cầm lấy nhất phỏng tay đấy, chính là nhìn như tặng không tiền, thật muốn chỉ là đưa ra những cái kia kim tinh đồng tiền, một vị tiên nhân cảnh tiết thiên quân như vậy đủ rồi, không cần thiết bày ra lớn như vậy trận trượng, trùng trùng điệp điệp mười mấy người, cuối cùng, chính là không thiếu tiền tại lão chân nhân, đã đến một tay mượn hắn đá núi có thể công ngọc. Muốn dùng tiền mua đạo tâm, có thể mua bao nhiêu là bao nhiêu lão chân nhân có thể nói dùng tâm lương khổ, nghĩ đến đem bọn họ những thứ này thiên chi kiêu tử ném đến núi lạc phách, mượn cơ hội mại một cái những thứ này tốt tu đạo phôi tử mũi nhọn cùng ngạo khí, không muốn mắt cao hơn đầu, không coi ai ra gì, từng cái một luôn cảm giác mình nếu là như thế nào, liền nhất định có thể như thế nào, giống như đổi lại vị trí, thế thân người nào, có thể làm được rất tốt, gia quy nặng, môn phong tốt, có lẽ có thể đại lượng dưỡng cho ra. Câu được một cái mặt ngoài lễ chữ, chưa hẳn đề được rất tốt một cái lý, càng khó trảo được một cái nói. Vu huyền sở cầu, ta nhà ta mạch trong núi đạo sĩ, hai mắt muốn gặp trời xanh đại đạo, không muốn luôn nhìn mình chầm chầm cái kia một mẫu ba phần mà, vô cùng so đo mấy cái cảnh giới tốc độ. Vu huyền tại hợp đạo trước, dù là đã độc chiếm hạo nhiên phu. Hai chữ, cuối cùng không thể cùng Long hổ sơn triệu, bắt câu lô châu hỏa Long chân nhân kéo ra một lớn đoạn khoảng cách. Vì vậy cái kia mấy cái đạo mạch gia phả các tu sĩ còn không đến mức quá mức tâm cao khí ngạo, đợi đến lúc Vu Huyền một người đi phù Diêu Châu, gấp rút tiếp viện Bạch Giả, lại đi thiên ngoại hợp đạo tinh hà. 14 cảnh phù. Vu Huyền tự nhiên là đi thiên ngoại. Nhưng mà ý nào đó trên, cái nào đó Vu Huyền rồi lại lưu tại Đào Phù Sơn Lấp Kim Phong, thậm chí cái này Vu Huyền đi đến rồi Vũ Hóa Sơn, Phi Tiên Cung, đống nhiên phái cùng kinh vĩ quan, đi đến rồi tất cả phiên thuộc môn phái chính giữa đi dáng người khôi ngô lỗ, cùng trứng nổng mặt thiếu nữ dung mạo vương qua, không có mặt đạo bào, đều thay đổi một thân giang hồ nhân sĩ trang phục, bọn hắn cùng một chỗ dạo sông trấn nhỏ bàn giải phường, diễn thiết tỏa, đi ngang qua cái kia hẻm kỵ lông, cuối cùng do dự có muốn đi hay không cái kia hẻm nê bình nhìn xem, ngươi xem ta ta xem ngươi đều chờ đợi đối phương trước tiên đề nghị, kết quả cũng không dám mở cái này cửa, một cái dùng ánh mắt oán trách đối phương, gan già sáng suốt đâu rồi viễn du cảnh vũ phu khí phách ở đâu? Một cái vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ thần sắc, ta đối với vị kia trẻ tuổi ẩn quan lại không tốt kỳ, là ngươi cảm thấy nếu như ở trên núi nhìn không thấy đối phương thân ảnh, không bằng đến bên này nhìn xem đấy. Vương qua nghĩ tới nghĩ lui, liền đi đề nghị bọn hắn đi hẻm nê bình lỗ hổng trên đứng một lúc, lỗ. Đành phải gật đầu, cũng không phải muốn làm leo tường kẻ giặc, hà tất chột dạ nha, thế nhưng là chờ cái kia chân thật dòng họ là tư đồ thiếu nữ, đi tới hẻm nê bình bên kia giao lộ liền lén lén lúc lúc đi về phía trước ra vài bước lại lui về phía sau vài bước vui cười này không kia lỗ dựa vào góc vách tường vuốt vuốt cái trán, không phải là nhà của ngươi trưởng bối có vị kiếm tiên đi qua kiếm khí trường thành sau khi trở về đối với trẻ tuổi ẩn quan tôn sùng gấp đôi nha coi như là các ngươi gia tộc lại bị xưng là cái gì mỹ nhân ổ với ngươi vương qua cũng không có nửa khối đồng tiền quan hệ a à. ti đồ tích ngọc luôn không có khả năng cùng tháng lão giúp ngươi cùng vị kia trẻ tuổi ẩn quan dắt chỉ đỏ đi hơn nữa hôm nay không đều nói trần bình an tại kiếm khí trường thành bên kia là nổi danh vợ quản nghiêm mỗi lần tại nhà mình quán rượu uống chút rượu liền đều muốn ở ngoài cửa ngủ thiếu nữ tự nhủ tu đạo chi sĩ tích góp từng tí một ngoại công bên trong luyện tinh thần làm ngụ thanh tại trọc sợi râu dùng hối mà minh lỗ loại này trống rỗng đạo gia không rõ ràng lời nói có ý tứ sao lỗ lười biến nói ta tu đạo không có gì thiên phú còn trẻ lúc bị phát hiện có vẻ bùa tư chất thuộc về rơi trong hầm rồi nếu chuyên tâm luyện quyền hôm nay như thế nào đều nên chỉ cành cảnh đi có người chậm rãi đi tại hẻm nê bình ở bên trong hướng hai người bọn họ người nơi khác đi tới mỉm cười nói nói không có dễ dàng như vậy đưa thân chỉ cành đấy sơn điên cảnh còn có mấy phần khả năng lỗ cười nói ngươi nói là được a à? người kia nói ta nói không tính ngươi có thể chỉ cành a à, vương qua che miệng nhõng nhẽo cười thu liễm vui vẻ đã đoán ra đối phương thân phận thiếu nữ vội vàng đánh cái chắp tay tiểu môn tiểu phái vương qua gặp qua trần tiên sinh lỗ đáng lẽ cảm thấy luôn không phải là bất kỳ một cái nào đi tại ngõ hẻm giữa người chính là kia cái trần bình an đi lúc này vội vàng đứng vững ông quyền nói vãn bối lỗ trần bình an ông quyền hoàng lễ cười nói xem ra tại đạo hữu rất coi trọng các ngươi rõ ràng không nhất thiết tới nơi này hãy để cho các ngươi đã tới. Hai người liếc nhau, đều là không rõ ý tưởng. Trần Bình An nói ra mang bọn ngươi tùy tiện dạo chơi. Lỗ! Cũng không dám điểm cái này đâu. Hắn mặc dù là thụ, đạo sĩ, rồi lại càng nhiều này đây thuần túy vũ phu tự cho mình là, hôm nay gặp được một vị có thể làm cho tàu từ mặt mũi bầm dập tiền bối, được khiêm tốn chút ít. Gặp phải tào từ, lỗ, có thể phóng đại lá gan, khiêm tốn thỉnh giáo trước mắt vị này, thiệt tình không dám. Cái kia vương qua nhưng là cái không sợ trời không sợ đất đấy, thoải mái gật đầu nói tốt, tạ ơn trần tiên sinh. Sau đó lỗ, liền càng sợ không được đầu óc, vị này thân phận rất nhiều trần tiên sinh, thật sự mang theo bọn hắn bắt đầu đi dạo trấn nhỏ rồi, còn mời bọn hắn đi hẻm kỵ long hai gian cửa hàng ngồi một chút, nói là tại cửa hàng áp tuế mua bánh ngọt, có thể lại đi bên cạnh, nếu như vô tình gặp hắn ngưỡng mộ trong lòng vật, có thể bớt 8%. Lỗ, lấy khóe mắt liếc qua mắt nhìn vương qua, đã thấy thiếu nữ cái trán kỳ thật chảy ra mồ hôi, rõ ràng ngay ngắn, xa không có mặt ngoài như vậy trấn tĩnh. Lỗ, liền trong nội tâm bồn chồn, luôn không đến mức, là cái kia to gan lớn mật giả mạo trần bình an mặt hàng, chuẩn bị giựt tiền lại cướp sắt, xương trắng mênh mông ở bên trong, có người ngắm nhìn bốn phía, trong lòng kinh hải muôn phần, chỉ nghe kia thanh âm, không thấy một thân, điền cung, đánh nát cái ghế nhưng là phải bồi thường đấy ở đằng kia bích thiên trong mây chẳng biết tại sao sẽ đang ở nơi đây lạnh lùng thiếu niên hắn ngẩng đầu chỉ thấy một cái màu vàng đại thủ như núi rơi xuống đánh tới hướng đỉnh đầu bốn phía gió mạnh đại chấn hữu duyên cưỡi lưng hạt người biết được bầu trời gió lớn thấu xương lạnh người đứa nhỏ này gọi là đồng hương đúng không còn là gọi là hương đồng ấy nhỉ không sao dù sao ngươi sẽ không hiểu đạo lý này trong phòng bất đồng đạo sĩ đối mặt bất đồng cảnh tượng đào phù sơn khu vực một đợi hai đợi tam hậu phong ba vị làm khách núi lạc phách trẻ tuổi đạo sĩ vừa đúng từng người đều tại bên cạnh đỉnh núi phân biệt nhìn thấy vu huyền tiết thiên quân cùng đinh đạo sĩ còn có cái kia văn hà chỉ cảm thấy ngày đó bọn họ cùng trần bình an nháo cái tan rã trong không vui rất nhanh liền cưỡi long xà tung độ thuyền phản hồi trung thổ thần châu nàng về tới đấu nhiên phái đi phía sau núi tại rừng trúc nhìn thấy cái kia quen thuộc thước tha bóng lưng hô một tiếng diệt sư thúc, làm cái kia lá đạm xoay đầu lại. Văn Hà trong nháy mắt đạo tâm thất thủ, nôn ra một trận, được vinh dự thái thanh cảnh giới đi. Núi, có một chỗ danh thắng di tích cổ, ngừng chén đình. Cũng bởi vì vị kia nhân gian đắc ý nhất, từng tại trong núi uống qua rượu, đồng dạng là núi này ở bên trong, lỗ bích cá nhìn thấy hơn 10 đầu mang hoang thiên hạ của vương tọa đại yêu, bất đồng tư thái ở đằng kia đỉnh núi, rồi lại dùng cùng một loại ánh mắt, Xem con sâu cái kiến bình thường nhìn mình. Mà cái kia một mình tản bộ chu tử thụ, nhưng là tại trong đình hóng mát, nhìn thấy vị kia phong thái tuyệt luân nhân gian đắc ý nhất, hắn thả ra trong tay chén rượu, cười cùng nàng gật đầu thăm hỏi, nói nàng là có thể tạo chi vật liệu, chỉ để ý tiếp tục lên cao. Càng có cái kia đinh đạo sĩ, ngơ ngác nhìn xem trong nháy mắt bị Trần Bình An chém giết hầu như không còn đầy đất thi thể, có cái kia bị phi kiếm xuyên thủng đầu lâu đạo sĩ, bại liệt dựa vào cái ghế có cái kia bị lột bỏ cả khối đầu đạo sĩ, giơ tay lên muốn đỡ lấy đầu, rồi lại cục hứng rũ xuống, có cái kia bị liền người mang cái ghế cùng nhau chặn ngang chặt đứt đạo sĩ, nàng chỉ là gắt gao nhìn thẳng đinh đạo sĩ, tự hồ tại oán hận, tại cừu hận hắn vì sao không xuất thủ cứu giúp, tiết thiên quân, biết rõ tại ta vị kia tại đạo hữu trong lòng, các ngươi những người này chính giữa, nhất tự phụ người là ai chăng? Đã đoán đúng, là ngươi, tiết trực tuế. Đây vẫn chỉ là cái phần đệm chính thức trò hay vẫn còn ở phía sau. Mũ lông chồn thiếu nữ ngồi ở nóc nhà uống rượu, chúng ta sơn chủ thật là lớn bận biệu người một cái. Trong phòng đâu chỉ là cái kia hoa nở hai đóa, đều bề ngoài một chi, giống như đầu cuồng cuồng sông lớn, trong lúc bất tri bất giác, đã sớm phân ra hơn mười đầu chi mạch. Trần Sơn chủ lấy phù. Đối với phù. Trần Tông Sư lấy quyền pháp đối với đạo pháp, Trần Ẩn Quang lấy kiếm thuật đối với phù. Trần Đạo Trưởng lấy lôi pháp đối với đạo pháp. Như đang ở trường làng Trần Tiên Sinh tóm lại chính là lấy đạo lý giảng đạo lý, tạ à, cậu cảm thấy Trần Bình An nếu ngày nào đó đưa thân phi thăng cảnh, chính mình nếu như còn không có đưa thân 14 cảnh mà nói, thật đúng là không nhất định dám nói thắng hắn a. À. Mà cái kia Trần Bình An chân thân, chỉ là tản bộ đi lầu trúc, ngồi ở sườn dốc bờ, đỉnh đầu ngồi cái hoa sen tiểu nhân, cùng một chỗ du nhiên xem mây qua lại. p F tét lẫn quá a à e chịu khó qua web khác đọc cười mỉm, người đang trong núi đi, gió nổi lên tiếng thông reo, như nghe thấy kiếm kích kêu, sườn dốc ngoài chim hướng chim trên bay, mây từ trong mây lên, áo đen tiểu cô nương một đường tuần sơn đi tới sườn dốc bờ, cũng cùng lấy hai con ghẻ chu thủ tịch, mễ đại kiếm tiên, ngồi xuống, tiểu mễ lập bắt đầu phân phát hạt dưa, dù là không cần mở miệng ngôn ngữ, ai cũng chưa phát giác ra bầu không khí lúng túng. Trần Bình An gặm lấy hạt dưa, đột nhiên hỏi cái cổ quái vấn đề, đã từng chi khương thượng chân trở thành hôm nay chi chu thủ tịch, có thể hay không có rất lớn tiếc núi. Ngọc Khuê Tông cửu dịch phong phong chủ, bắt câu lô châu khương tạc, ngẫu hoa phúc địa xuân triều cung chu phì, từng tại vân cuộc phúc địa đại khai sát giới khương thị gia chủ, thư giãn hồ chân cảnh tông bên trong khiến giả tu lưu lão thành cũng không dám có chút dị tâm khương tông chủ, thần truyện phong trong tổ sư đường bị ném cái ghế khương thượng chân. Khương thượng chân muốn thích ứng cùng dung nhập núi lạc phách, chẳng khác nào là ở nhân nhượng núi lạc phách chẳng khác nào khương thượng chân không còn là trước kia chính là cái kia khương thượng chân phiền toái nhất địa phương ở chỗ trên núi lạc phách người thông minh số lượng cũng không ít khương thượng chân nếu như chỉ là ngụy trang núi lạc phách trong ngoài là hai người liền lại chẳng khác gì là bằng mặt không bằng lòng quan hệ đã định trước không lâu dài vì vậy tu hành làm người đều tùy tâm sở dục cũng không bị ép làm lấy hay bỏ khương thượng chân giống như nhất định làm một cái hai chọn một khương thượng chân cười đến không ngậm miệng được lúc trước tại đồng diệp châu cùng thôi tông chủ gặp lại hắn cũng hỏi qua ta vấn đề tương tự không hổ là tiên sinh học sinh đều có không sai biệt lắm tâm tư trần bình an hỏi lúc ấy ngươi đáp án là cái gì khương thượng chân cười nói đã quên trần bình an cũng không hề truy vấn bắt đầu nói sang chuyện khác đừng vội mà hồi đồng diệp châu đi khương thượng chân gật đầu nói ta thế nhưng là thượng tông cấp cao nhất tiểu mễ lạp nhìn về phía mễ dụ thò tay ngăn tại bên miệng đè thấp tiếng nói nói ra dư mễ dư mễ chu thủ tịch điểm con ngươi vốn còn muốn giả bộ cái ngốc mễ dụ đành phải bất đắc dĩ nói ẩn quan đại nhân nếu như lão già điết đã đến có thể hay không khiến hắn làm thanh bình kiếm tông cấp cao nhất cung phụng a ta nguyện ý nhượng hiền trần bình an cười nói đừng nếu như một lần nữa cho lão già điết thêm phó trọng trách hắn khả năng sẽ phải cuốn gói chạy trốn rồi mễ dụ còn không hết hy vọng ta đi khuyên nhủ trần bình an tức giận nói ngươi coi như cá nhân đi mễ dụ đành phải thôi khương thượng chân cười hỏi sơn chủ nghĩ kỹ sắp chia tay lễ vật rồi hả trần bình an gật đầu nói vừa đúng có chút vốn liếng nhân thủ một lá bùa chú mễ dụ ho khan một tiếng trần bình an lấy lại tinh thần thất sách thôi đông sơn đã từng nói một câu rất thôi đông sơn mà nói đại khái ý là hắn người học sinh này chỉ là am hiểu phá hủy lòng người trần bình an cái này tiên sinh nhưng là am hiểu tu bổ lòng người câu này tán thưởng đến cùng có vài phần thành tâm trần bình an cũng không đi miệt mài theo đuổi nhưng mà trần bình an đem thôi đông sơn những lời này nhớ kỹ rất lao trở thành một câu vô cùng có sức nặng nhắc nhở thậm chí là gõ vì vậy trần bình an một mực ở đám tự vấn lòng tiên sinh lời nói và việc làm đến cùng xứng hay không chính mình học sinh những lời này cái này rất trần bình an rồi đại khái cái này là trần bình an sở dĩ là trần bình an nguyên do một trong khương thượng chân hỏi nghe nói sơn chủ nhu cầu cấp bách kim tinh đồng tiền trần bình an cười nói tạm thời đủ rồi khương lão tông chủ thật vất vả tích lũy ở dưới điểm này danh tiếng thanh danh cũng đừng tiêu xài mất hôm nay thiếu đấy tiêu tiền đều mua không được dường như khó làm khương thượng chân ngầm hiểu nói là cái kia trảm long đài chất liệu đá mài kiếm vật ấy, đối với kiếm tu mà nói, thật không ngại nhiều, không phải là kiếm tu đấy, cũng nguyện ý trân tàn, điển hình vô giá không thành phố, kiếm tu phi kiếm số lượng, cũng không tuyệt đối cùng sát lực cao thấp, tương lai thành tựu móc nối, tại kiếm khí trường thành, chỉ có một thanh bổn mạng phi kiếm, có thể đục thủng mang hoang đại trận kiếm tiên, đã qua vạn năm, có khối người. Nhưng mà thế gian không có bất kỳ một vị kiếm tu, sẽ ghét bỏ chính mình nhiều ra một thanh phi kiếm có được hai thanh bổn mạng phi kiếm kiếm tu số lượng không nhiều lắm so với tại một thanh đấy số lượng đã bày biện ra sườn đồi kiểu giảm bớt mà nhiều đến ba cái phi kiếm kiếm tu tại kiếm khí trường thành lịch vạn niên trên lịch sử không thể nói là có thể đến được trên đầu ngón tay nhưng nếu như cho nghĩ mát hành cung một trang giấy như thế nào cũng là ghi bất mãn tên đấy ngọc khuê tông cái kia trong lịch sử trẻ tuổi nhất cửu dịch phong phong chủ thiếu niên khâu thực hắn thì có ba cái bổn mạng phi kiếm chính đứa nhỏ chính giữa nhìn không nhất thu hút diêu tiểu nghiên, nàng cũng có ba cái. Hạo nhiên ba tuyệt một trong kiếm thuật Bùi Mân, càng là có bốn thanh, Bùi Mân cũng là Trần Bình An hiện nay đang biết phi kiếm số lượng nhiều nhất kiếm tu. Khương Thượng Chân nói ra, kiếm tu chỉ có nói đến cái này, mới có thể cảm thấy chỉ có một thanh bổn mạng phi kiếm, còn thừa lại điểm chỗ tốt rồi. Mễ Dụ lấy tiếng lòng hỏi, ẩn quan đại nhân, ta cùng Chu thủ tịch nghênh ngang phản hồi đồng Diệp Châu, lại trọng đạo đi một chuyến lông núi mễ đại kiếm tiên lời thuyết minh chính là chúng ta vụng trộm chặt bỏ mấy khối trước giải quyết khẩn cấp trần bình an tức cười nói lão tử hôm nay chính là đại ly quốc sư người cho ta trọng đạo cái thử nhìn một chút mễ dụ mắt nhìn khương thượng chân biển thủ loại sự tình này chu thủ tịch chẳng phải làm được nước chảy mây trôi khương thượng chân nói ra kiếm tu mỗi dùng xong một khối đá mài kiếm thế gian tự ít đi một khối trảm long đài xác thực khó làm vu huyền có tiền có cảnh giới có thân phận có công đức có danh tiếng một vị luyện khí sĩ nên có làm cho người hâm mộ đấy vu huyền đều có hơn nữa còn đều so với người khác nhiều mặc dù các mặt xa xỉ như thế lúc trước cùng trần bình an nói đến trảm long đại mua bán lão chân nhân cũng rất là khó xử không dám có bất kỳ đánh cược chỉ có thể nói giúp đỡ tại bằng hữu cũ bên kia đề một miệng bắt cầu dắt mối bọn hắn có chịu hay không bán sẽ lấy giá cả như nào bán đều được xem duyên phận đại ly hộ bộ bí lục giáp sáu núi, trấn nhỏ tên tục Long núi. Ở đây khai sơn đấy, có bốn phương thế lực, đại ly tống thị, Nguyễn Cung, Bảo Bình Châu hai vị binh gia tổ định miếu phong tuyết cùng núi chân vũ. Núi này phong cấm gần 30 năm, cửa khẩu cùng trận pháp, tầng tầng lớp lớp, đề phòng xâm nghiêm, chưa cho phép tự tiện vào núi người trảm lập quyết. Đợi đến lúc Trần Bình An hôm nay nhiều hơn một cái đại ly quốc sư thân phận, đương nhiên có thể tự do xuất nhập chẳng qua đại ly triều đình chỉ phụ trách giúp đỡ khai sơn trần trụi ra cái kia mảnh trảm long đài cũng không tham dự chia cắt những thứ này thuần túy nhất đá mài kiếm vốn thuộc về miếu phong tuyết cùng long tuyền kiếm tông trảm long đài kỳ thật đã là cái xác không cực lớn trả giá đã nhận được phong phú thù lao ví dụ như miếu phong tuyết tổ sư liền bí mật đã nhận được một đạo viễn cổ kiếm thuật bằng này đưa thân tiên nhân đồng thời này kiếm mạch có thể cho kiếm tu trực chỉ ngọc phát có thể làm cho kiếm tu tại khai phủ kết kim đan từ nguyên anh phá cảnh đưa thân ngọc phát cảnh, tại đây ba đại tu đạo quan ái trên, giống như thần trợ, dựng lên cây cầu dài, nhỏ đi rất nhiều lực cản. Kể từ đó, cái gọi là trực chỉ, danh xứng với thực, mà Nguyễn Cung tại nhìn thấy lão kiếm đầu sau đó, cũng đã nhận được một môn không thể tưởng tượng đúc kiếm thuật, ở trước đó khai thác tất cả trảm long đài, thân là đại ly tống thị hoàng gia cấp cao nhất cung phụng Nguyễn Cung, chỉ còn lại một phần nhỏ, lưu lại tác giả nắm chắc. Long Tuyền Kiếm Tông dù sao cũng là một tòa kiếm đạo tông môn, còn lại đại bộ phận đều đưa cho Đại Ly Triều Đình, mà Đại Ly Hoàng đế lại qua tay đưa cho giúp đỡ chế tạo kiếm thuyền, núi cao độ thuyền mặt gia, làm gán nợ, mặt gia cự tử hôm nay tại mang hoang thiên hạ chế tạo tòa thành kia, là quan trọng nhất trụ cột nguyên liệu chính là trảm Long Đài, cho nên hôm nay còn không có thất bại hết sạch tổ nghiệp đấy, cũng chỉ còn lại có núi chân vũ rồi. Viễn cổ thiên đình có hai tòa hành hình đài, trong đó một tòa liền kêu trảm Long Đài, lên trời một trận bị đánh nát rời xuống nhân gian lớn nhất hai khối chính là ly châu động thiên long núi cùng kiếm khí trường thành ninh phủ ngọn núi kia đỉnh xây dựng đình nghỉ mát tiểu sơn dựa theo thuần dương lữ nham lời nói Long núi cổ xưng rất nhiều có thực ẩn trời mũi máy xe gió lều đèn chờ cách nói trong núi đã từng có một tòa động thiên quát thương động là cổ đất thuộc giới là quan trọng nhất một chỗ phong thủy bảo địa mà ninh diêu năm đó đã từng giao phó đảo huyền sơn người giữ cửa trương lộc đưa cho quán tước khách sạn trần bình an một khối hình như dài mảnh tấm nhiên mực trảm long đài trong đó một mặt chữ khắc vào đồ vật thiên chân nghĩ đến thì có trời mũi thực ẩn đều lấy thứ nhất tổ từ dụng ý đợi đến lúc trần bình an nghe nói lưỡng nham tiết lộ thiên cơ liền đi hỏi qua ninh diêu ninh diêu kể chuyện xưa đưa ra vật ấy chính là lão đại kiếm tiên ý tứ chỉ là trần thanh đô lúc ấy tại ninh diêu bên này đánh giá trần bình an lý do thoái thác không quá nghe được lão đại kiếm tiên nói cái kia nghèo kiết hủ lậu tiểu tử, lớn lên màu đen không lựu mùa thu, thật là không tuấn, tuy nói một đôi mắt coi như sáng ngời có thần, thực sự nổi bật lên hắn càng thêm đen rồi, bộ dáng xấu là xấu xí một chút, nhưng bất kể thế nào nói, thiếu niên vũ phu, có thể vạn dặm xa xôi vượt biển đi xa, ở đằng kia giao long câu đều thiếu chút nữa đem mạng nhỏ ném đi, qua đảo Huyền Sơn, liền vì cho ninh nha đầu ngươi đưa kiếm, gặp mặt, uống chút ít rượu. Liền dám nói thích ngươi, truy cầu ngưỡng mộ trong lòng nữ tử không biết xấu hổ, cái kia tiểu tử là được tinh túy đấy, huống chi trên người còn có một luồng sự dẻo dai, không kém. Nếu như hắn thích ngươi, ngươi cũng không ghét hắn, như thế nào đều nên tỏ vẻ tỏ vẻ, ta xem cái kia khối chém long thạch liền rất tốt, hắn quê hương thì có vật ấy, tham tiền đã hiểu được vật ấy quý giá rồi, hắn hôm nay còn không phải luyện khí sĩ, càng không phải là kiếm tu, nếu là hồi hương trên đường. Tỷ như ở đằng kia thối lỗ mũi trâu ngẫu hoa phúc địa, tiểu tử may mắn xây dựng lại trường sinh cầu, hắn ngày nào đó thiếu tiền, vì phá cảnh, liền cam lòng giá cao bán đi, hoặc là vùng trộm cùng người nào cầm vật ấy, nói rõ người này mắc nghèo tâm không chừng, tuyệt không phải lương phối, thực tế về sau vạn nhất đã thành kiếm tu, bị cảnh giới cùng luyện kiếm làm cho hấp dẫn, vùng trộm tiêu phí phương này trảm long đài. Ninh nha đầu cũng đừng để bên ngoài hoa ngôn xảo ngữ của hắn làm cho giấu kín, loại nam nhân này, như cũ không được. Lúc ấy Ninh Diêu nghe được lông mày thẳng nhăn, chỉ là chờ trần thanh đô nói xong mới cho ra ý nghĩ của mình cùng đáp án ta không muốn như thế thăm dò hắn hắn cũng không cần như thế bị thăm dò nếu như nói những lời này đấy không phải là lão đại kiếm tiên ninh diêu sẽ đổi một cái trực tiếp hơn lời nói đây là nàng đang vũ nhục trần bình an cũng là ninh diêu lãng phí chính mình trần thanh đô lúc ấy cười đến không được cảm khái một câu chữ tình không thể địch ninh diêu không ngoại lệ thiếu niên thiếu nữ qua lại ưa thích thật là đẹp tốt sau đó lão đại kiếm tiên mới nói một cái ninh diêu nguyện ý tiếp nhận lý do nói vật ấy giấu dếm một môn không nhỏ cơ duyên tại trần bình an tương lai tu hành có trợ tiểu tử kia tương đối thông minh nói không chừng ngày nào đó có thể thông suốt nghĩ ra trong đó huyền cơ nhưng mà ngươi không thể nhắc nhở hắn một nhắc nhở liền lạc đề vạn dặm rồi một môn cơ duyên lão đại kiếm tiên ngươi dù là đổi lại cách nói nói là một môn văn tự duyên ta khả năng cũng sẽ suy nghĩ nhiều vài phần a nếu không cái này ninh diêu đưa tặng đến ước tính vật ta khẳng định không làm hai nghĩ cơ duyên có thể cùng ninh diêu cùng một chỗ chính là lớn nhất duyên phận rồi ngoại trừ mỗi lần nhớ lại chứng kiến thiên chân cùng ninh diêu chính là đơn thuần nghĩ nàng còn có thể nghĩ cái gì còn có thể nghĩ cái gì đại khái cái này là cái gọi là duyên pháp chưa tới đừng nói là cầu mà không được như thế nào cầu cũng không biết thậm chí căn bản không biết cần phải có yêu cầu. Dù là cùng Ninh Diêu sau đó phân tích, Trần Bình An đại khái xác định lão đại kiếm tiên cái gọi là không nhỏ cơ duyên, chính là kia tòa quát thương động thiên cùng cái kia nữa tòa trảm long Đài, mặc dù bỏ lỡ, cũng không có gì. Hắn Thủy chung chưa từng bỏ qua nàng. Xa nhớ năm đó, tại kiếm khí trường thành, các ngươi tưởng rằng tại quán rượu cùng bằng hữu uống chút rượu, Ninh Diêu sẽ không để cho ta vào cửa, đương nhiên không phải là sự thật, mười phần sai tên khốn kiếp nào dám hiểu lầm ta ta khiến cho ai biết cái gì gọi là người đọc sách cái gì gọi là ta quê hương trấn nhỏ dân phong thuần phát đó là ta chính mình không muốn vào cửa có được hay không ngoài cửa mát mẻ say khước nhưng nằm ngủ gật có nhiều phong vị cùng canh cổng nạp lan ông nội cùng một chỗ trò chuyện chút ít lão hoàng lịch cực kỳ có ý tứ núi chân vũ xem ra nội trong năm nay hay là muốn đi một chuyến rồi thứ nhất là nói một chút cái kia mảnh cảm long đài nhìn xem có hay không thương lượng chỗ trống quan trọng hơn đấy trần bình an là muốn gặp một lần mã khổ huyền cái vị kia hộ đạo nhân người này tự nhiên không phải là cái gì ác nhân hắn thậm chí cùng rất nhiều trên núi người tu đạo đều không giống vậy đương nhiên tại ly châu động thiên bên trong hắn càng không có gì làm khó dễ cùng tính toán trần bình an chỉ là đối phương đã từng đem cái nào đó đạo lý đặt xuống tại dày rơm thiếu niên bên này hôm nay đã là sơn chủ trần kiếm tiên liền mang theo đạo lý này đi gặp một lần hắn sự tình rất đơn giản lần trước tổ sư đường nghị sự sau khi chấm dứt trần bình an lại đi cửa hàng áp tuế cùng thạch trưởng quỷ theo như lời kiểm tra sổ sách cái kia ưa thích làm nhỏ người câm lại truyền đệ tử chu tuấn thần hôm nay gặp mặt tuy rằng còn là không có gì khuôn mặt tươi cười nhưng mà đều chủ động hô trần bình an một tiếng sư phụ của thầy rồi trần bình an chỉ biết gật gật đầu ừ một tiếng trong nội tâm kỳ thật đẹp hư mất thạch nhu bí mật hãy cùng nhỏ người câm nói nhìn ra được Trần Sơn chủ thật cao hứng ngươi có thể chủ động gọi hắn sư phụ của thầy. Nhỏ người câm biểu môi, nói sư phụ của thầy là bận biểu đại sự người, tâm tình nơi nào sẽ bởi vì này chút ít sự tình có phật phòng. Chẳng qua đứa nhỏ ngoài miệng thì nói như vậy, tâm tình thật là tốt đấy, bởi vì hắn đứng ở trên ghế đẩu đọc sách thời điểm, toàn bộ người trạng thái, đều là thả lỏng đấy. Đứa nhỏ sẽ không là cái loại này giống như co rút ở nơi hẻo lánh cẩn thận từng ly từng tí xem thế giới bộ dáng trần bình an nhìn như tùy ý hỏi một câu về viên hoàng sự tình khương thượng chân nói tiểu tử này thiệt tình không tệ tư chất tâm tính đều tốt rất thích hợp đến núi lạc phách đặt chân đấy tương lai võ học thành tựu đoán chừng sẽ không so với chung thiến tào nghịch thấp kỳ thật trần bình an là hy vọng thông qua viên hoàng phản chứng một chuyện núi lạc phách hôm nay bầu không khí cùng ta vị này sơn chủ không quan hệ nửa khối đồng tiền quan hệ đều không có gia hỏa này ở trên núi trước cũng đã rất biết nói chuyện nếu như viên hoàng là như thế như vậy chu thủ tịch cổ lão thần tiên các ngươi cũng là như thế bởi vậy chứng minh nhà ta trong núi bầu không khí như thế nào cùng ta có quan hệ gì đâu không thể nói trước cũng là ngươi đám ảnh hưởng tới ta đâu khương thượng chân ở đâu rõ ràng trong này quanh co lòng vòng lúc trước ở kinh thành lại bộ thị lan tạo canh tâm đã đến một tay cầu phú quý trong nguy hiểm như nguyện đã trở thành đại ly địa chi nhất mạch lĩnh tụ rốt cuộc đã có thi triển khát vọng càng lớn chỗ trống vị này tiền nhiệm hầm lò quan đốc tạo tự cho là đúng đang tiến hành một trận áp lên thân gia tính mạng đánh cược không ngờ lựa chọn của hắn đã sớm là thôi sàm trong dự liệu sự tình bởi vì viên hóa cảnh đã chứng minh việc này quốc sư thôi sàm quả thật có lời nói gửi cho trần bình an nói tạo canh tâm là một cái dường như thích hợp người chọn lựa chỉ cần hắn dám đánh bạc ngươi trần bình an khiến cho hắn đảm đương địa chi tu sĩ bên ngoài lĩnh tụ có thể miễn đi rất nhiều hỗn loạn công việc vặt phân tâm chỉ là nhớ kỹ khiến hoàng tử tống tục cùng tạo canh tâm qua lại cản tay trong tối ngoài sáng cũng không có thể quá mức hòa hợp êm thấm không có gì dị nghị chính là một cái từ từ một nát lạc lối nhưng mà viên hóa cảnh đang nói ra cái này chân tướng trước hỏi trước trần bình an hai vấn đề thứ nhất như thế nào đối đãi mười năm một lần sơn thủy xem xét kế một chuyện thứ hai sẽ xử trí như thế nào sông lớn đổ ra biển phía nam đại ly vương triều bên ngoài các quốc gia bị trấn áp thần núi thần sông Trần Bình An từng người cho ra đáp án, Đại Ly Triều Đình Cảnh Nội Sơn Thủy kiểm tra đánh giá, sửa 10 năm vì 30 năm. Từ Bảo Bình Châu vùng phía Nam các nước tuyển chọn ra một bộ phận thần núi thần sông, cho bọn hắn một cái lấy công chuộc tội cơ hội, dùng để hòa hoãn vùng phía Nam nửa châu cùng phương Bắc một quốc gia Nam Bắc quan hệ. Cái này giống như một trận kiểm tra, ra đề một quan chủ khảo là thôi sàm, viên hóa cảnh chỉ là chấm bài thi quan, Trần Bình An đáp đúng có trả lời lời bình đáp sai rồi thì có đáp sai kiểm tra đánh giá nếu như làm đại ly quốc sư người kế nhiệm trần bình an cái gì thôi sàm trước chính sách cũng không làm bất luận cái gì sửa đổi viên hóa cảnh có thể cái gì cũng làm không biết trần bình an cười hỏi thăm có phải hay không mỗi một vị địa chi tu sĩ đều có dấu từng người nhiệm vụ chờ đợi mình làm ra quyết định gì lại đến phụng chỉ gõ chính mình viên hóa cảnh lắc đầu nói không biết trần quốc sư có bản lĩnh liền chính mình đến hỏi ra đáp án không nhất thiết ở chỗ này lôi kéo ta mà nói. Thấy viên kiếm tiên như thế lấy chân thành đối người, Trần Sơn chủ rất là vui mừng, vì vậy có qua có lại mới tọa lòng nhau, chính miệng nhận như viên kiếm tiên nếu là ở bái kiếm đại bế quan thất bại, hết thảy linh khí tiêu hao núi lạc phách không thu một viên tuyết hoa tiền. Viên hóa cảnh tại chỗ mặt màu đen, may mà đến rồi bái kiếm đài, thường xuyên cùng cái kia cam đường cung phụng thỉnh giáo kiếm thuật, thu hoạch tương đối khá, nhất là trong lúc tà cẩu không biết là gì nguyên do, vậy mà chủ động mở miệng chỉ điểm viên hóa cảnh hai ba câu khiến viên hóa cảnh sáng tỏ thông suốt nói là nghe nàng rải rác mấy câu còn hơn mười năm khổ tu công nửa điểm không khoa trương viên hóa cảnh ở đây bế quan phá cảnh chi tâm càng kiên định coi như là núi lạc phách đuổi hắn đi cũng không đi rồi lúc ấy tà cẩu cũng không phải cảm thấy viên hóa cảnh tư chất như thế nào đáng giá nàng chỉ điểm vài câu gì gì đó không thể nào cũng không thể khiến tiểu mạch đã hiểu lầm tạ cẩu thuần túy chỉ là chịu không được kẻ đần làm chuyện điên rồ, đem vô cùng đơn giản tu hành luyện kiếm, cứ phải khiến cho phức tạp như vậy, làm cho nàng ở một bên nhìn xem thực sốt ruột. Cái này giống như trường tư mông đồng tại làm một cái đơn giản nhất toán thuật đề, một thêm chín hai thêm tám ba thêm bảy, cũng chờ tại mười A, ngươi cái này nhỏ nguyên anh, thế nào cái cứ phải một thêm hai thêm ba gì gì đó, mấu chốt là một cái không cẩn thận còn nhiều bỏ thêm cái một hai ba đấy, lại đến cái phép trừ thậm chí là nhân chia, ngươi cái này luyện kiếm đường nhỏ, ngược lại là chỉnh được rất hoa tiếu A, à. thấy được tạ cẩu hận không thể đem viên hóa cảnh đầu đè xuống đất, là 10 A, à. nàng xem liếc đã biết rõ đáp án là 10, tư chất ngươi lại kém, não lại đần, cũng không nên làm như vậy chính mình A. À. Ngay từ đầu tạ cẩu còn lo lắng đã hiểu lầm vị này viên kiếm tiên, là không phải cố ý đem đơn giản vấn đề phức tạp hóa, nàng xem trong chốc lát, phát hiện thật không là, chính là người trẻ tuổi não có vấn đề, đồng dạng là kiếm tu, đồng dạng là thiên tài, dù là đồng dạng là dựa theo trăm năm đạo tuổi đến tính toán. Viên hóa cảnh nhìn qua vấn đề này không đơn giản, kỳ thật thật sự rất khó, tạ cậu mới nhìn vấn đề này không khó, kỳ thật vấn đề này càng đơn giản. Đến nỗi ninh diêu. Nàng khả năng nhìn không tới vấn đề gì không hỏi đề đấy. Muốn nói chúng ta vị kia trần sơn chủ, đại khái là vô cùng có kiên nhẫn, bất kể như thế nào nhân chia cộng trừ, đều muốn thử đi thử lại xem thử, cố ý lượn quanh đường xa, dù sao đều cho ra cái kia chính xác đáp án. Bất kể như thế nào, viên hóa cảnh đến rồi núi lạc phách lại đến bái kiếm đài, đã nửa điểm không cảm giác mình là cái gì thiên tài, quả nhiên luyện kiếm còn cần cần cù. Trần Linh Quân một mình lắc lư đến nơi này bên cạnh, nhìn thấy một đám lớn ngồi ở đó cắn hạt dưa, oán trách không thôi, như thế nào không mang theo chính mình. Khương Thượng Chân nói ra, Sơn Chủ cần bế quan một đoạn thời gian, trường làng bên kia dạy học, không bằng để cho ta dạy thay vài ngày. Trần Bình An mắt nhìn hắn, không nói chuyện. Mễ dù càng là thẳng lắc đầu, cái này so với nghĩ mắt hành cung còn muốn nghĩ mắt hành cung rồi, Chu thủ tịch vì tại tiểu mạch bên kia tìm về một chút tràng tử, có chút chó cùng rất dậu, không từ thủ đoạn rồi. Trần Linh Quân vỗ vỗ Chu thủ tịch cánh tay, đừng xính cường, ngươi cũng không phải là cái này khối nguyên liệu, ta cũng không phải là cái loại này có mới nới của người, tiểu mạch cho dù tốt, Chu thủ tịch ngươi cũng rất tốt sao? khương thượng chân nhưng là ít thấy thần sắc chăm chú mỉm cười nói các ngươi đại khái không biết ta còn trẻ lúc thì có giấc mộng nghĩ cho tới bây giờ xấu hổ nói ra miệng chính là tại người nào cũng không biết khương thượng chân là của người nào hương giả phố phường giang mở một nhà hiệu sách hiệu sách bên cạnh có tòa trường tư ta làm tiên sinh dạy học của ta giấc mộng này tuy rằng đã không phải thiếu niên nhưng mà còn rất trẻ tuổi sơn chủ ngươi muốn là lo lắng ta so với ngươi dạy được rất tốt vậy làm như ta chưa nói. Trần Sơn chủ tự mình đóng cửa tiếp khách phủ đệ bên kia, nhưng là không còn sườn dốc vờ bàn đá như vậy bầu không khí dung hiệp. Một lời không hợp liền ý thế hiếp người, khá lắm gia đại nghiệp đại Trần Sơn chủ, khá lắm bạo được đại danh Trần ẩn quan, làm đấu nhiên phái trưởng môn cao độ, điền cung đột phá gặp dị tượng, gặp nguy không loạn, trước lấy phù trận hộ thân, lại tế ra vài món linh bảo, chiếu rọi được xung quanh trăm trượng quan minh, xua tán sương mù, mở miệng hỏi, Trần Sơn chủ ý muốn như thế nào? Cái thằng kia như cũ giả thần giả quỷ, không muốn hiện ra chân thân, hỏi lại một câu, không bằng đổi lại càng có ý nghĩa vấn đề. Điền cung một bên ổn định đạo tâm, một tay bấm niệm pháp quyết, từ trong tay áo lướt đi một đầu dài đạt trăm trượng hỏa phù lục hàng dài, du duệ nơi, lại từng cái sương mù càng quét không còn, lờ mờ có thể thấy được, đưa thân vào trên mặt nước, nhìn kỹ phía dưới, mỗi một cái vằn nước dường như đều là một đạo cổ phù. Điền cung trong lòng rung động không thôi, là núi lạc phách một tòa có sẵn phù trận, bị Trần Bình An lấy ra hay dùng, còn là thần không biết quỷ không hay tạm thời khởi trận. Điền cung trầm mặt một lát, sau lưng còn bày biện cái kia trương chỗ ngồi, rốt cuộc hậu tri hậu giác, cười lạnh hỏi, Trần Sơn chủ an bài chúng ta ở tại nơi này tòa tòa nhà, chẳng lẽ chính là vì giờ khắc này khoe khoang phù pháp? Chỉ là muốn biết rõ đấu nhiên phái khai sơn nhất mạch tổ sư bùa chú, hỏa giao vượt sông phù, đến cùng có thể một mạch lướt đi rất xa, vượt qua rộng bao nhiêu mặt nước. Trần Bình An tiếng nói từ phía sau lưng truyền đến, coi như liền đứng ở cái ghế bên kia, điền cung khống chế cái kia bù chú rộng lửa, hùng hổ, lấy nhanh như chớp xu thế hướng sau đánh tới. Điền cung ngơ ngẩn quay đầu, chỉ thấy cái kia một bộ áo dài thanh sam, đích đích sát sát liền đứng ở cái ghế phía sau, hai tay đặt lên cái ghế đỉnh, cười nhìn về phía chính mình mà cái kia thẳng đến áo xanh mà đi bùa chú rồng lửa, chẳng biết tại sao, càng lúc càng nhỏ, cự ly này Trần Bình An càng gần, quy mô càng nhỏ, rõ ràng nhìn như khoảng cách Trần Bình An cái trán chẳng qua hơn thước, khí thế to lớn rồng lửa thủy chung chưa từng ngừng, nhưng mà cái kia Trần Bình An có mắt không trồng, giống như chắc chắc cái này cái phù lục căn bản không cách nào chạm đến bản thân, theo lý thuyết. Cái này cái phù lục qua trong giây lát sớm đã lướt đi hơn 10 dặm lộ trình, Ước chừng là chỗ này phù trận tiểu thiên địa bên trong vẫn còn tầng một cảnh giới, chắn giữa hai người, như một đạo rảnh trời, khó có thể vượt qua. Trần Bình An không chút sức mẻ, ghé vào cái ghế bên kia, lão thần khắp nơi nói, nếu là bù chú có thể nói chuyện, ta đây cái này cái phù, có thể làm cho ngươi cái này cái phù, không ngừng kêu khổ, có nhìn như chậm chễ thước kỳ thực chân trời góc biển thất bại cảm giác, dạy người nản lòng thoái chí. Điền cung im lặng không nói. Trần Bình An mỉm cười nói, ta có một phù, có thể cho hỏa giao vượt sông phù, luôn cố gắng cho giỏi hơn, nếu như núi giao đi lấy nước thành rộng lửa. Điền cung nổi giận nói, ngoại đạo cùng ngôn. Trần Bình An cười hỏi, nếu như hỏa giao đã định trước khó có thể vượt sông, đi lấy nước thành công. Chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không ngại đoán xem xem, ta đây cái phù lục, là một cái cái gì tên, Điền cung không tình nguyện cho ra trong lòng suy đoán, thước trùy phù cao nhân có cao lời nói, đại nhân có đại ngôn, cổ mây một xích chi trùy, ngày lấy kia nữa, muôn đời không kiệt, làm đấu nhiên phái nhất si mê tu hành đạo sĩ, điền cung điểm ấy nhãn lực cùng học thức vẫn phải có. Trần Bình An gật gật đầu, đã đoán đúng. Lại có đoán xem xem, lá bùa là làm bằng vật liệu gì, điền cung chậm rãi nói ra, luyện sạch âm sông dài vì lá bùa, cho nên có khác công hiệu, có thể lấy phù luyện phù, như là đi lấy nước. Cái này phù pháp, là phi tiên cung chồng phù một đạo tinh diệu chỗ. Trần Bình An cười hỏi, một gốc cây đạo cây mở ngũ hoa, đấu nhiên phái cùng phi tiên cung bất đồng tông, đến cùng đồng nguyên, cùng bái một vị tổ sư gia, biết rõ chồng phù có trọng dụng, vì sao không đi lẫn nhau lĩnh hội. Điền cung muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không phản bác được, khuôn mặt lạnh lùng thiếu niên hương đồng. Bị lưng hạt ngọn núi Dương Huyền Bảo Vinh dự phù pháp tạo nghệ gần nhất vu huyền tu đạo thiên tài, bị cái kia lớn như núi núi cao màu vàng bàn tay. Trấn áp tại chân núi bình thường, hai chân ngồi xếp bằng, tế ra vài kiện bổn mạng vật, khó khăn lắm nâng cái kia trương. Chữ Sơn Phù Một bộ áo xanh ngồi sống cách đó không xa, hút mây nhả khói, trong lúc tượng người ngươi lấy tẩu thuốc nhẹ nhàng dập mạ, hương đồng liền muốn mặt đỏ tới mang tay vài phần, càng cố hết sức vài phần. Trần Bình An cười hỏi một câu, đồng hương cũng tốt, hương đồng cũng được, đều là thiên tài, nếu là thiên tài, Chắc hẳn xem vài lần sẽ học được, ta nghe nói Đạo Phù Sơn thường xuyên tổ chức đạo sẽ, năm tông đệ tử đều diễn tập phù pháp, luận bàn đạo pháp, lấy thừa bù thiếu, ngươi vì sao không có nắm giữ đấu nhiên phái mấy tay khai sơn phù? Chẳng lẽ nói ngươi một lần đều không có tham gia, cảm thấy năm tông đệ tử chỉ có mình là thiên tài? Có thể thành Vu Huyền thứ hai? Ai cho ngươi sự tự tin như vậy? Sư Tôn Dương Huyền Bảo hay là bởi vì nàng mang ngươi đặc biệt đi qua mấy lần vân mộng động thiên? Hương đồng mặt sắc mặt xanh mét, thiếu niên dù sao ít thấy ra ngoài, vắt hết ốc môi ruột gan, thật vất vả mới mắng vài câu tự nhận là là lời mắng người đi. Trần Bình An cười nói, mắng thêm vài câu, đang ở trong núi không biết núi, cũng không biết cái gì gọi là lưng hạt ngọn núi, lại càng không biết như thế nào đào phù sơn. Dương Huyền bảo bản thân tu phù pháp, là mọi người, truyền đạo dạy đồ đệ, là nhỏ nhà nàng đem ngươi bảo hộ được quá tốt, đốt cháy giai đoạn rồi. Tương lai hương đồng hoặc là nhìn lại rối trí binh giải qua đời thời điểm, hoặc là xuống núi rèn luyện thân tử đạo tiêu ngày, trở lại lại nhìn nhân sinh đường, nâng giết hương đồng người, Dương Huyền Bảo là. Tiểu Oa Nhi, ngươi muốn không phụ lòng ngươi sư tôn Dương Huyền Bảo cưng chiều cùng chờ mong, không thể làm cho nàng một lần đau lòng liền giết ngàn vạn mừng rỡ, làm cho nàng biết vậy chẳng làm. Hương đồng hai tay run lên, cái cổ cây mũi, đỉnh đầu núi cao càng áp càng thấp thiếu niên đành phải càng ngày càng thấp đầu đáng hận nhất đấy là cái kia họ trần cố ý mỗi nói một lần liền ở trên núi lại thêm một núi dồn ép hắn giống như một lần lại một lần giống như gật đầu đồng ý dựa đạo pháp cảnh giới dám như thế nhục người hương đồng bỗng nhiên ánh mắt sáng lên chỉ thấy một vị quen thuộc nữ quan cưỡng ép phá trận phá vỡ cấm chế đi ra khỏi cửa chính đối với cái kia áo xanh nam tử dửng dưng ngôn ngữ nói trần sơn chủ mời có chừng có mực, như thế nào truyền đạo, ngươi một người ngoài, không nhất thiết đối với ta chỉ tay vẽ. Không đợi lưng hạt ngọn núi Dương Huyền Bảo nói ra người cuối cùng chân chữ, trong một chớp mắt, kiếm quan lóe lên, nữ quan đầu lâu liền đã lăn đất, nàng cặp kia con mắt cùng hương đồng vừa đúng đối mặt, hương đồng trong lòng kinh hãi dù là đã biết rõ sư phụ là giả, việc này không đúng, vẫn là trong nháy mắt đạo tâm thất thủ, núi lớn âm âm áp đỉnh, coi như chân thân nghiền làm thịt nát, hồn phách hóa thành bột mịn sau một khắc, đi, tiểu oa nhi, tạm thời chưa có cảnh giới, không còn thân phận, thuần túy lấy mắt thường phạm thai tục tử thân phận, mà ngươi xem vài lần nhân gian hồng trần, căng căng lịch duyệt, muốn lấy núi sông muôn đời rộng rãi chúng ta lòng dạ, dùng trăm ngàn lông trâu việc vặt rèn giữa chúng ta đạo tâm, dạy một cái không còn sư tôn hương đồng, như thế nào thế giới này tự xử, nhìn xem có thể hay không chỉ dựa vào chính mình, trên đời trên đường tìm gặp đất cắm dùi. Ở đằng kia đi giả núi, lỗ bích cá ngẩng đầu trông thấy đỉnh núi đám đó khí thế ngút trời vương tọa đại yêu, cẩn thủ đạo tâm, tự nói với mình trong mắt chứng kiến đều là vô căn cứ, kết quả liền có cái kia đại yêu chu yến một côn nện xuống, cuốn theo vô cùng đạo ý cùng sát cơ, lỗ bích cá trừng to mắt, vô thức vừa lui lui nữa, trường côn chống đỡ lỗ bích cá đầu, đầu kia vương tọa đại yêu cười lớn một tiếng, lắc đầu, vẻ mặt tràn đầy xem thường, hạo nhiên địa tiên chi lưu, đạo tâm quả nhiên không chịu nổi một kích, tùy tiện một côn xuống dưới đánh giết mười mấy cái vu huyền độ tôn bối phận có gì khó chu tử thụ làm ở ngoài đứng xem ta có một lời khuyên bảo ngươi không nhất thiết xem tiết trực tuế như thần minh thực tế không thể kính sợ hắn như thiên đạo đã xem trọng hắn cũng coi nhẹ chính mình tiết trực tuế ngươi thân là thiên quân một cung đứng đầu có hay không cần tự xét lại vài phần nhà khác đạo mạch thiên quân không đi nói làm vu huyền đích truyền học hắn người sinh giống như hắn người chết tự nhiên không có vấn đề, có thể nếu là làm đồ đệ đấy, một chút không giống sư tôn, hơn nữa hình thần hai không giống, sao, tiết thiên quân là muốn khi sư diệt tổ, mà chuyển biến thành A, cái kia thiên tư trác tuyệt có thể ăn phụ tăng đạo hành phá cảnh giới nữ quan bạch phượng, đã tại một chỗ bao la bát ngát hư không trong lòng giam, ăn không biết bao nhiêu trương nạn mới nghe lần đầu, thấy chưa chứng kiến quý hiếm bùa chú, nhưng mà nạn càng ăn cảnh giới càng cao, thẳng đến ngọc phát, tiên nhân, phi thăng. Nhưng mà càng ăn càng gậy, hình thần tiêu tụy, xương bọc da, nàng cảm giác mình giống như đều đưa thân trong truyền thuyết 14 cảnh, bị nàng ăn tươi ngàn vạn bùa chú có thể tùy tiện phun ra, nàng chỉ cần tiện tay ném ra một trương, nhỏ như hạt cải một hạt phụ ánh sáng, liền có thể đem viên kia khối viễn cổ ngôi sao tùy ý nổ nát vụn, hoặc là thiết cắt thành hai nửa, có thể đem một mảnh dài hẹp sáng chói thiên hạ quấy đến tinh đấu chuyển di, tùy ý đẩy, bố trí thiên tượng. Nàng thật muốn nhổ ra, đinh đạo sĩ nhìn xem trong phòng, cái kia đầy đất thi hài cực kỳ bi thảm cảnh tượng đạo tâm chỉ là hơi khởi rung động liền bình giả dối là như thế coi như là thật sự đinh đạo sĩ càng phải như vậy người tu đạo hà tất luận thiện ác đã có thiện ác thì có thị phi đã có thị phi u cư trong núi tu đạo ngay tại hồng trần trong lăng qua lăng lại chỉ sợ đạo tâm mới không thuần túy hắn xuất thân thái canh phúc địa lên núi tu đạo trước tận mắt nhìn thấy tự mình trải qua nhân gian cực khổ nhiều vậy. Đinh đạo sĩ ngồi ở tại chỗ, như cũ là co lại cổ dựa vào thành ghế lười biến tư thế, hai tay chọc vào tay áo, hỏi, Trần Sơn Chủ, cái này lấy giả làm thật huyễn kỹ thủ đoạn, khả năng dùng tại trên thân người khác, có lẽ có vài phần có tác dụng. Đối phó tiểu đạo, có thể là vứt mị nhãn cho mù loài nhìn, cái kia cầm trong tay tẩu thuốc dài, khiêu chân bắt chéo nam tử, cười nói, Đinh đạo sĩ, đại đạo lấy nhiều kỳ chết dê, học giả lấy nhiều phương bị chết, đinh đạo sĩ thay đổi cái thoải mái hơn chút ít tư thế ngồi, mệt trả trời phải không đến nổi rồi, thần sắc chăm chú nói ra, Trần Sơn chủ nếu như là nghĩ lấy lý phục người, khả năng đồng dạng chưa hẳn hữu dụng, không bằng đổi một loại biện pháp, ví dụ như lấy lực lượng phục người, tốt xấu có thể cho tiểu đạo khẩu phục tâm không phục, không giống hiện tại, Trần Sơn chủ lãng phí thời gian cùng thiên địa linh khí. Tiểu đạo cũng hiểu được Trần Sơn Chủ tại lãng phí tiểu đạo thời gian, tự như cái kia văn hà, lúc trước đối với ngươi khoe khoang cùng văn miếu cùng hy bình tiên sinh quan hệ nàng rất không cho là đúng cảm thấy tâm cảnh của ngươi không xứng với nhiều như vậy danh hiệu cũng liền chỉ là trên bàn ưa thích nói nhận thức người nào người duy nhất khác nhau nhưng mà dưới núi người nói mình nhận thức nào đó nhà giàu nhất nào đó lộ ra hoạn trên núi người nói mình nhận thức vu huyền mà thôi tiểu đạo cũng thế sự tình bất đồng lý giống nhau không công khiến tiểu đạo xem thường trần sơn chủ rồi không cần thiết đinh đạo sĩ không ngờ người nọ cho là thật gật đầu đã đến một câu vậy đổi lại cách thức cho ngươi như nguyện lấy lực lượng phục người sau một lát mặt mũi bầm dập đinh đạo sĩ nằm trên mặt đất đưa tay xoa xoa cái mũi đầy tay đều là máu tươi đinh đạo sĩ còn là cười nói trần kiếm tiên kỹ dừng ở nay, đứng ở phụ cận trần bình an cười cười ngươi chỗ dựa trận chiến người xác thực không ở ngoại vật mà tại bản thân nhanh nhẹn linh hoạt đang cầu xin đạo tâm vững chắc nếu không cũng sẽ không liền như thế nào vượt qua tâm ma thuận thuận lợi lợi đưa thân ngọc phát ngươi đều có thể nghĩ ra một cái đường tắt nói ngươi lạc lối rồi đương nhiên không tin đinh đạo sĩ thấy hoa mắt biến nằm vì đứng treo ở không trung quan sát mặt đất núi sông chỉ thấy trên mặt đất lấy một đầu dài sông vì giới xuất hiện hai cái bị nước sông cắt đứt sơn mạch xuất hiện hai loại cảnh tượng trong đó một cái sơn mạch tại nước sông một bên trăm ngọn núi kéo dài sông đối diện một nửa sơn mạch cũng chỉ có đỉnh núi cao vài tòa mà thôi, một núi nhanh hơn một núi cao, nhưng mà con đường rõ ràng. Mà đổi thành ngoài cái kia sơn mạch, từ cây cầu dài vượt qua sông câu thông sơn mạch, một bên ngọn núi rải rác, bờ bên kia nhưng là vạn trọng sơn, một núi thả ra một núi ngăn đón, chỉ là con đường khi khu, rồi lại không núi cao đứng sừng sững. Sau một khắc, đinh đạo sĩ liền đứng ở đó tòa trên cầu dài, Trần Bình An hai tay lồng tay áo đứng ở một bên, lấy phù pháp phong cấm trí nhớ lấy đường tắt vượt qua tâm ma may mắn hình cầu qua cửa ải không thể không dùng thật là tốt dùng chỉ là duy chỉ có không thể dùng tại nguyên anh đến ngọc phát cửa ải này ngươi liền không có nghĩ qua vì sao đưa thân ngọc phát cảnh vẫn còn phản phát quy chân đưa thân tiên nhân cầu thực một chuyện phòng đấy chính là ngươi loại này thông minh nhất học đạo người đinh đạo sĩ ta không cần thiết hù dọa ngươi chờ xem chờ ngươi đến rồi ngọc phát cảnh bình cảnh sẽ phải trả nợ rồi trong núi tu đạo năm tháng, không biết ngoài núi nóng lạnh thì như thế nào, ngươi rồi lại muốn gặp trăng lạnh ngày ấm, đến sắc thuốc người thọ, nhất định sẽ làm cho ngươi khổ không thể tả đấy. Đinh đạo sĩ nghe vậy, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thật sự là mọi nhà có bản khó niệm kinh, không có biện pháp nào a. À? trần sơn chủ, ngươi có chỗ không biết, ta cũng không phải là cố ý tiết lộ thông minh, mà lại là không biết làm thế nào mới ra hạ sách này. Vũ hóa sơn cao nhân xuất hiện lớp lớp, kiến thức không cạn, sẽ không có người ngăn đón ngươi. Hảo hảo khuyên ngươi vài câu, bọn hắn thật không ngờ ta có thể nghĩ ra loại này đường tắt. Đợi đến lúc phát hiện, đã thành kết cục đã định, làm sư môn trưởng bối đấy, cũng không thể đem ta đánh cho ngã cảnh, từ nguyên anh lại đi một lần đi. Trời không tuyệt đường người, vì sao không cầu tổ sư vu huyền? Ngươi cho rằng tại tổ sư là ai? Muốn gặp là gặp, cũng muốn hỏi đạo lại hỏi, ngươi có biết hay không, tại tổ sư đồ tôn thế hệ có bao nhiêu người? Một núi bốn tông môn, có bao nhiêu thủ phù lục đạo sĩ, tại tổ sư dù là ngẫu nhiên hiện thân đạo tràng lấp kim phong, lại cần hồi phục bao nhiêu phong thư, mỗi ngày tiếp kiến bao nhiêu đạo sĩ, xử lý bao nhiêu nhất định hắn tự mình phê duyệt công việc vặt, có cơ hội, có thể cầu, vì sao không cầu? Đó là bùa chú vu huyền, hợp đạo tinh hà 14 cảnh. Người cho rằng phi kiếm truyền tin một phong, hoặc là chạy tới lấp kim phong vì sao không cầu? Trở lại ta giúp ngươi cùng tại đạo hữu cầu xin một lần, chỉ này một hồi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tu đạo muốn sợ đạo tâm không thuần túy, đạo tâm không phải sợ không thuần túy, đạo lý này, đối với bất kể người khác dùng, ngươi đinh đạo sĩ rồi lại muốn thời khắc nhớ kỹ, đạo sĩ nhiên đi thân, thành tâm thành ý đánh cái chấp tay, vạn bối đinh đạo sĩ, khiêm tốn thụ giáo, ghi nhớ trong lòng. Trần Bình An thản nhiên chịu chi, cười hỏi, đinh đạo sĩ khẳng định không phải là ngươi tên thật trước kia tên không dễ nghe nói nghe một chút đinh đạo sĩ mắt nhìn tiền đồ cảnh tượng hỏi ngược lại trần tiên sinh nếu không có đạt được chỉ điểm của ngươi ta đã định trước con đường phía trước nhấp nhô trần bình an cười cười hù dọa ngươi đấy ngươi thật đúng là tin a à, cầu thực một cửa ngăn không được ngươi đinh đạo sĩ vốn là ngạc nhiên sau đó bật cười lớn rào giá trên trời trả tiền ngay tại chỗ hỏi hắn trần tiên sinh vì cớ gì ý như vậy ngôn ngữ làm lời dạo đầu, khiến tiểu đạo, văn hà, để cho chúng ta đều đối với ngươi khinh thường vài phần. Trần Bình An hỏi ngược lại, không biết tiên tri các ngươi khinh thường chỗ, nếu như biết được các ngươi coi trọng ở đâu, ta đã phải biết rằng các ngươi đám này gia phả tu sĩ cùng chung tính ở nơi nào, cũng muốn biết rõ các ngươi tính đặc thù cùng từng người sai biệt. Đinh đạo hữu, ngươi tu đạo một chuyện, có phần không tục khí, đến nỗi truyền đạo một chuyện, còn kém xa lắm. Hôm nay có hay không thu đồ đệ? Đinh đạo sĩ cười nói, tạm thời còn không có thu đồ đệ, còn có, trần tiên sinh cũng đừng có gọi ta là đạo hữu rồi, vãn bối hôm nay còn tưởng là không dậy nổi. Trong phòng một đám đạo sĩ, liên tiếp, từng cái phản hồi chân thật hoàn cảnh, đều có dường như đã có mấy đời cảm giác, đinh đạo sĩ đã trở nên ngồi nghiêm chỉnh, cũng có cái kia thần sắc hoảng hốt hoặc là mồ hôi đậm địa đạo sĩ, càng có đạo sĩ nhất định bấm niệm pháp quyết ngồi vào chỗ của mình mới có thể ổn định tâm hồ động tĩnh. Hắn sớm đã đối với cái kia Trần Tiên Sinh thật lòng khâm phục, đâu chỉ là chuyến này không ổn, căn bản chính là rất có ít lợi, điền cung cải biến chủ ý, chuẩn bị đi trước còn lại một núi Tam Tông đi học hỏi đạo, lại đi một chuyến Nam Bà Sa Châu Linh Bảo phái, tìm người hỏi đạo. Học trộm. Trần Sơn chủ nói, được kêu là luận bàn, chúng ta học đạo người cùng hắn người học đạo, có thể gọi trộm lương triêu quang coi như là hữu kinh vô hiểm qua cửa ải tuy nhiên lòng có để lại quý nghĩ đến về sau trần bình an ngày nào đó làm khách đào phù sơn đi ngang qua nhất hậu phong chính mình được lấy cớ bế quan cách hắn xa một chút chu tử thụ kỳ thật coi như là không nhất phiền lòng một cái đạo sĩ rồi không biết những cái kia nàng trong suy nghĩ cao không thể chạm tu đạo thiên tài đều là cái kia phó gặp được quỷ lại giống như đồng thời thấy thần bộ dáng. thiếu niên hương đồng là người cuối cùng mở to mắt đạo sĩ nghiến trăng nghiến lợi nói, họ trần đấy, mặt ngươi thủ đoạn vô số, mưu kế chồng chất, ta không phục ngươi. Đào Phù Sơn ba đợi ngọn núi ba vị đạo sĩ, tại bất đồng đỉnh núi, gặp được bất đồng người, bọn hắn đều có thu hoạch, hôm nay mới biết bùa chú một đạo, không chỉ là hướng chỗ cao đi mới gọi là đại phu, Bạch Phượng âm u thở dài một tiếng, bùa chú cái đồ vật này, ở đằng kia tòa hư ảo cảnh giới ở bên trong, nàng đều nhanh ăn quá no ăn nhổ ra, nàng đã nghĩ ngợi lấy về sau trở lại trong đạo quan là tốt rồi hiếu học học như thế nào vẽ bùa cái kia nhếch lên chân hút thuốc lá sợ trần bình an mỉm cười nói một chút thủ thuật che mắt làm trò cười cho người trong nghề rồi đinh đạo sĩ trong lòng biết không ổn muốn hỏng bét lời này nghe như là một câu kết thúc nữ điệu kinh đường mộc vỗ mà lại nghe hạ hồi phân giải tự như kỳ thật bằng không thì ngồi ở trần bình an đối diện thiên quân tiết trực tuế thủy chung nhắm mắt dưỡng thần không nói một lời như có điều suy nghĩ